371 chương thứ 817 hủy diệt. Vạn càng đi lên, tờ tờ vung tới. Hoa Phong đại trường mặt mo sắt chầm xuống, gió lâm ở một bên nhìn thấy Vân Phong nhắc khuôn mặt biểu tình khát máu lập tức trái tim căng thẳng, lần trước Vân Phong lưu lại còn còn lời bên hai, và hôm nay lời này chính là muốn thực hiện. Cấp tốc lui trở về trong nội điện, gió lâm. Hoa Phong đại trường lão cao hô một tiếng, thân thể đột nhiên lượn vòng lấy tốc độ cực nhanh chi tư hướng bên trong chạy như điên. Gió lâm nuốt nước miếng một cái, cũng không còn dám chậm trễ một giây, bây giờ Phong Vân thực lực e rằng đạt tới tôn thần, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Hai vị trường lão đều là chạy thủ mạng, hoa phong tất cả hoàn sinh trả lại đệ tử đều là liều mạng đào vong hoa phong học viện tận cùng bên trong chỗ vân phong nhữ mày nhìn xem dòng người điên cuồng phương hướng trốn chạy lánh lanh nhất lời nhất đạo tôn thần uy đẻ mánh liệt nhiên tự trên không đông xuống hoa phong mười mấy đệ tử trong khoảnh khắc ngã xuống đất thân thể cơ hồ bị nghiền thành bánh thịt một đêm này hoa phong khắp nơi đều là kêu khóc kêu rên vân phong buông xuống nhường hoa phong trải qua không chỉ đối với cường giả e ngại còn có trong nháy mắt sinh tử mau vào đều đi vào hoa phong đại trường lão hòa gió lấm bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới nội điện trong nội điện đã có hơn hai mươi người đệ tử những thứ khác đang tại hướng về bên này lục tục no ngoe vội vàng. Hoa Phong Đại Trường Lão hòa gió lấm nhìn xem một phía, rõ ràng cảm thấy vân phong khí tức càng ngày càng gần. Bọn hắn đã không có thời gian đợi thêm những người khác. Quan môn. Hoa Phong Đại Trường Lão đột nhiên hét to một tiếng, gió lấm ánh mắt trầm xuống, lập tức liền muốn đem đại môn khép lại, đã trốn vào tới Hoa Phong đệ tử nghe xong đều là hô to. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, bên ngoài còn có nhiều đệ tử như vậy, sao có thể bây giờ quan môn? Hoa Phong Đại Trường Lão nặng thanh khai khẩu, chúng ta không có thời gian. Gió lấm, quan môn. Gió lấm hai tay dùng sức, nội điện đại môn đột nhiên khép lại. Phát ra tiếng vang trầm nặng, tại Hoa Phong các đệ tử đều là không hiểu, nghi ngờ thời điểm. Hoa Phong đại trưởng lão hòa gió lâm phong thích đi ra hung manh trên khí, một đạo truyền tống trận đỗng nhiên xuất hiện ở đám người dưới chân. Đây là sáu. Hoa Phong các đệ tử đều là kinh ngạc, Hoa Phong đại trưởng lão hòa rõ lâm cũng là ánh mắt thâm trầm lướt nhau, hai người đồng thời gật đầu. Truyền tống trận phát ra chói mắt tia sáng, đem trong truyền tống trận hết thể mọi người toàn bộ bao khỏa, trong nháy mắt tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. vân phong nhất lộ đuổi theo, trên đường chỗ đến đều là không còn một người. Tại tôn thần dưới sự uy áp những thứ này Hoa Phong đệ tử căn bản ngăn cản không nổi liền làm ra năng lực chống đỡ đều là không có từng cái toàn bộ ngã xuống trong vũng máu một đêm này hoa phong học viện đệ tử chết có thành khắp nơi thi thể đầy mắt huyết tinh nhưng những thứ này còn chưa đủ triệt tiêu vân phong trong lòng cựu hận cùng lửa giận mười mấy đệ tử cuối cùng chạy tới nội điện nhưng đẩy cửa đi vào lại không có phát hiện bất luận kẻ nào không khỏi thần sắc đại biến đại dài lao hòa tam trưởng lao thế mà bỏ lại chúng ta sáu một cái hạch tâm đệ tử tự lẩm bẩm trong lòng rất là thụ thường hai vị trường lão làm sao có thể bỏ lại bọn hắn mặc kệ bọn hắn chết sống sư minh không chịu có thể đại dài lao hỏa tam trưởng lão không có khả năng bỏ lại bọn ta những đệ tử khác không tin tiến vào gian phòng sau đó có phát hiện không nửa cái bóng người lòng không khỏi lạnh một đoạn vân phong bây giờ đã đi tới nội điện cửa ra vào nhìn xem giống tuyết gian phòng còn có bọn này sắc mặt bị thương đệ tử trẻ tuổi lạnh lùng câu môi bị vứt bỏ còn không hết hy vọng còn dư lại mười mấy nhân đương hạ thần sắc khẩn trương tụ tập cùng một chỗ từng đôi mắt tức giận nhìn hướng vân phong phong vân ngươi giết hại nhiều như vậy hoa phong đệ tử hai vị trưởng lao định nhiên bất sẽ bỏ qua ngươi toàn bộ hòn đảo cũng sẽ không bỏ qua ngươi vân phong lánh, lánh nhất tiếu làm hoa phong tại tụ tinh tàn phá bừa bãi thời điểm trong lòng của các ngươi có từng nghĩ bông tha tụ tinh chết đi những người tuổi trẻ kia tự nhiên là muốn các ngươi tới trả lại gấp bội cái này mười mấy nhân đương hạ sắc mặt xấu xí phong vân ngươi giết nhiều người như vậy còn chưa đủ sao tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt vốn chính là ngươi trước sát hại hoa phong đệ tử người sáu sự tình như thế nào ta không cần nói thêm câu nữa hôm nay hoa phong chỗ hữu nhân đô muốn lấy ra trốn cùng vân phong mắt đen chầm xuống bàn tay xoay mình nhiên nhất vùng một đoàn nóng này hỏa diễm mãnh liệt nhiên tự bàn tay phun ra bí mật mang theo làm cho người nhiệt độ kinh khủng hướng về mười mấy người này trong nháy mắt bay đi giống hỏa diễm hóa thành một cái khổng lồ vô cùng đầu sói cự lang hé miệng màu đỏ phải chiếm đoạt đi hết thể trước mắt mười mấy người này trong nháy mắt liền bị hỏa diễm thốt vệ cặn bã nhi đều không thừa mà bên trong điện toàn bộ phòng chống cũng ở đây phiến hỏa diễm bên trong tiêu thất hầu như không còn biến thành một mảnh cho tàn vân phong nhìn xem trước mặt bị đốt sạch sẽ mặt đất mắt đen ở phía trên quan sát tỉ mỉ gió lâm đám người kia đích thật là hướng về bên này cho tới những người này tiến vào cái nhà này át hẳn là có cái mục đích gì gió lâm đám người kia hẳn là bỏ những người khác mang theo hoa phong một chút còn sống đệ tử trốn ở một nơi nào đó đến cùng trốn ở chỗ nào rồi mắt đen đem ánh sáng chui lùi mặt đất cẩn thận tìm kiếm vân phong tôn thần khí tức cũng tại trong nháy mắt của mánh lan tràn trong nháy mắt bao trùm hoa phong học viện mỗi một tấc xó xỉnh chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay liền có thể bị trong nháy mắt phát hiện tại bị vân phong đốt chọc dưới mặt đất ẩn giấu một cái coi như không gian trống trải không gian này trở thành tại mặt đất phía dưới có một mặt là hoàn toàn trong suốt có thể đem phía ngoài hết thệ thu hết vào mắt vừa rồi cái kia mười mấy người trong nháy mắt chết thảm tại vân phong hỏa diễm dưới chẳng diện may mắn chạy trốn những người này cũng là tự mình mắt thấy còn dư lại hoa phong đệ tử đều là một mặt bi thương nhìn mình đồng môn ở trước mắt chết đi tư vị này cũng không tốt đẹp gì đại trưởng lão tam trưởng lão chúng ta sao không giết ra ngoài này phong vân giết chúng ta nhiều người như vậy nhất định muốn báo thủ hoa phong các đệ tử đều là quần tình xúc động hẳn không thể có thể tương vân phong tự tay mình giết nơi này nhưng hoa phong đại trưởng lão hòa gió lẫm nhưng là mặt thăng trầm giết ra ngoài mới ra đi những thứ này thật vất vả bảo tồn lại người kế tục cũng sẽ bị phía ngoài tôn thần khí tức trong khoảnh khắc treo cổ lại nói tôn thần cấp bậc cường giả liền xem như gió lấm hòa hoa phong đại trưởng lão liên thủ cũng là không có nửa điểm hy vọng thắng lợi cái này khiến bọn hắn làm sao có ý tứ ra ngoài làm sao dám ra ngoài đại trưởng lão, tam trưởng lão, tam lão khu khu nhất cái phong vân mà thôi hai vị trường lao thực lực còn không thể đem hắn đánh chết sao hai vị trường lão khỏe miệng giật một cái những người tuổi trẻ này tự nhiên bất hiểu vân phong thực lực đến tột cùng đạt tới như thế nào trình độ kinh khủng nhưng gió lâm hòa hoa phong đại trưởng lão nhưng là lại quá là rõ ràng hoa phong nhị trưởng lão tại mấy lần trong công kích bỏ mình lực lượng như vậy sáu ngâm miệng gió lâm đột nhiên giống lên một tiếng cái này hai mươi mấy cái người trẻ tuổi lập tức thu âm thanh gió lâm sắc mặt tâm trầm lạnh lãnh khai khẩu khu khu nhất cái phong vân khu khu nhất cái phong vân cũng đã là tôn thần cường giả dạ. ra ngoài ra ngoài chịu chết sao tất cả người trẻ tuổi đều là không còn âm thanh phong vân tôn thần cường giả cái kia phong vân lần trước rõ ràng chỉ là tôn vương cấp đừng mà thôi sáu tôn thần nàng đã là tôn thần cường giả tất cả trẻ tuổi nhân đương hạ sầm mặt lại tôn thần cường giả phong vân chẳng thể trách hai vị trưởng lao không ra coi như ra ngoài cũng là chịu chết ta chúng ta có thể bảo tồn phía dưới các người đúng là không dễ những đệ tử khác cho dù có tâm cũng là bảo hộ không qua tới hoa phong đại trường lão khoan thai thở dài một tiếng đại trưởng lão chúng ta ở đây an toàn sao cái kia phong vân thế nhưng là chưa bao giờ rời đi nàng là thật muốn giết sạch hoa phong tất cả mọi người tất cả mọi người đều là nhìn trước mặt trong suốt vách tưởng bên ngoài vân phong sắc mặt âm trầm còn có cặp kia mắt đen chỗ sâu rung động phẫn nộ bọn hắn thấy rõ rõ ràng gió lâm cũng có chút lo lắng phong vân tôn thần khí tức đã lan tràn trải rộng ra hoàn toàn chính xác ý tại giết sạch ở đây tất cả mọi người nàng trước mắt là không có có tìm được bọn hắn nếu như một mực rằng có nữa khó đảm bảo sẽ không tìm được bọn hắn yên tâm ở đây chính là hoa phong nguy nan thời điểm tị nạn nơi trốn liền xem như tôn thần cường giả cũng sẽ không phát hiện chúng ta chỉ cần yên tâm chờ đợi chính là hoa phong đại trường lao nói lời này lúc trong lòng cũng không khỏi thở phào không nghĩ tới cái truyền thống trận này bây giờ ngược lại là có tác dụng còn tốt có thể ngăn cản tôn thần cường giả khí tức nếu không sáu hoa phong căn bản không có khả năng có một người sinh tồn thời gian rằng có mười lăm ngày vân phong tôn thần khí tức đã tìm kiếm qua hoa phong học viện từ trên xuống dưới tất cả ngõ ngách tất cả bên ngoài hoa phong đệ tử đều lấy bỏ mình ngoại trừ thông qua một loại phương pháp nào đó chạy trốn gió lâm đám người kia vân phong mặc dù nhiên bất biết bọn hắn tránh đi nơi nào nhưng lại biết rõ bọn hắn ý nguyên còn tại cái này hoa phong học viện bên trong nhìn xem trong tay vân khải mảnh vụ linh hồn u nguyệt bỏ mình là vân phong trong lòng đỉnh thương thích, tụ tinh hai lần bị hãm hại đều là hoa phong chỉ lần này Vân Phong sẽ không bỏ qua ở đây bất kỳ người nào Đại trưởng lão đã qua 15 ngày, Phong Vân làm sao còn chưa từ bỏ ý định bị vây ở chỗ này 15 ngày những người trẻ tuổi kia có chút chịu không được Vân Phong nhất thẳng cũng không đi bọn hắn liền không thể ra ngoài, chẳng lẽ muốn một mực bị vây ở chỗ này gió lâm hòa hoa Phong Đại trưởng lão cũng là như mày thời gian kéo càng lâu càng là bất lợi Vân Phong khó đảm bảo sẽ không ở một giây sau phát hiện chỗ ở của bọn hắn đến lúc đó nhưng là nguy rồi, nhưng hiện tại bọn hắn ngoại trừ ở lại đây căn bản không có đường khác có thể đi trừ phi sáu có một chút người trước tiên có thể hấp dẫn vân phong chú ý của lực, tiếp đó những người còn lại mới có thể có cơ hội đào tẩu cái này niệm đầu nhất có, gió lâm hòa hoa phong đại trưởng lão lướt nhau, phương pháp này có thể, nhân hấp dẫn vân phong chú ý lực người định nhiên bất sẽ số mệnh, nên do ai đi. là từ bọn hắn còn có làm cho những này trong đám người tuổi trẻ mấy cái làm cái này cả gỗ gió lâm hòa hoa phong đại trưởng lão liếc mắt nhìn còn dư lại cái này hai mươi mấy người, cũng không toàn bộ đều là hạch tâm đệ tử, có bảy tám cái cũng là thực lực không xuất chúng người, gió lâm hòa hoa phong đại trưởng lão thần sắp tối xâm lại, hai người bọn họ tự nhiên là không thể chết. Hạch tâm đệ tử tự nhiên cũng không thể chết, bọn hắn đều là Hoa Phong trọng yếu người kế tục Hoa Phong đại trường lao đứng lên, mở miệng nói ra, trước mắt tình hình tất cả mọi người tin tưởng, Phong Vân là muốn đại trường kỳ kháng chiến ý tứ, nhưng mà chúng ta hao không nổi. Một khi ở đây bị phát hiện, tất cả chúng ta cũng không có sinh cơ. Đại trường lão, chúng ta nên làm cái gì? Hoa Phong đại trường mắt lao thần chấp lên, có một biện pháp, bất quá phải có một số người làm ra hy sinh, các ngươi đều phải minh bạch, các ngươi cũng là Hoa Phong đệ tử, nhưng tình huống trước mắt là thủ, ta và Tam trưởng lão tự nhiên là muốn giữ lại người ưu tú nhất lưu lại cái kia bảy tám cái thực lực bình thường đệ tử lập tức sắc mặt chấp nhận hoa phong đại trưởng lao tiếp tục nói chúng ta trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi một cái là chờ chết ở đây một người khác chính là từ một một số người hấp dẫn vân phong chú ý của lực một nhóm người khác từ đó đào thoát ra ngoài vậy còn không đơn giản để bọn hắn mấy cái đi ra ngoài trước hạch tâm đệ tử bên trong có người lập tức hô lên một câu trực chỉ cái thứ bảy tám ca thực lực bình thường đệ tử các ngươi có ý tứ gì luận thực lực các ngươi ra ngoài không phải tốt hơn chúng ta cũng là hạch tâm đệ tử các ngươi có thể cùng chúng ta so hạch tâm đệ tử vốn là xem thường những thực lực này vậy đệ tử bọn hắn có thể sống sót cũng coi như là mạng lớn nếu là chạy trốn bọn hắn cũng căn bản trốn không thoát còn không bằng cho bọn hắn chế tạo một cơ hội bọn hắn nói thật là không tệ thực lực của các ngươi đồng dạng nếu là chạy trốn cũng sẽ không trốn được gió lâm quét những thứ này nhân nhất mắt cái kêu bảy tám người đều là sắc mặt trắng nhận cảm thấy đáy lòng đau xót đây chính là hoa phong học viện đối đãi bọn hắn phương pháp tại sống chết trước mắt đẩy hắn nhóm ra ngoài làm cả vẹ gỗ ạt đại trưởng lão tam trưởng lão các ngươi sáu bảy tám cái đệ tử đều biết mình vận mệnh mỗi người tâm tình trong lòng đều ở đây trên dưới xôi trào thực sự là nghĩ không giá hoa phong lại có thể sẵn sàng đối đãi bọn hắn như vậy nghĩ đến phong vân tới đây tất cả đều là vì tụ tình mấy người kia trong lòng không khỏi xẹt qua một vòng bi thương. hừ, mấy người các ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa, không có gì tốt thì khuất. hạch tâm đệ tử bên trong lại có người mở miệng, gió lâm lập tức đánh gãy. tốt, mấy người các ngươi, nếu như lần này có thể đào thoát thành công, các ngươi chính là công thần. bị đẩy đi ra chịu chết mấy người đều là lánh lánh nhất cười, công thần, công thần liền muốn chịu chết sao? mấy người các ngươi đi ra ngoài trước, cần phải tương vân phong dẫn ra ở đây, có biết không? hoa phong đại trường lão thần sắc nghiêm túc nhìn xem trước mặt mấy người, trước mặt bảy tám cái người trẻ tuổi đều là ừ một tiếng bọn hắn bây giờ đã lòng như trong ngội hoa phong đại trường lão không khỏi than nhẹ một tiếng làm như thế cũng là bất đắc dĩ các ngươi sáu đại trường lão ngươi không cần nói gì hết bảy tám người bên trong có người mở miệng âm thanh cực kỳ lanh khốc chúng ta tự nhận xui xẻo gió lâm đỉnh lông mày co rụt lại không có lại nói cái gì hạch tâm đệ tử nghe được bọn hắn tự nhiên trong lòng khó chịu nhưng nể tình mấy người kia lập tức đi chịu chết phân thượng cũng không có nói chuyện hoa phong đại trường lao thần tình âm trầm bàn tay vung lên mấy người các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ người nhà của mình lời này vừa nói ra cái này bảy tám cái chịu chết hải tử lập tức dâng lên một loại phẫn nộ hoa phong đại trưởng lao thủ trưởng đột nhiên trụ hợp nhất lên một đạo cường quang lên mấy người kia đều là bị tốn ra ngoài đại trưởng lão mấy người bọn họ có thể hay không lâm trận phản chiến hoa phong đại trưởng lão lanh lanh nhất cười vậy phải xem bọn họ giác nộ cao biết bao nhiêu nhìn vân phong vẻ này chơi liều nhi không có khả năng buông tha bọn hắn hạch tâm đệ tử bên trong có người mở miệng có lẽ chờ vân phong đánh chết trong nháy mắt cũng là chúng ta chạy trốn trong nháy mắt gió lâm hòa hoa phong đại trưởng lão đều là hai mắt sáng lên hoàn toàn chính xác mây phân gia thu trong nháy mắt cũng là bọn hắn cơ hội đảo tẩu một đạo bạch quang mãnh liệt nhiên tự mặt đất xuất hiện bảy tám cái người trẻ tuổi xuất hiện ở trên mặt mấy người đều là trắng mặt sắc liền tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt vân phong tôn thần khí tức đã cảm giác được bọn hắn một thân ảnh cấp tốc đến đây là phong vân mấy người đều là trắng mặt sắc căn chặt môi chúng ta chết về chết nhưng không thể liên lụy người nhà sáu trước đây tiến hoa phong học viện coi như chúng ta mắt bị mù đi bảy tám cái người trẻ tuổi ở nơi này đạo tức giận tiếng giống vang lên phía sau lập tức thân ảnh phân tán bốn phía chạy về phía mỗi cái địa phương khác nhau vân phong cảm giác bọn hắn phương hướng trốn chạy tự nhiên cũng nghe đến rồi câu nói mới vừa rồi kia môi đỏ khơi gợi lên một tia nụ cười ý vị thâm trường tại mặt đất không gian chi bên trong chờ hồi lâu vân phong cũng không có xuất hiện gió lâm hòa hoa phong đại trưởng lão đều là trong lòng mừng thầm hạch tâm đệ tử nhóm đã chen lấn sắp đi ra ngoài hoa phong đại trưởng lão lại kiên nhẫn đợi trong một giây lát đại trưởng lão lại như thế chờ đợi phong vân liền nên đã trở về đúng vậy a à, đại ca bây giờ không đi chờ đến khi nào gió lâm cũng lên tiếng thúc giục hoa phong đại trưởng lão cuối cùng là gật đầu song trưởng đột nhiên trùng hợp lại là một đạo cường quang đem chỗ hữu nhân đôn là tốn cách không gian rơi xuống đất đi mau hoa phong đại trường lao hô xong nhất mã đương tiên chạy ở phía trước gió lâm còn có còn dư lại hơn mười người hạch tâm đệ tử cũng theo sát phía sau bây giờ quan trọng nhất là chạy khỏi nơi này trở lại bên trên cái đảo vân phong cho dù có mấy cái lòng can đảm cũng không dám tới ở trên đảo đợi lâu như vậy trung quy là lú đầu một đạo trong trẻo vang lên nghe vào những người này trong thai nhưng là tới từ địa ngục thanh âm là phong vân nhanh hoa phong đại trường lao tốc độ đột nhiên tăng tốc muốn tại vân phong đuổi theo phía trước chạy khỏi chầu trời nhưng hắn nhưng là đã quên vân phong chính là tôn thần cường giả tôn thần cường giả không gian phong tỏa hắn muốn thế nào có thể chạy thoát được vân phong chậm rãi từ che giấu không gian đi ra mắt lạnh nhìn trên không lao nhanh chạy thuộc mạng đám người bàn tay hung hăng bóp cả vùng không gian xảy ra cồn mạnh chấn động a a a a a a a thảm liên miên vang lên khắp đỏ tươi từ cao không nổ tung giống như xuống một hồi huyết vũ huyết dịch cùng thịt nát cùng nhau rơi xuống toàn bộ rơi trên mặt đất phát ra làm cho người rợn cả tóc gãy âm thanh gió lâm trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy hoa phong đại trưởng lão cũng lây dại bọn hắn bảo toàn hạch tâm đệ tử không còn một mống đều bị vân phong nhất tay nắm nát phong vân ngươi sáu hoa phong đại trường lao tròn váng người kế tục đều chết sạch hoa phong học viện tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì coi như chỉ có hai người bọn họ tại lại có thể đại biểu cái gì không có thế hệ trẻ tuổi kéo dài căn bản liền sẽ không trường tồn hoa phong những năm này cơ nghiệp hoa phong những năm này dốc hết tâm lực bồi dưỡng thành quả đều ở đây mới vừa một chớp mắt kia tan thành một nước gió lấm lòng đang hung hăng run dậy, sớm biết lại là cảnh tượng như vậy bọn hắn sẽ không nên tùy tiện đi tụ tinh sẽ không nên trêu chọc tên ôn thần này sớm biết là như thế này bọn hắn sẽ không nên động thủ tổn thương bất kỳ một cái nào tụ tinh đệ tử sớm biết có thể như vậy sáu gió lâm hung hăng nắm chặt nằm đấm không còn quả thật như nàng nói tới hôm nay sau đó trên đời này lại không hoa phong người hủy hoa phong cơ nghiệp cho là toàn đảo lên lớn nhỏ gia tộc sẽ bỏ qua ngươi sao phong vân ngươi giết những đệ tử này chính là bước lên toàn đảo đối ngươi lựa giận ngươi có thể bảo vệ tụ tinh nhất thời có thể bảo vệ ở một thế sao hoa phong đại trường lão phẫn nộ cao phía sau hai mắt đỏ thấm nhìn xem vân phong vân phong lánh lánh nhất tiếu phía sau nàng đi ra vài bóng người rõ ràng là mới vừa rồi bị hoa phong đẩy đi ra chịu chết những người kia các ngươi sáu gió lâm hòa hoa phong đại trưởng lão nhìn thấy những đệ tử này một hồi kinh ngạc mấy người kêu bình yên vô sự căn bản không chuyện phong vân thế mà không có đối với bọn hắn động thủ giờ phút này chút người trẻ tuổi đều là phẫn nộ cửu hận nhìn xem không chung hai người vân phong lánh thanh khai khẩu sống chết trước mắt đẩy người ra ngoài làm tấm mục đây chính là hoa phong hoa phong căn bản không xứng cùng tụ tinh bình khởi bình toạn gió Lâm hòa hoa phong đại trưởng lão đều là hô hấp một ngạnh vân phong mắt đen nhìn xem trên không hai người nếu như ta nâng lên hòn đảo này phẫn nộ hướng về phía ta tới nếu như còn dám động tụ tinh một chút ta nhường trên đời này lại không trăng tròn đảo vân phong không phải thiện nhân người không phạm ta ta không phạm người gió lâm hòa hoa phong đại trưởng lão tâm thần du lên đúng vậy à tôn thần cường giả xuất thế ai còn dám động tụ tình một chút phong vân nói lời cũng không phải nói ngoa lấy nàng tôn thần cường giả thân phận trong lúc này vượt bên trong căn bản vô người là đối thủ nàng tôn thần cấp bậc xùm mong nờ hơn nữa còn là đa hệ đem một cái hòn đảo phá hủy cũng có có thể xem ở ta và tình yêu giao tình bên trên phong vân chuyện này liền đến chỗ này mới thôi a à. đem hoa phong đổi tận giết tuyệt đối với ngươi không có nửa phần chỗ tốt liền xem như cho hạ giận những thứ này đệ tử đã chết cũng đã đủ gió lâm có tâm lý may mắn phong vân vừa nhiên bất khoảnh khắc mấy người có phải hay không chứng minh nàng lựa giận đã tiêu tan vân phong lãng thanh nhất tiếu bàn tay nắm mảnh vụn linh hồn một hồi đau lòng vô tận lan tràn sư phó cùng ngươi ở giữa giao tình đã sớm kết thúc sư phụ để cho ta mang cho ngươi câu nói gió lâm tự gây nghiệt không thể sống gió lâm con ngươi co rụt lại một giây sau tôn thần cường giả vô cùng uy áp phô thiên cái địa đánh tới gió lâm hoa phong đại trường lần trước đạo chiến khí đánh xuống ngạnh sinh sinh tương vân phong uy áp giảm phân nửa trên không trung đứng gió lâm bị vân phong giảm phân nửa tôn thân uy áp đánh trúng thân thể lão đảo lung lay khoe miệng tràn ra một vòng tiên huyết phong vân ngươi còn chưa có tư cách để giáo hấn gió lẫm ngươi mới bao nhiêu lớn ngươi biết một tay hủy diệt hoa phong hao phí chúng ta bao nhiêu tâm huyết hoa phong đại trường lao chán nổi gân xanh lên hốc mắt đỏ lên vân phong thấy chỉ là câu môi nợ nụ cười hoa phong như thế tụ tinh cũng không từng thiếu nửa phần đây hết thể đều là hoa phong gieo gió gặt bão gieo gió gặt bão sáu gió lâm khỏe miệng mang huyết tự lẩm bẩm trước đây hoa phong nếu như không đem hắc oa ném cho tụ tinh trước đây nếu như bọn hắn có thể lại lý trí một điểm nếu như lòng dạ của bọn họ có thể rộng rãi đến đâu một chút nếu như bọn hắn có thể không đúng tụ tinh ra tay sáu hoa phong cũng căn bản sẽ không nên đón một ngày này chê cười ngươi nói cái gì chính là cái gì sao hoa phong đại trường lão thủ trưởng bánh liệt lật nhất đạo tôn hoàng cấp tám chiến khí hướng vân phong đánh tới vân phong cởi nhạt tung người hướng về nhảy lên không trung trắng nón bàn tay chậm rãi mở ra nhìn xem hoa phong đại trường lao hòa gió lẫm mắt đen thoáng qua ngon sắc hướng về cái kia mảnh hư vô không gian hung hăng nắm chặt không gian vật mèo a hoa phong đại trưởng lão không cam lòng hò hét từ cái này phiến không gian chi hậu tới gió lâm nhưng là một đôi mắt nhìn xem vân phong cuối cùng than nhẹ một tiếng thân ảnh của hai người bị không gian triệt để quay cùng một chỗ một hồi huyết nục lôi xe âm thanh nổ tung phốc xích không gian khôi phục bình tĩnh sau đó mới không hai người thân ảnh trên đất mấy người trẻ tuổi kia ngửa đầu nhìn xem trên không hết thảy đáy mắt có thật sâu e ngại phong vân cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều nhưng mà nàng bây giờ cũng đã là tôn thần cường giả dạ, bây giờ toàn bộ hoa phong đều là diệt tại trong lòng bàn tay của nàng hôm nay sau đó trên đời lại không hoa phong hoa phong học viện bị triệt để bị tiêu diệt tin tức lập tức truyền khắp trung vực ba đảo trăng tròn ở trên đảo phía dưới khiếp sợ không thôi nhưng tiếp theo chính là một cái khác làm cho người kình bạo vô cùng tin tức chuyển đến tụ tinh phong vân chính là tôn thần cường giả tôn thần cường giả tin tức này sau khi chuyển ra ba đảo rung động phong vân rất lâu không xuất hiện nhưng mà xuất hiện sau đó cũng đã tôn thần cường giả thân phận đăng tràng điều này không khỏi làm cho người thích đứng một đoạn nhật tử hoa phong triệt để bị tiêu diệt tin tức cũng bị vân phong tôn thần cường giả thân phận hoàn toàn đẻ xuống tụ tinh hòa hoa phong sự tình trung vực bên trong ai không biết hoa phong bị ai tiêu diệt đại gia tâm lý nắm chắc trăng tròn ở trên đảo tức giận lớn nhỏ gia tộc vốn là muốn tìm phụ không đảo nói rõ nhân vân phong tôn thần cường giả thân phận xuất hiện trang tròn đảo lập tức can tĩnh Vân Phong tại Tụ Tinh lại ngắn ngủi dừng lại một đoạn nhật tử, một cái là đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Tôn Thần cường giả xuất hiện ở trung vực tự nhiên là có thể áp đảo một mảnh, tin tưởng lại không người dám dễ dàng khiêu khích. Tụ Tinh lần này sức mạnh tổn hại nhiều, khẩn cấp tăng cao thực lực đã trở thành vấn đề mấu chốt. Lặp đi lặp lại nhiều lần đả kích nhường Tụ Tinh trên dưới sĩ khí đều có chút đê mê, rất nhiều đồng môn chết cũng thật sâu đau nhói Tụ Tinh người tuổi trẻ tâm. Kim đỉnh tụ vẫn luôn không có phát huy tác dụng. Vân Phong lần này lưu lại cũng là đem Kim đỉnh tụ một loại khác sản xuất phương pháp nói cho năm vị trường lao, năm vị trường lao sau khi nghe nói chỉ cảm thấy vạn phần thần kỳ nguyên lai kim đỉnh thụ vậy mà cần như vậy phương pháp đặc thù tới sản xuất kim đỉnh dịch chẳng thể trách bọn hắn dùng nhiều như vậy phương pháp cũng là không có cách nào làm đến rất nhiều nhất chi điều kiện cực kỳ hà khắc tụ tinh năm vị trưởng lão cũng là tại ngàn trọn vạn trọn phía dưới Trung quy là tìm được năm cái thí sinh thích hợp vân phong trong lòng cũng là bao nhiêu yên tâm rất nhiều tại kim đỉnh dịch dưới sự trợ giúp tụ tinh toàn bộ thực lực sẽ lại để thăng một cái độ cao cung thiên tình ở nơi này đoạn nhật tử tựa hồ khôi phục không thiếu ưu nguyệt chết không có gì cả lưu lại ngoại trừ từ hắn linh hồn thể bên trong bị bóc ra bộ phận kia mảnh vụ linh hồn đó là thuộc về vân khải bộ phận linh hồn vân phong đem nhị ca mảnh vụn linh hồn mặc vào dây thừng mang tại trên cổ nhường linh hồn này mảnh vụn kề sát với mình ra thịt vân phong không biết mảnh vụn này có thể hay không cũng gánh chịu lấy u nguyệt ký ức nhưng bất luận có hay không tại vân phong trong lòng u nguyệt hòa vân khải đã là một người nhị ca tàn hồn tại u nguyệt thể nội nhiều năm như vậy lại như thế nào phân rõ ai là ai cách thế lực tiến giai còn có không đến thời gian hai năm vân phong cũng không tính lúc này trở về vân gia toàn bộ nhưng nàng đã thông qua truyền âm ngọc bài nói cho vân gia ba vị trưởng lão kim đỉnh thụ sản xuất kim đỉnh dịch loại phương pháp thứ hai tin tưởng tại nàng sau khi trở về từ trên xuống dưới nhà họ vân sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất mà chính mình sáu vân phong nắm chặt bàn tay trong khoảng thời gian này tự nhiên bất có thể bung lỏng nàng mới vừa vặn bước vào tôn thần cấp bậc cái này xa xa không đủ lúc này vân phong đang ngồi ở tụ tinh ngoại vi một chỗ bên trên hoang dã bốn cái khế ước ma thú đều an tĩnh ngồi ở nàng trung quanh viên thịt ở một bên yên lặng ăn cực phẩm khoáng thạch hiển nhiên là đói bụng rất lâu nuốt vào một cái lại là một cái lượng cơm ăn rõ ràng tăng nhiều trong khoảng thời gian ngắn nó lại có thể đã nuốt vào gần tới hai mai cực phẩm khoáng thạch lựa nhỏ ở một bên nhìn có chút tắt lưỡi nhị lôi cũng là nháy náy mắt cái kia cầu ăn nhiều như vậy cực phẩm khoáng thạch không sợ bị xanh bạo Người tiết chế một điểm a lựa nhỏ nhịn không được lung lay đầu viên thịt ngồi một bên mắt to chừng lựa nhỏ một mắt bất quá cũng hừ một tiếng móng nuốt nhỏ lấy tới một quả cuối cùng cực phẩm khoáng thạch nhét vào trong miệng liền sẽ không ăn chỉ bất quá một đôi mắt to vẫn là nhìn chằm chằm cực phẩm khoáng thạch rõ ràng một bộ ta còn không ăn đủ biểu lộ tiểu phong đang suy nghĩ gì yêu yêu nhẹ giọng hỏi một câu lựa nhỏ nhìn một chút vân phong lắc đầu lam rực chậm dai thở dài chỉ là sờ lên yêu yêu cái đầu nhỏ nhị lôi ở một bên hai tay chống tại sau đầu trên cánh tay phát đạt cơ bắp đô lên nàng suy nghĩ gì chính là cái gì yêu yêu đĩu môi muốn đi qua lại bị lam dược kéo lại hướng về phía nàng khẽ gật đầu kể từ u nguyệt sau khi chết vân phong không hiểu an tính rất nhiều mấy cái khế ước ma thú đều có thể cảm nhận được nội tâm của nàng tình cảm phức tạp nhưng lại không biết nên an ủi ra sao vân phong bây giờ đang nhìn vân khải mảnh vụ linh hồn mảnh vụ này lộ ra một cỗ không hiểu ấm áp tựa hồ có thể chữa trị vân phong đáy lòng thương tích vân phong nhìn một chút mắt đen càng ngày càng thâm trầm diệu quang mà nói từ đầu đến cuối quanh quẩn từ trong đầu của nàng u nguyệt nàng không thể phục sinh nhưng nhị ca vân khải nhưng là có hy vọng bởi vì nhị ca linh hồn được tôn thần ngưng kết, mặc dù hắn hiện tại vẹn vẹn có một mảnh nhỏ, nhưng nếu là có thể tìm được còn thừa linh hồn, nàng nhị ca liền có thể xuống tới. Vân Phong lòng bàn tay hung hăng nắm chặt, đột nhiên đứng người lên, một trận gió lạnh thổi qua, bốn cái khế ước ma thú nhìn xem chủ nhân của bọn hắn càng ngày càng kiên cường thẳng tắp bóng lưng, Vân Phong mắt đen nhìn về phía trước, ta muốn đi chuyến U gia, thật tốt hỏi thăm tin tưởng. Mấy đạo âm thanh từ tụ tinh học viện xuất phát, Vân Phong liền như vậy cáo biệt tụ tinh, nàng muốn đi U đem U Nguyệt sự tình hỏi thăm thấu triệt, độc đặc như thế linh hồn, cùng U người như thế trên bề ngoài, nàng không tin U Nguyệt là Ura xuất ra tụ tinh năm vị trưởng lão biết vân phong rời đi tin tức đều là thở dài lần này nha đầu kia đi như thế chi cấp bách liền cáo biệt cũng là không có tụ tinh ngũ trưởng lão cười ha ha, đông nhiên nghĩ đến cái gì ta nhớ được trước đây cung thiên tỉnh tựa hồ gọi nha đầu kia sáu vân phong khác mấy vị trưởng lão đều là tinh tế tưởng tượng tụ tinh tam trưởng lão kinh ngạc một chút không sai đích thật là vân phong vân ra chẳng thể trách vậy nàng lại là sùm nơ chẳng thể trách thực lực để thăng như thế yêu diễm nguyên lai là vân ra bên trong người cái này cũng nói xuôi được tụ tinh tam trưởng lão mở miệng trong lời nói đều là khâm phục tán thưởng tri tình tụ tinh đại trưởng lão cười nhạt một tiếng nàng thành tiểu sau này chúng ta cũng chỉ có thể nhìn lên vân phong nhất lộ thẳng đến u ra chỗ trước đây u trắng thảm tao nghỉ học u nguyệt lại cùng u ra thoát ly quan hệ u ra từ đây không gượng dậy nổi nhưng cũng không có từ nhạc thành ra ngoài tất cả đều ỉ vào u nguyệt hòa vân phong quan hệ nhưng đã từ trước kia gần với cung nhà vị trí rơi xuống rất hướng xuống không có khả năng có lại nổi lên chi thế quét mắt u ra hôm nay tiểu việt tử vẹn vẹn có mấy căn phòng mà thôi vân phong từ cao không rơi xuống thẳng đến nhà chính u ra chủ kiến đến vân phong thời điểm trong mắt đều phải đụng tới hắn căn bản sẽ không nghĩ đến vân phong còn sẽ có lại đến tìm hắn thời khắc vân phong nhìn xem cái này bộ mặt cùng phía trước so sánh già mấy chục tuổi nam nhân còn có hắn sợ hãi như thế thần sắc câu một chút khỏe môi U gia chủ rất lâu không thấy ngươi 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 sáu ngươi tới nơi này làm cái gì U gia chủ nhìn xem vân phong thân thể nhỏ lòng lui về phía sau vân phong là tôn thần cường giả tin tức đã sớm chuyển khắp ba đảo U gia chủ biết được thời điểm cũng là kinh động đến không được ban đầu những cái kia oán khí cũng lập tức tan thành mây khói chỉ có thể tự nhận xui xẻo hiện như nay nàng đột nhiên xuất hiện ở đây là muốn đối với hữu gia làm cái gì ta sẽ không đối với u gia làm cái gì ta tới là hướng ngươi chứng thực một ít chuyện ta hy vọng nghe được là lời thật vân phong mắt đen tản ra áp lực vô hình u gia chủ lập tức gật đầu trước đây hắn gặp phải nàng thời điểm chỉ cảm thấy nàng là một cái thiên tư yêu nghiệt hậu bối mà thôi mà bây giờ nàng hoàn toàn từ chỗ cao đang mắt nhìn xuống chính mình u nguyện thực sự là u gia huyết mạch u gia chủ mắt đen mãnh liệt nhiên nhất tránh là cái này hiển nhiên là u gia huyết mạch bằng không thì cũng sẽ không mang lên u họ u gia chủ ta mới vừa nói qua ta muốn nghe là lời thật vân phong mắt đen trầm xuống là nhìn không thấy đáy đầm sâu trong đầm sâu phun trào từng đạo mạch nước ẩm u gia chủ thân thể một cái căng cứng ta ta nói cũng là sáu còn không nói thật sao vân phong mắt đen đỏ qua nhìn về phía u gia địa phương khác u gia chủ sắc mặt lập tức biến đổi u nguyện hoàn toàn chính xác không phải u gia xuất ra. quả nhiên vân phong quay đầu mắt đen nhìn chằm chằm u gia chủ là người khác đem u nguyện giao cho ngươi cũng là ngươi ở nơi nào nhận được là có người đem hắn giao cho ta nói là để cho ta thay chiếu cố một đoạn thời gian nhưng người kiết nhưng là một đi không trở lại người kia dáng dấp ra sao bộ dáng có hay không đặc thù rõ ràng u gia chủ khẽ giật mình sau đó lắc đầu người kia tới thời điểm chính là mùa đông xuyên qua một tầng thật dày mặt của hắn bị hoàn toàn che khuất căn bản thấy không rõ lắm ra sao bộ dáng ta chỉ biết thân thể của hắn rất khôi ngô nói chuyện rất có sức mạnh u gia chủ nói tương đương không nói một dạng duy nhất xác định là tiễn đưa u nguyệt tới đây là một cái nam nhân một cái thân hình khôi ngô nam nhân mà thôi nam nhân này rốt cuộc là thiện ý vẫn là ác ý cũng không tin tưởng u nguyệt trong cơ thể nhị ca hồn phách đến cùng phải hay không hắn động tay chân cũng không biết trước đây người kia đều nói là gì u gia chủ trầm mặc dường như đang cẩn thận hồi ức ta cũng không muốn quản cái này nhàn sự nhưng người kia lại nói ta nhận lấy u nguyệt tuyệt đối không có chỗ xấu xấu tự nhiên cũng là cho ta một vài chỗ tốt hắn trước kia đưa cho ngươi đồ vật còn tại sao vân phong nhíu mày u gia chủ lúng túng giật nhẹ khoe miệng không có không có sáu a à, đúng còn có một cái đồ vật ta vẫn luôn không biết đây là cái gì về sau cũng không để ý u gia chủ lập tức tay chân lanh lẹ hướng về trên người mình quần áo bên trong sờ lên vân phong nhìn xem hắn động tác đem trước đây người kia vật lưu lại như thế thiếp thân đặt ở bên cạnh xem ra át hẳn là cái gì bà bối nhưng cái này u gia chủ chỉ là không đúng cách thôi chính là cái này u gia chủ thận trọng lấy ra đó là một cái nhìn qua không có chút đáng chú ý nào mảnh giáp tráng vật thể vân phong đem thứ này lấy tới tinh thần lực chậm dài xâm nhập con người hơi hơi co rút thứ này bên trong thế mà ẩn chứa nhất đạo tôn thần khí hơi thở thứ này ta mang đi vân phong đem mảnh giáp tráng vật thể thu tại lòng bàn tay u gia chủ thực vì không cam lòng nhìn mấy lần rõ ràng là không muốn nhưng vân phong khai khẩu hắn nào có không cho lòng can đảm phong đại nhân muốn vậy dĩ nhiên là muốn cho vân phong lánh lanh nhất tiếu quay người bước vào ngoài cửa thân ảnh dù cho nhảy vọt đến trên không rất nhanh liền không thấy bóng dáng u gia chủ cắn chặt răng ngửa đầu nhìn xem đáng tiếc vật kia át hẳn là đồ tốt trước đây người kia lưu lại không phải khoáng thạch chính là vũ khí mặc dù dặn dò là cho ưu nguyệt nhưng U gia chủ tự nhiên bất có thể bạc đãi người trong nhà, lại chính là cái này hắn một mực không có hiểu rõ là cái gì. Bây giờ Phong Vân lấy đi, át hẳn là nhìn ra huyền bí trong. Đó, Vân Phong đi tới nhạc thành một chỗ thực vì vắng vẻ ngọn núi bên trên, móc ra viên kia mảnh giáp tráng vật thể ngón tay tinh tế vớt ve, trong này thật có nhất đạo tôn thần khí hơi thở tồn tại. Nếu như nàng phỏng đoán không tệ, mảnh này giáp bên trong phong ấn là nhất đạo tôn thần công kích. Vân Phong móc ra linh mẫn ngọc bội, linh mẫn ngọc bội ghi chép Vân Phong gặp phải tất cả mọi người khí tức, phàm là Vân Phong gặp phải tôn thần cường giả, khí tức đều ghi lại ở bên trong vân phong tiến hành từng cái so với đến cuối cùng ra kết luận cái này đạo tôn thần khí tức không thuộc về nàng gặp bất kỳ một cái nào tôn thần cực giả dạ. chủ nhân có thể hay không cùng kia cái gì tổ chức thần bí có liên quan lam dược thanh âm vang lên vân phong lắc đầu tổ chức thần bí nhân phần lớn đều sử dụng ám nguyên tố trong hơi thở cũng ít nhiều sen lẫn chút nhưng đạo này khí tức thực vì tinh khiết cùng bọn hắn căn bản không phải một đường nói như vậy đạo này hơi thở chủ nhân là người tốt yêu yêu mở miệng nhị lôi thanh âm chuyển tới hắn có lẽ cũng là cái kia tương vân phong nhị ca linh hồn phân chia người này cũng nói không chừng vân phong thần sắc ngầm hạ nhị lôi thuyết pháp cũng không tệ ưu nguyệt không xuất từ ưu ra hắn lại là đến từ nơi nào trong thân thể của hắn vân khải tàn hồn rốt cuộc là người nào làm có phải hay không cái này đạo tôn thần khí tức chủ nhân làm còn có sáu nhị ca linh hồn những bộ phận khác đi nơi nào hết thể mấu chốt ngay tại cùng tức mở cái này đạo tôn thần hơi thở chủ nhân là ai giải khai như vậy ban đầu hết thể liền có đáp án bàn tay đem mảnh giáp tráng vật thể hung hăng nắm chặt sinh ra một tia cảm giác đau đớn cảm giác vân phong mắt đen lấp lóe mặc kệ ngươi ở đâu ta đều muốn tìm tới ngươi ta đều phải biết chân tướng năm đó chủ nhân ngươi muốn làm sao tìm kiếm? lựa nhỏ nghi hoặc chuyển đến bây giờ manh mối chỉ có cái này đạo tôn thần khí tức mà thôi nhiều hơn nữa manh mối cũng là không có thế giới mênh mông to lớn tôn thần cường giả mặc dù số lượng không nhiều nhưng phân bộ khu vực nhưng là cực kỳ rộng lớn vân phong muốn từ gì tìm lên vân phong cười nhạt đạo này khí tức thuộc về nhân loại tại trong nhân loại đến tôn thần cấp bậc đã coi như là tuyệt đối cường giả đại bộ phận tôn thần cường giả tập kết vào trong vực bên trong nội vực trong lớn nhỏ gia tộc ta đều từng đánh qua đối mặt có thể hoàn toàn bại trừ đạo này hơi thở chủ nhân không ở bên trong vực rất hiển nhiên là một cái ẩn thế cường giả nếu là ẩn thế cường giả tại lúc trước nào đó đoạn nhật tử bên trong đã từng có sất trá phong vân thời điểm muốn hỏi bên trong dòng lũ thời gian quát tháo phong vân nhân vật không có người nào có thể so với vạn thú bên trong dãy núi ma thú rõ ràng nhất vạn thú bên trong dãy núi những lao gia hỏa kia nói không chừng thật vẫn biết lam dược thanh âm chuyển tới vân phong cười ha ha trong đầu của nàng nghĩ tới một ông lão nàng vẹn vẹn cùng hắn đánh qua hai lần đối mặt nhưng lão giả thối lộ đồ vật nhưng là không hề tầm thường hắn cũng đã từng xuất hiện huyện thu a kim tựa hồ rất có giao tình thân phận của ông lão cũng sẽ không đơn giản ta cũng nghĩ đến một cái lao gia hỏa lựa nhỏ thì thào nói nhỏ ta còn tại mê vụ rừng rậm thời điểm liền đối với hắn có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác vân phong mắt đen sáng lên nàng hòa tiểu hòa nói có phải hay không là cùng là một người bất kể như thế nào cái này vạn thú sơn mạch là muốn đi một chuyến nếu như có thể đụng tới vị lão giả kia tốt nhất nếu như không đụng tới sáu vạn thú sơn mạch chỗ sâu những lao gia hỏa kia cũng cần phải sẽ vì nàng cung cấp thứ gì chuyến đi này định nhiên bất sẽ tay không mà về vân phong đứng lên mắt đen nhìn xem phía trước rất xa lòng bàn tay long hình ngọc bội hiện thân vân phong đi tới long điện tầng thứ tư đi đến vạn thú sơn mạch tự nhiên là muốn lựa chọn mê vụ rừng rộng truyền tống trận ấm áp quang bao trùm vần phong cơ thể, long hình ngọc bội cũng tại một hồi không gian nhúc nhích bên trong trong nháy mắt tiêu thất. Lần này, lao tới vạn thú sơn mạch trốt sâu. Sáu để lời nói với người xa lạ sáu giữa tháng buộc phát đi lên, vạn càng đi lên. Thân môn tờ tờ cũng điên cuồng phát tới, đập chết ta đi. Quynh quynh quýnh tờ ép, muốn đi vạn thú sơn mạch, đại gia còn nhớ rõ lao giả này là ai không. 372 chương thứ 818 không cách nào bỏ qua vạn càng tiếp tục, mê vụ rừng rậm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nghiêm ngặt phân chia đẳng cấp khu vực các ma thú cũng là không dám tùy tiện càng cách, ở địa bàn của mình an ổn sinh hoạt, nhân nhất đạo khí hơi thở bùng xuống lại làm cho mê vụ rừng rậm trong nháy mắt trở nên khủng hoảng. Không gian phát sinh nhỏ nhẹ chấn động một thân ảnh đã từ trong xuất hiện, Vân Phong hai chân vừa xuống đất, liền rõ lộ ra phát giác được một đạo không kém khí tức cấp tốc hướng về ở đây vốn là, trên bả vai viên thịt đứng người lên, một mặt thực vì thích trí bộ dáng. Đại nhân, tiên sinh xin ngài vừa đi. Đạo kia khí tức rất mau tới đến Vân Phong bên cạnh, là một cái nam tử cơ bắp vân phong mắt đen hơi hơi đánh giá một phen nhìn xem nam nhân bình thường ngũ quan còn có trong ánh mắt đạo kia dựng thẳng hát tuyến thấp thanh nhất yếu, xin dẫn đường a viên Thị cái đầu nhỏ nhìn lướt qua nam nhân trước mặt mắt to màu đen bao nhiêu mang theo chút khinh thường nam tử cơ bắp rất là cùng kính gật đầu thân hình cấp tốc hướng phía trước lóe lên vân phong dã là thân hình lóe lên đi theo hai người khí tức cấp tốc từ mê vụ rừng rậm ngoại vi tiến vào chiếm giữ đến nội bộ càng ngày càng hướng về chỗ sâu đi tới từng đạo thực lực càng trở nên hùng hậu khí tức xuất hiện nhưng bây giờ vân phong thế nhưng là tôn thần cường giả những khí tức này mặc dù cường hành đối với nàng cũng muốn kiêng kỵ ba phần nam tử cơ bắt một đường tại phía trước nhanh chóng dẫn đường hai người đã tới mê vụ rừng rậm thực vì chỗ sâu vị trí vẫn phong một đường yên tĩnh không nói chuyện ở đằng sau đi theo mắt đen cũng tiện đường nhìn chung quanh một chút cảnh tượng mê vụ rừng rậm chỗ sâu quả nhiên sống rất nhiều lao ra hỏa nàng còn nhớ rõ tại trước đây xuất nhập mê vụ rừng rậm thời điểm tiên tổ nhắc nhở qua lời nói mê vụ rừng rậm chỗ sâu là không thể dễ dàng tới gần nàng bây giờ là lấy tôn thần cường giả thân phận đến đây còn có thể cảm thấy một chút áp lực có thể tưởng tượng được mê vụ rừng rậm vũng nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu đại nhân tiên sinh ngay ở phía trước nam tử cơ bắp đột nhiên tại phía trước dừng lại thực vì cung kính vì vân phong chỉ phía trước một phen sau đó thân thể hướng về bên cạnh lóe lên chui vào trong đó cũng không gặp lại bóng dáng phía trước là một mảnh rậm rạp chẳng trị lung cây đem phía trước con đường toàn bộ che đậy đứng lên trên bả vai viên thịt đột nhiên ngồi thẳng lên trong thân thể phát ra giống gầm nhẹ thanh âm khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng là càng ngày càng dữ tợn vân phong dã không khỏi cẩn thận tinh thần lực chậm chạp tuôn ra vân phong mắt đen hơi chầm xuống tiêu sái đến lùm cây bên cạnh hít sâu một hơi bàn tay đem lùm cây đột nhiên hướng về hai bên đời ra một vệ ánh sáng hiện ra liền từ trong mặt bắn thẳng đến mà ra vân phong hơi hơi neo cặp mắt lại chỉ nghe một đạo mang theo ý cười thương láo thanh âm chuyển đến ra ngươi đã đến vân phong nhớ mày thân hình cũng đã bước vào trong bụi cỏ nàng biết đạo thanh âm này có thể tại mê vụ rừng rậm gặp phải hắn không thể tốt hơn có lẽ cũng chỉ có hắn có thể cho mình một đáp án một phương bằng phẳng đất trống một gian sinh sắn gian phòng đứng sừng sững ở đứng sững ở cái kia một thân ảnh ngồi ở rộng lớn trên ghế rất thích ý. một trương đầy tang thương khuôn mặt nâng lên cơ chí hai mắt mang theo nón quang hướng về phía vân phong cười ha ha vân phong đi ra phía trước lao tiên sinh ngươi tựa hồ đã sớm dự liệu được ta sẽ tới chỗ này ngồi ở rộng lớn trên ghế phơi nắng lao giả nặng thanh nhất tiếu ngón tay nhẹ nhàng gõ mấy lần thành ghế cười ha hả mở miệng lần này tới ngươi nghĩ hỏi cái gì vân phong neo cặp mắt lại trước mắt vị lao giả này toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ làm cho người gần gũi khí chất nhưng lại mang theo một cỗ ẩn ẩn huy áp một mặt ôn hòa liền ánh mắt đều là hiền lành vô cùng nhiên vân phong lại có một loại cảm giác mình không thể dễ dàng tới gần vậy cái kia vậy cái kia trên bả vai viên thịt mãnh liệt nhiên nhất cái vọt lên khuôn mặt nhỏ nhắn vạn phần giữ tợn hướng về lão giả một ngụm răng nanh đã lộ ra vân phong mặc dù nhiên bất tinh tưởng viên thịt nói cái gì nhưng lại minh bạch nó dị thường sinh khí ha ha ngươi tức cái gì trước đây ta để cho ngươi ngủ đi một hồi nhi cũng là vì chào ngươi lão giả cười híp mắt nhìn xem viên thịt phun ra một câu nói viên thịt cái đầu nhỏ đột nhiên lắc lư mấy lần cái kia vậy cái kia nhẹ 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 cái kia a à, phải không lão giả nhữ mày nhìn viên thịt một mắt vân phong nhìn xem hai người tương tác đống nhiên minh bạch cái gì lão tiên sinh ngươi nghe hiểu được viên thịt đang nói cái gì lão giả sững sở viên thịt đây là ngươi cho nó tên viên thịt cái đầu nhỏ đột nhiên hướng về bên cạnh lệnh ra cái mũi nhỏ hừ một tiếng lão giả lắc đầu thở dài một cái danh tự này cũng là rất phù hợp bộ dáng bây giờ của ngươi tiểu gia hỏa ngươi đến bây giờ còn nghe không hiểu nó đang nói cái gì lão giả lời nói ngược lại là đem vân phong đang hỏi ý của lão giả tựa hồ vân phong đã sớm hẳn là đã hiểu không ta đến nay vẫn nhiên bất minh bạch viên thịt mà nói lão giả đáy mắt ám quang thoáng qua thì ra là thế sao sáu xem ra cùng ta dự đoán trung quy là không giống nhau sáu nhé 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 viên thịt thực vì khó chịu lần nữa lộ ra răng nanh lão giả cười ha ha Thật tốt ta cũng không tiếp tục nhúng tay người sự tình viên thịt nghe nói như thế lúc này mới hài lòng hừ hừ vài tiếng khuôn mặt nhỏ lại khôi phục vẻ mặt khả ái vân phong hầu nghi như mày lao tiên sinh vừa rồi các ngươi nói rốt cuộc là cái gì lao giả cười ra tiếng ngươi không biết cũng tốt về sau sớm muộn cũng sẽ biết ngươi bây giờ đạt tới tôn thần trình độ so với ta tưởng tượng còn phải sớm hơn bên trên rất nhiều ta quả nhiên không có nhìn lầm người vân phong nghiêng đầu nhìn viên thịt một mắt viên thịt mắt to nháy mấy lần rất là vô tội vân phong bất đắc dĩ thở dài thôi, nàng nghe không hiểu chính là nghe không hiểu vị lao tiên sinh này cũng đã nói nàng luôn có có thể nghe hiểu một ngày vân phong chính liêu chính thần sắc lao tiên sinh hôm nay tới đây ta đích sắc có nghi hoặc còn hy vọng tiên sinh có thể cho ta một lời giải thích lão giả ngồi ở trong ghế gật đầu như vỏ cây một dạng ngón tay giao nhau cùng một chỗ ngươi nói đi vân phong đem viên kia ẩn chứa tôn thần hơi thở vật thể lấy ra lão giả khẽ như mày vân phong đem vật kia thể đưa cho lão giả lão giả nhận lấy mắt đen lóe lên đạo này khí tức sáu tiên sinh có từng gặp qua đạo này hơi thở chủ nhân vân phong gấp rút mở miệng lão giả ngưng thị rất lâu chậm rãi mở miệng đạo này khí tức đã từng tới mê vụ rừng dậm sáu nếu như ta không có nhớ lầm hắn nhưng là cùng ngươi vân gia nhân nhất lên tiến vào. hoa vân người nhà vân phong khẽ giật mình nói như vậy đạo này hơi thở chủ nhân hòa vân nhà là quen biết cũ Hoa vân nhà nhân nhất lên tiến vào mê vụ rừng rậm theo lý thuyết sáu là đông đại lục vân gia quen biết cũ đa tạ tiên sinh chỉ điểm vân phong tâm bên trong đã có đại khái lão giả đem vật kia còn cho vân phong nhìn chằm chằm nàng một mắt tiểu gia hỏa ngươi trên cổ mang thế nhưng làm ảnh vụ linh hồn vân phong khẽ giật mình hắn liền cái này đều có thể một mắt xem thấu là ta nhị ca vân khải bộ phận tàn hồn vẻ mặt ông lão đột nhiên nghiêm túc lên tàn hồn sáu thật sự chính là nhằm vào gia tộc cổ xưa sáu ý của tiên sinh nói là cái này một tiết đô là cùng một ít người có liên quan sao vân phong thần sắc căm trầm lão giả trầm mặc rất lâu tiểu gia hỏa lần trước thấy ngươi ngươi hỏi ta những thần kia bí chuyện của tổ chức ta nói ngươi vẫn chưa tới thời điểm biết mà bây giờ ngươi cũng là thời điểm đã biết vân phong hô hấp căng thẳng trong cơ thể nàng cái kia mặc dù cũng biết nhưng là chỉ là một chút hơn nữa còn là sơ lược tin tức nhưng trước mặt lão giả này biết định nhiên hội càng thêm kỹ càng lão giả thần tình nghiêm túc một phản vừa rồi cái kia thanh nhàn thần sắc tiểu gia hỏa không biết bắt đầu từ lúc nào trên phiến đại lục này xuất hiện một nhóm người bọn hắn người mặc thống nhất áo bào đen hơn nữa trên hắc bào còn vẽ coi đặc biệt đồ án hình thức quỷ dị thủ đoạn tàn nhẫn từ đám bọn hắn xuất hiện bắt đầu phiến đại lục này cũng xuất hiện đủ loại đủ kiểu sự tình bọn họ làm việc cũng không ở vào bên ngoài phía trên mục tiêu của bọn hắn là nhân loại ở trong nắm giữ đặc thù huyết mạch gia tộc theo thừa hải gian tiến lên mục tiêu của bọn hắn không chỉ có là nhân loại còn mở rộng đến rồi thế giới ma thú bọn hắn cũng siêu tập ma thú huyết mạch lao giả gật đầu lần trước xuất hiện a kim chính là vì bọn hắn nhưng nhưng là không có bắt được bọn hắn đối với ám nguyên tố có một loại không rõ năng lực trường khống bọn họ loại năng lực này từ đâu thu được cũng là một điều bí ẩn thực chất tổ chức thần bí đã không chỉ hạn chế tại thế giới loài người so với trong nhân loại huyết mạch ma thú đặc biệt huyết mạch có lẽ càng thêm mê người nhưng ma thú tộc đàn lại là cường đại như vậy bọn hắn đã thực lực chuẩn bị đến có thể đối với ma thú tộc đàn hạ thủ trình độ suy nghĩ lần trước xuất hiện tôn thần cường giả cấp sáu vân phong lập tức cảm giác gáp lực rất lớn bọn hắn có chung một cái danh hiệu tên là huyết hồn huyết hồn sáu vân phong sắc mặt tâm trầm chỉ từ danh tự này cũng có thể thấy được phong cách hành sự của bọn họ lão giả nhìn chằm chằm vân phong một mắt huyết hồn đối với vân gia cảm thấy rất hứng thú vân phong thần sắc căng thẳng bọn hắn đem tiên tổ mây lan hồn niệm cướp đi lão giả thở dài là như thế này sao sáu chẳng thể trách ngươi tiểu gia hỏa này đối với cái kia tổ chức là như thế thống hận bất quá tiểu gia hỏa ta muốn nhắc nhở ngươi một câu lấy thực lực ngươi bây giờ đối mặt huyết hồn không thể nghi ngờ chính là lấy chứng trọi đá vân phong bàn tay nắm chặt ta biết lão giả khẽ gật đầu đợi đến ngươi có thể cùng huyết hồn mặt đối mặt thời điểm đừng quên những cái kia có thể giúp người của ngươi con đường đi tới này chắc hẳn ngươi làm quen không thiếu đặc biệt bằng hữu từng gương mặt một bên cạnh từ trong đầu thoáng qua vân phong gật gật đầu lão giả cười ha ha dạng này tốt nhất bây giờ ngươi vẫn là không nên cùng huyết hồn cứng đối cứng tránh được nên tránh đa tạ tiên sinh nhắc nhở trong lòng đối với thần bí kia tổ chức đã có rõ ràng định nghĩa vân phong sẽ lại không cảm thấy mê mang huyết hồn sáu một ngày nào đó ta sẽ tự tay đem tổ tiên hồn niệm đoạt lại phong cách hành sự của bọn họ bí mật tụ họp địa điểm cũng thực vì bí mật căn cứ ta thăm dò bọn hắn một cái trong đó cứ điểm là ở vô tận chi hải một chỗ vô tận chi hải vân phong con ngươi co dù lại huyết hồn cứ điểm thế mà tại vô tận chi hải một chỗ sáu bọn hắn chẳng lẽ đối với vô tận chi hải bí mật cũng thực vì quan hệ vô tận chi hải một chỗ sáu vân phong tâm đầu nhiệt huyết đột nhiên bốc cháy lên nàng định nhiên hội lại trở lại vô tận chi hải đến lúc đó thể phải lật ra cứ điểm này triệt để phá hủy lấy bọn hắn đối với vân gia coi trọng rất không có khả năng đưa người tiên tổ hồn niệm đặt ở cứ điểm bên trong lao giả nói xong vân phong gật đầu không sao liền xem như ở tại bọn hắn toàn bộ ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ tự mình bãi phỏng. lao giả thấp giọng mà cười mắt đen chỗ sâu đột nhiên xẹt qua một tia sáng tiểu gia hỏa còn có một việc lao tiên sinh mời nói sư tử ưng nhất tộc bây giờ nội bộ xảy ra một ít chuyện bọn hắn một mực tìm kiếm con nào đó rời đi tộc quần bốn cánh sư tử ưng vân phong hô hấp không khỏi căng thẳng lập tức đề phòng lão tiên sinh ngươi đây là ý gì lão giả cười ha ha ta thiếu nợ sư tử ưng nhất tộc một cái nhân tình bọn hắn muốn cầu cạnh ta ta tự nhiên phải trả nhân tình này vân phong sắc mặt tối sầm ta vân phong sẽ không giao ra đồng bọn của mình mơ tưởng trên bả vai viên thịt mắng nhất giống lên lão giả vẫn như cũng là một mặt nụ cười ấm áp tiểu ra hỏa cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi một đạo quang mang mãnh liệt nhiên tự lão giả trong lòng bàn tay chui ra, vân phong phong hệ khế ước chi giới không khỏi trụ cột tự vân phong không gian bay ra, thẳng tắp bay về phía lão giả trong lòng bàn tay. Lam Dực, vân phong gặp một lần lập tức thân hình xông về phía trước, lão giả nhưng là cười ha ha, bàn tay vung lên, một đạo không hiểu che chắn vô căn cứ mà ra hoàn toàn cản tại vân phong trước mặt. Lam Dực, vân phong nắm đấm hung hăng rũ xuống che chắn phía trên, trên bả vai viên thịt đột nhiên hướng phía trước vào tới, thân thể nhỏ nhưng là kết kết thật thật bị gậy trở về. Lực lượng của ngươi bây giờ chỉ có ban đầu 1%, không cách nào phá vỡ ta phong tỏa lão giả hướng về phía viên thịt cười ha ha viên thịt mắng nhất giống lên một tiếng cả người mau đều ghim lúc này từ sau lưng lão giả chậm rãi đi ra hai cái thân hình nam nhân cường trắng sau lưng của bọn hắn đều là xuất hiện một đôi cực lớn cánh chim sư tử ưng nhất của người đáng giận vân phong nhìn trước mắt che chắn sự tình tại sao lại là như vậy lam dực vân phong ở trong lòng hô hoán lam dực như tâm niệm của bọn họ truyền âm đã bị chặt đứt, là lao giả kia là hắn cắt đứt. tiểu phong lam dực ca ca muốn bị bọn hắn mang đi yêu yêu lo lắng hô hoán điệu nhân người ngược lại là nói một câu a lựa nhỏ táo bạo thanh âm lo lắng cũng cùng hống nhị lôi cuối cùng mười phần khó chịu hô lên vân phong thả ta đi ra lao tử dùng xét đánh chết mấy cái kia tạt bao vân phong minh bạch trước mặt vị lão giả này thâm tàng bất lộ thân phận của hắn lộ ra nhiên bất đơn giản không gian kia phong tỏa vậy mà có thể triệt tiêu viên thịt va chạm đây vẫn là đầu nhất lần viên thịt đều không thể phá vỡ không gian phong tỏa nàng muốn thế nào mới có thể sáu sư tử ưng nhất tộc hai người thần sắc âm châm đi tới ánh mắt sắc bén quét hướng vân phong nhân loại ta không biết ngươi là như thế nào nhận được hắn nhưng hắn phải trở về sư tử ứng nhất tộc tiếp nhận sư tử ứng nhất tộc xử phạt không có khả năng Vân Phong đột nhiên giống to, lão giả trong lòng bàn tay quang đột nhiên tương Vân Phong màu xanh lá cây khế ước chi giới bao khỏa. Vân Phong chỉ cảm thấy đồ trọng yếu muốn cách nàng mà đi. Giang dác, một tiếng thanh thúy thanh âm tại Vân Phong trong đầu vang lên, đó là khế ước gãy lìa âm thanh. Nàng và Lam Dực ở giữa khế ước cư nhiên bị cưỡng ép hủy đi đoạn mất. Tiểu Phong, không muốn. Yêu yêu đã khóc, lựa nhỏ cùng nhị lôi cũng là sưng sờ. Cái này sao có thể, khế ước bị cưỡng ép hủy đi đánh gãy. Còn may là bình đẳng khế ước, nếu là chủ phó khế ước ta cũng không có biện pháp gì. Lão giả cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay khế ước chi giới vỡ vụn một đạo lục mang cũng là từ trong đó đột nhiên nhảy ra, Lam Dực thân ảnh thon dài xuất hiện, cặp kia con mắt màu xanh lam nhìn xem Vân Phong. Sư tử ưng nhất tộc hai người nhìn thấy Lam Dực lúc biến sắc, Lam Dực lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú mở miệng, chúng ta sẽ cùng các ngươi đi. Sư tử ưng nhất tộc hai người thần sắc căng thẳng, cũng không có lên phía trước một bước, bốn cánh sư tử ưng tại sư tử ưng nhất trong tộc có địa vị trí cao vô thượng, nếu như không phải trên gương mặt khắc ấn, Lam Dực tại sư tử ưng nhất trong tộc chính là được người kính ngưỡng tồn tại. Lam Dực. Vân Phong hô một tiếng, Lam Dực hai mắt màu xanh lam chớp lên, đừng tới tìm ta sau lưng đột nhiên xuất hiện bốn cái cánh nhưng có một con nhưng là nồng đậm lục sắc sư tử ưng nhất tộc hai nhân nhất gặp không khỏi kinh hô cánh ngươi sáu lam dực lạnh lanh khai khẩu đi thôi sư tử ưng nhất tộc hai người đều là trơ mặt. lam dực dương cánh bay về phía bầu trời chưa từng quay đầu sư tử ưng nhất tộc hai người theo sát phía sau ba bóng người rất nhanh liền không thấy tăm hơi Lão giả gặp ba người đã đi xa bàn tay nhẹ nhàng vung lên vân phong trước mặt che chắn đã tiêu thất vân phong lanh nghiêm mặt đứng ở đó coi như nàng muốn đuổi theo cũng là đuổi không kịp sư tử ưng nhất tộc tốc độ kinh người tới đây mang đi lam dực hai người thực lực cũng là bất phẳng vậy cái kia viên thịt một mặt giữ tợn nhào tới trước một cái lại bị vân phong kịp thời mỏ trở về thời khắc này vân phong sắc mặt bình tĩnh không lay động nhìn qua cực kỳ tỉnh táo tiểu gia hỏa tâm tình của ngươi quả nhiên có biến hóa lão giả cười ha hà nói một câu viên thịt tại vân phong trong tay nô ra cái đầu nhỏ hướng về phía lão giả tức giận gầm to vân phong nhưng là cười nhạt một tiếng lao tiên sinh ngươi chân chính dụng ý rốt cuộc là cái gì lão giả cười ha ha sư tử ưng nhất tộc thân ở ưng xào bên trong nhưng ưng xào bên trong không chỉ có sư tử ứng nhất cái tộc đàn ưng tộc tuyệt không khả quan loại tiếp cận ưng xào vị trí ngay tại đông đại lục thánh diệu đế quốc cùng áo huy trong đế quốc giữa khu vực có thể hay không thuận lợi tìm được ưng xào muốn nhìn bản lãnh của ngươi vân phong nhíu mày lão giả cười nhạt một tiếng tiểu gia hỏa ngươi sẽ cần sư tử ứng nhất tộc trợ giúp, đây chính là một cơ hội vân phong thần sắc căng thẳng lão tiên sinh ngươi rốt cuộc là ai lão giả nghe nói như thế thực vì cười vui vẻ một tiếng tay khô héo chỉ dối ra chỉ chỉ vân phong trên bả vai viên thịt ta là ai hắn tự nhiên hội nói cho ngươi vậy cái kia vậy cái kia viên thịt tức giận gầm to vân phong níu chặt đỉnh lông mày nàng căn bản nghe không hiểu viên thịt đang nói cái gì lao tiên sinh nhìn xem viên thịt cực kỳ căm tức thần sắc biểu lộ lại là vui vẻ mấy phần ta nói qua ưng xào bên trong cũng không chỉ sư tử ứng nhất cái tộc đàn ngươi sau khi tiến vào muốn vạn phần cẩn thận vân phong trầm mặc một hồi cuối cùng là nói một câu cảm tạ đem viên thịt ôm vào trong ngực cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm được ưng xào chỗ vân phong một đường lao nhanh rời đi mê vụ rừng rậm viên thịt vẫn là một mặt khó chịu bộ dáng viên thịt hắn là ai vân phong hỏi một câu viên thịt lập tức mở miệng cái kia vậy cái kia cái kia lựa nhỏ ngươi có thể nghe hiểu viên thịt lời nói vân phong tâm niệm truyền âm lửa nhỏ bất đắc dĩ thanh âm chuyển tới chủ nhân nó nói cố này ta hoàn toàn nghe không hiểu viên thịt mắt to ở ngủ cục xoay mấy vòng lại kêu vài tiếng lửa nhỏ vẫn là nghe không hiểu cuối cùng vân phong tuyên cáo từ bỏ chính như cái kia vì lao giả lời nói nặng có thể nghe hiểu viên thịt nói chuyện một ngày kia tự sẽ biết hắn là ai Tiểu phong lam dực ca ca làm sao bây giờ yêu yêu lo lắng âm thanh vang lên chủ nhân định nhiên hội đem người chim kia tìm trở về lựa nhỏ giống lên một tiếng nhị lôi lúc này mở miệng vân phong lao đầu kia cũng đã nói ương xào rất nguy hiểm không chào đón nhân loại hắn là sư tử ưng nhất tộc kẻ phản bội sớm muộn sẽ vì ngươi đến phiền phức chính hắn cũng cần phải minh bạch điểm ấy ngươi và khế ước của hắn giải trừ cũng là chuyện tốt mới không phải dạng này lam dực ca ca không muốn rời đi tiểu phong yêu yêu mang theo tiếng khóc nước nở thanh âm chuyển tới nhị lôi phiền nào âm thanh vang lên lão tử chỉ là luận sự người chim kia thật là không tệ nhưng hắn vẫn sẽ cho vân phong mang đến phiền phức vân phong thời khắc này thực lực có thể khế ước lợi hại hơn ma thú đần độn ngươi là về sau ngươi căn bản sẽ không biết điều nhân cùng chúng ta cùng chủ nhân đã trải qua cái gì lão tử thật là về sau nhưng lão tử cũng hiểu được chính mình sẽ không cho vân phong gây phiền thoái lam dược ca ca sẽ không cho tiểu phong gây phiền thoái lam dược ca ca cho tới bây giờ cũng là tỉnh táo nhất chính là cái kia sáu lão tử nói là hắn kẻ phản bội thân phận tốt các ngươi đều không cần nói nữa vân phong giống lên một câu ba con khế ước ma thú lập tức không lên tiếng nhị lôi ta biết ngươi nói là sự thật lam dược kẻ phản bội thân phận xác thực sẽ cho ta rước lấy phiền phức, cùng hắn giải trừ khế ước cũng đích xác là chuyện tốt nhưng mà vân phong hít thật sâu một cái mắt đen nhìn về phía trước kiên định ánh sáng nóng bỏng chất động ta vân phong sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào bằng hữu nhất là có thể cùng ta đồng sinh cộng tử các ngươi tiểu phong sáu chủ nhân sáu lựa nhỏ cùng yêu yêu trong lòng dâng lên một cỗ xúc động nhị lôi phiền nào thấp giọng chửi mắng lao tử liền biết ngươi sẽ nói như vậy lao tử lời nói mới rồi coi như nói vô ích vân phong cười nhạt một tiếng ta không phải là một cái đầy đủ người có lý trí ta có thời điểm hoàn toàn là bằng cảm tình làm việc ta vân phong chính là một cái người bình thường một cái huyết nhục chi khu ta có thể cường đại cũng là bởi vì nội tâm có muốn liều mình bảo vệ người các ngươi thủ hộ lấy ta ta cũng đồng dạng phải bảo vệ các ngươi các ngươi sẽ không bỏ qua ta ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi chủ nhân nói không sai chúng ta này liền đi đem điệu nhân cướp về lựa nhỏ hưng phấn giống lên một tiếng đối với chúng ta đem làm rực ca ca cướp về lời của lao tử cũng là nói vô ích các ngươi làm cái gì lao tử cũng không quản vậy cái kia viên thịt vang dội kêu một tiếng vân phong lãng thanh nhất tiếu hảo ta muốn đem làm rực cướp về ta khế ước hắn lần thứ nhất tự nhiên cũng có thể khế ước lần thứ hai trong đầu thoáng qua vừa rồi lao giả đã nói vân phong tâm nóng đầu hết phun trào lần này nàng muốn tranh thủ không chỉ là làm rực còn có sư tử ứng nhất tộc áo huy đế quốc hòa thánh diệu đế quốc tại phân chia hết giả diệp đế quốc lãnh thổ diện tích sau đó hai nước diện tích mở rộng rất nhiều hai nước chỗ giao giới cũng là xảy ra thay đổi giả diệp đế quốc tại áo huy hòa thánh diệu ở giữa bị chia cắt sau đó thánh diệu cùng áo huy đường danh giới tự ra bây giờ trước kia giả diệp đế quốc quốc thổ phía trên đường danh giới đồng dạng đều là từ sơn mạch tạo thành đồng dạng phần lớn là hoang vu chi địa bị làm đường danh giới chính là nguyên bản giả diệp đế quốc một đầu nhân tế hoang vu sơn mạch phân giới khu vực đều là việc không ai quản lý khu vực nhưng tại gần nhất cái này đoạn nhật tử đây cũng là trở thành một chỗ người đến người đi chi địa nghe nói có người ở ở đây phát hiện sư tử ưng dấu chân vân phong căn bản vô cần nghe ngóng áo huy hỏa thánh diệu khắp nơi đều tường truyền lấy tin tức này vân phong đeo lên thiên ảnh mặt nạ nàng tại đông đại lục thế nhưng là không ai không biết không người không hay tự nhiên bất có thể lấy chân diện mục gặp người còn có viên thịt nguyên bản vân phong muốn cho nó trở lại vòng tay không gian ngốc một hồi Nhưng viên thịt cái này nhưng là cực độ không phối hợp vân phong bất đắc di chỉ có thể dùng không gian phong tỏa đem viên thịt nút chặt viên thịt trung quy là thỏa hiệp thiên ảnh mặt nạ nhường vân phong nguyên bản xuất chúng dung mạo đã biến thành một trường cực kỳ thông thường gương mặt hơn nữa còn nhiều một chút tàn nhang gương mặt này là mới tinh thiên ảnh mặt nạ cường đại ngay tại cùng mỗi một lần đeo lên đều sẽ xuất hiện một chương mới khuôn mặt tuyệt đối sẽ không lặp lại viên thị tan tĩnh ngốc tại vân phong trên bờ vai không gian phong tỏa để người khác căn bản không nhìn thấy sự hiện hữu của nó cũng nghe đến viên thị phát ra bất kỳ thanh âm gì trừ phi là có hòa vân phong nhất dạng đồng vị tôn thần cường giả đi tới tin tức phong chuyển chỗ vân phong đến lúc kinh ngạc phát hiện ở đây đã tới không ít người một mảnh hoang vu sơn mạch dưới chân đã tới rất nhiều người chất thành mấy cái lều vải vân phong mắt đen quét tới phát hiện áo uy hòa thánh diệu hoàng thất phái người đến đây còn rất nhiều chèn súng mò nợ tự nhiên cũng có hơn nữa lại là vân phong đã từng thấy qua khuôn mặt cũ chính là lần kia sùm mò nớ đại hội phía trên áo huy hỏa thánh diệu phái qua hai người trẻ tuổi kia mấy năm trôi qua hắn của ban đầu nhóm cũng đã trưởng thành thực lực cũng là có tiến một bước đột phá nhưng chỉ là đến thống lĩnh cấp bậc vân phong cách xa đám người đất tập trung mang chọn lấy một cái thực vì địa phương vắng vẻ vừa ngồi xuống rõ ràng cảm thấy mấy đạo mịt mở khí tức lần lượt đánh tới vân phong hơi nhữ mày phong xem ra lần này hấp dẫn mà đến cũng không phải là những thực lực này bình thường người lại còn có một chút cường giả tới đây trong ngày 6, lại có tôn giả cấp bậc Đông Đại Lục xuất hiện tôn giả cấp bậc cường giả Vân Phong cũng không kỳ quái, Đông Đại Lục chiến sĩ cực kỳ cường hãn, đã nhiều năm như vậy thực lực đều là sẽ có tăng trưởng, những khí tức này hẳn là thuộc về những cái kia ẩn thế nhân sĩ, không phải vậy hoàng gia há sẽ bỏ qua. Vân Phong đem khí tức áp chế đến tôn giả cấp bậc, nhường cái này mấy đạo khí tức từng cái tìm hiểu mà qua, cái này mấy đạo mịt mở khí tức tại tiếp xúc đến Vân Phong tôn giả khí tức sau đó lập tức thu hồi, lại cũng chưa từng thăm dò qua. Vân Phong đứng tại chỗ cao, có thể đem chân núi hết thảy thu hết vào mắt, dưới núi có cái gì động tĩnh nàng cũng sẽ ở trước tiên biết được, Vân Phong Giả là biết, mấy cái kia ẩn nấp đi người tự nhiên cũng cùng nàng ý tưởng giống nhau. Sư tử ưng là ưng tộc bên trong huyết thống đặc thù nhất tộc, bọn hắn lấy tốc độ tăng trưởng, là chèn nợ lựa chọn hàng đầu tọa kỵ, cũng là sủm mọ nở coi trọng ma thú, càng là trên thị trường có thể bán được đại giới tiền loại hình, sư tử ưng nhất tộc không thường xuất hiện, có thể phát hiện tung tích của bọn hắn cũng đúng là khó khăn, cho nên tự nhiên bất có thể bỏ lỡ lần này. Vân Phong tinh tế quan sát một ngày, nơi này tất cả mọi người đều là không rõ ràng ưng xảo cụ thể cửa vào chỗ, chỉ biết là ở đây đã từng xuất hiện sư tử ưng dấu chân người tới nơi này cũng là thực vì nỗ lực tìm kiếm nhưng ở mảnh này hoang vu sơn mạch căn bản không có thu hoạch chút điểm manh mối vân phong nhìn trước mắt mảnh này hoang vu sơn mạch phóng tầm mắt nhìn tới không có bất kỳ vật gì đây chẳng qua là đang chân núi có lẽ vùng núi này chỗ sâu có động tiên khác cũng khó nói vân phong lập tức quyết định muốn lên đường xâm nhập mảnh này hoang vu sơn mạch bên này vừa có động tác mấy cái kia che giấu tôn giả cấp bậc lập tức cũng có động tác theo sát vân phong phía sau tiến nhập hoang vu sơn mạch mà những cái kia canh giữ ở sơn mạch dưới chân người tự nhiên cũng là không cam tâm đều là phái gia tinh nhuệ tiểu đội rất đập vào mắt phía trước mảnh này Hoàng Vũ sơn mạch. Vân Phong một đường xâm nhập dãy núi này, càng là đi đến xâm nhập càng là trong lòng hồ nghi, bên trong dãy núi này thật sự có ưng xảo chỗ. Lão giả kia tất nhiên nói ở chỗ này tự nhiên bất sẽ có giả, nhưng ưng xảo tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng phát hiện, so sánh giống như long cốc đồng dạng, là cần gì phương pháp đặc thù mới có thể mở ra thông đạo. Vân Phong hơi hơi quay đầu đằng sau mấy cái kia tôn giả cấp bậc đuổi sát chính mình không không thật có chút đáng ghét, Vân Phong bên này đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện sau lưng cái kia vài tên tôn giả cấp bậc đã đổi phương hướng hướng về nơi khác đi vân phong nhữ mày bọn hắn đi theo chính mình tự nhiên cho là mình biết chút ít cái gì bây giờ quay lại phương hướng liền đại biểu sáu bọn hắn phát hiện cái gì chẳng lẽ bọn hắn phát hiện lạc đàn sư tử ưng nghĩ tới đây vân phong tâm bên trong căng thẳng nếu như có thể liền như vậy nhường sư tử ưng nhất tộc nợ một thân tình cũng là tốt vân phong thân hình cấp tốc thay đổi đuổi theo mấy cái kia tôn giả cấp bậc mà đi mà tự thân khí tức cũng là chậm rãi tăng vọt cái kia vài tên tôn giả cơ bản căn bản vô pháp phát hiện chật chật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới lạc đàn sư tử ứng quả thật là vận khí không tệ phía trước truyền đến một đạo tham lam âm thanh vân phong thân hình xoay mình nhiên nhất tránh đã tới cách đó không xa cũng sắp phía trước tình cảnh liếc qua thấy ngay đó đích xác là một cái lạc đàn sư tự ứng mặc dù thực lực của hắn đã tới thống linh cấp bậc nhưng ở mấy cái này tôn giả trước mặt không có nửa điểm uy hiếp không được qua đây sáu hơi hơi thân thể gây yếu kinh hoàng hướng lui về phía sau một chương ngây ngô thiếu niên gương mặt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái này tham lam nhân loại con mắt màu xanh lam lộ ra sợ hãi dưới chân bước chân cũng là hốt hoảng vật phần mặc dù là thống linh cấp bậc bất quá là sư tử ứng liền tốt sáu dạng này tọa kỵ thế nhưng là coi như không tệ Mấy cái tôn giả cấp bậc chiến sĩ đều là tham lam dỗi lơi liếm môi một cái, trước mắt con này thống lĩnh cấp bậc sư tử ứng trong mắt bọn hắn thế nhưng là bà bối, Nhưng chỉ có một cái, liên quan tới phân phối mấy người kia ngược lại là rất có ăn ý, tự nhiên là có ai thực lực ai có thể nhận được. Ngăn trước mắt đạo này đạo ánh mắt tham lam, hóa thành thiếu niên nhân loại sư tử ứng cắn cắn môi, nhất đạo lục quang đột nhiên loại sáng, tiếp lấy sư tử ưng bản thể xuất hiện, Vân Phong ở phía xa nhìn cái này sư tử ưng hình thể cũng không nhỏ, nhưng còn không có lam được bản thể lại. Sư tử ưng cánh trắng tinh hung hăng gỗ thân thể liền muốn không trung phóng đi. Không tốt, nó muốn chạy trốn mấy cái tôn giả cấp bậc gặp một lần lập tức ra tay tôn giả cấp bậc chiến khí từng đạo phóng tới không trung thống lĩnh cấp bậc sư tử ứng coi như bay lại nhanh cũng là không nhanh bằng tôn giả cấp bậc công kích vừa bay đến trời cao thân ảnh đột nhiên hướng xuống xa đoạn mang theo vết máu lo lộ đào tẩu căn bản là không có khả năng mấy cái tôn giả cấp bậc lập tức xông đi lên trên bầu trời rất xuống sư tử mắt ứng bên trong thoáng qua một đạo bi ai, mấy đạo tôn giả công kích đã để hắn bị thương nặng nghĩ bay cũng là không bay nổi chỉ có bị loài người làm thị phần mấy cái tôn giả một lòng toàn ở trước mắt sư tử ứng phía trên căn bản không ngờ tới nên khoảng không mà đến một thân ảnh một đạo cường đại của mánh khí tức đột nhiên làm lại mấy cái tôn giả cấp bậc hơi hơi quay đầu chỉ nhìn thấy một đạo tinh tế thân ảnh cắt tới trèo lên phía dưới con người co rụt lại khí tức như nhắc nhớ trong quyền cứng rắn nện vào mấy cái này tôn giả cấp bậc lồng ngực phía trên chỉ ở trong nháy mắt mấy cái tôn giả liền bị cướp đi sinh tức đều chết đi mấy cái tôn giả cấp bậc cơ thể từ trên không trung hung hăng rơi xuống đập vào trong đất gây nên rất lớn bụi đất từng cái một cuối cùng biểu lộ đều là dừng lại đang vặn vẹo phía trên bị thương nặng sư tử ưng cũng là từ cao không rơi xuống cơ thể chật vật ngã xuống đất nhìn xem trên mặt đất trong nháy mắt bị đoạt đi sinh tức mấy người có chút khác biệt tiếp lấy bén nhạy phát giác được một đạo khí tức tới gần sư tử đầu đột nhiên nâng lên liền thấy một người dáng dấp cực kỳ nhân loại bình thường đi tới trong mắt toát ra tự dễ ước chẳng qua là lại một cái tham lam nhưng thực lực thực vì cường đại người thôi chính mình cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được số phận như vậy xấu. vân phong trông thấy rơi trên mặt đất sư tử ưng nhất khuôn mặt thú ám biết hắn đem mình cũng nghĩ thành cùng những thứ này nhân nhất chủng loại hình ha ha một tiếng cười nhẹ đến gần ngồi xuống, xuống vân phong tay chậm rãi tới gần sư tử ưng thân thể đột nhiên co rúm lại một chút có chút khẩn trương lui về sau vân phong mang theo cười nhạt tay không trùn bước bao trùm tại hắn trên vết thương nhàn nhạt, thủy nguyên tố chạy ra đem vết thương kia bao trùm sư tử ưng kinh ngạc chừng lớn hai mắt nhìn xem vân phong nàng đây là đang chữa trị miệng vết thương của hắn sau đó sư tử ưng tự dễu nở nụ cười nàng chữa khỏi miệng vết thương của mình chỉ sợ là không muốn ngồi cưới có nửa điểm tổn thương không phải vậy nhiều ảnh hưởng hình tượng nàng tự tin như vậy muốn trị hảo hắn cũng là biết mình căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của nàng vân phong âm thầm quan sát con này sư tử ưng biểu lộ trong lòng một cười hắn có biết hay không hắn tâm tư đều viết lên mặt con này sư tử ưng tâm tính thật đúng là đơn thuần rất một nhân nhất thù im lặng không nói vân phong thủy nguyên tố tại thời gian rất ngắn bên trong liền chữa khỏi miệng vết thương của hắn chữa khỏi vết thương sau đó vân phong thu tay lại đứng lên nhàn nhạt mở miệng đã ngươi đã tốt cũng nhanh chút trở về té xuống đất sư tử ưng nhất xứng sở cái này thật sự cảm thấy kinh ngạc này nhân loại thế mà vương tha hắn vân phong nhìn xem hắn ngơ ngác biểu lộ có chút muốn cười quay người thân hình lóe lên chính là mất tung ảnh té xuống đất sư tử ưng từ trên mặt đất đứng lên mở rộng mình một chút cánh lại kiểm tra thân thể của mình thương thế vậy mà toàn bộ khôi phục sư tử ưng cánh mãnh liệt nhiên nhất chấn. thân hình đã bay lên trong cao không quanh quẩn trên không trung một đoạn thời gian đi qua nhưng là một cái bộ nhào một đạo lục mang bao trùm sư tử thân ứng thể sư tử ưng hình thể biến thành rõ ràng tú thiểu niên rơi trên mặt đất hắn mới không muốn thiếu loài người ân tình rõ ràng tú thiểu niên khẽ cắn môi thân hình lóe lên theo vân phong phương hướng đổi tới đã qua hai ngày vân phong ở trong vùng núi này cũng tỉ mỉ tìm kiếm hai ngày nàng đối với ương xảo vị trí vẫn không có đầu mối trước đây cứu cái kia sư tử ưng thiếu niên vân phong giá không có trông cậy vào hắn có thể mang chính mình đi đến ưng xảo đi về phía trước vân phong đột nhiên dừng bước lại mắt đen hướng phía sau nhìn một đạo khí tức bén nhạy cũng đi theo dừng lại còn hướng về bên cạnh trốn vân phong mắt đen trầm xuống đạo này khí tức đã theo chính mình một hồi lâu đối với mình ngược lại là không có lý bất quá đi theo nàng đến tột cùng muốn làm gì bàn tay lặng lẽ nhiên nhất lật một đoàn sáng tỏ hỏa diễm hiện ở vân phong lòng bàn tay thân hình bên cạnh chuyển một đám lửa vọt thẳng ra a à, một tiếng kinh hô vang lên tiếp lấy một thân ảnh chật vật trôi ra ngươi ra tay thật đúng là ác ta suýt chút nữa bị ngươi thiêu chết vân phong nhìn trước mắt cái này rõ ràng tú thiểu niên là ngươi ngươi còn chưa quay về thiếu niên xứng sở vân phong nhữ mày ngươi đi theo ta làm cái gì ai ai nói ta theo lấy ngươi ta liền là chính là cùng ngươi tiệ đường tiễn đường vân phong lại lần nữa như mày thiếu niên gò má trắng non đột nhiên có chút đỏ lên một đôi trong suốt mắt xanh nhìn xem vân phong ta ta không nghĩ thiếu nợ nhân loại ân tình vân phong thấp thanh nhất tiếu không nói gì tiếp tục quay người đi lên phía trước rõ ràng tú thiểu niên bị phát hiện cũng liền sao cũng được theo ở phía sau đốt người loại người ở đây tìm cái gì ta giúp ngươi tìm vân phong không để ý sau lưng cái này có chút ồn ào tiểu sư tự ứng mặc dù vân phong hòa hắn nhìn bề ngoài đi lên đồng dạng đại nhưng vân phong thực lực hôm nay cảnh giới đủ để có thể xưng hô hắn là tiểu bối rõ ràng tú thiểu niên gặp vân phong không để ý hắn không khỏi có chút để hoài nhân loại ta đang nói chuyện với ngươi ta có thể giúp ngươi ta không nghĩ thiếu nợ ngươi ân tình vân phong nguyên bản bởi vì hắn cùng một hồi liền sẽ rời đi không nghĩ tới vẫn rất chấp nhất nhiều ngươi không nói lời nào ta liền tiếp tục cùng ngươi rốt cuộc tâm tính vân phong dừng lại quay người lại mở miệng không muốn thiếu ta nhân tình rõ ràng tú thiểu niên gật đầu không sai vân phong mắt đen loại lên tất nhiên muốn trả ta nhân tình có thể nói cho ta biết ứng xảo lối vào ở đâu rõ ràng tú thiểu niên sắc mặt đột nhiên đề phòng ngươi lại muốn đi ứng xảo ngươi đi ứng xảo làm cái gì vân phong nhữ mày những thứ này ngươi cũng không cần biết ngươi chỉ cần nói cho ta biết ưng xào lối vào rõ ràng tú thiểu niên lánh lánh nhất cười mơ tưởng ta sẽ nói cho ngươi vân phong cười nhạt một tiếng đã như vậy cũng đừng đi theo ta rõ ràng tú thiểu niên xứng sở vân phong đã không tiếp tục để ý hắn đi về phía trước rõ ràng tú thiểu niên khẽ cắn môi đột nhiên giống to lên tiếng ta thật sự không muốn thiếu ngươi ân tình vân phong bất đắc dĩ lắc đầu cứ thế mà đi nửa ngày thiếu niên này vẫn như cũ kiên trì bền bỉ cùng tại vân phong sau lưng nhân loại ngươi đi ưng xào rốt cuộc muốn làm gì vân phong mới đầu cũng không muốn trả lời hắn nhưng thiếu niên này dường như là hỏi liễu ẩn tựa hồ cũng biết vân phong không phải loại kia dựa vào thực lực liền loạn giết một mạch nhân lá gan cũng lớn rất nhiều vân phong cuối cùng không thể nhịn được nữa quay đầu lại phát hiện thiếu niên thế mà mang theo nghịch ngợm nụ cười vân phong ánh mắt lạnh lẽo ta đi ương xảo tự nhiên có ta chuyện nếu như ngươi nói ra ương xảo làm cái gì ta có thể nói cho ngươi ương xảo lối vào coi như ngươi là cường giả trí cao như thế tìm tiếp cũng căn bản sẽ không tìm được ương xảo ở đâu thiếu niên nghịch ngợm giật nhẹ khoe miệng tựa hồ thực sự là không sợ vân phong vân phong nhữ mày thiếu niên lời này không giả nàng tìm nhiều ngày như vậy vẫn là không có phát hiện ưng xào cửa vào rõ ràng ưng xào cùng lòng cốc một dạng có lẽ chỉ có ưng xào nội bộ người mới có thể mở ra ta đi ương xào tìm một vị bằng hữu bằng hữu thiếu niên vặn lên đỉnh lông mày nhân loại làm sao có thể cùng ma thú trở thành bạn vân phong cười nhạt một tiếng mặc kệ ngươi tin hay không ta đích sắc muốn đi tìm một vị bằng hữu thiếu niên lanh lanh nhất lời, nếu là bằng hữu vậy ngươi nói ra tên của hắn ta nghe nghe vân phong môi đỏ hơi câu bạn ta tên gọi là lam Dực. thiếu niên con ngươi hung co giục lại lam dực người chính là sáu vân phong nhữ mày xem ra ngươi mới ta thiếu niên ngũ quan có chút và mẹo một đôi xanh thẳm con mắt nhìn chằm chằm vân phong ngươi chính là cánh thúc khế ớt giả cánh thúc vân phong suy nghĩ xưng hô thế này xem ra con này tiểu sư tử ưng cùng lam dựng ngược lại là có không tầm thường liên hệ rõ ràng tú thiểu niên đánh giá vân phong rất lâu cuối cùng dường như là đã quyết định cái gì quyết tâm mạnh liệt nhiên nhất đạo lục quan xuất hiện sư tử ưng bản thể tái hiện đi lên vân phong nhữ mày thiếu niên gầm nhẹ một tiếng đi lên ta dẫn ngươi đi ương xảo không cần ngươi ở phía trước mặt dẫn đường ta ở phía sau đi theo liền có thể vân phong đạm nhiên mở miệng thiếu niên nhưng là khinh thường cười nhạo một tiếng nếu như ngươi không ngồi ở ta trên lưng đợi này cũng đừng nghĩ tiến vào hương xảo vân phong nhữ mày liếc mắt nhìn cũng không khách khí tung người nhảy lên nhảy tới sư tử lưng chim ưng bên trên phát hiện sư tử ưng cả người cơ bắp dường như đang trong nháy mắt căng cứng vân phong cười thầm sư tử ưng cánh mánh liệt nhiên nhất trấn thân thể đã từ mặt đất rời đi lại là mây trấn đã nhảy lên đến rồi cao không chi thượng vân phong đứng ở nơi này chỉ rõ ràng bởi vì khẩn trương mà bay có chút hoảng, hoảng du du sư tử lương chim ưng bên trên cười nhẹ mở miệng làm rực có thể so sánh ngươi bay nhiều ta lại là lần đầu tiên làm cho nhân loại leo lên lưng của ta chuyển đến một hồi xấu hổ gầm nhẹ sư tử ương thân thể lại là lung lay mấy lần vân phong không lên tiếng nữa mắt đen nhìn xem càng ngày càng cao xa bầu trời bay lượn độ cao vẫn tại kéo lên vân phong nhìn xem chung quanh phủ vân nguyên lai ương xào cũng không tại mặt đất mà là tại cao không trí thượng ngồi vững vàng vân phong mắt đen nhìn về phía phía trước chỉ thấy một chỗ tia sáng giấu ở một đoá phủ vân sau đó theo sư tử ương gia tốc vân phong giã nhạy cảm cảm thấy không gian chuyển đổi ương xào đến, đến, rồi sáu để lời nói với người xa lạ sáu lam dực phản bội chi mê muốn giải khai sư tử ưng nhất tộc cũng sắp đăng tràng kia cái mê sương mù rừng rậm lao đầu vẫn là rất thần bí hắn lại là thân phận gì bóp đột nhiên cảm giác được con này tiểu sư tử ưng cũng rất có thích a B, vạn càng đi lên a đi lên a tờ tờ phất đến đây đi để chúng ta lên 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 373 chương thứ tám thể phải rửa sạch phản bội chi danh vạn càng tiếp tục không gian chấn động sau đó vân phong trong mắt đã là một cái huynh nhiên bất cùng thế giới trong tầm mắt đều là kéo dài không dứt sân mạch tựa hồ mặt đất cấp độ đã cùng thiên nối liền cùng một chỗ trung chập trùng quần sơn ở giữa có đến không hết nồng hậu dày đặc mê mù đông đảo núi thể chi ở giữa đều là bị nồng vụ bao phủ liếc nhìn lại dường như là đến rồi một chỗ thế ngoại đào nguyên chỉ bất quá thiếu một phần thoải mái nhiều hơn mấy phần khoảng không cùng cao xa nghĩ không ra ở vào cao không chi thượng ưng xảo lại là như vậy bao la hùng vị cảnh tượng vân phong đứng tại sư tử lương chim ưng bên trên mắt đen nhìn trước mắt hết thảy như thật như ảo có chút không chân thiết cảm giác Người thu liễm hảo khí tức của ngươi ương xảo bên trong có khác biệt tộc đàn đối với nhân loại thế nhưng là không quá hữu hảo trên đường đi ta cũng không muốn lại gây phiền phái gì sư tử ưng thiểu niên hơi hơi quay đầu một đôi sắc bén mắt ưng nhìn lướt qua vân phong vân phong thấp thanh nhất tiếu điểm ấy ta tự nhiên cân nhắc đến yên tâm sư tử ưng thiểu niên nghe xong có chút xấu hổ vân phong ngồi xuống sư tử ưng phần lưng kém xa lam rực rộng lớn vốn cũng không quá vững vàng phi hành bởi vì vân phong động tác thay đổi lại phát sinh mãnh liệt rung động vân phong khỏe miệng ý cười sâu hơn sư tử ưng thiểu niên hừ nhẹ một tiếng hai cánh tấn mánh có lực rung động tốc độ đột nhiên tăng tốc đứng lên nhìn ra hắn không muốn trở về tộc đường đi bên trên lại nổi lên phong ba viên thịt ngốc tại vân phong trên bờ vai vẫn luôn không tự do đến sư tử ứng nhất tộc sau đó vân phong ra thuận tay đem không gian phong tỏa tiếp xúc viên thịt vui sướng dây rủa mấy lần thịt thịt thân thể nhỏ sâu đậm hít hơi sau đó lại phun ra bộ dáng khả ái rất vân phong thấp giọng cười ngón tay sờ lên nó tế nhuyễn dung mạo viên thịt mắt to màu đen nhìn chung quanh tựa hồ cảm thấy rất hứng thú trên đường đi vân phong đều bảo trì tuyệt đối yên tĩnh khí tức cũng là cẩn thận thu liễm kiềm chế càng đi ương xảo nội bộ vân phong càng cảm thấy một loại không hiểu áp lực ương ừ xảo bên trong sinh tồn rất nhiều khác biệt tộc đàn từng đạo cường hành khí tức cũng là như có như không xuất hiện ở đây so vân phong cường hãn ma thu tồn tại hơn nữa số lượng tuyệt không phải số ít một khi vân phong ở đây bị phát hiện kết quả đem không thể tưởng tượng nổi sư tử ương tiểu niên tốc độ để thăng vân phong giá là càng thêm tiểu tâm rực rực liền viên thịt cũng là không nói một lời rất an tĩnh phía trước chính là sư tử ưng nhất tộc người đem khí tức giấu kỹ sư tử ưng thiểu niên nói một câu thân thể mãnh liệt nhiên nhất cái bổ nhào vân phong ngừ một tiếng đem khí tức mức độ lớn nhất kiềm chế sư tử ưng thiểu niên thân thể đột nhiên bổ nhào đến một cái sơn động bên trong thân thể cách xa mặt đất vẹn vẹn có nửa mét khoảng cách hướng về phía trước trực lấy tại trải qua trong sơn động hắc ám sau đó một mảnh tia sáng đột nhiên đâm vào vân phong hai mắt sư tử ưng thiểu niên thân thể cũng là nhảy lên một cái vân phong nửa híp hai mắt tại thích hướng cường quang sau đó cuối cùng đem hết thể trước mắt thu vào đáy mắt đầy mắt đều là cao vào mây trời cực lớn bụi cây còn có không ít cực lớn dây leo từ trên cây bông xuống, như rừng mưa nhiệt đới một dạng đông đúc trình độ đồng dạng, mắt đen nâng lên, tại dây đặc đuổi cây phía trên, có đến không hết giống xào huyệt phong úc có lớn có nhỏ, mà ở bụi cây chỗ sâu hẳn là sư tử ứng nhất tộc nhân vật trọng yếu chỗ. sư tử ương tiểu niên mang theo vân phong cẩn thận hành tẩu tại liên giới, vân phong có thể nhìn thấy thỉnh thoảng sư tử ưng từ đông đúc trong bụi cỏ bay qua thân ảnh, sư tử ương tiểu niên thực vì khẩn trương, cả người cơ bắp cũng là căng thẳng, thân thể đang hướng ngày đại thụ bên trong chập trùng lên xuống, dường như đang cẩn thận tránh né lấy cái gì, phi hành con đường cũng đều là vắng vẻ con đường tại nhỏ như vậy tâm dực dực phi hành thuật phía sau sư tử ưng tiểu niên thân ảnh đột nhiên kéo lên cao vân phong nhìn thấy lên đỉnh đầu chỗ một chỗ không xa xào huyệt kiến trúc sư tử ưng tiểu niên thân thể nhỏ tâm dực dực hạ xuống vân phong giã là tung người nhảy xuống tiến nhanh đi nhất đạo lục quang xuất hiện sư tử ưng tiểu niên hình thái nhân loại hiện thân hai tay phụ giúp vân phong dồn dập đem nàng đẩy vào sau đó đem dây leo bao trùm tại xào huyệt bên ngoài cẩn thận che lại kín lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra vân phong đứng tại xào huyệt bên trong mắt đen ngắm nhìn một phía cái này trong xào huyệt không gian rất nhỏ nhưng chứa đựng hai người ngược lại là cũng có thể tự do hoạt động đây là nhà ngươi vân phong hỏi một câu thiếu niên tại cửa ra vào tiểu tâm rực rực trồng một hồi tại xác định sau khi an toàn lúc này mới quay người lại đi tới là của ta xảo huyện ở đây đừng có dùng nhân loại các ngươi từ ngữ vân phong nhữ mày trên bả vai viên thịt cực kỳ nhấc lên hừ hừ một tiếng thiếu niên lúc này mới nhìn thấy vân phong trên bả vai viên thịt không khỏi hiếp hiếp hai mắt màu xanh lam ngươi trên bả vai cái kia tốt nhất đừng ở chỗ này làm ra động tình lớn gì mặc dù đây là ngoại vi nhưng sư tử ứng tính lực thế nhưng là kinh người viên thịt đột nhiên lộ ra một bộ nhạy bén hiện ra rằng hướng về phía sư tử ưng thiểu niên giữ tợn niết miệng sư tử ưng tiểu niên lại tựa hồ như giật nhẹ khoe miệng không thèm để ý chút nào giống như đặt mông ngồi dưới đất ngươi trước ở đây đến nỗi như thế nào đi gặp dực thúc ta sẽ giúp ngươi tưởng tượng biện pháp vân phong giã ngồi xuống ngươi xưng hô làm dực rất thân cận ngươi và hắn quan hệ thế nào sư tử ưng tiểu niên hai mắt nhìn hướng vân phong ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì có quan hệ với sư tử ưng nhất tộc sự tình ngươi tới nơi này vì cái gì chỉ là dực thúc những thứ khác không cần biết cũng đừng nghĩ đến nhúng tay sư tử ưng nhất tộc sự tình vân phong nhữ mày con này tiểu sư tử ưng đối với mình địch ý cũng không nhỏ xem ra có thể mang chính mình đi vào hoàn toàn là vì liễu lam dực lam dực xem như kẻ phản bội bị mang về sư tử ứng nhất tộc thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu không phải vậy con này tiểu sư tử ứng cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm đem chính mình mang vào ứng xảo đưa vào sư tử ứng nhất tộc trên địa bàn lam dực thân là bốn cánh sư tử ứng tại sư tử ứng bên trong cũng coi như là thân phận cao quý con này tiểu sư tử ứng thân thiết như vậy xưng hô lam dực vì dực thúc từ trước đến nay huyết thống của hắn cũng sẽ không thấp đi đến nơi nào nếu như suy đoán của nàng không tệ con này tiểu sư tử ưng sẽ không nên xuất hiện tại loại này khu vực biên giới từ trước đến nay sư tử ưng nhất tộc nội bộ cũng có không thể cho người biết sự tình vân phong giật nhẹ khoe miệng sư tử ưng nhất tộc sự tình nàng không muốn quản tới đây chỉ là vì liễu lăng rực những thứ khác nàng cũng không có lòng đúng tay xoay mình nhiên nhất âm thanh nhưng gãy vang vọng bầu trời sư tử ưng tiểu niên mắt màu lam loại lên thân thể cấp tốc đi đến xào huyệt miệng đầu tiểu tâm rực rực dò xét ra ngoài một tiếng lại một tiếng to rõ ràng ưng gãy chuyển đến tựa hồ như kèn lệnh đồng dạng tại thắng liên tiếp vang lên năm lần sau đó vân phong rõ ràng nghe được chung quanh có sư tử cánh nhưng bảng chấn động bay qua âm thanh tựa hồ tất cả sư tử ưng đều có chỗ hành động đây là vương triệu tập tất cả tộc nhân hiệu lệnh ta đi trước một chuyến ngươi thành thật ở ở đây ở lại không thể đi ra ngoài sư tử ưng Tiểu niên mắt màu làm chăm chú nhìn vân phong chỉ sợ nàng chạy tán loạn khắp nơi vân phong thấp thanh nhất yếu đã biết thật vất vả đi tới nơi này tự nhiên bất sẽ dễ dàng được mời ra ngoài sư tử ưng Tiểu niên khẽ giật mình sau đó bĩu môi một tay vén lên xào huyệt phía ngoài bụi tây, thân thể liền toàn bộ dò xét ra ngoài tiếp lấy một đôi cánh xuất hiện ở sau lưng cánh chấn động tiếng vang lên phía sau thiếu niên thân ảnh đã rời khỏi nơi này viên thịt mãn bất tại hồ đem cái đầu nhỏ chật khớp một bên cái mũi hừ hừ vài tiếng vân phong bất đắc dĩ cười cười bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến sư tử ứng chấn động cánh âm thanh lúc xa sắp tới xem ra sư tử ưng tộc dự định nhiên phát sinh liếu thập bao lớn chuyện bằng không thì cũng sẽ không chịu tập tập tộc chuyện này có thể hay không cùng làm dựng có liên quan nghĩ tới đây vân phong mắt đen không khỏi trầm xuống vậy cái kia viên Thị khẽ gọi một câu thân thể nhỏ chắp chắp vân phong gò má vân phong hoàn hồn đúng lúc này xào huyệt bên ngoài đột nhiên chuyển đến xa lạ thanh âm chấm thấp mà lại là hai đạo vân phong hô hấp căng thẳng bàn tay nắm chặt không gian lập tức đem nàng toàn bộ thân hình phong tỏa ngay tại lúc đó xào huyệt ra bùi cây cũng tại trong nháy mắt bị một cái trường mâu đầy ra vân phong ngồi ở tại chỗ mắt đen nhìn xem hai cái này thò đầu ra nhìn tiến vào sư tử ưng tộc người xem bọn hắn quần áo trên người thực vì xem trọng hơn nữa tiện tay án lấy vũ khí hẳn là nhân viên tuần tra quả nhiên sư tử ưng nhất tộc hai người ló đầu vào liếc mắt nhìn sau đó liền đem bụi cây thả xuống mặc dù hình nhưng là không có đi xa lần này lại có thể đem cái kia phản đồ bắt trở lại thật sự là nghĩ không ra a ta còn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy cái kia phản đồ đã sớm sợ không có bóng dáng nhưng vẫn là bị mang về vân phong mắt đen lóe lên bọn hắn đang đàm luận lam dược sự tình chẳng lẽ một lần này triệu tập thật cùng lam dược có liên quan lần này có thể bắt được kẻ phản bội vương cũng coi như là hiệu trong lòng thứ nhất kết liễu trước đây hắn phạm phải nghiêm trọng như vậy tội ác vương liền nên đạp đất chém giết lại không nghĩ rằng bị hắn cho chạy trốn lần này vương định nhiên bất sẽ bỏ lỡ thời cơ một lần này triệu tập chính là nhường người phản bội kia chết ở tất cả tộc nhân trước mặt vân phong lòng dạ ác độc hung ác nhảy một cái lam Dực muốn bị chém giết tại tất cả sư tử ưng tộc mặt người phía trước viên thịt mắt đen cũng là loay lên móng vuốt nhỏ tại vân phong trên bờ vai nhẹ cào mấy lần phía ngoài hai người lại nói vài câu dường như là kiểm tra xong muốn bay trở lại hiện trường không muốn bỏ qua chém giết kẻ phản bội cho hay vân phong tính khi nhẫn mại yên lặng chờ phút chốc tại xác định hai người sau khi đi xa hung hăng một quyền đánh vào đang ngồi mặt đất sao huyện đột nhiên rung động mấy lần khôi phục lại bình tĩnh vậy cái kia phong phong cái kia viên thịt thập phần lo lắng nhìn xem vân phong vân phong lánh, lánh nhất yếu đứng người lên xốc lên lùng cây loẽ lên chính là đứng ở bên ngoài cao không chi thượng, mắt đen nhìn xem cực lớn cây tối chỗ sâu, rung động tầng tầng lựa giận. Nàng mặc dù đã đáp ứng cái kia tiểu sư tử ưng sẽ không ra đi, nhưng bây giờ nàng đã không cách nào lại đợi. Sự xuất hiện của nàng định nhiên hội gây nên sóng to gió lớn, nhưng là không sao. Lam Dực không có việc gì mới là khẩn yếu nhất, ta sẽ không để cho người có việc. Vân Phong hung hăng nằm đấm, thân thể đã như gió tiêu thất, hóa thành một đạo tàn ảnh sông về lồn cây chỗ sâu. Trung thiên bụi cây tạo thành cực lớn bóng cây, bụi cây vẫn luôn không nhìn thấy thủ lĩnh, tựa hồ đã vươn vào đám mây bên trong vân phong nhất lộ nhanh chóng đi về phía trước tiến cũng tỉ mỉ chú ý đến chung quanh cảnh tượng tại xuyên qua phía trước một đạo đặc biệt đậm đà lùn cây rừng sau đó vân phong trước mắt cũng là sáng tỏ thông suốt một mảnh bằng thẳng trên đất trống có hòa nhân loại giống nhau y hệ đại điện chắc hẳn đây chính là sư tử ứng nhất tộc nhân vật trọng yếu sở tại chi địa. mà cái kia phiến quảng trường bây giờ đã tụ tập sư tử ứng tất cả tộc nhân mà đất trống bên trong cái kia bị tỏa liên hoàn toàn gò bó gương mặt một bên có màu xanh đậm khắc văn thanh niên chính là lam dực vân phong lập tức vận dụng không gian phong tỏa cẩn thận tới gần nàng đã cảm giác nhạy cảm đến tại lam dực ngay phía trước đoan tỏa những người kia thực lực không phải bình thường nhất là ngồi ở chính giữa vị trí coi như vân phong là tôn thần cường giả dạ, nếu như lại tới gần cũng sẽ bị phát hiện đến lúc đó không những cứu không liếu lam dực còn có thể dẫn tới phiền thoái không cần thiết đến lúc đó mang lam dực thoát thân là càng không khả năng chuyện vân phong muốn quang minh chính đại mang đi lam dực đồng thời cũng muốn thu hoạch sư tử ứng nhất tộc hảo cảm nhưng bây giờ điểm ấy đối với vân phong tới nói nhưng là khó càng thêm khó sự tình phát triển đã xa xa nhanh hơn dự liệu của nàng sư tử ứng nhất tộc vương cư nhiên như thử ép không đội nhưng liền muốn xử trí lam dực vân phong cẩn thận trốn ở một cái ẩn nấp xó xỉnh tại không có thể bị phát hiện khoảng cách biên giới bây giờ không phải là nàng thời cơ xuất thủ một thiết đô muốn yên lặng theo dõi kỳ biến mang vân phong đi vào ưng xảo sư tử ưng tiểu niên đứng tại vị trí tương đối gần chót sắc mặt nhìn qua cực kỳ không tốt có lo lắng cùng bất an ánh mắt bốn phía nhìn quanh tựa hồ không ngờ rằng một lần này gấp gáp cư nhiên hội thị sử quyết lâm dực nếu như dực thúc lần này thật muốn xảy ra chuyện hắn mang kia nhân loại đi vào cũng là không có chút ý nghĩa nào thiếu niên khẩn trương nhìn xem bốn phía hắn muốn thế nào mới có thể an toàn ly khai nơi này trở về nói cho nhân loại kia sư tử ưng thiểu niên lo lắng thời điểm nhưng lại không biết vân phong đã lẻn vào ở đây ngay tại phía sau hắn cách đó không xa trong góc tỉ mỉ chú ý đến hết thẻ trước mắt lam dực bị xích sắt chói buộc chặt vẻ mặt trên mặt không có phút chốc kinh hoàng trầm trọng tỉnh táo vân phong nhìn thấy không khỏi lòng sinh tự hào đây mới là lam dực như thế trầm ổn lam dực lam dực một đôi hai con mắt màu xanh nước biển lạnh lùng nhìn xem trước mặt tất cả sư tử ưng tộc người lúc này sau lưng của hắn ngồi ở chính giữa nam nhân đứng lên thân hình u nhã ngũ quan tuấn mỹ thế nhưng hai mắt lại lộ ra một tia âm tản nhất là nhìn về phía lam dực thời điểm nam nhân đứng lên tất cả sư tử ưng tộc nhân quân là thành tín túi lầu xuống vân phong hiểu rõ đây chính là sư tử ưng nhất tộc vương thực lực của hắn đạt tới tôn thần cấp bậc vượt qua nàng mà ở chung quanh hắn đang ngồi mấy cái lớn tuổi nhân vật đều là tôn thần cấp bậc sư tử ưng tộc vương chậm rãi đi đến lam dực trước mặt đồng dạng hai mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm lam dực khoe miệng chậm rãi hướng về phía trước câu lên ánh mắt chỗ sâu xẹt qua âm tàn ánh mắt tựa hồ chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi lam dực cũng là lanh lanh nhất cười làm lấy đáp lễ ngươi tránh thật đúng là cao minh bất quá cuối cùng không phải cũng là rơi xuống trong tay của ta Lam Dực lạnh lùng nếp miệng, ngươi như thế nào ngồi trên vị trí này, tâm tình mình tin tưởng, ta thủy chung là ngươi ác mộng không phải sao? Sư tử ưng tộc vương thần sắc triệt để băng lãnh, đồng tử chấp lên sau đó quay người, cao thanh khai khẩu, hôm nay, sư tử ưng nhất tộc tìm nhiều năm kẻ phản bội cuối cùng là xa lưới, sư tử ưng nhất tộc xỉ nhục cũng muốn vào hôm nay nhận được hoàn toàn rửa sạch. Sư tử ưng tộc người đều là ngầm đầu, lớn tiếng phụ họa lời của hắn, sư tử ưng tộc vương thấp thanh nhất yếu, lần trước bị hắn đào thoát là của ta sơ suất, lần này ta muốn tự tay chém giết, sư tử ưng nhất tộc không thể còn có vết nhơ. Chém giết, chém giết không thể tồn tại vết nhơ sư tử ưng nhất tộc đều là giống lên còn tình kích phấn bộ dáng sư tử ưng tiểu niên sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệnh hắn hiện tại rốt cuộc nên như thế nào nếu như hắn còn không làm ra động tác dược thúc thật sự liền bị ngay tại chỗ chém giết nghe sư tử ưng tộc người hô to làm dược nụ cười lạnh hơn sư tử ưng tộc vương tắc là hài lòng dương lên khoe miệng chậm rãi xoay người lần này ngươi mơ tưởng trốn nước qua ta lần này muốn tự tay giải quyết ngươi sư tử ưng tộc vương nói xong hai tay mãnh liệt nhiên nhất đạo lục quang vây quanh lục quang sau khi biến mất một đôi sắc bén đường trào đã xuất hiện ưng mũi nhọn thoáng qua ánh sáng sư tử ưng tộc vương ưng trào muốn hung hăng cắm vào lam dực lồng ngực đào ra trái tim của hắn lam dực lanh lanh nhất cười khuôn mặt tuấn tú vung lên mắt đen nhìn xem phương xa đôi mắt màu xanh lam bên trong ám quang lóe lên đột nhiên cảm thấy một loại dị thường quen thuộc ba động ngay tại bên cạnh văng lên lam dực khác biệt nghiêng đầu sang chỗ khác một đôi mắt xanh nhìn chằm chằm một vị trí nào đó khí tức quen thuộc kia ba động sáu sẽ không phải sáu không làm sao có thể sư tử ưng tộc vương ưng trào đã rơi xuống chỉ lát nữa là phải đầm xuyên lam dực độ ngực làn ra sư tử ương tiểu niên đã không nhịn được đứng lên không đợi hắn có động tác một đạo cuồng manh khí tức đột nhiên hiện thân muốn động hắn trước tiên qua ta đầy quan thanh lệ âm thanh vạch phá bầu trời sư tử ưng tộc vương mắt ưng hung hăng cò dù lại nhân loại một thân ảnh kèm theo tôn giả cường đại khí tức bông xuống vân phong lanh lấy gương mặt xinh đẹp tinh thần lực hóa thành trường tiên hung hăng hướng sư tử ưng tộc vương ưng chào rút đi sư tử ưng tộc vương thân hình hơi hơi lui lại vân phong lách mình đến liễu lam dược trước mặt chọc vung lên lam dược trên người xiển xích đều căng đứt nhân loại là nhân loại sư tử ưng nhất tộc xáo trộn tất cả sư tử ưng tộc người vạn phần kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện loại sư tử ưng nhất tộc mấy vị trưởng giả lập tức đứng dậy sư tử ưng tộc vương đứng ở đó một đôi mắt ưng quan sát tỉ mỉ vân phong không có hành động thiếu suy nghĩ chủ nhân ngươi sáu lam dực kinh ngạc có chút nói không ra lời chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt vân phong nàng làm sao sẽ tới nàng rốt cuộc là như thế nào đi vào ưng xảo đây rốt cuộc sáu vân phong đứng tại lam dực trước mặt mắt đen nhìn xem trước mặt sư tử ưng nhất tộc mấy vị tôn thần cường giả dạ, còn có phía sau kia đứng sư tử ưng tộc vương song vương cũng không có động tác đối với lẫn nhau đều có một chút kiên kỵ sư tử ưng thiểu niên nhìn thấy vân phong xuất hiện đột nhiên thờ phảo, cũng đặt mông ngồi xuống còn tốt còn tốt sáu Dự thúc khế ước giả chạy đến sáu nhân loại ngươi đến tột cùng là như thế nào tiến vào hương xảo lẫn vào sư tử ứng nhất tộc sư tử ứng nhất tộc mấy vị lão giả đều là mặt lộ vẻ ngon sắc một nhân loại thế mà lặng yên không tiếng động lẹn vào ở đây nếu như không phải nàng chủ động hiện thân bọn hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác này nhân loại đến cùng có cái mục đích gì vân phong lánh lánh nhất tiếu ta tới ở đây chỉ là vì bằng hữu của ta lam dực không còn gì khác cho ngươi một cơ hội mau mau rời đi sư tử ứng nhất tộc địa bàn nếu không đừng trách chúng ta không khách khí sư tử ứng nhất tộc mấy cái trưởng giả đều là lớn tiếng quát trói thai vân phong nhất âm thanh cười sẵn sàng không cùng ta bằng hữu cùng một chỗ ta sẽ không rời đi đã như vậy liền lưu lại mệnh của ngươi mấy vị sư tử ưng trưởng giả mắt lộ ngon sắc bốn vị tôn thần cường giả đã cùng nhau hướng vân phong công tới chủ nhân cẩn thận lam dực bắt lấy vân phong cổ tay mang theo nàng né qua trong đó một đạo công kích vân phong cười nhạt một tiếng mặc dù ngươi ta tiếp xúc khế ước nhưng ăn ý còn tại lam dực thần sắc không khỏi âm trầm xuống trước đây không phải đã nói đừng tới tìm ta chủ nhân ngươi sáu vân phong ha ha một tiếng cười ta nói qua ta là vì bằng hữu mà đến ta cũng muốn mang theo bằng hữu cùng rời đi lam rực hai con mắt màu xanh lam hung hăng loại lên một loại không biết tên nỗi lòng từ đáy lòng chạy qua sư tử ương tộc vương nhìn xem vân phong hòa lam rực âm tàn nở đủ cười mấy vị trường giả không cần thủ hạ lưu tình, diệt sát bốn vị tôn thần cấp bậc công kích lập tức tấn mạnh rất nhiều sư tử ương vốn là lấy tốc độ tăng trưởng bốn cái tôn thần cấp bậc công kích giống như từng đạo tật phong trốn được một trong số đó chưa chắc có thể tránh thoát hai trong đó lam rực sau lưng hai cánh bày ra mang theo vân phong phí sức trốn tránh vân phong nước mắt liền thấy đống kia hai cánh trên vết máu lo lộ con ngươi xoay mình nhiên nhất nhanh bọn hắn thế mà ra tay với ngươi lam dược lanh lanh nhất lợi cái này căn bản không tính là gì nhân loại để mạng lại tứ vị trường giả đem lam dược hòa vân phong bốn phương tám hướng toàn bộ khóa kín vân phong lánh nhiên nhất người đẩy ra lam dược bảo hộ muốn mạng của ta cái kia cũng muốn nhìn các ngươi có bản lánh này hay không lật bàn tay một cái ba cái khế ước chi giới hiện thân ba đạo kia sang chói mắt xuất hiện ở tất cả sư tử ương tộc người trước mắt hòa hệ thủy hệ lôi hệ khế ước ma thú toàn bộ hiện thân xuống tứ vị trường giả nhìn thấy đều là lớn tiếng hét lớn sư tử ương tộc vương cũng là con ngươi co rú lại này nhân loại lại là sùng mô Sùn nơ lại là sùn nơ sư tử ưng tộc người thất kinh nhao nhao lui về phía sau sư tử ưng tiểu niên đứng ở phía sau nhìn thấy trước mắt một màn này không khỏi cũng có chút ngây người kia nhân loại lại là đa hệ sùn nơ lợi hại như vậy lam dực ca ca yêu yêu xuất hiện nhìn thấy lam dực bình an vô sự lập tức cười vui vẻ Lựa nhỏ nhìn thấy lam dực bộ dáng cười ha ha một tiếng điệu nhân ta liền nói ngươi không có việc gì nhị lôi nhìn thấy lam dực cặp kia vết máu loang lộ cánh cái mũi hừ một cái không nói gì lam dực cười nhạt một tiếng tay mỏ sờ yêu yêu cái đầu nhỏ để các ngươi lo lắng thân là đồng tộc lại còn lên nội đấu sư tử ưng nhất tộc cũng bất quá như thế nhị lôi khinh thường mở miệng hai mắt nhìn về phía bốn góc rơi tứ vị trường giả chính là các ngươi ra tay tứ vị trường giả hô hấp đều là căng thẳng yêu yêu hỏa tiểu hỏa nghe xong lửa giận cũng đi theo xung ra con bà đó bản đại gia hôm nay không phải đem các ngươi toàn bộ nướng chín không thể sư tử ưng tộc vương ánh mắt lấp lóe tình thế xảy ra cực lớn chuyển biến xuống mỏ nở cùng ba con khế ước ma thú hợp lại cùng nhau sức chiến đấu thế nhưng là tương đương cực lớn nhưng hắn không có khả năng tha chém giết làm dự cơ hội tự tiện xông vào sư tử ưng nhất tộc bên trong nhân loại giết không tha sư tử ưng tộc vương lập tức gầm hét tứ vị trường giả cũng sẽ không chần chờ bốn đạo công kích phân biệt từ tứ phía đánh tới thẳng bức trung gian tất cả mọi người vân phong lanh lanh nhất tiếu lửa nhỏ yêu yêu còn có nhị lôi ba người phân biệt phóng xuất ra ma pháp cường đại nguyên tố giúp cho đánh trả vê vâng kinh tiên động địa thanh âm to lớn vang lên sư tử ưng tộc nhân khác đều là nhao nhao tránh né to lớn năng lượng nguyên tố sóng xung kích hung hăng khuyết tán ra trực tiếp đem phía ngoài cùng tầng thứ nhất cao tới bụi cây trực tiếp đổ ngang ngã xuống ầm ầm cực lớn bụi cây ngã xuống âm thanh sư tử ưng tộc mọi người trong lòng cũng là hung hăng r lên lực lượng thật là cường đại mà lại là dư ba một mảnh khói lửa trong bụi đất sư tử ưng tộc vương thân hình xoay mình nhiên tự không trung hạ xuống một đôi lợi chảo mở ra bụi mù này nhân loại lại dám ở đây như thế dương oai hắn nhất định phải móc trái tim của nàng không thể vạch phá trọng trọng bụi mù nên đón sư tử ưng tộc vương đích thật là vân phong nhân nhưng là cười lạnh hai con ngươi ta chờ chính là ngươi vân phong môi đỏ vung lên trên bàn tay bỗng nhiên xoay tròn lấy ba loại màu sắc phối hợp ra nguyên tố cầu phía trên kia nhún nhảy ba loại nguyên tố tại ở lần kêu gạo mà từ dung hợp nguyên tố chi bên trong tản ra áp lực khủng bố nhường sư tử ương tộc vương con ngươi rất mạnh mẽ co lại sau lưng lập tức sinh ra hai cánh dùng sức rung động sư tử ưng tộc vương muốn cấp tốc thoát đi vân phong khỏe miệng mang theo lanh ý đem trong lòng bàn tay nguyên tố cầu cấp tốc đẩy sư tử ưng tộc vương cấp tốc lui lại lúc xuất hiện trước mắt lại là dung hợp nguyên tố thiện lương màu sắc vân phong duy dương môi đỏ khẽ mở cánh môi theo một tiếng nhàn nhạt bạo dung hợp nguyên tố mãnh liệt nhiên tự không trung nổ tung lên vương tứ vị trường giả nhìn thấy đều là lớn tiếng la lên không để ý dung hợp năng lượng năng lượng kinh khủng dư ba phấn đấu quên mình vào vào vân phong mắt đen nhìn về phía nổ tung chân thành nàng không có khả năng đánh chết sư tử ưng tộc vương quả nhiên nhất đạo hắc ảnh phóng lên trời chính là một thân chật vật sư tử ưng tộc vương vân phong nước mắt sư tử ưng tộc vương thực lực phía trên nàng nàng tam hệ nguyên tố dung hợp nhiều lắm là nhường hắn bị chút thương mà thôi bất quá hắn cũng cần phải minh bạch nàng cũng không phải là dễ khi dễ sư tử ưng tộc vương một thân chật vật từ trên không rơi xuống vài miếng lông vũ đã dụng chậm rãi từ trên không bay xuống trên thân trên mặt đều là gặp rất nhiều vết thương thật nhỏ sư tử ưng tộc vương một đôi mắt lấp lóe không yên nhìn xem vân phong vẻ tàn nhẫn sẽ qua vân phong ra hiệu khác ba con khế ước ma thú không nên khinh cử vọng động đây là Đang sư tử ưng địa bàn mặc dù bọn hắn nhất thời chiếm thượng phong nhưng nếu thật là liều mạng đánh nhau thua thiệt là nàng nàng không có khả năng một người đối kháng sư tử ưng toàn tộc chớ ngoan mất khôn đạo lý vân phong vẫn hiểu ta không có ý định mạo phạm sư tử ưng nhất tộc đi tới nơi này cũng chỉ là bằng hữu không còn ý gì khác vân phong cao giọng nói một câu nếu như thật là có mục đích cái khác bằng vân phong thực lực thế nào liền âm thầm có động tác sư tử ưng tộc vương cùng mấy vị trường giả tự nhiên biết cứng đối cứng ai cũng không chiếm được tiện nghi cũng nhìn ra vân phong nhượng bộ ý tứ kiếm bạt nỗ trương khí thế cuối cùng hòa hóa lại nhân loại ngươi cái gọi là bằng hữu chẳng lẽ chính là người phản bội kia sư tử ưng tộc vương mở miệng âm thanh lộ ra vô cùng uy nghiêm vân phong gật đầu hoàn toàn chính xác ta chính là vì liễu lam dực mà đến ngươi nghĩ mang người phản bội này rời đi ta rõ ràng nói cho ngươi không có khả năng sư tử ưng tộc vương sắc mặt tức giận mở miệng vân phong nhưng là cười nhạt một tiếng kẻ phản bội lam dực đến cùng làm sự tình gì muốn bị mang theo kẻ phản bội danh hảo đây là ta sư tử ưng tộc bên trong sự tình không cho phép nhân loại nhúng tay tứ vị trường giả không vui mở miệng vân phong như cũng đạm nhiên mỉm cười ta nói qua lam dực là bằng hữu của ta bằng hưu chuyện tại ta vân phong trong mắt của chính là thuộc buồn phận chuyện vân phong mây sáu sư tử ương tộc vương cùng tứ vị trường giả đều là khẽ giật mình này nhân loại lại là vân ra bên trong người vương trước đây tổ tiên nhưng có nói qua nếu như là người nhà họ vân mà nói chúng ta sáu tứ vị trường giả đều là nhìn về phía sư tử ương tộc vương sư tử ương tộc vương nhữ mày nhìn hướng vân phong không nghĩ tới người này loại lại là vân ra bên trong người lần này chẳng lẽ còn muốn lam dực trốn qua đi nói cho ngươi cũng không sao đích thân hắn thị sát ta thân đệ thị sát đồng tộc chính là của hắn tội danh thị sát đồng tộc vân phong trong lòng cười lạnh nàng căn bản không tin tưởng lam dược sẽ làm ra dạng này sự tình dài lâu như thế ở chung nếu như nàng còn không hiểu rõ khế ước của mình ma thú là như thế nào tính tình nàng liền thật sự có lỗi với cùng lam dược ở giữa phần nhân tình này đã như vậy chắc có ban đầu nhân chứng là ai tận mắt nhìn đến lam dược thị sát đồng tộc vân phong chất vấn nhường lam dược ánh mắt loại lên sư tử ương tộc người cũng là hơi hơi rối loạn lên vân phong mắt đen quét về phía phía dưới ban đầu vị kia nhân chứng đứng ra có thể hay không sư tử ương tộc người nhìn lẫn nhau sư tử ương tộc vương mặt lạnh mở miệng lúc đó ta thân đệ chết thảm thời điểm lam dược đang tại bên cạnh hơn nữa nhuộm đầy tiên huyết Trừ hắn ra hiện trường không có người nào nữa cái này còn không có thể nói rõ hết tại sao sư tử ưng tộc vương chẳng lẽ không biết còn có vu hoan giá hoa sao ta không tin tưởng tình huống lúc đó nhưng ta biết mắt thấy cũng vì giả đạo lý kẻ phản bội tội danh một khi cài lên đó là cả đời vết tích tất nhiên thị sát đồng tộc tội danh to lớn như thế như vậy đơn giản như vậy liền cho đồng tộc cài lên kẻ phản bội là cấn sư tử ưng tộc vương có thể hay không quá bất cẩn sư tử ưng tộc vương thần sắc hung ác vân phong ta sư tử ương tộc bên trong chuyện không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân ta cũng không phải là khoa tay múa chân vô luận là nhân loại hay là ma thú đều có một công bằng còn tại đó chuyện lúc trước hiện tại xem ra không có nghi hoặc sao đơn giản như vậy liền cài lên tội danh không chỉ có là qua loa đơn giản như vậy à sư tử ương tộc vương tứ vị trường giả đều là nhữ chặt lông mày trước đây chuyện này thật có chút điểm đáng ngờ xử lý cũng đích sắc là quá mức vội vàng không sai nếu không phải vương mệnh lệnh chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như thế liền đạt được kết luận sư tử ương tộc vương nghe tứ vị trường giả nói chuyện lựa giận trong lòng lượt lên nhưng lại không thể nói cái gì bất quá chuyện này đi qua lâu như vậy truy xét nữa đứng lên có chút khó khăn tứ vị trường giả mở miệng sư tử ưng tộc vương trong mắt tàn khốc sẽ qua hảo một cái vân phong thế mà dựa vào một đầu đầu lươi thế mà đem chuyện này vô căn cứ thay đổi sư tử ưng nhất tộc mặc dù vương có địa vị trí cao vô thượng nhưng tứ vị trưởng giả cũng là không thể bỏ qua hai giả chi ở giữa có thể nói là lẫn nhau cân bằng vân phong cười nhạt một tiếng tất nhiên việc quan hệ lâm dực ta tự nhiên muốn rút một tay người phản bội này là cấn vốn không nên thuộc về hắn chỉ bất quá đây là ta trong tộc sự tình ngươi một cái nhân loại nhúng tay có phần sáu tứ vị trường giả đối với điểm ấy đều là cảm thấy không đồng ý lựa nhỏ ở một bên hừ một tiếng chủ nhân cũng căn bản không có thèm các ngươi sư tử ứng nhất tộc bất kỳ vật gì nếu không phải vì người chim này chủ nhân cũng căn bản sẽ không tới chỗ này chính là chính là yêu yêu ở một bên dùng sức gật đầu bọn hắn thế mà khi dễ như vậy làm dự ca ca đáng giận tứ vị trường giả thần sắc không khỏi lúng túng tôn thần cấp bậc vân phong nếu như thật vừa ý cái gì đại khái có thể ra tay nhưng đúng như là bọn hắn nói tới trừ liễu lam dựng nàng đích sắc không có tâm tư khác cái này nhìn qua giống như là sư tử ứng nhất tộc tự mình đã tỉnh không thể để cho nhân loại nhúng tay chuyện trong tộc sư tử ứng tộc vương không thể nhịn được nữa gầm nhẹ tứ vị trường giả cũng là những mày lúc này một thân ảnh đứng dậy ta đồng ý tứ vị trường giả cùng sư tử ương tộc vương đều là nhìn sang sư tử ương tộc vương sững sở lại là tên mắt con này sư tử ương tiểu niên thẳng tắp đứng ở đó hai mắt màu xanh lam nhìn xem tứ vị trường giả còn có sư tử ương tộc vương phụ thân ta chuyện ta đồng ý để cho nàng nhúng tay ta muốn không có người nào so với ta có tư cách hơn quyết định chuyện này Người sáu sư tử ưng tộc vương khí nghiến răng nghiến lợi tứ vị trường giả trầm mặc không nói vân phong những mày thiếu niên này lại là như vậy thân phận lam dực nhìn thiếu niên một mắt nhẹ giọng thở dài một tiếng có quá nhiều bất đắc dĩ tất nhiên hắn đều mở miệng chúng ta cũng không lý tới từ ngăn trở tứ vị trường giả cuối cùng làm mở miệng sư tử ưng tộc vương đột nhiên híp lại lên hai mắt sư tử ưng thiểu niên thẳng tắp đứng ở nơi đó nhìn ra mười phần khẩn trương tứ vị trường giả nhìn hướng vân phong nhân loại tại sư tử ưng nhất tộc bên trong phải biết phân tức. vân phong cười nhạt một tiếng tứ vị trường giả quay người mặt hướng sư tử ưng tộc vương vương chuyện này nếu như không thể giải quyết rất dễ trong tộc chắc chắn khởi loạn sư tử ưng tộc vương nhìn về phía sư tử ưng tộc người phản ứng vân phong lời nói mới vừa rồi kia đã để sư tử ưng tộc người nhao nhao ôm lấy hoài nghi tâm tính sư tử ương tộc vương cuối cùng cắn răng tung ra một câu chuyện này nếu như này nhân loại có nửa phần càng cự chỗ ta sẽ không khách khí sư tử ương tộc vương lạnh giọng nói xong sau lưng đột nhiên sinh ra to lớn một đôi cánh dương cánh bay cao dựng lên trong nháy mắt không thấy tăm hơi tứ vị trường giả đều là nhẹ giọng thở dài một tiếng nhìn thật sâu vân phong nhất mắt chuyện này một mực là sư tử ương tộc bên trong một cái vết nhơ lam dực thân là bốn cánh sư tử ương làm ra loại sự tình này càng là không thể tha thứ chúng ta trước đây bởi vì tức giận sôi sục mười sáu tứ vị trường giả nhìn liễu lam dực trên gương mặt khắc văn một mắt đều là thở dài một tiếng sư tử ưng tộc chuyện bên trong ta không có tâm đi quản các ngươi cứ yên tâm đi chuyện này việc quan hệ lam dực rửa sạch lam dực trong sạch sau đó ta tự nhiên hội rời đi tứ vị trường giả thần sắc khẽ giật mình đều là cười khổ một tiếng lam dực bây giờ gánh vác kẻ phản bội là cấn không thể tại trong tộc tùy ý đi lại hắn nhất thiết phải bị trông giữ hết thể dựa theo các ngươi sư tử ưng tộc bên trong quy củ tới nhưng mà sáu vân phong mắt đen đột nhiên châm xuống nếu như lam dực lại chịu nửa điểm tổn thương ta không cam đoan sẽ làm ra cái gì tứ vị trường lão lại là cười khổ Lam Dực đem sau lưng cánh miễn cưỡng thu hồi, đi lên trước, những vết thương này cũng không phải tứ vị trưởng giả sở trí, đều là sư tử ứng tộc vương. Vân Phong mắt đen trầm xuống, Lam Dực hai mắt nhìn xem Vân Phong, "Chủ nhân, ngươi xấu." Vân Phong cười, "Ta tin ngươi, người phản bội này là cấn ta cuối cùng là sẽ thay ngươi rửa đi, Quang Minh chính đại đi ra ở đây." Lam Dực mắt màu lam chớp lên, môi mỏng chậm rãi câu lên, tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, lựa chọn ban đầu quả nhiên không có sai, hắn lựa chọn nàng là hắn cả đời may mắn. Dứt thúc, ta biết sự kiện kia không phải ngươi làm." Sư tử ứng tiểu niên đi tới, một đôi mắt thanh tịnh mắt xanh nhìn về phía Lam Dực, lam dực vui mừng nợ nụ cười sư tử ưng tiểu niên nắm chặt xong quyền nhất định sẽ bắt được năm đó hưng phạm còn Dược thuốc trong sạch tứ vị trường giả mang theo lam dực rời đi sư tử ưng tất cả tộc nhân cũng là nhao nhao rút lui nhưng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vân phong nhắc mắt có tứ vị trường giả cho phép vân phong giã cuối cùng không cần tại ẩn dấu tại sư tử ưng tiểu niên cái kia đơn sơ xào huyệt bên trong vân phong trong mắt lộ vẻ cười nhìn xem trước mặt thiếu niên thiếu niên bị nhìn thật không tốt ý tứ ngươi xem cái gì ngươi lại là thân phận như vậy tại sao lại ở tại nơi này sao chỗ thật xa thiếu niên nhữ mày là ta chính mình yêu cầu vân phong mày Thiếu niên này nguyên lai cũng không phải ngây thơ tầm tính, hắn nhìn thấu một ít chuyện, biết rời xa mới có thể để cho mình chân chính an toàn. Chuyện năm đó đến cùng như thế nào, ta cần ngươi một chữ không lọt nói cho ta biết. Thiếu niên sắc mặt nghiêm túc gật đầu, bắt đầu tự thuật lên sư tử ưng tộc bên trong xa so với trước kia phát sinh một chút liệt sự kiện, những sự tình này chấn kinh sư tử ưng toàn tộc. Lam Dực thân là bốn cánh sư tử ưng tại sư tử ưng tộc bên trong có lấy cao thượng địa vị, nhưng cũng không phải là vương tộc huyết mạch, nhưng lại cùng vương tộc huyết mạch một trong số đó giao hảo. Sư tử ưng vương tộc huyết mạch sinh ra hai vị người ứng tử, Lam Dực cùng đệ nhị vương tử giao hảo hai giả chi giữa tình nghị thâm hậu theo thời gian trôi qua đệ nhị vương tử sinh hạ huyết mạch kéo dài dòng dõi nhưng đệ nhất vương tử lại vẫn liền lẻ loi một mình tại sư tử ứng tiền nhiệm tộc vương thời khắc hấp hối vốn là muốn truyền vị cho đệ nhất vương tử nhưng cân nhắc đến huyết mạch kéo dài vấn đề đem vương vị tạm thời đổi thành đệ nhị vương tử đệ nhị vương tử trở thành tân nhiệm sư tử ứng tộc vương nhưng không đến mấy hôm mới nhậm chức sư tử ứng tộc vương liền bỏ mình mà lam dực chính là lúc đó duy nhất xuất hiện sư tử ứng cái này thị sát tội danh triệt để chụp tại trên đầu của hắn vân phong nghe xong chỉ cảm thấy trong đó có rất sâu vấn đề đương nhiệm sư tử ưng tộc vương cực kỳ nhằm vào lam Dực, là bởi vì chính mình thân đệ chết đi phẫn nộ vẫn là khác Nhưng hắn nước gì lam Dực sớm đi bị xử tử lần này còn phải đích thân độc thủ ngươi nhìn thế nào vân phong nhìn qua sư tử ưng tiểu niên thiếu niên cắn môi một cái mở miệng dự thúc sẽ không làm chuyện như vậy dự thúc cùng phụ thân tình cảm ta xem ở trong mắt bọn họ là mạc nịch chi giao dự thúc tuyệt đối sẽ không làm tổn thương phụ thân chuyện ngược lại là sáu hôm nay tộc vương hắn mặc dù là phụ thân anh ruột nhưng ta nhìn thấy qua hắn hận không thể phụ thân chết mất ánh mắt nói như vậy ngươi cho rằng là đương nhiệm tộc vương ra tay nhưng lại đem đoan ức giao cho lam dực sư tử ưng thiểu niên hung hăng gật đầu phụ thân sau khi chết hắn cấp tốc thừa vị hơn nữa đem chuyện này rất nhanh làm ra giải thừa dịp tộc nhân đều mất lý trí thời điểm hắn chui chỗ trống vân phong trầm mặc như thế xem ra sư tử ưng tộc vương hết thể động cơ đều đưa nhận được rằng giải nếu như đây là như vậy chuyện này chạm đến e rằng cũng không phải sư tử ưng tộc chuyện bên trong đơn giản như vậy thiếu niên hung hăng co g lại ý của ngươi là trước kia việc này còn có khắc tộc nhúng tay trước mắt còn không thể xác định, bất quá có thể chắc chắn đương nhiệm sư tử ưng tộc vương muốn đem Lam Dực đưa vào chỗ chết, lần này cần không phải ta ra tay ngăn cản, hắn đã đạt được cơ muốn. Vân Phong trên mặt xẹt qua ngân sắc. Hắn không có làm việc trái với lương tâm liên tốt, nếu không xấu, nếu như hắn cấu kết ngoại tộc, tội không thể tha. Sư tử ưng tiểu niên tức giận đứng người lên, nếu như trước kia cái chết của phụ thân thật cùng hắn có liên quan, ta nhất định sẽ để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Vân Phong nhìn xem thiếu niên thời khắc này thần sắc, cười ha ha. Nếu muốn biết hắn có hay không cấu kết ngoại tộc, từ trên người hắn căn bản sẽ không tìm được nửa điểm chứng cứ. Ta muốn đi ương xảo địa phương khác đi một chút mới có thể. Thiếu niên thần sắc khẽ giật mình, lấy ngươi thân phận nhân loại nếu như tại ương xảo du đãng định nhiên hội gây nên những tộc quần khác phẫn nộ. Vân Phong âm thầm cười nhẹ, điểm ấy phải nhờ vào ngươi hỗ trợ. Ta. Thiếu niên nghi hoặc, Vân Phong đưa tay chỉ, ta cần ngươi sư tử ưng lông vũ. Ngươi muốn ta lông vũ làm cái gì? Thiếu niên khuôn mặt lập tức đỏ lên, tựa hồ Vân Phong nói cái gì làm hắn mất mặt lời nói. Viên Thịt nhìn Thiếu Niên bộ dáng như vậy, thực vì khinh thường hư một tiếng, Thiếu Niên sắc mặt càng đỏ, Vân Phong bàn tay nhất chuyển, biến hình dược thể hiện ở lòng bàn tay. Sư tử ưng nhất tộc không có khả năng đem nhân loại xuất hiện ở nơi này tin tức tiết lộ cho những tộc quần khác, nếu như ưng xảo bên trong những tộc quần khác biết là bọn hắn dẫn một nhân loại đi vào, vẫn là một cái tôn thần cường giả, nhất định nhiên hội dẫn tới chúng nộ, Nhưng Vân Phong trước mắt muốn tại ưng xảo ngốc một đoạn nhật tử, xét thấy về sau hành động thuận tiện, nàng cũng chỉ có sử dụng biến hình chất thuốc. Còn tốt có kim đỉnh dịch tồn tại, không phải vậy cái này biến hình dược thể cũng thực nhốn Vân Phong hao tổn tâm trí. Thiếu niên nhìn chằm chằm vân phong trong tay bình thuốc kia tể, "Vân phong khai khẩu, ta lấy sư tử ương tộc thân phận của người hành động sẽ dễ dàng hơn một chút, ngươi cho rằng như thế nào?" Thiếu niên ngơ ngác nhìn mấy lần, cuối cùng cuối cùng hiện ra hai cánh, đỏ mặt từ phía trên rút ra mấy cây lông vũ giao cho vân phong, vân phong tiếp nhận cái này, trắng loan bóng loáng lông vũ vùi đầu vào dược tề phía trên, dược tề đột nhiên phát sinh biến hóa, thiếu niên đỏ mặt đứng ở đó, nhìn xem vân phong hy hoáy dược tề, một miếng cuối cùng nuốt xuống. Tốt. Thiếu niên hồ nghi nhìn vân phong mắt, người nàng loại khí tức đang từ từ rút đi, sư tử ứng nhất tộc khí tức chậm rãi hiện hiện ra, tiếp lấy vân phong hơi hơi đóng lại mắt đen sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi trắng loan cánh chim thiếu niên nhìn trận mắt hốc mồm vân phong mắt đen mở ra hướng về phía thiếu niên cười nhạt một tiếng xem ra chúng ta có thể hành động sáu để lời nói với người xa lạ sáu tiểu phong phong a người đến cùng có biết hay không sư tử ứng nhất tộc rút ra lông vũ là thần mã như cục xịt ý tứ a hẹ hẹ đại gia đoán xem nhìn a là thần mã như cục xịt ý tứ bóp vạn càng đi lên a tờ tờ muốn quăng a không phải vậy không động lực a nũng nịu a có hay không quýnh tờ s súng mò n một nhóm đã đầy muốn tiến bảy đồng học thỉnh thêm hai nhóm hai ba bốn chương thứ chín ra tay vạn càng gỗ 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 ương tổ là phi hành ma thú loại bên trong cùng thuộc tại ương hệ huyết mạch tất cả tộc đàn căn cứ ưng hệ huyết mạch có rất nhiều chi nhánh khác nhau vân phong khế ước ma thú sư tử ứng nhất tộc xem như ương hệ huyết mạch thực vì đặc thù một loại hạ thanh khế ước hoa ưng cũng thuộc về loại này nhưng dựa theo huyết thống cao quý tới nói không bằng sư tử ứng nhất tộc từ sư tử ứng nhất tộc trong địa bàn đi ra sư tử ưng thiệu niên biến hết sức cẩn thận cũng là lần lượt đối với vân phong giới thiệu ương tổ nguyên tắc tình huống ưng tổ bên trong cư trú ưng hệ huyết mạch không chỉ có trăm loại tất cả lớn nhỏ tộc đàn phân bộ tại rộng lớn ưng tổ bên trong đều có thuộc về mình một mảnh lãnh địa mỗi cái tộc đàn bên trong có rất ít qua lại qua lại ưng loại ma thú tình cảm đều rất lạnh lùng cũng không vui cùng người ngoại tộc quan hệ qua lại càng là không khả quan loại thân cận ở nơi này không giới trăm trồng trong huyết mạch có thể cùng sư tử ưng nhất tộc cùng nhau địch nổi chỉ có hai chi đặc thú huyết mạch sát ưng nhất tộc còn có xích ưng nhất tộc sư tử ưng nhất tộc là lấy cánh cùng tốc độ tăng trưởng nhưng cái này hai tộc cũng không phải như thế sát ương nhất tộc có có thể nói ma thú loại bên trong cũng khó khăn có thể vừa thấy kỹ xảo bản lĩnh chính là có thể tại cao tốc trong vận động trong nháy mắt che giấu mình cái này cùng không gian phong tỏa là hoàn toàn hai loại bất đồng loại hình không gian phong tỏa có thể ẩn tàng thân hình muốn xây dựng ở đối không gian phép tắc quen thuộc phía trên ẩn tàng đối với thực lực mình dưới người mà nói nhưng sát thương nhất tộc hoàn toàn đã vượt ra quy tắc này một khi hắn ẩn tàng thân hình bất luận ngươi là cao thực lực cường giả trừ phi có đặc biệt thủ đoạn không phải vậy căn bản không phát hiện được thân hình của bọn hắn dấu vết mà xích thương nhất tộc làm cho người ước ao thì còn lại là bọn hắn bản thân huyết mạch biến dị đặc biệt tính chất xích đứng tại phong hệ nguyên tố cơ sở phía trên giữa lông mày lại thêm ra một vòng xích hồng lông vũ mà lông vũ bên trong lần chứa nhưng là hỏa nguyên tố. Xích Hưng nhất tộc mỗi một cái trong cơ thể đều tích chứa hỏa nguyên tố tồn tại, Xích Hưng nhất tộc huyết mạch chính là biến dị huyết mạch. Nhất tộc huyết mạch biến dị muốn so chỉ có huyết thống biến dị càng là hiếm thấy, cũng càng không phổ biến. Cho nên nói, trừ sư tử ưng bên ngoài, cái này hai tộc tại ưng hệ trong huyết mạch cũng chiếm hữu địa vị vô cùng quan trọng. Ưng tổ quả chân không tầm thường, Vân Phong nghe xong sư tử ưng tiểu niên tự thuật có một cái sơ bộ hiểu rõ, mặc dù chỉ là sơ bộ, nhưng là cảm thấy ma thú bên trong lần chứa tộc đàn sức mạnh viễn siêu nàng tưởng tượng. Tiểu sư tử ưng, ngươi tên là gì? Hai người dương cánh bay trên trời cao bên trong, vân phong quay đầu cười hỏi một câu sư tử ưng tiểu niên mặt của lại là đỏ lên ngươi xem lên đi cùng ta đồng dạng đại có thể so sánh ta lớn hơn bao nhiêu một bộ lao khí hoành thù bộ dáng vân phong thấp thanh nhất tiếu nàng bây giờ đã 30 tuổi mặc dù bề ngoài vẫn là bộ dáng mười mấy tuổi nhưng trong lòng niên linh đã viễn siêu 30, xưng hô hắn là tiểu sư tử ưng cũng không tính toán đột ngột ta và ngươi hành động chung nếu như liền rùa nàm cũng không biết có phần không thể nào nói nổi sư tử ưng tiểu niên đỏ mặt theo ở phía sau nhìn xem vân phong sau lưng sinh ra tia đối cánh khổng lồ mắt màu lam trợt khẽ hiện phi vân vân phong khẽ giật mình phi vân sư tử ưng thiểu niên đỏ mặt gật gật đầu tựa hồ tuyệt không ngỡ thích có người như thế gọi hắn vân phong cười ha ha, phi vân tên thật là hay phi vân nghe nói như thế không khỏi cũng câu lên ý cười đây là phụ thân cho ta lấy vân phong cười nhạt bọn hắn trước mắt đã triệt để rời xa sư tử ưng địa bàn đập vào tầm mắt là vân phong lần đầu lúc đi vào thấy cảnh tượng vân phong không khỏi dừng lại ở mảnh này tràn ngập mây mù dãy núi chạy dài ra bên trong nàng căn bản không phân rõ phương hướng phi vân cười nhẹ bay đến nàng bên cạnh đưa tay chỉ phương hướng muốn không lạc đường là muốn dựa vào tầm mắt ương tộc tầm mắt cực mạnh những thứ này mây mù có thể xuyên đấu nhưng mà ngươi uống phía dưới bình thuốc kia tể thay đổi cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Vân Phong niết mép một cái, biến hình dược thể thay đổi chỉ có thể là bề ngoài, liền bên trong đều thay đổi là tuyệt đối không thể nào. nàng cũng chỉ là bề ngoài cùng khí tức bên trên tới gần sư tử ứng nhất tộc, nhưng ưng hệ ma thú vốn sẵn có đặc điểm nàng vẫn là không có, tâm mắt vẫn là loài người trong phạm vi. đi thôi, ta dẫn ngươi. Phi Vân nhẹ thanh nhất yếu, dương cánh liền bay ở phía trước, lập tức thân ảnh đã chạm vào trong mây mù. Vân Phong bất đắc dĩ cười cười cũng chỉ có theo sát phía sau, muốn tra rõ ràng trước đây chuyện bí mật, tự nhiên là muốn từ sát ưng cùng xích ưng hai tộc bắt đầu. Nếu quả như thật là đương nhiệm sư tử ưng tộc vương động tay, hắn có thể liên thủ hơn nữa không ra bị lậu tự nhiên chỉ có thể là cái này hai tộc. Nhưng xích ưng cùng sát ưng nhất tộc không có khả năng tùy ý ra vào, Vân Phong muốn đi vào là muốn gánh vác cực lớn phong hiểm, cũng rất có thể đả thảo kinh xà. Không thể trực tiếp thu hoạch tin tức nói bóng nói gió là một cái phương pháp thật tốt. Hiện tại Vân Phong hòa phi vân muốn đi mê hoặc tộc, đản chính là ương hệ trong huyết mạch cũng thực vì đặc thù hoa ưng nhất tộc. Nhưng Vân Phong kinh ngạc chính là Phi Vân Thế mà cùng Hoa Ưng nhất tộc có giao tình, tại Hoa Hương địa bàn bên ngoài, Bay Vân Hồng nghiêm mặt phát ra một tiếng êm ái hương gáy, Vân Phong an tĩnh chờ ở một bên, biết đây cũng là thuộc về một loại nào đó ám hiệu, Viên Thịt ngồi ở trên bờ vai, mắt to nhìn chằm chằm Phi Vân đối với loại này ám hiệu cực kỳ bộ dáng cảm hứng thú. Phi Vân kết nối phát ra ba tiếng, đỏ mặt quay đầu nhìn hướng Vân Phong, chúng ta đợi một chút đi. Vân Phong cười gật đầu, sau một hồi, trước mặt sơn động trong đường hầm liền truyền đến tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng bước chân, Vân Phong không khỏi cẩn thận đề phòng, không có phát hiện phi vân mặt của là càng ngày càng đỏ một bóng người thực vì nhanh chóng xông ra đường hầm bên ngoài nhìn thấy phi vân một khắc này kêu kinh ngạc vui mừng một tiếng phi vân các ca vân phong nhíu mày nhìn thấy phi vân gõ má trắng non triệt để bạo nổ một cái thiếu nữ hoa quý nhiệt tình nào tới trực tiếp ôm lấy hắn vân phong môi đỏ hơi câu nguyên lai like lần này giao tình cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống phi vân đỏ mặt đẩy ra hài hước tay của thiếu nữ cánh tay có chút hốt hoảng luôn cuốn bộ dáng thiếu nữ hoa quý nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được một bên vân phong không khỏi khẽ giật mình phi vân các ca nàng là ai nha bay vân hồng nghiêm mặt không biết nên như thế nào giới thiệu vân phong cởi nhạt một tiếng ta là tộc khác bên trong bằng hữu bằng hữu thiếu nữ đánh giá vân phong một mắt tiếp lấy đến gần nàng viên thị đột nhiên chắp lên thân thể đối với thiếu nữ phát ra vô cùng khó chịu vài tiếng gầm nhẹ thiếu nữ hơi hơi co rúm lại một chút vân phong nhìn xem thiếu nữ thanh xuân linh động ngũ quan còn có cặp kia không chứa bất kỳ tạp chất gì hai mắt nàng đối với mình hoàn toàn không có ác ý chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ mà thôi ngươi như thế nào có phi vân ca ca lông vũ thiếu nữ đột nhiên phát hiện cái gì lập tức khuôn mặt nhỏ nhữ một cái tiếp đó giật mình bay đầu nhìn về phía phi vân trong hốc mắt lại có óng ánh nước mắt phi vân ca ca ngươi thế mà đem lông vũ cho nàng bay vân hồng nghiêm mặt đứng ở một bên không phải như thế sự tình không phải như ngươi nghĩ vân phong động nàng đích sắc là muốn phi vân lông vũ bất quá thiếu nữ này làm sao lại phản ứng lớn như vậy chẳng lẽ sáu cái này tiễn đưa lông vũ còn mang theo một cái khác tầng hàm nghĩa nghĩ tới đây vân phong sắc mặt không khỏi một bước phi vân đưa tặng lông vũ cho khác phái đại biểu cái gì bay vân hồng nghiêm mặt nhìn một chút vân phong ánh mắt có chút trống tránh thở sâu một mạch nói ra hết tương loại bên trong giống được đem chính mình lông vũ tặng cho giống cái đại biểu cho sáu Đại biểu cho muốn cái kia giống cái cho mình gây giống hậu đại. Cái gì? Vân Phong sắc mặt tối sầm, gây giống hậu đại. Cũng chính là sáu. Sinh con. Trên bả vai viên thịt cũng là xương sở, Cuối cùng thật vất vả tiêu hóa ý tứ của những lời này. Đột nhiên đem thân thể nhỏ xoay qua chỗ khác, xảy ra mấy lần rung động, nhìn ra viên thịt cười rất vui vẻ. Vân Phong một mặt đen đứng ở đó, đưa tặng lông Vũ lại còn có tầng này ý tứ. Hoa Hưng nhất tộc đầy mặt cô gái thương tâm, bay Vân hồng nghiêm mặt không biết nên giải thích thế nào. Phi Vân ca ngươi thế mà lựa chọn người khác sáu. Chẳng lẽ là của nàng huyết mạch so với ta muốn tốt hơn sao? Không phải như thế sáu, Phi Vân hoàn toàn luôn cuống tay chân. Vân Phong lúc này đi tới, một mặt đen mở miệng, ban đầu là ta quản Phi Vân muốn lông vũ, sự tình xảy ra có nguyên nhân. Hoa Hương nhất tộc thiếu nữ miệng thành nhỏ hình, nguyên lai còn có thể chính mình chủ động muốn lông chim. Nguyên lai nàng tò gan như vậy. Vân Phong gặp thiếu nữ thần sắc liền biết nàng hiểu lầm, thần sắc không khỏi càng thêm đen. Phi Vân mặt của bạo nổ muốn giảng giải, Vân Phong lại mở miệng, ta tới nói rõ ràng. Vân Phong trực tiếp làm đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra, cũng không có dấu diếm nhân loại mình thân phận trước mắt cái này hoa hương tộc thiếu nữ là thì thái đẩy về phía trước động nấu chốt muốn thu được trợ giúp của nàng nhất định phải hòa phi vân hoàn toàn phủi sạch quan hệ vân phong có chút nhức đầu sớm biết nàng liền muốn phi vân khắc lông tóc tốt trước đây cũng không có nghĩ quá nhiều ai có thể nghĩ tới cho lông vũ liền đại biểu cho sinh con xem ra không thể dễ dàng muốn bất luận cái gì mà thú cho đồ vật hàng nghĩa trong này nhân loại thì sẽ không hiểu bay vân hồng nghiêm mặt đứng ở một bên hoa hương tộc thiếu nữ nghe xong chúng quy là minh bạch hướng về phía vân phong ngượng ngùng cười cười có lỗi với là ta hiểu lầm ngươi hòa phi vân ca ca vân phong cười nhạt phi vân ở một bên cũng là thở phào hoa ưng tộc thiếu nữ tò mò dò xét vân phong tuy nhiên nhân loại đi tới nơi này còn là lần đầu tiên gặp phi vân đem hoa ưng tộc thiếu nữ kéo đến bên cạnh mình thấp giọng nói vài câu vân phong mắt đen đột nhiên nhìn về phía sơn động đường hầm chỗ thân thể hướng phía trước chặn lại đem cả hai ngăn ở phía sau ra đi vân phong lánh lanh nhất uống hoa ưng thiếu nữ hòa phi vân đều là khẽ giật mình phi vân đem hoa ưng thiếu nữ kéo đến phía sau mình hai mắt phòng bị nhìn xem một phía chật chật ta còn đang suy nghĩ tiểu trà mội mội đi nơi nào nguyên lai like là đi ra tự mình sẽ tình lang một đạo có chút tà khí âm thanh vang lên trong đường hầm mặt chậm rãi đi ra một người thon dài cao ngất thân thể bình thường thông thường ngũ quan thế nhưng sau lưng tộc hai mắt nhưng là lộ ra một cố lăng lệ nhường vân phong càng thêm để ý nhưng là hắn giữa lông mày cái kia màu đỏ vết tích nàng rõ ràng cảm nhận được giữa lông mày cái kia xóa màu đỏ trong vết tích gần chứa hỏa nguyên tố ba động mặt này trước thanh niên lại là xích lương nhất tộc thanh niên mặt lạnh nhìn hướng vân phong sau lưng phi vân cuối cùng lánh lánh nhất cười ta còn tưởng rằng tình này lang là ai lại là ngươi tiểu tử này phi vân mắt màu lam co rụt lại nhìn xem thanh niên trước mặt lại nhìn một chút sau lưng một mặt bi thương hoa hương tiểu nữ chà chà đây là có chuyện gì chà cha, chật tại vị hôn phu nàng trước mặt gọi như vậy có chút không tốt lắm đâu thanh niên kỹ xảo nợ nụ cười cao giọng quát tiểu trà ngươi còn không qua đây sao hoa ương thiếu nữ nắm thật chặt phi vân tay chào rất căng trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi ta không muốn sáu ta thích chính là phi vân ca ca xích ưng nhất tộc thế mà cùng hoa ưng nhất tộc dự định thông gia xích ưng nhất tộc nguyên bản ở nơi này ưng trong cốc địa vị cũng rất cao nếu là thông gia không phải là cùng xích ưng nhất tộc hoặc sư tử ứng nhất tộc sao mạnh như vậy mạnh liên thủ dù sao cũng tốt hơn yếu đi một cấp hoa ưng nhất tộc xích đương nhất tộc cùng hoa ưng nhất tộc thông gia lôi kéo hoa ưng nhất tộc chẳng lẽ là muốn có hành động đây là ngươi hai ta tộc tộc vương khâm định hôn sự dung ngươi không được muốn hay là không muốn thanh niên hung dữ lớn tiếng vừa quát còn là nói muốn ta ở đây tự tay đem tiểu tử này diệt sát ngươi mới có thể triệt để dẹp ý niệm này không muốn hoa hưng thiếu nữ đột nhiên trợn nhìn khuôn mặt nhỏ tay nắm chắc phi vân tay trưởng thanh niên ánh mắt băng lãnh vậy ngươi còn không qua đây hoa hưng thiếu nữ hung hăng cắn môi một cái cuối cùng là thả ra phi vân tay phi vân sững sở tay không hề nghĩ ngợi liền đem hoa hương tay của thiếu nữ cổ tay kéo lấy cha cha vung tay thanh niên nhìn thấy phi vân động tác đột nhiên quất lạnh một đạo chiến khí gào thét mà đến Vân Phong mắt đen trầm xuống bàn tay vươn về trước, cuốn mánh tinh thần lực liền cùng đạo này trên khí hung mánh đụng vào nhau, va chạm trong nháy mắt thanh niên ánh mắt trầm xuống, tôn thần cường, dạ. Vân Phong trong lòng cũng là trầm xuống, mặc dù là tôn hoàng chín cấp, nhưng hắn thực lực đã tới đỉnh phong, tăng thêm ma thú thể chất cùng nàng cũng là tương xứng. Đây là hoa hương nhất tộc địa bàn, thanh niên này át hẳn là xích dương nhất trong tộc nhân vật trọng yếu, làm không tốt hòa phi vân là đồng dạng thân phận, nếu là hai tộc tộc trưởng khâm định hôn sự, phi vân nếu như làm rối tự nhiên hai tộc cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây Vân Phong khai khẩu, phi vân, buông tay. Phi vân sững sờ, màu lam đáy mắt dâng lên không cam lòng bàn tay gắt gao nắm lấy tay của thiếu nữ cổ tay không muốn buông tay thiếu nữ cũng là không muốn rời đi thần sắc vân phong lánh tiếng uống đạo buông tay phi vân hô hấp căng thẳng cuối cùng là chậm rãi buông bàn tay ra thanh niên lánh lanh nhất cười tiểu trà ngươi còn không qua đây hoa hương thiếu nữ manh liệt nhiên nhất hút cái mũi hai mắt nhìn thật sâu phi vân một mắt cuối cùng là chậm rãi đi qua thanh niên một tay kéo lấy thiếu nữ cổ tay nhất miệng lên nếu như không phải nàng che chở ngươi ngươi hôm nay đã sớm mất mạng trở về tiểu tử bằng ngươi điểm này thực lực cho ta sách giày cũng không xứng phi vân mắt màu lam trầm xuống thanh niên ha ha cười to một tiếng dắt thiếu nữ đi trở về Phi Vân cứng ngắc cơ thể đứng ở đó thật lâu không có mở miệng, bàn tay gắt gao nắm. Vân Phong bất đắc dĩ thở dài. Phi Vân bây giờ mới thống lĩnh cấp bậc, nhưng thanh niên kia cũng đã là tôn hoàng chín cấp. Phi Vân đứng một hồi chậm rãi xuể bàn tay ra, ở trong đó nằm là một cái mang theo màu tím màu sắc lông vũ. Phi Vân mắt màu lam dần dần biến sắc, từ lúc ban đầu thành tịnh màu lam biến thành như như biển sâu mực lam, ở trong đó sóng biển từng đợt từng đợt cuộn cuộn. Vân Phong mắt nhìn Phi Vân trong lòng bàn tay lông vũ, nhàn nhạt mở miệng, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể thủ hộ trong lòng người. Phi Vân hô hấp căng thẳng, đem trong lòng bàn tay lông vũ hung hăng nắm chặt, ngươi nói không sai, đi thôi vân phong nhìn xem phi vân bóng lưng rời đi không khỏi môi đỏ câu cười xem ra thiếu niên này cuối cùng là ý thức được cái gì sư tử ưng nhất tộc thiên hạ cũng là nên thay đổi hay là trở về đến chủ nhân cũ trong tay tốt một chút hoa ưng nhất tộc cùng xích ưng nhất tộc sắp thông ra mà sát ưng nhất tộc tựa hồ cũng tại âm thầm liên lạc ưng đáy vực bên trong nhị tuyến tộc đàn những thứ này tiểu động tác cũng là trong bóng tối tiến hành tựa hồ một hồi báo tô sắp xảy ra đương nhiệm sư tử ưng tộc vương tựa hồ tính khí càng ngày càng táo bạo bởi vì lam dực tồn tại nhường hắn cơ hồ ăn ngủ không yên bởi vì vân phong tham gia nhường tứ vị trường giả thay đổi tâm ý cũng cải biến đối với lam dực thái độ vì để phong văn nhất, tứ vị trường giả tự mình coi trường lâm dược, cái này dường như để cho đương nhiệm sư tử ưng tộc vương càng thêm sốt ruột. Sư tử ưng tộc bên trong chỗ hữu nhân đô đang chờ vân phong kết quả, kết quả vừa ra, chắc chắn có một từ sư tử ưng tộc bên trong hoàn toàn biến mất. Trước kia chuyện điểm đáng ngờ ở chỗ sư tử ưng tộc vương hà ý lặng yên không tiếng động bị diệt sát không bị người phát giác, liền chính hắn cũng không có phát giác, còn có vì cái gì lam dược sẽ vừa đúng xuất hiện ở cái kia. Trước đây phát hiện sư tử ưng tộc vương bị giết đệ nhất nhân chính là đương nhiệm vị này tộc vương, cũng là hắn một tay chỉ chứng lam dược chính là người hạ thủ. thường thương thứ nhất chỉ chứng giả có cao nhất hiểm nghi. Trước kia sư tử ứng tộc vương sở dĩ có thể bị lạng yên không tiếng động giết chết, hoặc là sát ứng nhất tộc ra tay, hoặc chính là người quen độc thủ, có thể làm cho sư tử ứng tộc vương buông lòng cảnh giác ngoại trừ Lam Dực sáu, chính là đương nhiệm sư tử ứng tộc vương. Dù sao bọn họ là huyết mạch duy nhất trí thân. Vân Phong hiểu được Phi Vân phụ thân rất xem trọng huyết mạch trí thân, mà từ Lam Dực trong miệng Vân Phong giá hiểu được, trước đây Lam Dực cũng không tại hiện trường, mà là bị đương nhiệm sư tử ứng tộc vương lấy lý do gì đi nơi nào. Lam Dực chạy tới thời điểm Phi Vân phụ thân đã bỏ mình, thâm thụ đả kích Lam Dực tại chỗ kinh ngạc đến ngây người mà lúc này đây đương nhiệm sư tử ương tộc vương xuất hiện tội danh trụ tại lam dược trên đầu rất rõ ràng đây là một cái thiết kế tỉ mỉ cảm bấy vân phong bây giờ đã trăm phần trăm chắc chắn đương nhiệm sư tử ương tộc vương chính là trước kia hung thủ chuyến năm đó tất nhiên đi qua tình tế mưu đồ tự nhiên bất sẽ lưu lại cái đuôi đáng tin nhất biện pháp chỉ có nhường chính hắn phun ra trận tướng theo vân phong điều tra thừa hải gian tới gần sư tử ương tộc bên trong tiếng nghị luận cũng là đất bằng nổi lên một phía còn có mấy ngày chính là vân phong điều tra kỳ hạn chót nhưng vân phong vẫn là không có rõ ràng tỏ thái độ nhìn qua nàng còn không có tra ra cái gì nhân loại kia vẫn là không có kết quả sư tử ưng tộc vương đi tới lam dược tạm giam ra gia, tứ vị trường giả sinh trưởng ở bên ngoài coi chừng nhìn thấy sư tử ưng tộc vương gật gật đầu vẫn không có kết quả chuyện năm đó nghị cha cũng là không dễ sư tử ưng tộc vương nghe xong trong lòng cười thầm còn có mấy ngày nhường kia nhân loại thỏa thích đi thăm dò tốt nói xong quay người rời đi nhìn ra tâm tình cực kỳ tốt tứ vị trường giả nhìn thật sâu hắn bóng lưng một mắt đều là lắc đầu thở dài tại vân phong điều tra thừa hải gian đêm trước vân phong vẫn không có bất kỳ kết quả gì này liền đại biểu ngày mai vừa đến lam dực sẽ rửa theo kẻ phản bội thân phận bị xử tử tại chỗ lần này liền xem như vân phong không cách nào ngăn cản sư tử ứng nhất tộc hôm nay ban đêm nhiều chút không hiểu tình cảm còn như nhất loại sắp lên men mùi chậm rãi phiêu tán tại sư tử ứng nhất tộc các ngóng ngách lam dự coi chừng chỗ tứ vị trường giả đã rời đi đổi thành sư tử ứng nhất tộc nhân viên hộ vệ ở chỗ này lúc đêm khuya vắng người một thân ảnh nhanh chóng tới gần tiếp lấy tránh vào lam dự tạm giam chỗ bên trong nhanh căn bản làm cho không người nào có thể khai quật trong bóng tối lam dự bị tỏa liên trói buộc chặt hai tay lặng lặng ngồi dựa vào lạnh như băng trên vách tường một cái bóng đen dung nhập vào gian phòng này trong nháy mắt lam dự thanh tịnh như biển mắt màu lam chậm rãi mở ra nhìn về phía hắc cá một chỗ lanh lanh nhất cười như thế nào không thể chờ đợi bắn ra ở trên mặt đất nhàn nhạt ánh trăng để mặt đất tạo thành một mảnh bóng dâm ở mảnh này trong bóng dâm đột nhiên có một người chậm rãi đi ra tấm kia có chút mặt anh tuấn tại lúc này đã hoàn toàn vật mẹo mang theo phấn hận đắc ý cùng sẽ phải thực hiện mong muốn điên cuồng chính là đương nhiệm sư tử ương tộc vương ngươi cho rằng có kia nhân loại thì sẽ từ lòng bàn tay của ta đào thoát sao ta nói qua ngươi trốn được một lần chạy không khỏi lần thứ hai lam dực nhẹ dọn cười lạnh ngươi như thế ép không đội nhưng muốn giết ta trước kia sự kiện kia thật là ngươi bỏ xuống tay sư tử ương tộc vương trầm mặc một hồi nhiên muộn thanh nhất tiếu là ta hạ thủ lại như thế nào ngươi và hắn đồng dạng cuối cùng là chạy không khỏi lòng bàn tay của ta ta hẳn là thứ nhất diệt trừ ngươi sau đó lại đến giải quyết hắn đó là ngươi thân đệ lam giựt con mắt màu xanh lam sấm sẹt qua vẻ đau xót đó là ngươi trí thân huyết mạch trí thân huyết mạch ha ha hắn căn bản không có đem ta để vào mắt cùng là sáu cánh sư tự ưng dựa vào cái gì hắn có thể đủ leo lên vương vị dựa vào cái gì cũng bởi vì hắn có dòng dõi liền có thể leo lên thuộc về ta vương vị huyết mạch kéo dài là trong tộc chức trách lớn nếu như ngươi có dòng dõi ngôi vua này vẫn là thuộc về ngươi hắn căn bản vô tâm cùng ngươi tranh đoạt cái này nói vậy ta vĩnh viễn không quên hắn được leo lên ngôi vua cái kia xóa cười dạng như châm trọng. hắn đang châm trọng ta sư tử ưng tộc vương lánh lánh nhất cười ta nhường na tiểu thằng nhãi con mạng sống chính là muốn nhường tất cả tộc nhân biết dòng dõi căn bản vốn không đại biểu bất kỳ vật gì na tiểu thằng nhãi con cũng căn bản không có sáu cánh sư tử ưng huyết thống chỗ khác tâm tích lự cướp được vương vị kết quả là vẫn là của ta phi vân sáu cánh chỉ bất quá không có thức tỉnh thôi ha 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 không có thức tỉnh sư tử ưng sinh ra tới là mấy cánh chính là mấy cánh na tiểu thằng nhãi con căn bản không có huyết mạch này hắn cũng coi như có chút tự mình hiểu lấy nếu không ta căn bản sẽ không nhường na tiểu thẳng nhãi con mạng sống lam dực ta và hắn đồng vị sau cánh ta không kém hắn nửa phần các ngươi chỗ hữu nhân đô không tán đồng ta lão gia hỏa kia lại còn đem vương vị trí cho hắn ha 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 đây là ta bây giờ đây hết thệ là ta nên được lam dực lạnh thanh nhất tiếu ngươi nói ra sẽ không sợ bị người khác biết ha 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 Ngươi nói ra đi có người tin sao Ngươi phản bội này là cấn sẽ cùng tùy ngươi cả một đời ngươi cả một đời đều phải thay ta con nội hoa nước này đến chết mới thôi diện sắt đồng tộc huyết mạch là sư tử ứng nhất tộc hạng nhất tội lớn ha, ha cho nên ngày mai ta muốn tự tay chém giết ngươi đương nhiệm sư tử ưng tộc vương lánh lanh nhất cười ta nhiều năm ác mộng muốn tự tay hiểu rõ ai cũng không có cách nào cứu ngươi không người cứu được ngươi nhân loại kia ta cũng sẽ tự tay giải quyết nàng sư tử ưng tộc vương rời đi về sau trong bóng tối lam Dực chậm rãi câu lên môi mỏng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường vân phong điều tra ngày cuối cùng tới sư tử ưng toàn bộ tộc nhân lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ như lần trước một dạng lam Dực bị trói trói ở trung tâm vị trí tứ vị trường giả cùng đương nhiệm sư tử ưng tộc vương đâu ngồi ở phía sau vân phong đứng tại lam dược bên cạnh chủ tớ đến đúng xem một mắt đều là lộ ra nụ cười nhân loại ngày cuối cùng kỳ hạn đã đến kết luận của ngươi đâu sư tử ưng tộc vương cao thanh khai khẩu vân phong mắt đen nhìn về phía sư tử ưng tộc vương ta kết luận chính là sáu không có kết luận không có kết luận sư tử ưng tộc vương như mày sau đó cười ha ha tất cả tộc nhân đều là nghe rõ ràng này nhân loại kết luận lại là không có kết luận sư tử ưng tộc vương thần sắc đột nhiên đông tàn nhân loại ngươi sẽ biết trêu đùa sư tử ưng nhất tộc hội là cái gì đại giới tứ vị trường giả cũng là sầm mặt lại phi vân đứng ở đằng xa nhìn xem vân phong không khỏi có chút lo lắng nàng loại này trả lời rõ ràng sẽ bước lên sư tử ưng tộc bầy lửa giận vì sao còn phải nói như thế vân phong đối mặt sư tử ương tộc vương âm tàn chỉ là cười nhạt một tiếng sư tử ương tộc vương con ngươi hơi co lại đi đến lam dược bên cạnh tất cả tộc nhân nghe kỹ trước kia sự tình này nhân loại không có tra ra đến tộc cùng có thể thấy được lam dược phản bội giả chi tên là thực dựa theo sư tử ưng nhất tộc quy củ ngay tại chỗ chém giết nếu như ai còn dám ngăn cản bản vương sẽ không khách khí sư tử ưng tộc vương ánh mắt nhìn lướt qua vân phong ở trong đó uy hiếp ý vị nồng hậu dày đặc tứ vị trường giả cũng không có bất kỳ dị nghị gì sư tử ương tộc vương song trào đột nhiên hóa thành những trào trái tim đang điên cuồng nhảy lên nội tâm đang tại cùng thiếu. lần này hắn ác mộng cuối cùng cũng phải triệt để kết thúc ương trào mang theo gió lạnh đột nhiên nào về phía lam dực lồng ngực lần này ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn là ta hạ thủ lại như thế nào ngươi và hắn đồng dạng cuối cùng là chạy không khỏi lòng bàn tay của ta một thanh âm đột nhiên xuất hiện tất cả sư tử ương tộc người thần sắc đều là đại biến tứ vị trường giả mắt đen loại lên sư tử ương tộc vương ưng trào cứng rắn rừng ở lam dực lồng ngực phía trước đạo thanh âm này sáu trí thân huyết mạch ha, ha. Hắn căn bản không có đem ta để vào mắt. Cùng là sáu cánh sư tử ưng, dựa vào cái gì hắn có thể đủ leo lên vương vị? Dựa vào cái gì cũng bởi vì hắn có dòng dõi liền có thể leo lên thuộc về ta vương vị. Ha ha ha! Ngươi nói ra đi có người tin sao? Ngươi phản bội này là cấn sẽ cùng tùy ngươi cả một đời, ngươi cả một đời đều phải thay ta có nỗi hoa nước này đến chết mới thôi. Sư tử ưng tộc vương ngũ quan triệt để quay cùng một chỗ. Thanh âm này là của hắn. Vân phong chậm rãi lấy ra một cái loe ánh sáng sáng ngọc bội, chậm rãi nâng cao. Sư tử ưng tộc vương âm thanh không ngừng từ trong truyền ra, vang vọng cả bầu trời. Tất cả sư tử ưng tộc người đều là choáng váng, phi vân đột nhiên đứng lên, thật là như vậy, thật là hắn. Sư tử ưng tộc vương trong mắt ngoan sắc lóe lên, ương trảo đột nhiên muốn đâm vào lam dược lồng ngực bên trong, vân phong gặp một lần tinh thần lực đột nhiên hóa thành trường tiên đánh ra, tứ vị trường giả khí tức cũng đồng thời bắn ra, sư tử ưng tộc vương chật vật hướng phía sau rút đi, vân phong tinh thần lực đem lam dược trên người xiển xích chặt đứt, mắt lạnh nhìn bây giờ thần sắc phức tạp sư tử ưng tộc vương, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tứ vị trường giả sắc mặt âm trầm nhìn xem sư tử ương tộc vương, chuyện năm đó, thật là ngươi, vương, ngươi có phần quá làm cho chúng ta thất vọng quá làm cho tộc nhân thất vọng. Thế mà thị sát trí thân huyết mạch, sư tử ương tộc vương quay đầu, liền thấy sư tử ương tộc người toàn thể ánh mắt phẫn nộ, tâm ngoan hung ác du lên, tiếp lấy điên cuồng tứ cười to đi ra, thất vọng. Các ngươi làm sao không để cho ta thất vọng? Ngôi vua này vốn là ta, nhưng mà ngươi thị sát chính là đồng tộc. Tứ vị trường giả phẫn nộ giống to, sư tử ương tộc vương biểu lộ khẽ giật mình, sau đó biểu lộ ngoan sắc tái hiện, thì tính sao? Ai chiếm ta đồ vật ta liền muốn lại lại, ai cũng không thể ngăn cản. Đó là ngươi thân đệ đệ. Phi Vân gào thét lên tiếng tất cả sư tử ưng tộc người không khỏi đều nhìn về phi vân phi vân cứng ngắc cơ thể một chương trẻ tuổi khuôn mặt bây giờ để nén nội tâm bi phẫn bàn tay gắt gao chế trụ hốc mắt từng đỏ cho nên ngươi mới là kẻ phản bội phản bội sư tử ứng nhất tộc lam dược đi lên trước mắt màu lam lạnh như băng nhìn về phía sư tử ưng tộc vương lần này là nguyên nên in dấu lên cái này phản bội là hấn. chỉ bằng ngươi mơ tưởng sư tử ương tộc vương sau lưng đột nhiên sinh ra cánh nhảy vọt đến không trung một đạo lục sắc quang mang nương theo uy áp mạnh mẽ hoành không đẻ xuống lam dược mắt màu lam băng lãnh sau lưng cũng mở rộng ra to lớn sư tử ưng chi dực đột nhiên nhảy lên trí cao không chi thượng Đuổi sát mà đi lam dực vân phong có chút lo lắng nhìn xem lam dực thân ảnh mặc dù hắn cũng đến tôn thần cấp bậc nhưng sư tử ưng tộc vương thực lực ở trên hắn dạng này mạo mọi đuổi theo sẽ có hay không có chút miễn cưỡng chủ nhân nhường hắn đi a à. lựa nhỏ thanh âm từ trong đầu vang lên tiếp theo là nhị lôi đây là hắn mình sự tỉnh coi như thực lực không đủ cũng cần phải chính hắn hoàn thành ha ha nói có đạo lý vân phong cười nhạt một tiếng tứ vị trường giả ngựa đầu nhìn về phía bầu trời cũng là bất đắc di thở dài một tiếng nhưng lúc này sư tử ứng nhất tộc vệ binh hốt hoảng chạy vào tứ vị trường giả bên ngoài đã bị trọng trọng bao vây cái gì tứ vị trường giả lập tức sắc mặt đại biến vân phong giã là thần sắc trầm xuống lúc này thế mà bị đoàn đoàn bao vây vây quanh nơi này là cái nào tộc đàn vân phong đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu sư tử ứng nhất tộc vệ binh trả lời ngay là xích tướng nhất tộc cùng sát ưng nhất tộc còn có hoa ưng còn có những thứ khác tộc đàn lại vào lúc này hơn nữa còn nhiều như thế sáu tứ vị trường giả âm trầm mở miệng trong lòng run dày mấy cái tất cả sư tử ưng tộc người đang giờ khắp này đều cũng có chút rối loạn bên ngoài bị trọng trọng vây quanh đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì ha 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 trên không vang lên điên cuồng tứ tiếng cười tới tốt lắm tới đúng lúc phi lăng cái này một thiết đô là ngươi làm tứ vị trường lao giận không kìm được trên không điên cuồng tứ âm thanh âm tái độ vang lên bốn cái lao ra hỏa từ các ngươi che chở làm dựng bắt đầu ta liền biết các ngươi cùng ta không phải một lòng vừa nhiên bất là một lòng còn lưu các ngươi làm gì dùng phi lăng ngươi xấu. bây giờ không phải là tức giận thời điểm tứ vị trường giả hay là trước ra ngoài để xuống cục diện mới đúng vân phong đột nhiên hô lớn một tiếng không trung lam Dược cũng là tức giận ngựa đầu phát ra vang dội ưng gáy thân ảnh hóa thành lục mang hung hăng vọt tới không trung phi lăng nói là chúng ta không thể tự loạn trợ cước tứ vị trường giả lập tức ý kiến thống nhất chúng ta lập tức ra ngoài quan sát vân phong tiểu hữu trong tộc liền giao phó cho ngươi vân phong gật đầu tứ vị trường giả lập tức phóng tới bên ngoài sư tử ưng tộc bên trong người hơi có chút tao loạn phi vân tại thời khắc này đứng ra tất cả mọi người không nên tự loạn trợ cước có tứ vị trường giả tại sư tử ưng nhất tộc không có việc gì vân phong nhìn xem phi vân biểu hiện khen ngợi gật đầu ngựa đầu nhìn xem trên không kịch chiến hai người lam dực không phải phi lăng đối thủ công kích của hắn cơ hồ không có nhường phi lăng thủ thường phi lăng tại cấp bậc thực lực bên trên áp chế gắt gao lấy lam dực và ngươi còn không thể đem ta như thế nào ta liền đưa ngươi cái mạng này phi lăng trên không trung điên quần tứ cười to sau lưng hai cánh đột nhiên lại tăng thêm một đôi phi lăng là sáu cánh sư tự ứng bây giờ chỉ là xuất hiện bốn cánh mà thôi nhưng thực lực đã vô cùng kinh người bá lam rực mắt màu lam chầm xuống sau lưng cũng mở rộng ra một đôi cánh trong đó một cái trắng loáng như tuyết một cái khác lại lộ ra hơi hơi lục sắc Phi lăng nhìn thấy này đôi kỳ lạ cánh chim không khỏi meo cặp mắt lại, nhiên trong lòng nhưng là căn bản khinh thường, để mặn lại. Một đạo lục mang từ trên không thoáng qua, lam dực thân hình xoay mình nhiên nhất sáng lời, tránh đi phi lăng trực kích sau lưng bốn cánh bày ra, phong nguyên tố hóa thành vô số điểm sáng từ hai cánh bên trong xuất hiện. Vô số điểm sáng bất mãn lam dực cánh, giống như bầu trời đầy sao, mà giờ khác này, bầu trời đầy sao tất cả muốn cùng nhau rơi xuống. Vô số điểm sáng hóa thành khỏa khỏa lưu tinh từ lam dực cánh bay ra cái kia phảng phất là một cái vô cùng vô tận tiểu vũ trụ bị cưỡng chế để ép phong nguyên tố kéo lấy cái đuôi thật dài hướng phi lăng đánh tới thiên không chi thượng từng đạo kia sang kêu gọi kết nối với nhau đẩy trời lưu tinh vạch qua cảnh tượng nguy nga nhường sư tự ứng tộc người trần kinh đây chính là cánh thuốc sức mạnh sáu phi vân nhìn lên bầu trời bên trong cái này một kỳ cảnh tự lẩm bẩm Đầy trời lưu tinh cường thế sẽ qua rơi xuống cùng một điểm ẩm vang nổ tung từng đợt mãnh liệt năng lượng nguyên tố ba động từ cùng một địa phương không ngừng quyết tán lam dực đứng ở trên không nhìn xuống phía dưới tại hết thể năng lượng bình ổn tiêu tan sau đó mấy đôi cánh đột nhiên tản ra phi lăng môi mang cười lạnh không bị thương chút nào đứng ở nơi đó sáu cánh sáu Vân phong nhìn xem phi lăng sau lưng sáu con cánh chim sáu con cánh chim cung cấp hoàn toàn phòng hộ che chắn lam Dực mới vừa công kích đều bị ngăn tại bên ngoài chủ nhân điều nhân đánh không lại sáu cánh lựa nhỏ lo lắng hô một câu vân phong giã là như thế cho rằng mặc dù đây là lam Dực mình sự tỉnh mặc dù đây là sư tử ương tộc bên trong chuyện nàng không phải nhúng tay nhưng như cái kia phi lăng dám làm tổn thương bằng hữu của nàng nàng tự nhiên bất sẽ khoanh tay đứng nhìn xiu 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 ba đạo tia sang chói mắt tự vân phong khế ước chi giới bay ra lựa nhỏ yêu yêu nhị lôi cùng nhau hiện thân đối mặt sáu cánh sư tử ưng vân phong không có chút nào qua loa cũng không có mảy may khinh thị bản vương liền giải quyết chung ngươi phi lăng nhìn thấy vân phong xuất hiện cùng thiếu một tiếng sáu cánh ở sau lưng đột nhiên bày ra to lớn sư tử ưng đồ án xuất hiện ở cánh phía trên tản mát ra quang mang mãnh liệt chủ nhân lam dực lập tức bay đến vân phong bên cạnh phi lăng cánh tại lúc này đột phát động tác phong nguyên tố như cổ sáng giống như từ sáu cánh bên trong bán ra chủ nhân cẩn thận lam dực nhanh tay lẹ mắt níu lại vân phong cổ tay mang theo nàng nhanh chóng tranh né đạo này đạo quang trụ yêu yêu thân hình đột nhiên thay đổi thành thục thể chịu đựng giao nhân cơ thể to lớn đôi cá hung hăng vỗ hai ba đạo quang trụ bị hoành không chặn lại lựa nhỏ bên này đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ thân sói tại từng đạo lục sắt trong cột ánh sáng xuyên tới xuyên lui nhị lôi nhưng là không tránh không né toàn thân thật nhỏ ngân bạch tiểu xà bí mật mang theo nồng đậm màu tím nguyên tố xét hòa phi lăng công kích mặt đối mặt va chạm đứng lên Rầm rầm rầm, trên không phát ra liên thanh tiếng vang không gian cùng mặt đất cũng là hung hăng run lên một cái quả nhiên là có chút bản sự phi lăng nhìn xem vân phong ba con khế ước ma thú một đôi mắt hung hăng nhìn về phía lam dược hòa vân phong bất quá cho dù có chút bản lãnh cũng không phải bản vương đối thủ bản vương chính là sáu cánh sư tử ưng xoay mình nhiên nhất âm thanh nhưng gáy phi lăng cơ thể phát sinh biến hóa mạnh liệt lục mang thoáng qua dị thường to lớn sư tử ưng bản thể xuất hiện nhọn lợi chảo ba cặp cực lớn cánh chim còn có cái kia đầu lâu dữ tợn mây lăng lại lần nữa phát ra to do ưng gáy cánh đột nhiên chấn động phong nguyên tố như vòng xoáy giống như của tới lam dược tương vân phong kéo lại sau lưng lục mang cũng là loại sáng một tiếng to ưng gáy đi qua lam dược sư tử ưng bản thể cũng tại bây giờ hiện thân trên không hai cái to lớn sư tử ưng đồng thời hiện ra bản thể nhường chiến đấu nhìn qua càng thêm hùng vĩ lợi trào đối với lợi trào bốn cánh đối với sáu cánh phong hệ vòng xoáy tại cao không chi thượng khắp nơi lại lút mây lăng cùng lam dược đều là bản thể giao chiến hai người năng lượng nguyên tố cũng chạy đến mạnh nhất ba con ma thu cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy khắp nơi có thể thấy được phong hệ vòng xoáy những thứ này phong hệ ủ dù mạ kỳ tốc độ xoay tròn nhanh có thể trong nháy mắt đem bất luận cái gì vật thể xoắn nát chủ nhân chúng ta làm như thế nào giúp người chim kia hai cái sư tử ưng đối chiến ba con khế ước ma thú căn bản không xen tay vào được liền vân phong giã là không có chỗ xuống tay tốc độ sức mạnh còn có cái này trải rộng không gian phong hệ vòng xoáy nàng căn bản vô pháp tới gần chờ cơ hội nhất kích tất sát vân phong hiếp lại mắt đen nhìn mây lăng sau lưng sáu cánh cánh lông vũ nàng muốn một cái cơ hội muốn một cái có thể nhất kích tất sát cơ hội điều nhân gặp nguy hiểm lựa nhỏ đột nhiên giống lên bây giờ lam dực thân hình bị hoàn toàn áp chế mây lăng ngay tại hắn phía trên nhỏ đ liền muốn cắm vào lam dực trong ngực nơi bùng tim ngay tại lúc này vân phong mắt đen sáng lên lựa nhỏ vân phong hét lớn lựa nhỏ thân thể một cái vọt lên vân phong đã nhảy lên hỏa vân lang phần lưng một đạo hồng mang trên không trung xẹt qua vân phong nuôi chân chống tại hỏa vân trên lưng sói hung hăng nhảy lên trên không trung một cái nhảy bén la lộn đã nhảy đến phi lăng trên sống lưng đáng giận trí cực nhân loại phi lăng tại vân phong đạp vào trong nháy mắt cũng cảm giác được chuyện này với hắn tới nói là một loại vũ nhục cực lớn mắt tương xẹt qua tức giận tương trào nhanh chóng muốn cắm vào lam dực thân thể chi bên trong muốn trước giải quyết lam dực sẽ giải quyết vân phong đúng lúc này ba đạo nguyên tố lực lượng từ phía sau phát ra như sợi tơ đồng dạng đem phi lăng ba con cánh chim cùng nhau đột lại ba con khế ước ma thú một cái dùng sức phi lăng thân thể trong nháy mắt lui về phía sau bị kéo tốn ra đi đáng giận phi lăng quay đầu liền thấy ba con khế ước ma thú sau lưng cánh lông vũ hung hăng một cái mở rộng ba đạo năng lượng nguyên tố trong nháy mắt vỡ nát nhưng trong chấp nhóm này đối với vân phong tới nói cũng đã đủ ba loại nguyên tố phối hợp mà thành quang cầu cũng tại trong lòng bàn tay nhảy vọt vân phong đứng tại phi lăng trên lưng bàn tay đột nhiên vỗ xuống nhưng phi lăng cơ thể phòng ngự so vân phong trong tưởng tượng muốn ngoan cố quá nhiều vậy mà không có xuyên tấu thân thể của hắn Vi Lang phát giác được Vân Phong ý đồ, sáu cánh đột nhiên mở rộng, lông vũ trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưỡi dao. Tiếp đó cánh lông vũ lượn vòng, từng đạo lưỡi dao nhắm ngay Vân Phong phương hướng. Chủ nhân, Tiểu Phong, Chủ nhân. Lam Dực nhìn thấy một màn này lập tức trái tim đột nhiên rụt lại, không chút nghĩ ngợi liền muốn phi thân đến Vân Phong bên cạnh, nhiên Vi Lang nhưng là lợi trào hất lên, Lam Dực ngực bụng phía trên xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, Lam Dực thân thể cũng là một cái lảo đảo. Đi chết đi, nhân loại. Trong nháy mắt, lưỡi dao phát, từng đạo hàn quang hướng về Vân Phong bay nhỏ mà đến. Vân Phong quan trọng hàm rằng, nàng còn có thời gian, còn có thời gian chỉ cần một cái chớp mắt liền tốt. Viên Thịt, vậy cái kia? Tròn vo thân thể từ Vân Phong trên bờ vai nhảy xuống, Viên Thịt nếm môi, miệng đầy răng nanh lóe ánh sáng hướng về Phi Lăng sau lưng hung hăng khẽ cắn. Phốc xích. Xoẹt. Viên Thịt răng nanh chui vào trong đó, một giây sau, xé mở một cái vết thương, Vân Phong trong lòng bàn tay nguyên tố dung hợp cũng tại trong nháy mắt chợt vồ đi vào. A! À. Phi Lăng kêu gào thống khổ, da thịt của hắn thế mà bị xé rách, cái này sao có thể? Ma nhân loại lại tại trong cơ thể hắn bỏ vào đồ vật gì? Vân Phong bắt lấy Viên Thịt tung người nhảy lên, Lam Dực tại lúc này đã thoát ly Phi Lăng trường khống cấp tốc bay đến vân phong dưới thân vân phong vững vàng rơi vào lam rực trên sông lưng mắt đen vô cùng băng lãnh môi đỏ khẽ mở bạo vê anh vâng. tam sát nguyên tố tại phi lăng thể nội trong nháy mắt bà bay kèm theo hắn gào thống khổ chuyển khắp sư tử ứng nhất tộc bầu trời sáu để lời nói với người xa lạ sáu ha ha tiểu sư tử ưng hữu tâm nghi cô đường đại gia không nên suy nghĩ quá nhiều à không phải phạm là giống được đều đối vân phong có cảm giác bất quá tiễn đưa lông vũ đại biểu muốn cho giống được sinh con cùng định tình là có chút khác nhau a, à? quýnh tờ S, thân môn tờ tờ rất mạnh a, à? lại ra sức điểm a để chúng ta một mực sông về phía trước a sáng tạo kỳ tích a có động lực cho nên bạn càng tiếp tục kéo dài a ba trăm bảy mươi lăm chương thứ chín mười một thuế biến bạn càng tiếp tục đi lên hắn chết sao nhìn xem trên không cái kia nhiều loại nguyên tố lần lượt nổ lên hình ảnh yêu yêu nghi ngờ hỏi một câu lam Dực tương vân phong thả xuống một đôi mắt xanh lộ ra mịt mù âm vụ hắn sẽ không chết tôn thần cấp bậc sáu cánh sư tử ứng không có khả năng dễ dàng như vậy liền mất mạng lam Dực lời nói vừa ra chỉ thấy trên không cái kia năng lượng nguyên tố ba động đột nhiên phát sinh chấn động mãnh liệt một thân ảnh bỗng nhiên từ trong bán ra vân phong mắt đen híp lại quả nhiên dễ dàng như vậy chết thật đúng là có nhục hắn sáu cánh sư tử ứng tới tuổi Phốc xích một ngụm máu tươi từ phi lăng trong miệng phun ra vẩy vào trên bầu trời tạo thành nhàn nhạt sương máu sư tử ưng bản thể đã tiêu thất bề ngoài nhân loại chật vật vô cùng phía sau lưng bị viên thị sống sờ sờ xé mở một cái lỗ hổng mà bị vân phong đẩy vào dung hợp nguyên tố đoán chừng cũng làm cho trong cơ thể hắn trọng thương không thiếu nhưng không đến chết huyết dịch theo phía sau lưng vết thương không ngừng rơi xuống từ trên không một trương trắng nếu khuôn mặt phối hợp gần như đỏ lên hai mắt nguyên bản coi như tuấn mỹ ngũ quan bây giờ nhưng là giữ tợn không chỉ nhân loại ta xem tới là coi thường người còn có người bên cạnh cái kia mấy cái phi lăng trên không trung hung tận quét vân phong Hòa bên cạnh mấy cái nhất là vân phong trên bả vai viên thịt bạo nổ hai mắt ngoan sắc sẽ qua sau lưng nhuộm đầy máu tươi sáu cánh cánh lại lần nữa đột nhiên bày ra siêu một đạo lục mang thoáng qua nhanh hơn sấm xét hắn muốn chạy trốn Lựa nhỏ đột nhiên hét lớn một tiếng lam rực thân thể trong khoảnh khắc liền xông ra ngoài hỏa vân lang thân thể cũng là trong khoảnh khắc xông ra một đỏ một xanh hai đạo quang mang theo sát mây làng phía sau các ngươi còn đuổi không kịp ta phi lăng giữ tợn nợ nụ cười sáu cánh sư tử ứng tốc độ quả nhiên bất có thể so đo mặc dù bản thân bị trọng thương mặc dù thực lực bị hao tổn mà ở phương diện tốc độ nhưng là không gì sánh được lựa nhỏ cùng lam Dực mặc dù đang đằng sau quyền lợi truy đuổi nhưng trung quy là nhường phi lăng bay ra sư tử ứng nhất tộc địa bàn đáng giận lựa nhỏ nhìn xem phi lăng nhanh chóng bóng lưng rời đi chỉ có thể tức giận gầm nhẹ một tiếng lam Dực cũng dừng lại gia sư tử ứng nhất tộc địa bàn bọn họ là căn bản không đội kịp vân phong đứng tại chỗ phi lăng sở dĩ đào tàu đoán chừng là thực lực tổn thương biết lại tiếp tục mang xuống chỉ có thể gây bất lợi cho chính mình tốc độ của hắn thực sự quá quỷ dị sư tử ưng không hổ là tại phương diện tốc độ tăng trưởng nhất tộc Hùng chi là sáu cánh lam dược hòa tiểu hỏa trở lại vân phong bên cạnh lam dực thần sắc có chút âm trầm những thứ khác sư tử ưng tộc nhân thần tình cũng thực vì phức tạp hắn trốn nát hẳn còn có thể trở lại cho đến lúc đó sáu vân phong mắt đen nhìn một cái bên ngoài sư tử ưng điệu bàn bên ngoài có vây quanh trọng trọng đại quân không biết tứ vị trưởng giả sẽ giải quyết như thế nào Dược thúc phi vân đi tới lam dực đôi mắt màu xanh lam nhìn một chút trước mặt thiếu niên không khỏi vui mừng cười cười ngươi trưởng thành phi vân sắc mặt đỏ lên không thực lực của ta tại dược thúc trước mặt căn bản vốn không đáng giá nhất tới đúng lúc này tứ vị trưởng giả cũng cuối cùng từ bên ngoài trở về sư tử ưng tộc người đều là hô tứ vị trưởng giả đã trở về tứ vị trường giả vội vàng từ bên ngoài đi vào bốn người trên mặt đều là thần sắc không tốt tứ vị trường giả bên ngoài thế nhưng là đã xảy ra chuyện lam dực lo lắng hỏi một câu tứ vị trường giả đều là thở dài bên ngoài ngược lại là không có gia loạn gì đỏ ứng nhất tộc cùng sát ứng nhất tộc lần này cũng không có đối với sư tử ứng nhất tộc động thủ dự định bất quá cái kia hai tộc cũng là đến giả bất tiện bây giờ trung quy là rút lui tất cả sư tử ưng tộc người đều là hung hăng thở phảo một lần này nguy cơ trung quy là tạm thời tiếp xúc tứ vị trường giả nhìn một cái phi lăng cái kia phản đồ đâu lam dực nhữ mày hắn trốn tứ vị trường giả nghe xong hai con ngươi trường lớn đào tẩu phi vân đi tới vân phong hòa dự thúc đã dốc hết có khả năng ngăn cản nhiên hắn sáu dù sao cũng là sáu cánh sư tử ưng tứ vị trường giả đều là lắc đầu thở dài ánh mắt nhìn hướng vân phong vân phong tiểu hữu lần này thật đúng là đa tạ ngươi nếu không chúng ta không biết còn muốn bị che đậy bao lâu vân phong nhạt nhiên nhất lời, không cần cám ơn ta phi lăng bị thương đào tẩu thời gian ngắn không có bất kỳ động tác gì nhưng một khi chờ hắn khôi phục sư tử ưng nhất tộc tất có đại nạn tứ vị trường lao thần sắc chấm xuống bây giờ sư tử ứng nhất tộc việc cấp bách là muốn xuất hiện mới tộc vương nếu không cũng sẽ bị cái kia hai tộc thừa lúc vắng mà vào tứ vị trường lao nói xong đều là theo bản năng nhìn về phía lam dực vân phong nhìn tứ trưởng lao ý tứ trong lòng không khỏi căng thẳng nàng tới sư tử ứng nhất tộc cũng không phải là vì nhường lam dực leo lên vương tọa lam dực thấp thanh nhất yếu ta không phải là vương tộc huyết mạch tứ vị trường giả không muốn nhìn ta ở đây có một càng thích hợp hơn ứng cử viên lam dực sau lưng vô vỗ phi vân bà vai phi vân nhất xứng sở tứ vị trường giả cũng là xứng sở dứt thúc ta lại không thể Phi Vân lập tức tự tuyệt, hắn mới thống lĩnh cấp bậc. Hơn nữa sáu, hắn không phải sáu cánh sư tử ưng. Tứ vị trường giả cũng là ánh mắt phức tạp, Phi Vân mặc dù là hoàng thất huyết mạch, nhưng hắn cũng không phải sáu cánh sư tự ưng, điểm ấy ngược lại là rất để cho người ta không thể tưởng tượng. Theo lý thuyết không phải dạng này, còn có Phi Vân thực lực mới làm thống lĩnh cấp bậc, hắn như vậy leo lên vương vị chẳng phải là để những người khác nhất tộc nhìn sư tử ưng nhất tộc chê cười. Người có thể Lam Dực nhìn xem Phi Vân, trong suốt mắt màu lam bên trong đều là tín nhiệm, ta không có thể lưu lại sư tử ứng nhất tộc, ta sớm muộn là muốn rời đi lam dực quay đầu nhìn vân phong một mắt vân phong mắt đen đều là ý cười hắn nghĩ nguyên lai like là cũng giống như mình tứ vị trường giả nghe nói như thế thần sắc khác nhau ánh mắt có chút phức tạp nhìn vân phong một mắt vân phong biết tại mất đi sư tử ưng tộc vương bây giờ sư tử ưng nhất tộc là cỡ nào cần lam dực nhân vật như vậy nhưng mà nàng không có khả năng liền như vậy cùng lam dực cáo biệt nàng tới thân ảnh nhất tộc mục đích là vì muốn dẫn đi hắn mà không phải cổ vũ hắn lưu tại nơi này vân phong tiểu hữu bây giờ sư tử ưng tộc bên trong không thể mất đi lam dực vân phong tiểu hữu có thể hay không sáu mặt khác lựa chọn những thứ khác ma thú hệ phong bốn người các ngươi lão gia hỏa là có ý gì ta chủ nhân mới giúp các ngươi các ngươi nhưng là muốn cấp đi điệu nhân lựa nhỏ rất khó chịu gầm nhẹ một tiếng vân phong trên bả vai viên thịt cũng là như thế tứ vị trường giả đều là cười khổ chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới sáu vân phong không nói gì hôm nay thanh tỉnh nàng nếu là liền có thể mang đi lam Dực hoàn toàn chính xác không thích hợp nhưng muốn nàng liền như vậy buông tay cũng là không có khả năng tiểu phong sẽ không bỏ rơi lam rực ca ca yêu yêu ở một bên nói một câu một đôi con mắt màu xanh lam nhìn về phía lam rực lam rực ca ca cũng sẽ không rời đi tiểu phong đúng hay không nhị lôi ở một bên sau cũng được mở miệng đội con chim này người cũng không tệ ta xem từ đỏ ưng cùng sát ưng bên trong chọn một chỉ có thể càng được rồi hơn lựa nhỏ cùng yêu yêu đều là thở phì phò nhìn về phía nhị lôi nhị lôi hừ một tiếng không lên tiếng nữa vân phong cười ha ha tứ vị trường giả hẳn là biết được ta chuyến này tới mục đích lam dực ta sẽ không từ bỏ nhưng bây giờ ta cũng sẽ không dẫn hắn đi coi như muốn đi cũng muốn chờ sư tử ứng nhất tộc vượt qua lần này nan quan lam dực cảm kích nhìn vân phong một mắt trong lòng của hắn ý nghĩ chủ nhân cư nhiên nhất rõ ràng hai sở coi như không thông qua tâm niệm truyền âm bọn hắn cũng có thể hiểu rõ như vậy lẫn nhau chủ nhân nói không sai ta rất sớm đã lấy lương phản người thân phận bị khu trục ra sư tử ứng nhất tộc dược thuốc sáu phi vân nghe được lam dực mà nói chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu lam dực nhưng là cười cười phi vân hắn có đầy đủ tư cách leo lên sư tử ứng tộc vương vị trí hắn là thuần chính sáu cánh sư tử ứng huyết mạch thế nhưng là phi vân hắn sáu tứ vị trường giả vẫn là lo lắng lam dực nếp miệng trên mặt ta phản bội khắc văn là bị phi lăng chỗ in dấu xuống cũng chỉ có sáu cánh sư tử ứng mới có thể tiêu trừ đi tứ vị trường giả nếu như khăng khăng muốn đẩy ta bên trên vị trí này chẳng phải là để những người khác tộc đàn nhìn sư tử ứng nhất tộc chê cười tứ vị trường giả nghe xong thần sắc một bước đúng vậy à lam dực trên mặt phản bội khắc văn còn không có tiêu trừ mặc dù sư tử ứng nhất tộc người biết đầu đuôi câu chuyện nhưng ưng tổ bên trong khác lớn nhỏ tộc đàn nhìn thấy sư tử ứng nhất tộc tôn nghiêm sẽ lập tức quét rác phi vân còn muốn nói điều gì lam dực nhưng là lắc đầu không nên hoài nghi năng lực của mình ngươi thật sự là sáu cánh sư tử ứng huyết mạch ngươi sở hữu không có sáu cánh chỉ là còn không có thức tỉnh thôi thức tỉnh phi vân sửng sốt hắn vẫn lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này tứ vị trường lão cũng là bán tín bán nghi thái độ lam dực cười ha ha không sai có phải hay không có cái gì phương pháp có thể giúp hắn thức tỉnh vân phong nhìn xem lam dực lam dực gật gật đầu tương ừ tổ bên trong có một chỗ tên là gáy đáy vực chi địa ngươi dự định mang phi vân đến đó tứ vị trường giả đều là hai mắt trừng trừng không được phi vân bây giờ là sư tử ưng nhất trong tộc nhanh lưu sáu cánh huyết mạch không thể có bất luận cái gì sai lầm phi vân nếu như không đem huyết mạch kích phát coi như leo lên vương tòa sáu hắn còn có chúng ta một cái tứ vị trường lão đều là giống lên huyết mạch đối với ma thú nhất tộc quá là quan trọng sư tử ưng nhất tộc sáu cánh huyết mạch vốn là vương giả bây giờ chỉ có phi vân nhất người nếu như hắn có cái gì sơ xuất sư tử ưng nhất tộc cũng sắp triệt để sụp đổ bọn hắn không thể để cho cái này còn sót lại huyết mạch lại đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này cho dù có các ngươi phi vân giả dạ không có khả năng trở thành chân chính sư tử ương tộc vương cũng không biện pháp đem sư tử ương tộc người tâm toàn bộ đoàn kết lại với nhau vân phong lánh lạnh lên tiếng tứ vị trường giả đều là đột nhiên nhanh lông mày không nói thêm gì nữa bay vân tại nhất bên cạnh âm thầm trầm mặc rất lâu cuối cùng mở miệng ta đi phi vân sáu tứ vị trường giả đều nghĩ khuyên can phi vân nhưng phi vân nhưng là lắc đầu thần sắc kiên định dự thúc hòa vân phong nói không sai ta không muốn trở thành một cái bài trí một cái chỉ có danh hiệu tộc vương muốn leo lên cái này vương tọa nhất định phải có thể bảo hộ sư tử ương nhất tộc năng lực phải có có thể ngưng kết tộc nhân thực lực tứ vị trường giả ánh mắt chấp lên không lên tiếng nữa cuối cùng chỉ có thể bất đắc di thở dài một tiếng vân phong thấy vậy mở miệng nói ra lần này ta và khế ước của ta ma thú sẽ cùng đi bọn hắn một trận tiến đến tứ vị trường giả có thể bao nhiêu yên tâm điểm a à? tứ vị trường giả nghe xong vân phong cũng muốn cùng nhau tiến đến vốn là lo nghĩ không dứt nội tâm lập tức sao phía dưới mấy phần có vân phong tại liền có thêm một phần mạnh mẽ hữu lực bảo đảm như vậy bọn hắn cũng là đồng ý phi vân tiến đến gáy đáy vực dù sao cũng là huyết mạch lực lượng chân chính thức tỉnh mới là trọng yếu nhất đã như vậy chúng ta cũng sẽ không ngăn cản tứ vị trường giả cuối cùng là đồng ý phi vân giã là bông lòng bật cười thiếu niên lại mỉm cười đồng thời cũng tại trong lòng thầm hạ quyết tâm mặc kệ lần này đến cỡ nào hung hiểm hắn nhất định phải có thành tựu ba nhân đương hạ lên đường thời gian từng phút từng giây đều đối sư tử ứng nhất tộc thực vì quý giá phi vân kích phát huyết mạch càng sớm càng tốt sư tử ứng nhất tộc nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh ba người đi ở sư tử ứng nhất tộc kết nối phía ngoài trong thông đạo vân phong đi ở phía trước lam dược hòa phi vân nhưng là đi ở phía sau phi vân thần sắc một mực có chút khẩn trương chuyến này tiến đến sẽ có chuyện gì phát sinh hắn căn bản vô từ biết được lam Dực mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn phi vân chỉ kéo ra miễn cưỡng vẻ tươi cười vậy cái kia viên thị têu một tiếng cái đầu nhỏ xoay qua chỗ khác nhìn lam Dực một mắt cái đuôi nhẹ nhàng xẹt qua vân phong gương mặt vân phong nói nhìn thế nào phong phong cái kia cái kia viên thịt móng vuốt nhỏ chỉ chỉ lam Dực, lam Dực nghe được viên thịt trao đổi cũng là ánh mắt quét tới phi vân cao mày dự thúc vân phong trên bả vai cái này rốt cuộc là chủng loại gì nó nói lời ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu lam Dực cười nhạt một tiếng hắn cũng nghe không hiểu ngoại trừ hỏa huynh nghe rằng không có người thứ hai có thể nghe hiểu viên thịt đang nói cái gì vân phong trong tay khẽ vượt qua viên thịt thân thể nhỏ mặc dù nghe không hiểu viên thịt cụ thể ý tứ nhưng trong lòng đống nhiên minh bạch nó muốn biểu đạt nội dung môi đỏ chậm rãi vung lên vân phong giữ im lặng vẫn như cũ đi ở phía trước vậy cái kia phong phong cái kia vậy cái kia viên thịt gặp vân phong không để ý tới lại là kêu vài tiếng lam dực đi ở sau lưng mở miệng hỏi chủ nhân nó đến cùng đang nói cái gì vân phong mắt đen thoáng qua ý cười thân thể dừng lại chậm rãi quen người những mày nhìn về phía lam dực khế ước đã giải trừ ngươi còn cứ gọi ta chủ nhân sao lam dực thần sắc khẽ giật mình bay vân tại nhất bên cạnh nhìn lướt qua không nói gì rất an tĩnh chủ nhân chính là chủ nhân bất luận khế ước có đó không phong phong cái kia viên thịt nuôi cái đầu nhỏ nhẹ giọng kêu một tiếng vân phong cười ha ha lam dực có ngươi câu nói này ta rất vui mừng lam dực mắt màu lam lộ ra một tia ánh sáng nhu hòa khuôn mặt tuấn tú vung lên cười nhạt ta cho là chủ nhân sẽ lại không nói ta cho là sáu chủ nhân dự định thay khác ma thú hệ phong vân phong bất đắc dĩ lắc đầu ta nhưng có nói qua muốn từ bỏ ngươi sao ban đầu ở long điện bên trong ta thế nhưng là hao hết thiên tân vạn khổ mới khiến cho ngươi tán đồng tự nhiên bất có thể để ngươi dễ dàng trốn mất lam dực khuôn mặt tuấn tú nụ cười càng khuyết trương càng lớn một gối đột nhiên quỳ trên mặt đất vậy thì khẩn cầu chủ nhân lại khế ướt một lần phi vân kinh ngạc nhìn một đôi mắt đen không ngừng lóe ánh sáng nhạt dự thúc vậy mà chủ động yêu cầu khế ước hắn nhưng là bốn cánh sư tự ứng a vân phong ấm áp nở nụ cười ta còn tưởng rằng cũng lại nghe không được những lời này mắt đen đóng lại lại lần nữa mở ra thời điểm dưới chân khế ước chi trận đã rõ ràng hiện lên bay vân tại nhất vừa nhìn trận mắt hốc mồm hắn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế nào khế ước lần thứ nhất nhìn thấy sủn mò nở khế ước chi trận năm loại màu sắc khế ước chi trận hiện thần, khế ước chi trận lóe lên năm loại tia sáng kêu gọi kết nối với nhau lam dực mang theo mỉm cười đi vào khế ước chi trong trận năm loại màu sắc tùy chi phát sinh chuyển đổi lục mang hoàn toàn bao trùm ở khế ước chi trận phi vân chừng to mắt thật đẹp khế ước chi trận lại là bộ dáng như vậy sao ta lập xuống khế ước từ đây ngươi vì ta thú khế vân phong nói xong mắt đen nhìn về phía đồng dạng một mặt ý cười lăm rực bị cưỡng ép giải trừ khế ước cũng không thể giải trừ giữa bọn hắn phần này kinh lịch sinh tử cảm tình từ long điện bắt đầu hắn chính là nàng khế ước ma thú sau này cũng là một vòng lục sắc phong nguyên tố chậm rãi từ lam dược trên thân bay ra nhẹ nhàng cuốn lên vân phong ngón tay của phong hệ khế ước chi giới lại lần nữa bộ vào vân phong ngón tay khế ước chi trận chậm rãi tiêu thất vân phong mỉm cười khe nói lam dược ổ kỳ gì nạ xài bay vân tại nhất bàng thuyết không ra trước mắt một màn này hắn không khỏi có chút xúc động ma thú cũng không cam nguyện bị loài người khế ước biến thành nhân loại công cụ nhân dược thúc lại như thế chủ động phi vân giã không hiểu cảm giác nếu như là chính mình mình cũng sẽ không bỏ rơi như thế một vị chủ nhân nếu như là hắn sáu cũng sẽ lấy cái chủ nhân này vì tự hào ha ha điệu nhân ngươi cuối cùng đã trở về a à? lựa nhỏ vui vẻ thanh âm chuyển tới lam dược mỉm cười một lần nữa tại vân phong khế ước cùng khác ba con tâm niệm chuyển âm cũng lần nữa khởi động lam dược ca ca ô kỳ gì nạ xài. yêu yêu vui vẻ lời nói chuyển đến lam dược an tính nghe trở về liền tốt thực sự là phiền phức nhị lôi thanh âm chuyển tới lam dược cười ha ha vân phong cũng mặt mỉm cười yên tiếng nghe giờ khác này rất ấm áp giờ khác này thật ấm áp phi vân cũng không có lên tiếng hắn mặc dù nhiên bất biết vân phong hòa lam dược khỏe miệng cái tia xóa cười hàm nghĩa nhưng lại có thể minh bạch hai người bây giờ vẻ mặt trên mặt là ấm áp như vậy tốt chúng ta đi thôi vân phong cắt đứt mấy cái khế ước ma thú cho chuyện lam dực cũng là gật đầu bàn tay vỗ một cái phi vân bà vai phi vân chúng ta đi phi vân gật gật đầu mắt nhìn lam dực bây giờ thần tình trên mặt dự thúc thần sắc sáng tỏ thật nhiều sáu đều là bởi vì cái kia gọi vân phong nhân loại sao ba người từ cửa thông đạo đi ra vân phong lập tức ăn vào biến hình dược tề nàng là thân phận nhân loại còn muốn giữ bí mật lần này đi tới gáy đáy vực nàng không hy vọng lệnh sinh sự đoan ăn vào biến hình dược tề sau đó vân phong sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi cự đại bạch sắc cánh lam dực nhìn thấy không khỏi cả kinh chủ nhân đây là sáu biến hình dược tề ta nhân loại thân phận cũng nên che lấp một chút vân phong cười nhạt một tiếng bay vân tại nhất bên cạnh lại là đỏ mặt lam dực nguyên bản không nghĩ nhiều nhưng thấy đến một bên phi vân bạo nổ mặt của đột nhiên ý thức được cái gì chủ nhân ngươi quản phi vân muốn đồ vật gì vân phong khẽ giật mình nhìn thấy phi vân bạo nổ gò má bất đắc dĩ nở nụ cười cái này tiểu sư tử ứng thật đúng là đủ xấu hổ lông vũ ta muốn hắn lông vũ bất quá ta nếu như biết điều này đại biểu ý tứ ta thả bị muốn những vật khác lam dực xứng sở phi vân bạo nổ mặt của lại càng sâu mấy tầng dự thúc không phải ta chủ động cấp cho lam dực lúng túng giật nhẹ khoe miệng cuối cùng nhưng là buồn cười lên tiếng tay vớt vớt phi vân đầu điểm ấy ta đương nhiên biết chỉ bất quá sáu ta đang lo lắng một người khác biết chuyện này lại là biểu tình gì một người khác lam dực gật đầu nam nhân kia nếu như biết cái này lồng chim hàm nghĩa sợ rằng sẽ bị tức giơ chân phi vân nhất xứng sở sau đó bừng tỉnh đại ngộ nàng có phối ngẫu lam dực thần sắc đột nhiên cứng lại ở đó phối ngẫu Không lam y thì chính xác nói chỉ là chủ nhân ngưỡng mộ trong lòng đối tượng đến nỗi phối ngẫu quan hệ sáu rõ ràng còn không có đạt tới không tính phối ngẫu lam dực nói xong phi vân lại là khẽ giật mình không phải phối a là cái gì ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút vẻ mặt của người nọ lam dực thần sắc đột nhiên có một tí gian ác một bên bay vân kiến trong lòng không khỏi run lên một cái dực thúc ra ngoài những năm này giống như trên tính tình có biến hóa dực thúc biến thành xấu xấu ba nhân nhất lộ hướng về gáy đáy vực phương hướng bay đi lam dực ở phía trước dẫn đường vân phong hỏa phi vân bay ở đằng sau dọc theo đường đi tới cũng là gió em sóng lặng vân phong phóng nhãn nhìn chính mình quanh thân nhạt nhẽo mây mù tương tổ phạm vi so với nàng tưởng tượng còn rộng lớn hơn phi hành như thế liền cũng không thấy lam dực có bất kỳ dừng lại dấu hiệu mà là một mực không ngừng bay về phía trước một đường đi tới lam dực cũng rất vân phong dụng tâm niệm chuyện âm nói một chút ý nghĩ của mình phi vân sau cánh sư tử ứng huyết mạch sẽ không làm bộ nhưng vì cái gì sau cánh đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện đây là một cái không thể tưởng tượng nổi vấn đề lam dực cách nhìn là phi lăng tại trước kia giết chết phi vân cha sau đó cũng đối phi vân ra tay phong bế trong cơ thể hắn sáu cánh huyết mạch nếu như một khi phi vân huyết mạch nhận được thức tỉnh sư tử ứng nhất trong tộc sẽ có cái thứ hai sau cánh sư tử ứng phi vân trưởng thành tự nhiên là muốn uy hiếp phi lăng vị trí vân phong cũng đồng ý lam Dực thuyết pháp này phi vân thực lực tại sư tử ứng nhất tộc cũng coi như là thấp cái này cùng huyết mạch của hắn căn bản vốn không tương xứng chính là bởi vì cái này cường đại trên lệnh tứ vị trường giả mới đối với hắn hoàn toàn hết hy vọng không phải vậy trước đây phi vân cha bọn mình tứ vị trường giả cũng sẽ không lập tức nhường phi lăng thượng vị không suy tính một chút phi vân khả năng đoán chừng phi lăng cũng còn nếu muốn giết hại phi vân tri tâm nhiên phi vân nhanh chóng cách xa những nguy hiểm này để cho mình ở vào một cái không bị người phát hiện xóa xỉnh, phi lăng cũng không có cố kỵ cho rằng phi vân đến chết cũng sẽ không trở thành mình chứng ngại gãy trong cốc là tồn tại đồ vật gì có thể kích động phi vân huyết mạch thức tỉnh vân phong tâm niệm âm lam dực ở phía trước tâm niệm âm trả lời gãy trong cốc có một vị ương tộc kỳ nhân ta tìm là hắn hắn nhất định có biện pháp giải khai phi vân trên người áp chế kỳ nhân nói như vậy vị này ương tộc kỳ nhân tính cách cũng rất kỳ lạ vân phong gặp phải kỳ nhân rất nhiều gặp phải nắm giữ rất quái lạ tỷ khí lao ra hỏa cũng rất nhiều ban đầu diệu quang chính là một cái điển hình điểm ấy sẽ không hiểu ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn cũng không biết hắn là tính cách gì vân phong nhớ mày mắt nhìn bên cạnh phi vân chỉ hy vọng cái này kỳ nhân không cần quá kỳ cho thỏa đáng tại lam dực dẫn đầu dưới cuối cùng đến cái này cái gọi là gây đáy vực chi địa ba người hạ xuống xuyên qua tầng tầng mây mù đập vào mi mắt lại là một mảnh thế ngoại đạo nguyên cung ứng tổ bên trong phóng nhãn chính là sơn mạch cảnh tượng khác biệt nơi này có núi có thủy có hoa có cỏ nghiễm nhiên nhất phiến đảo viên thánh địa trên không còn phiêu tán cỏ non cùng hoa tươi mùi thực vì thoải mái vân phong mắt đen mơ hồ quét mắt một vòng chung quanh nhìn ra sinh hoạt ở nơi này nhân hẳn là một cái tâm cảnh bình thản cao sang người hẳn là sẽ không như thế nào kỳ lạ mới là sáu ta chỉ biết hắn tại gãy trong cốc cụ thể ở đâu cũng không tin tưởng vân phong nhữ mày không biết vị trí cụ thể cũng không cần sông là tốt cái này gãy trong cốc cũng không tính toán rất lớn hô hét to vị này kỳ nhân hẳn là có thể nghe thấy mới là ương loại thị lực lạ thường thính giác cũng không đồng dạng sư tử ưng nhất tộc đến đây bái phỏng khẩn cầu kỳ nhân tương kiến vân phong khai khẩu thanh tịnh âm thanh theo cơn gió hướng bay vào gáy đáy vực bên trong đưa tới run run vang vọng ba người kiên nhận chờ trong chốc lát bên trong không có bất cứ động tinh gì sư tử ưng nhất tộc đến đây bái phỏng còn xin kỳ nhân tương kiến chúng ta cũng không phải là có ý định váy dày thật sự là chuyện xảy ra khẩn cấp lam dực thả ra cuốn họng lại là hô lớn một tiếng âm thanh quanh quẩn nhẹ nhàng đi vào vẫn là không có bất kỳ người nào đáp lại dự thúc có thể hay không hắn đã rời đi bay vân tại nhất bên cạnh thấp giọng nói một câu lam dực nhữ mày ta biết tin tức này vẫn là tại không có rời đi sư tử ứng nhất tộc phía trước thời gian dài như vậy yêu thương ngươi đã qua có lẽ hắn thật sự rời đi cũng khó nói vân phong mắt đen quét mắt khắp nơi hoa cỏ khóe môi duy dương đã dậm chân đi vào chủ nhân vân phong lam dực hòa phi vân nhìn thấy đều là dọa một đầu nàng làm sao lại nên ngang đi tới đi lam dực hòa phi vân cũng theo sát phía sau nhưng vân phong vừa bước ra mấy bước một đạo nghiêm nghị xoay mình nhìn tự bên trong chuyện ra lại có thể có người loại bước vào ở đây thật to gan lam dực sầm mặt lại cấp tốc bảo hộ tại vân phong trước người phi vân đứng tại một bên khác hai người đều là quan sát bốn phía để phòng ngừa tình trạng bột phát vân phong trong lòng cũng là cả kinh hắn lại như thế nào nhìn thấu nhân loại mình thân phận quả nhiên là kỳ nhân tất nhiên nhìn thấu nàng giả bộ tiếp nữa liền không có ý tứ vị tiền bối này lại xuống đích thật là nhân loại bất quá lại xuống tiến vào ưng tổ tuyệt không phải có mục đích khác mà là sáu nhân loại lan ra ngoài lại là gầm lên một tiếng vân phong đứng tại chỗ thấp thanh nhất yếu, nếu như tiền bối chịu đi ra gặp một mặt lại xuống có thể rời đi chỉ là nhân loại thế mà cùng ta có kẻ mặc cả âm thanh thêm đang tức giận từ trong mặt gào thét mà ra cùng lúc đó không biết tên cực lớn vật thể từ nơi không xa đầm sâu bên trong hát nước mà ra toàn thân thủy lam sắc nửa trong suốt tráng kiện thân thể còn có cặp kia chỉ nhìn một mắt liền có thể đóng băng lòng người băng lam hai mắt giống băng lam cự thú nước ra miệng rộng vân phong một tay lấy phi vân kéo ra phía sau lam rực bây giờ bày ra hai cánh bay thẳng mà lên vang dội ương gáy lay động bầu trời hai tay hóa thành cự trưởng hung hăng hướng thủy lam sắc cự thú xé rách mà đi nhưng đứng chào tiếp xúc trong nháy mắt lại hóng vào là thủy ma thú này thế mà không có thực thể lam dực cảm thấy điểm này lập tức bước ra rút về vân phong lánh lánh nhất yếu, cũng là thủy sao như vậy thiêu khô không phải liền có thể tinh tế thân ảnh tung người nhảy lên lòng bàn tay xoay chuyển một đoàn sáng tỏ sắc hỏa diễm đã xuất hiện vân phong lánh cười nhìn xem cái kia màu băng lam cự thú một cái tay khác trưởng xoay chuyển đồng dạng băng lam thủy nguyên tố hiện ở lòng bàn tay thủy chi giới vân phong thân ảnh tung người xuống thủy nguyên tố cũng tại trong nháy mắt nào tới thủy chi giới trong nháy mắt tạo thành đem cái kia màu băng lam cự thú một mực vây khốn nếu như bên trong băng hóa nguyên tố kết giới sáng tạo cái mới phương thức công kích vân phong lãnh lạnh địa vực thủy chi giới bên trong nhiệt độ đột nhiên trượt không ngừng giảm xuống giảm xuống lại rơi nước thấp mãi đến ở trong đó màu băng làm cự thú động tác cứng ngắc thậm chí bề ngoài đã kết băng đây là sáu bay vân tại nhất bên cạnh nhìn trận mắt hốc mồm khổng lộ như vậy đồ vật chỉ ở một cái chớp mắt liền bị vây khốn bây giờ triệt để trở thành trên thất đối xử mọi người làm thịt thịt vân phong đứng tại băng hóa thủy chi giới phía trên thủy chi giới mở ra một đạo lỗ hổng một đạo hơi lạnh đập vào mặt vân phong môi đỏ lộ vẻ cười một cái tay khác trên lòng bàn tay không ngừng sôi trào hỏa diễm hướng về cái lỗ hổng này vỗ hỏa nguyên tố cấp tốc thông qua cái lỗ hổng này bị rót đi vào thủy cung hỏa vốn cũng không tương dung sáu phi vân bất khả tư nghị mở miệng lam rực cười ha ha thủy cung hỏa thật là tương khắc nhưng tại vân phong trên thân nàng đem cả hai dung hợp cũng là có thể hỏa nguyên tố tiến vào băng hóa thủy chi giới bên trong như sao tinh hỏa loại phát ra hào quang nhỏ yếu lại tại một giây sau hỏa diễm ngập trời vê hỏa nguyên tố mãnh liệt nhiên tự thủy chi giới bên trong buộc phát ra hồng cùng lam hỏa lẫn mà cái kia bị thủy chi giới trực tiếp khốn trụ được cự thú nhưng là phát ra kêu gào thống khổ từng cái từng cái hỏa xà bay lên cơ thể đột nhiên cắn nuốt đóng băng thủy nguyên tố tại một tiếng đau đớn gào thét sau đó màu băng lam cự thú ẩm vàng ngã xuống đất thân thể triệt để hóa thành một thác nước một lần nữa về tới giữa hồ chỉ bất quá mang theo chút nhiệt độ nóng bỏng nhân loại ngươi lại dám tự tiện hủy hoại ta đồ vật lại là mới vừa gầm thét vân phong nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh đầm nước mắt đen quét về phía một bên hoa hoa thảo thảo hỏa nguyên tố thuận thế lan tràn tương hoa thảo đốt một cái hết sạch nếu như tiền bối không ngại ta đem ở đây đốt rủi vậy cứ tiếp tục trốn tránh không thấy khá vân phong cao giọng hô to âm thanh quanh quẩn ở trong sân cốc lam dược phi vân đều là âm thầm cười nhẹ đây có phải hay không là có chút chơi xỏ lá thật to gan ta đây liền chiếu có ngươi thanh âm tức giận đi qua một đạo hung mạnh khí tức mãnh liệt nhiên tự trong cốc truyền ra tốc độ nhanh nhường vân phong nhữ mày thân thể cấp tốc lùi ra phía sau lam rực mặt đen lên đứng tại vân phong bên cạnh phi vân nhất khuôn mặt khẩn trương nhìn xem khí thế này muốn để hắn không thể thở nổi một thân ảnh mãnh liệt nhiên tự sâu trong sơn cốc bên trong lướt đi tự vân phong ba người trước mặt chạm định cặp kia dị thường sắc bén hai mắt đảo qua ba người lạnh thanh nhất tiếu lòng can đảm không nhỏ còn dám uy hiếp ta vân phong nhìn trước mắt vị lão giả này hoa dâm tóc nếp nhăn trên mặt rất nhiều nhưng cũng không trông có vẻ ra thái thân hình rất cao dáng người gầy gò nhìn qua rất có một loại ẩn sĩ cao nhân chi ý cặp mắt kia lại cùng chỉnh thể bình thản nhu hòa khí chất không hợp hiện ra chỉ có ương tộc mới có sắc bén cùng lâm nhiên vân phong sau khi cẩn thận quan sát mới phát hiện cặp mắt kia căn bản chính là ương tộc hai mắt hắn huyễn hóa trở thành hình người bộ dáng sau đó còn bảo lưu lấy ương tộc nguyên thủy nhất mắt ưng. Ừ. lão giả mở miệng sau đó trong cơ thể đột nhiên bắn ra khí tức cường đại hướng vân phong ba người đánh tới vân phong mắt đen trầm xuống tinh thần lực lập tức tuôn ra như lão giả khí tức hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ Ngo lão giả khí tức mạnh mẽ hơn một chút vân phong cũng vẹn vẹn ngăn cản vẹn vẹn có một hồi liền bị hoàn toàn xông phá khí tức hung hăng nện ở thân thể chi bên trên chủ nhân lam dự quan tâm hô một câu vân phong nhưng là lắc đầu tay che ngực ta không sao lão giả lông mày màu trắng hơi hơi bốc lên ngược lại là nhìn không ra ngươi này nhân loại thế mà cũng có mấy phần bản sự nếu như không phải tiền bối xuất thủ trước ta cũng sẽ không cố ý mạo phạm vân phong đúng mực mở miệng lão giả cao gầy đỉnh lông mày có chút khác biệt vân phong cư nhiên bất sợ hắn nhân loại vốn không nên xuất hiện ở đây sư tử ưng nhất tộc lòng can đảm cũng là không nhỏ sớm làm rời đi lão giả không nhịn được phất phất tay quay người muốn đi gấp vân phong gặp một lần lao nhân này cá tính chẳng lẽ mềm không được cứng không xong chờ một chút phi vân đột nhiên hô to lên tiếng lao giả cười lạnh tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai có thể làm cho chúng ta tiền bối sư tử ưng nhất tộc gặp nạn còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ lam rực mở miệng lao giả khinh thường hừ một tiếng sư tử ưng nhất tộc cùng ta có liên can gì nếu như sư tử ưng nhất tộc xuất hiện loạn lạc ưng tổ bên trong nhất định lên xáo trộn đến lúc đó tổ chim bị phá trứng có an toàn tiền bối cũng không muốn gáy đáy vực bên trong bình tĩnh bị đánh tan mới là vân phong mà nói cuối cùng nhường lão giả dưng bước lại lão giả trở về đầu nhất xong mắt ưng nhìn hướng vân phong cũng không có có ai lá gan này đánh nhau đánh tới tới nơi này vân phong ngầm mực hả một cái khó chơi lão ra hỏa hắn rõ ràng chỉ là tiện tay mà thôi vì cái gì như thế ra sức khước tử nếu như không phải là không có những biện pháp khác bọn hắn cũng sẽ không tới đây quay dày hắn mềm không được cứng không xong khó chơi lão nhân này còn thật là khó khăn đối phó nhân loại người thân là sùn mó nơ lại đổi tại ưng tổ bên trong lắc lư quả thật tự đại đến ngu xuẩn tình cảnh lão giả quay người hạ ngươi mười giây bên trong rời đi không phải vậy ta sẽ không khách khí nữa nhất định lấy tính mạng các ngươi vân phong đôi mắt chầm xuống lão nhân này không phải nói lời nói dối nếu như bọn hắn không ở mười giây bên trong rời đi hắn thật sự sẽ ra tay phi vân cùng lam dực đều là thần sắc chầm xuống bọn hắn không thể đi vân phong hai mắt lạnh như băng nhìn xem lão giả bóng lưng đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia rào hòa tám mang quay người đi ra ngoài chủ nhân ngươi sáu lam dực nhìn thấy vân phong phải ly khai không khỏi ngây người cái này không giống tính cách của chủ nhân làm sao lại như thế rời đi vân phong ngươi đi đâu vậy phi vân giá nhịn không được hỏi một tiếng vân phong miễn cưỡng ngáp một cái trở về đi lão nhân này căn bản đối với chúng ta không chỗ hữu dụng chúng ta thay cao nhân không chỗ hữu dụng dự thúc cũng đã có nói hắn là ẩn thế kỳ nhân hắn sáu vân phong quay đầu hướng về phía lam dược hòa phi vân nháy mắt mấy cái cái gì ẩn thế kỳ nhân ta xem cũng chỉ bất quá là một cái trốn ở chỗ này có đầu rút cổ không ra đồ hèn nhát thôi lam dược hòa phi vân lập tức minh bạch vân phong ý tứ ba người đều có ăn ý nợ nụ cười lam dược vừa xoay người có thể là ta lúc đầu nghe lầm chúng ta vẫn là thay những người khác có lẽ còn có thể có một tí chuyện cơ phi vân mỉm cười lớn tiếng nói dạng này sao Ta còn tưởng rằng hắn có gì ghê gớm chỗ đâu, thì ra là như thế. Vậy chúng ta vẫn là sớm làm rời đi à? Cũng đừng ở ở đây tiếp tục lãng phí thời gian. Vân Phong trong lòng cười thầm, khoe mắt liếc qua thấy được cái kia không biết từ lúc nào bắt đầu đầu ở chỗ đó bất động bóng lưng, nhìn cơ thể trình độ cứng cắp liền biết lao đầu kia phải không trải qua kích thích loại hình. Phép khích tướng cũng không tin ngươi không trúng chiêu. Vân Phong thở dài một tiếng, cất giọng nói, Lam Dực, lần sau ngươi cũng tìm ca đáng tin một chút tin tức, dạng này không phải lãng phí thời gian của chúng ta sao? Là chủ nhân nói là. Lam Dực buồn cười trả lời, ba người làm bộ đi ra ngoài còn chưa đi mấy bước một đạo gió lốc từ phía sau đánh tới thẳng tắp ngăn chở ba người đường đi một chương mắt tướng bên trong chỉ là bị khiêu khích lửa giận lao đầu cắn răng nghiến lợi mở miệng ba người các ngươi nói ta cái gì vân phong trong lòng cười lận mặt ngoài nhưng là chẳng thèm nó tới chúng ta muốn đi không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian ta đối với nơi này chuyển âm biểu thị hoài nghi tiền bối thực lực ngược lại là có một chút bất quá đúng như theo như đồn đại như vậy sao ta xem chưa hẳn ngươi nói cái gì lao giả lập tức trận hai mắt lên trên cổ gân xanh từng cái từng cái ôm lấy vân phong nhíu mày tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu như thế nào ta nói sai chỗ nào? chủ nhân chúng ta đi thôi đừng có lại lãng phí thời gian thầy cao nhân lam dược hợp thời lại lấp một câu lao đầu tức giận cơ hồ muốn giơ chân vân phong đẻ lên đáy lòng ý cười đi ra ngoài nhưng lão giả xoay mình nhiên nhất âm thanh cầm thét các ngươi ba ca đứng lại cho ta vân phong ba người nghe lời đứng ở nơi đó chọc giận lao đầu cắn răng nghiến lợi mở miệng nói rốt cuộc là chuyện gì tới tìm ta vân phong nhữ mày kỳ thực nói cho không nói cho cũng không đáng kể ngươi có năng lực giải quyết không tín nhiệm ánh mắt đâm lao đầu trung khu thần kinh dậm chân nói ta nếu là không giải quyết được ta liền rời đi ở đây lam dược hòa phi vân trong mắt sáng lên thế mà thật sự mắc câu rồi tất nhiên tiền bối ngươi chủ động yêu cầu hơn nữa khoe khoang khoác lác tại hạ cũng chỉ có mở miệng vân phong nhí cười chỉ cảm thấy trước mặt cái này bị tức nổi trận lôi đình lao đầu rất thú vị bây giờ cùng mới vừa rồi còn thực sự là hai người phi vân trên người sau cánh sư tử ưng huyết mạch bị phong ấn chúng ta tới đây chính là tìm kiếm mở ra phong ấn chi pháp lão nhân nhất nghe mắt ưng lập tức khóa đang bay mây trên thân áp lực vô hình truyền đến nhường phi vân có chút khẩn trương thân thể cứng ngắc tùy ý lao đầu dò xét lao đầu liếc mấy cái sau đó như mày thật vẫn bị phong ấn hơn nữa phong ấn người dùng không phải bình thường thủ pháp quả thật như thế sao vân phong mắt đen lóe lên xem ra lam rực ngờ tới không sai chỉ cần tiếp xúc đi phong ấn phi vân sáu cánh huyết mạch cũng có thể thuận lợi đã thức tỉnh. tiền bối thế nhưng là có phương pháp giải khai vân phong hỏi một câu lao đầu hừ một tiếng phương pháp tự nhiên là có bất quá sáu điều kiện là cái gì vân phong khai khẩu lão giả lanh lanh nhất hử cảm xúc bình phục lại sau đó tự nhiên biết mình bị chơi xỏ trong lòng không khỏi có chút thảo não nhất là vân phong nếu không phải là này nhân loại quỷ kế đa đoan hắn cũng căn bản sẽ không nhảy phía dưới cái vòng này bộ lão giả trong mắt quan sát thoáng qua đột nhiên ra tay một đạo khí tức hướng vân phong đánh tới trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lam Dực hòa phi vân khẽ giật mình, lão giả cấp tốc ra tay kiềm chế ở phi vân thân ảnh đột nhiên vọt trí cao không. Nhân loại, nếu như ngươi có thể chống đến tiểu tử này đi ra, ta liền phóng các ngươi ra ngoài. Nếu như ngươi chống đỡ không đến, hắn cũng muốn chết ở chỗ này. Lão giả nói xong sách theo phi vân thân hình lõe lên trực tiếp chui vào chỗ sâu không thấy tăm hơi. Phi vân, Lam Dực muốn đuổi theo nhưng trong nháy mắt lại đã mất đi lão giả kia dấu vết, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Phi vân có thể bị nguy hiểm hay không? Nô. Sau lưng phát ra kêu đau một tiếng, Lam Dực quay đầu lúc này mới nhìn thấy Vân Phong bây giờ trắng xanh không có chút huyết sắc nào gương mặt, chủ nhân. Lam Dực lập tức chạy qua, Viên thịt cũng là trực tiếp nhảy xuống dưới, vây quanh Vân Phong gấp xoay quanh. Vân Phong sắc mặt trắng xanh, có chút lảo đảo ngồi xuống. Bây giờ tinh thần của nàng không gian một bản loạn, trong cơ thể đang có một đạo khí tức đang điên cuồng rú tẩu, hắn thế mà đem ma thú khí tức đánh vào chủ nhân tiếp bên trong. Lam Dực phát giác được sau đó đột nhiên kinh hô, thân thể của nhân loại làm sao có thể gánh chịu được hơi thở của ma thú, sớm muộn cũng sẽ bị này khí tức nó no bạo. Hơn nữa lao giả kia thực lực còn tại chủ nhân phía trên, nếu như không lập tức bài trừ, sẽ càng thêm nguy hiểm. Chủ nhân, nhanh bài xuất đi. Lam Dực lo lắng hô to. Nhưng Vân Phong lại chỉ có thể khổ tâm nợ nụ cười, nàng cũng biết nếu như nhận đạo này khí tức trong thân thể làm sàng làm vậy, thân thể của nàng sớm muộn cũng sẽ có bạo phá thời điểm, nhưng nàng thử qua, đạo này khí tức quá mức ngang ngược, căn bản vốn không chịu rời đi. "Chủ nhân, để chúng ta giúp ngươi." Lam Dực lo lắng kêu gọi, Vân Phong chỉ có thể gật gật đầu, chịu đựng lấy trong cơ thể khó chịu dị thường cảm giác, thả ra ba con khế ước ma thú, ba con khế ước ma thú vừa xuất hiện lập tức không nói một lời ngồi tại Vân Phong chung quanh, bốn cái đều là minh bạch Vân Phong gặp phải dạng nguy cơ gì. Nếu như bọn hắn không thể giúp nàng bãi trừ đạo này cường hành khí tức, Vân Phong nên tiếp chỉ có bạo đá con đường này lao giả đáng chết kia bản đại gia sẽ nát hắn lựa nhỏ thở hổn hển giống lên một câu yêu yêu nhìn xem vân phong trắng xanh sắc mặt thực vì lo nghĩ tiểu phong ngươi không có việc gì chúng ta sẽ không để cho ngươi có chuyện nói nhảm liền đừng nói nhanh nhị lôi giống lên một câu bốn cái khế ước ma thú lập tức nín hơi ngưng thần bốn đạo màu sắc khác nhau nguyên tố từ đám bọn hắn thể nội bắn ra trực tiếp dung nhập vào vân phong trong cơ thể bốn cái khế ước ma thú trong mắt đều có lấy một vẻ kiên định không thể để cho vân phong có việc gió nhẹ nhàng thổi qua gáy đáy vực bầu trời thổi không tan gáy đáy vực bầu trời tầng tầng mây mù trời và đất trong yên tĩnh một loại thuế biến đang lặng lẽ bắt đầu sáu đề lời nói với người xa lạ sáu hôm nay vẫn như cũng là và cảng thân môn trong tay tờ tờ mở nẹp a vì cái gì đều phải nắm chặt đầu sáu thật đau lòng nói quýnh sáu vạn canh như thế dùng lực thân môn không góp sức ta liền không có động được a tờ thiên tài sùm mó nở vip ba bảy đã mở thông một ba ba bảy bảy một hai hai đã tăng thêm phía trước mấy cái bảy thân môn cũng không cần lặp lại vào g rút vào g rút thời điểm thỉnh ghi chú rõ hội viên tên không nhiên bất thông quả a quýnh ba trăm bảy mươi sáu chương thứ chín mười hai nhân họa đắc phúc vạn càng tiếp tục đi tới gáy đáy vực bên trong là hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ tình cờ phong thanh cùng tựa hồ từ cách xa chỗ bay ra vài tiếng ma thú gào thét không còn gì khác một thân ảnh nhắm mắt ngồi ở cỏ xanh phía trên mảnh khảnh cơ thể nhìn qua cũng không đơn bạc ngược lại là tràn ngập một loại làm người an lòng sức mạnh từ lần trước lao đầu kia đem ma thú khí tức cưỡng ép dốc vào đến vân phong thân thể chi bên trong đã qua một đoạn thời gian rất dài vân phong trước đây bởi vì ma thú khí tức làm loạn mà vô cùng nhợt nhạt gò má cũng dần dần không còn tái nhợt khôi phục lại giống như ngày thường nhưng đỉnh lông mày vẫn như cũ hơi hơi tụ lại vân phong đến bây giờ còn không thành công hóa giải thể nội đạo này ma thú khí tức chỉ có thể nói tạm thời đưa nó chế trụ bốn cái khế ước ma thú ngồi tại vân phong bên cạnh bốn cái màu sắc khác nhau nguyên tố từ đám bọn hắn trên thân liên tiếp đến vân phong thể nội bốn cái khế ước ma thú không có chút nào buông lỏng bởi vì bọn hắn đều biết vân phong bây giờ thể nội đứng đắn thụ lấy như thế nào dày vò hơi thở của lão kia vẫn là không có tiêu trừ sao lựa nhỏ hóa hình vì chính thái trai cột bộ dáng ngồi ở một bên một đôi con mắt màu đen nhìn xem vân phong khẩu khí thực vì táo bạo đạo này khí tức mạnh mẽ quá đáng có thể nhất thời ngăn chặn đã coi là không tệ nhị lôi gầm nhẹ một tiếng thu cùng ngũ quan toàn bộ nắm chặt cùng một chỗ vân phòng ngươi cho lão tử không chịu thua kém một điểm a à. tiểu phong nhất chắc chắn không có chuyện gì yêu yêu lớn tiếng nói một câu thủy lam sắc mắt to nhìn xem vân phòng đột nhiên nghĩ đến cái gì ta có thể đem hấp thu viễn cổ chi lực chuyển đến tiểu phong thể nội như vậy sáu ngươi muốn cho hắn hiện tại liền bạo thể mà chết sao hơi thở của lão kia thật vất vả khống chế lại ngươi còn muốn thêm vào một bút nhị lôi hướng yêu yêu giống lên một câu yêu yêu thủy lam sắc hai mắt lập tức tuân ra một tầng sương mù. vậy làm sao bây giờ tiểu phong không thể một mực dạng này muốn đem đạo kia khí tức bài xuất đi đần độn ngươi khẩu khí khách khí một chút lựa nhỏ gặp nhị lôi giống yêu yêu có chút khó chịu lam dực lúc này đột nhiên bạo giống một tiếng đều đừng có lại ở mỹ ba con khế ước ma thú đều là nhìn lam dực một mắt cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện chủ nhân nhất chắc chắn không có việc gì bây giờ chúng ta là tối trọng yếu chính là đem chủ nhân trong cơ thể đạo này khí tức ổn định ổn định sau đó đâu chẳng lẽ muốn một mực bộ dạng này ở lại đây nhị lôi cười nạo một tiếng lam dực thần sắc đột nhiên âm trầm ta tin tưởng chủ nhân chính mình sẽ có biện pháp giải quyết ngươi và chủ nhân mới kinh lịch bao nhiêu khẩu khí của ngươi hiếu khách nhất khí một điểm nhị lôi thần sắc khẽ giật mình không nói gì có lẽ là lần thứ nhất nhìn thấy luôn luôn tư văn ôn nhu lam dực sẽ như thế âm trầm nói chuyện yêu yêu hòa tiểu hòa cũng có chút giật mình lam dực bây giờ khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn bao trùm một tầng mây đen hắn không khỏi lo lắng vân phong tình huống còn lo lắng bị lao ra hỏa kia mang đi phi vân phi vân đến cùng có thể bị nguy hiểm hay không lấy lao già kia cá tính thật sự không biết có việc gì thế chỉ cần vừa nghĩ tới phi vân có thể gặp phải nguy hiểm lam dực đã cảm thấy trong lòng nắm chặt phải hoảng bốn cái khế ước ma thú lại lần nữa quy về yên tĩnh vân phong bây giờ còn cần bọn hắn toàn tâm toàn ý trợ giúp có thể vượt qua cửa ải khó khăn này cần bọn hắn lực lượng đồng thời cũng muốn dựa vào vân phong cố gắng của mình bây giờ nhắm mắt vân phong thần tình lạnh nhạt bây giờ cả người nàng tâm thần đã từ người thứ ba góc độ quan sát đến chính mình thân thể nội bộ tình huống bởi vì đạo kia khí tức mà chấn động không giúp tinh thần không gian cuối cùng an tính lại đạo kia khí tức cũng tại bốn cái khế ước ma thú dưới sự trợ giúp bị xua đuổi đến rồi mìn cẩn trôn bên trong cố định vị trí bây giờ đạo kia khí tức bị vân phong tinh thần lực cọ cọ bao khỏa còn như nhất cái viên cầu đồng dạng tại tinh thần lực không gian xoay chậm chậm ẩn ẩn đều có một loại sức mạnh không ngừng từ bên trong bay hơi mà ra nhưng đều bị vân phong tinh thần lực bao khỏa quấn quanh sẽ lại không tùy ý nó bốn phía tán loạn vân phong tâm tình có chút trầm trọng đạo này khí tức mặc dù bị áp chế nhưng cũng không thể cuối cùng bảo trì như thế trạng thái nếu như không đem nó triệt để bài trừ nàng căn bản vô pháp có bất kỳ động tác khác nàng không có khả năng vĩnh viễn dạng này bị vây ở gãy trong gốc. nhưng bây giờ nên như thế nào khống chế là trước mắt biện pháp tốt nhất đem này khí tức xua đổi đến nơi đây cũng là hao tốn nàng và bốn cái khế ước ma thu không ít khí lực muốn đưa nó bài trừ bây giờ căn bản không có khả năng. một khi vân phong tinh thần lực có hành động, đạo này khí tức cũng sẽ lại lần nữa biến thành ngựa hoang mất cương bốn phía tán loạn. lúc kia vân phong muốn lại một lần nữa đưa nó khống chế lại có thể nói khó càng thêm khó. đến cùng nên như thế nào sáu? vân phong nhìn xem tinh thần không gian tinh thần kia lực bao khỏa dưới khí tức, mắt đen trầm xuống, nàng không phải không có nghĩ tới bài trừ ra ý nghĩ, Tỉ như nói hấp thu. Nhưng thân thể của nhân loại căn bản không có khả năng hấp thu đến từ hơi thở của ma thú. coi như vân phong cơ thể bị quang nguyên tố sửa đổi qua, nhưng nói cho cùng vẫn là nhân loại, là nhân loại liền căn bản không tiếp thụ được hơi thở của ma thú vân phong cũng thử qua lại n lần sau khi thất bại nàng không thể không buông tha ý nghĩ này không hấp thu được bài trừ không được tình huống hoàn toàn rằng có xuống theo thửa hải gian không ngừng trôi qua vân phong biết mình không thể lại tiếp tục rằng có nữa muốn mở ra một cái cục diện mới mình một bước này liền nhất định muốn bước ra đi mặc kệ có thể thành công nàng cũng muốn bước lên lần này hiểm lựa nhỏ vân phong thanh âm chuyển tới bốn cái khế ước ma thú đều là nghe được lửa nhỏ mắt đen loại lên chủ nhân chào ngươi chút ít không có đạo kia khí tức trung quy là khống chế lại nhiên loại tình huống này không có khả năng vĩnh viễn bảo trì bốn cái khế ước ma thú trong lòng cũng là đồng dạng ý nghĩ nhị lôi những mày ngươi định làm như thế nào vẫn phong thở ra một hơi cùng dạng này rằng có không bằng lớn mật bước ra một bước ta đang suy nghĩ ám nguyên tố sẽ có hay không có dùng Ám nguyên tố nhị lôi hai mắt một đạo tử quan thoáng qua lam dự cùng yêu yêu bừng tỉnh đại ngộ lửa nhỏ cho mày lập tức mở miệng không được ta mặc dù có ám nguyên tố nhưng đây là thuộc về ma thú năng lượng nguyên tố cùng ma thú khí tức đồng dạng nhân loại không cách nào hấp thu hắn nói không sai nếu như trong thân thể ngươi lại rót vào hắn ám nguyên tố là muốn tự bạo sao nhị lôi thanh âm có chút nổi nóng lam dực cùng yêu yêu cũng là lên tiếng ngăn cản cái cách làm này có phần quá mạo hiểm vậy cái kia phong phong cái kia vậy cái kia viên thịt kích động tại vân phong bên cạnh tán loạn cái đầu nhỏ một mực đang không ngừng lay động một đôi mắt to lo lắng nhìn xem vân phong móng nuốt nhỏ cũng tại trên mặt đất quấy loạn nhìn ra cũng phản đối mạnh liệt trừ cái này cái biện pháp ta không có lựa chọn nào khác vân phong thanh âm nhường bốn cái khế ước ma thú lại lần nữa yên tĩnh ta không có thể vĩnh viễn ở lại đây ta còn có mình sự tình muốn làm ta còn muốn trở về vân ra không bước ra một bước này ta cũng chỉ có thể bị vây ở tại chỗ thế nhưng là chủ nhân sáu lựa nhỏ còn muốn nói điều gì vân phong âm thanh âm tái độ chuyển đến ta biết cái cách làm này rất mạo hiểm vô cùng có khả năng ở trong tối nguyên tố tiến vào trong nháy mắt thân thể của ta liền sẽ bạo liệt nhưng mà sáu đây chính là ta lựa chọn nhé 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 viên thịt lớn tiếng kêu cái đầu nhỏ dao động cùng chống lúc lắc một dạng cực kỳ phiền nao đi tới đi lui bốn cái khế ước ma thú trầm mặc không nói quyết định này nguy hiểm hệ số cơ hội trăm phần trăm bọn hắn phải nên làm như thế nào nghe theo sao tự mình tương vân phong đưa lên bảo thể chi độ lựa nhỏ một mặt xoắn suýt ngồi ở kia ở đây duy nhất nắm giữ á nguyên tố chính hắn là mấu chốt hắn cũng là làm bạn vân phong sớm nhất khế ước ma thú từ mê vụ rừng rậm khế ước thời khắc bắt đầu kia hắn liền cùng tại vân phong bên cạnh hắn bồi tiếp vân phong trải qua chuyện nhiều nhất cảm tình cũng là sâu sắc nhất chính thái trai cột ngũ con nắm chặt cùng một chỗ nắm đấm gắt gao nắm thật lâu nói không nên lời bất kỳ lời nói tới các ba con khế ước ma thú đều nhìn về lựa nhỏ bây giờ một thanh em đột nhiên vang ở tất cả mọi người trong đầu làm đi theo chịu chết một dạng có nghiêm trọng như vậy sao là ai bốn cái khế ước ma thú cả kinh viên thịt cũng là một cái giật mình từ dưới đất đứng thẳng người trừ bọn họ bên ngoài vân phong căn bản không có những thứ khác khế ước ma thú đạo thanh âm này lại là từ chỗ nào phát ra đạo thanh âm này xấu. vân phong cả kinh ý thức bị mãnh liệt một cái lôi kéo trong nháy mắt tiến vào trong một mảng bóng tối ý thức lại lần nữa mở mắt ra thời điểm kia đối tinh hồng cự mắt tựu ra hiện tại vân phong trước mặt là ngươi cưỡng ép kéo ta tới tinh hồng cự mắt khẽ hít một cái khóa âm thanh từ âm thầm vang lên nghe vào là một cái thân thể khổng lồ hơi hơi di động một chút liền xem như a à, ta cũng không muốn cố này ký túc cơ thể tại ngươi làm sằng làm bậy phía dưới có chỗ tổn hại vân phong nghe đến đó cười ha ha rất để ý cái này thể xác đương nhiên quan tâm cái này cơ thể cho đến trước mắt vẫn rất để cho ta hài lòng đến nỗi ngươi sáu tinh hồng cự mắt nhiễm lên một tiên ngoan ý liền để ta cảm thấy có chút phiền não trước đây ngươi ta ước định còn tại ta cũng không muốn bởi vì ngươi chết hủy tự do của ta vân phong nết mép một cái ngươi có biện pháp âm thầm truyền đến một tiếng có chút cổ quái tiếng cười khắc khắc đạo kia ma thú khí tức ngươi không cách nào hấp thu cũng không đại biểu ta không có thể vân phong mắt đen chớp lên ngươi đừng quên nhớ ngươi bị giam tại trong cơ thể ta cái không gian này đạo kia ma thú khí tức căn bản vô pháp đến ở đây cho nên nói nhân loại ngu xuẩn không cách nào đến ngươi sẽ không tiễn đưa nó đi vào sao vân phong mắt đen lạnh lẽo thân thể đột nhiên tới gần trước mắt này đôi tinh hồng cự mắt phát giác được động tác của nàng tinh hồng cự mắt khó tránh khỏi toát ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới nàng sẽ chủ động tới gần vân phong đột nhiên đứng cách cự nhãn vẹn vẹn có mấy c vị trí khóa âm thanh từ một nơi bí mật gần đó ấy náy vang lên thanh tịnh lạnh lùng mắt đen chậm rãi hiếp lại tại trong lòng ngươi nhân loại ngu xuẩn bất quá cũng là loài người đem ngươi nhốt ở chỗ này cũng là thân là nhân loại ta đây mới có thể cho người tự do tinh hồng cự mắt một hồi chật vật sẽ qua vân phong chậm rãi câu lên môi đỏ thân thể lui về phía sau đạo kia ma thú khí tức bị tinh thần lực của ta trói buộc chặt muốn đưa đến ở đây nhất thiết phải giải khai cùng ta ý thức hành động chung ta nhưng không có chắc chắn lại một mực nắm nó trong tay một lần Hừ, ừ vừa rồi khẩu khí cũng không nhỏ ngươi không phải mới vừa muốn đem ma thú á nguyên tố dẫn vào thể nội sao vân phong như mày tinh hồng cự mắt thoáng qua bất lương ý cười đã ngươi dùng tinh thần lực có thể gò bó nó tạm thời đổi một loại gò bó đồ vật cũng là có thể bất quá liền muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian muốn hy đến ma thú năng lượng nguyên tố muốn so ma thú khí tức càng khó khống chế cũng may nó là khế ước của ngươi ma thú điểm này cũng có thể cho ngươi tranh thủ chút thời gian dùng ám nguyên tố thay thế tinh thần lực trói buộc chặt đạo kia khí tức sao? Vân Phong âm thầm suy tư, cái này đích xác là biện pháp khả thi, nàng vốn là định dùng ám nguyên tố ăn mòn đi đạo kia khí tức, bất quá bây giờ xem ra tại hoàn toàn ăn mòn đi khí tức phía trước, nàng rất có thể bị nổ tan thành mấy khói. Nếu như có thể đem đạo này khí tức giao cho trước mặt con này xử lý, cũng coi như là một cái phương pháp tốt, ít nhất chính mình sẽ không nhận bản bạc tổn thương. Vân Phong tự hỏi khả thi, âm thầm lại phát ra một đạo tiếng cười, ngươi còn do dự cái gì? Đạo kia khí tức rất mạnh mẽ, đẳng cấp thế nhưng là cao hơn ngươi ta một khi hấp thu đạo kia khí tức đối với ngươi cũng là có rất lớn có ích ta có cái gì có ích vân phong nhữ mày trước mặt gia hỏa này nói chuyện mang theo rất mạnh mê hoặc cùng kích động tính chất nàng cần phải cẩn thận phân biệt sẽ không dễ dàng tin tưởng ta tại thân ngươi thể chi bên trong hấp thu đạo này khí tức chuyển hóa ra năng lượng sẽ bị ngươi tự động hấp thu nói như vậy vẫn không rõ sao vân phong bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy con này tồn tại thì tương đương với một cái loại bỏ cơ đạo kia ma thú khí tức đối với nó tới nói không có chút nào bất kỳ nguy hiểm nào tính chất trải qua hắn đạo này chỉnh tự làm việc sau đó chính mình hấp thu nhưng là thuần túy năng lượng có thể có trợ giúp mình tu hành vân phong khỏe miệng nụ cười mở rộng có thể thành giao. ý thức trở lại tinh thần không gian bên trong vân phong trong lòng đã nhiều hơn một phần tự tin có người này hỗ trợ cố nhiên tốt bất quá vẫn là muốn xây dựng ở nàng có thể thuận lợi tương na đạo khí hơi thở đưa đến trước mặt hắn cơ sở phía trên mà hết thể này điều kiện tiên quyết là nàng nhất thiết phải đem lựa nhỏ ám nguyên tố đổ vào thể nội tranh thủ tại ngắn nhất lúc gian chi nội trói buộc chặt đạo này khí tức mấu chốt chính là ở nàng có thể kiên trì bao lâu lựa nhỏ đưa ngươi á nguyên tố đổ vào trong cơ thể ta vân phong thanh âm chuyển tới lựa nhỏ khẽ giật mình đây là mệnh lệnh bốn cái khế ước ma thú thần sắc cũng là trầm xuống vân phong làm như thế mạo hiểm to lớn bọn hắn tự nhiên tin tưởng sơ ý một chút vân phong sẽ phải nổ lên lựa nhỏ chết cắn hàm răng thân là khế ước ma thú hắn là không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh cái này cũng là vân phong lần thứ nhất nói ra mệnh lệnh từ ngữ này màu đen tuyển tiểu xảo cánh từ sau lưng xuất hiện cánh đen nhánh màu sắc dị thường làm cho người mê huyễn, lựa nhỏ hung hăng cắn răng một giây sau từng luồng đen nguyên tố đã trộn lẫn tiến vào hắn hỏa nguyên tố chi trung lưu tiến vân phong thể nội chủ nhân ta không có thể đưa vào quá nhiều lựa nhỏ nhíu chặt lông mày một mặt khẩn trương nhìn xem vân phong vân phong thanh âm chuyển tới yên tâm ta tự do phân tức viên thịt một mặt khẩn trương nhìn xem chỉ sợ vân phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả người mau đều ghim mắt to bên trong tràn đầy lo lắng những thứ khác ba con khế ước ma thú cũng là nhìn xem lửa nhỏ hòa vân phong ở giữa liên lạc đầu kia đen đỏ đàn vào năng lượng nguyên tố á nguyên tố chậm rãi tiến vào vân phong thể nội lửa nhỏ cũng tại cẩn thận khắc chế không thể thua vào quá nhiều nhất định không thể thua vào quá nhiều thuộc về ma thú ám nguyên tố chậm rãi chạy vào bên trong cơ thể vân phong tinh thần không gian ở trong tối nguyên tố chạy vào trong nháy mắt đột nhiên quay cuồng lên giống như biển cả lên sói đói phong bạo trong nháy mắt gió êm sóng lặng trong nháy mắt hoàn toàn không có an tính lại Vân Phong cố gắng khống chế tinh thần của mình năng lượng, cố gắng áp chế cái này sẽ phải phun trào gầm thét năng lượng. Thật trọng tương Na Ma thú khí tức bao bọc tại bên trong, nàng không thể có bất kỳ sai lầm nào. Một khi sai lầm, cả bàn đều thua. Áng Nguyên tố tiến vào Vân Phong thân thể trong nháy mắt lập tức như ngựa hoang mất cương. Bất quá tại nó nhanh chân lao nhanh phía trước Vân Phong tinh thần lực đã chạy đến, cho nó khoác lên kiên cố dây cường, một đường dẫn dắt nó hướng về Vân Phong thể nội tinh thần không gian mà đi. Từng sợi thật nhỏ Áng Nguyên tố tại Vân Phong cường đại tinh thần lực dẫn dắt phía dưới cuối cùng đến tinh thần không gian. Bây giờ Vân Phong bản thân tinh thần lực giống như gặp phải muốn cướp địa bàn địch thủ đồng dạng, đột nhiên gầm hết lên vân phong tế bạch trên trán đã toát ra tràn trề mồ hôi nguyên bản vốn đã hơi mặt đỏ thám gò má lại lần nữa trở lại tái nhận ba con khế ước ma thú gặp một lần tất cả giật mình lửa nhỏ ám nguyên tố vẫn còn tiếp tục truyền thâu nhìn thấy vân phong nhỏ như vậy hỏa có chút nóng này chủ nhân sáu không cho phép ngừng vân phong bén nhọn thanh âm chuyển tới lửa nhỏ cắn răng kiên trì tiếp tục truyền thống ám nguyên tố vân phong mồ hôi theo khuôn mặt tí tách rơi xuống viên thịt dựa vào tại vân phong đầu gối bên cạnh ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem vân phong thực vì lo lắng bây giờ vân phong tinh thần không gian đã là sôi trào một mảnh theo ám nguyên tố không ngừng tràn vào bản thân mình cường đại tinh thần lực giống như chịu đến khiêu khích tiêu gạo không ngừng coi như vân phong liệu mạng áp chế nhưng là nhường tinh thần không gian chịu đến không nhỏ chấn động nhiều lần bao khỏa kia ở ma thú khí tức suýt nữa lẻn lút mà ra khống chế là một kiện khá khó khăn chuyện nhất là thực sự trong cơ thể mình đặc thù như thế chỗ tinh thần lực vốn là cường đại khống chế lại lại càng buồn ngủ khó khăn vân phong chuyện cần làm còn nhất thiết phải cẩn thận không thể ra nửa điểm sai lầm thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo du ơi phản phất một giây cũng sẽ là vĩnh cửu đồng dạng lựa nhỏ dừng lại theo vân phong một tiếng la lên lựa nhỏ đột nhiên thở phào lập tức ngừng chính mình ám nguyên tố tiến vào đưa chúng nó vững vàng thu hồi lại, các mấy cái ma thú trong lòng cũng là thợ phào, bất quá đây mới là vừa mới bắt đầu, Vân Phong kế tiếp phải làm mỗi một bước đều có khả năng tự sát. Mấy cái khế ước ma thú đều là vì Vân Phong sách theo một trái tim, liền Vân Phong cũng giống như thế. Màu đen ám nguyên tố như nhất đầu quỷ dị dây lụa tại Vân Phong tinh thần không gian chậm rãi phiêu động, Vân Phong nhìn xem đầu kia màu đen dây lụa, cảm nhận được phía trên chuyển tới cuồng bạo năng lượng, còn tốt lựa nhỏ là của mình khế ước ma thú, không phải vậy ở trong tối nguyên tố tiến vào trong mắt, nàng vừa có khả năng bởi vì này yếu ớt thân thể con người kết thúc cả đời này. Tất nhiên ám nguyên tố đã thuận lợi tiến vào tinh thần không gian vân phong phải làm bộ thứ nhất chính là phóng thích tinh thần lực của mình sau đó dùng ám nguyên tố thay thế tương na ma thú khí tức hoàn toàn báo khỏa vân phong hít sâu một hơi phóng thích tinh thần mình lực trong nháy mắt cái kêu ma thú khí tức nhất định nhiên hội bốn phía tán loạn nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất dùng ám nguyên tố đưa nó một lần nữa báo khỏa trong này quá trình vân phong có một giây chậm ma thú này khí tức liền sẽ lại lần nữa vọt đến thân thể nàng các nơi lần này vân phong cũng không thể tránh khỏi gặp phải bỏ mình vận mệnh hô thở ra khẩu khí này vân phong mắt đen trầm xuống bắt đầu bao trùm ma thú hơi thở tinh thần lực tại vân phong dưới sự thao túng chậm rãi tăng hẳn ra liền như là một món lễ vật hộp đồng dạng bây giờ đang bị chậm rãi giải, giải khai một tầng lại là một tầng theo mỗi một tầng giảm bớt ma thú thất tịch của hoành chính là tăng thêm một phần theo mỗi một tầng tinh thần lực lưỡi bước vân phong thần kinh đại não càng ngày càng kéo căng nhanh rất nhanh cái hộp này liền bị sốc lên cái cuối cùng cái nắp tầng cuối cùng tinh thần lực hoàn toàn rút lui lấy được tự do lần nữa ma thú khí tức lập tức mạnh mẽ đâm tới gầm thét muốn xông ra tinh thần không gian nô no. vân phong phát ra kêu rên, thân thể nội bộ bởi vì này muốn mạng tán loạn khí tức cảm thấy đau đớn tăng lên sắc mặt hoàn toàn cắt trắng tinh thần không gian toàn bộ dung chuyển trực tiếp ảnh hưởng cơ thể vân phong chỉ cảm thấy mình toàn bộ tâm thần đều có chút mơ hồ nhưng nàng biết giờ khắc này chính mình phải có điều hành động giang hung hăng cắn chót lưỡi bộ phận một ngụm máu tươi trực tiếp rót vào trong miệng cũng thanh tỉnh bắt đầu mơ hồ ý niệm ám nguyên tố tại tinh thần lực dẫn dắt phía dưới hướng về cái kia làm càn không dứt khí tức bao khỏa mà đi ma thú khí tức tựa hồ cảm thấy chính mình sắp lại lần nữa bị trói buộc phát điên vậy muốn xông ra tinh thần không gian tạo thành chấn động kịch liệt hơn vân phong mồ hôi thường xuyên theo khuôn mặt chạy xuống trên cỏ dần dần tạo thành một cái mở mịt bộ phận mấy cái ước ma thú đều là tâm thần khẩn trương nhìn xem không dễ dàng dám có bất kỳ động tác chỉ sợ sẽ cho vân phong mang đến phiền toái không cần thiết đến một bước này bọn hắn có thể làm chỉ có đứng ngoài quan sát một thiết đô phải dựa vào vân phong chính mình a à, ta cũng không tin trói không được ngươi vân phong dưới đáy lòng phát ra hò hét ám nguyên tố hướng về cái kia ma thú khí tức tới gần nhưng cái kia ma thú khí tức như bỏ đi dày cơ ngựa hoang ám nguyên tố đến gần trong nháy mắt nó đã thoát đi đến địa phương khác thân thể không cảm giác thư thích càng rõ ràng vân phong đã rõ ràng cảm thấy một cố vô hình áp lực như khí lưu đồng dạng xông ra tại chính mình mạch máu bên trong mạch máu đang từ từ bành trướng toàn bộ thân thể cũng tại chậm rãi bành trướng đó là muốn bạo thể báo hiệu ta không có thể chết ở chỗ này càng không khả năng bởi vì này đạo khí hơi thở mà để cho mình bạo thể mà chết nàng có quá nhiều chuyện muốn làm trong nội tâm nàng có rất nhiều muốn liều mạng bảo vệ người nàng không thể chết tinh thần không gian tinh thần lực đột nhiên phát sinh biến hóa chậm dài hướng về cái tia ma thú khí tức lại lần nữa đánh tới tại một chỗ chờ đợi vân phong đến tinh hồng cự mắt đột nhiên xẹt qua kinh ngạc nàng muốn làm gì làm như vậy chẳng lẽ thật không muốn mạng không ngừng táo kỉnh ma thú khí tức bị vân phong tinh thần lực chậm rãi áp bách giống như gặp gỡ từ phía không ngừng rút về vách tường đang tại đưa nó phạm vi hoạt động không ngừng thu nhỏ mãi đến là không mà thuộc về lửa nhỏ á nguyên tố cũng đồng thời bị dẫn dắt tiến vào cái này không ngừng rút về không gian chi bên trong vân phong chỉ cảm thấy tâm thần truyền đến đau đớn bị liệt tinh thần lực bây giờ không khỏi muốn xua đổi ma thú khí thức còn muốn dẫn dắt lửa nhỏ á nguyên tố đã vượt xa quá vân phong phụ tải năng lực nàng có thể kiên trì đến bây giờ đúng là không thể tưởng tượng chủ nhân mấy cái khế ước ma thú nhìn thấy vân phong càng ngày càng không tốt sắc mặt cũng là lo lắng kêu lên viên thịt một cái vọt lên nhảy đến vân phong cạnh gò má bên cạnh mắt to ngục loạn chuyển đôi giải quét nhẹ qua vân phong gương mặt có chút không biết làm sao chúng ta nên làm cái gì lựa nhỏ lo lắng hét lớn một tiếng nhị lôi ở một bên mở miệng chúng ta cái gì cũng không có thể làm thế nhưng là tiểu phong nàng sáu hắn nói không sai bây giờ chúng ta cái gì cũng không có thể làm lam dực ở một bên tỉnh táo mở miệng có bao nhiêu lần chủ nhân cũng là tại dạng này nguy hiểm trước mắt mỗi một lần cũng là bình yên vô sự thì sẽ một lần cũng sẽ như thế Hừ, hy vọng lần này cũng có thể như ngươi nói vẫn tốt như vậy nhị lôi níu chặt lông mày một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vân phong biết nàng sẽ làm loạn nhưng lại không biết nàng vậy mà có thể làm loạn đến trình độ này ngao kim đây chính là tiểu tử ngươi nói thành thục chứng chạc tiểu thư khuyết gặp ý tinh thần không gian bên trong vân phong đang làm cố gắng cuối cùng nàng bộ ra toàn thân đã bị chống đến có thể thấy được mạch máu liền cái kia rậm rạp chẳng chịt mau mạch mạch máu cũng có thể nhìn dị thường tinh tường. vân phong chỉ có thể lại kiên trì thời gian rất ngắn nếu như ở nơi này đoạn lúc gian chi nội nàng vẫn như cũ không cách nào thành công chờ đợi nàng chỉ có bạo thể mà chết cho ta đi vào vân phong phát ra gầm lên giận dữ tinh thần lực đột nhiên dùng sức đem ma thú khí tức lại lần nữa trói lên mà ám nguyên tố đồng thời như nhất đầu xiềng xích tương na ma thú khí tức chậm rãi trói lại đạo kia cùng hành khí tức lại tiếp xúc đến ám nguyên tố chi phía sau đột nhiên giấy rua thiếu chút nữa thì lại lần nữa xông phá vân phong tinh thần lực cách trở vân phong cắn chặt răng, lại một hồi chỉ cần lại một hồi lao đầu kia khí tức dị thường ngoan cố chống lại coi như vân phong như thế áp chế cũng không buông tha giấy ruộng ám nguyên tố nhiều lần đều không cách nào đem hắn một mực gò bó chủ vân phong đã có thể cảm giác được nàng kiên trì thời gian không nhiều cơ thể bị chống ra cảm giác càng rõ ràng ba mươi giây nàng nhiều nhất còn có thể chống đỡ ba mươi giây Ám nguyên tố cùng khí tức vẫn tại kéo co tinh thần lực cách trở tác dụng cũng chầm chậm yếu bớt vân phong đã nhanh muốn đến thực hạn Lan da bị chống da nhỏ bé âm thanh vang dội tại vân phong bên hai nàng biết mình cơ thể đã không kiên trì nổi yếu ớt thân thể con người có thể kiên trì đến bây giờ vân phong cũng coi như là kỳ nhân nhất cái mười giây sáu mười giây cuối cùng tinh thần lực như cũ tại không ngừng rút về nhưng rõ ràng lung lay sắp đổ ám nguyên tố không ngừng nếm thử bảo hộ đạo kia khí thức tám giây thất bại bảy giây thất bại sáu giây thất bại thừa hải gian kim đồng hồ tại vân phong trong đầu kích thích năm giây bốn giây ba giây ba ám nguyên tố tương na đạo khí hơi thở gắt gao bảo hộ không kịp thở một ngụm vân phong ý thức mang theo cái này bị á nguyên tố trói lại ma thú khí tức đi tới thân thể nội bộ không biết tên không gian chờ ở nơi đó tinh hồng cự mắt thấy vân phong ngươi là đang đánh cực mệnh vân phong suy yếu nợ nụ cười có lẽ là a à, kế tiếp liền giao cho ngươi tương na đạo khí hơi thở hướng phía trước đưa tới chỉ nghe thấy xiềng xích kéo lây tiếng vang cực lớn chuyển đến tiếp theo là một hồi ám gió dựng lên vân phong cũng lại cảm giác không thấy đạo kia khí tức tồn tại tinh hồng cự mắt lóe lên một vệt sáng kế tiếp ngươi chỉ cần chờ đợi liền có thể vân phong ngươi sẽ phải lấy được so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn vân phong cười ha ha mắt đen thâm trầm Hy vọng như thế. Vân Phong khí tức dần dần bình ổn, mấy cái khế ước ma thú cảm thấy lập tức hung hăng thở phào, Vân Phong khí tức tất nhiên bình ổn liền đại biểu một thiết đô nhận được khống chế, đã cách xa tất cả nguy hiểm, Nhị Lôi hung hăng hít một hơi, lao tử cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua. Lựa nhỏ cười ha ha một tiếng, rất cảm thấy kiêu ngạo nhìn xem Vân Phong, là hắn biết chủ nhân sẽ không có việc gì. Tiểu Phong quá tốt rồi. Yêu yêu khuôn mặt nhỏ cũng vung lên một nụ cười, viên thịt tròn vo thân thể ngồi dưới đất, cũng là hung hăng thở ra một hơi, Lam Dực vui mừng mở miệng, chủ nhân không có việc gì liền tốt, nhưng chúng ta mấy cái không thể buông lòng cảnh giác đạo kia khí tức còn tại chủ nhân thể nội cũng không có bị bài xuất khác mấy cái đều là nghiêm túc gật gật đầu tất nhiên không có bài xuất liền đại biểu còn có tồn tại nguy hiểm tự nhiên là không thể bông lòng cảnh giác thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua vân phong khí tức càng ngày càng bình ổn kéo dài không tiếp tục xuất hiện bất kỳ trạng hướng dị thường nhưng mấy cái khế ước ma thú vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí để phòng tình trạng đột phát phi vân bị lao đầu kia đưa vào trong cốc cũng một mực không có lại xuất hiện vân phong nhắm mắt ngồi trên mặt đất khuôn mặt nhỏ đã không còn bất luận cái gì tái nhuận tri sắc thân thể nội bộ tinh thần không gian cũng triệt để ổn định đứng lên đạo kia khí tức giao cho cái kia mắt đỏ ra hỏa đích thật là một cái lựa chọn tốt vân phong bây giờ căn bản không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng nhưng cảm giác rõ ràng đến thân thể nội bộ tinh thần không gian đang phát sinh biến hóa rất nhỏ theo thửa hải gian tích lũy biến hóa này chậm rãi tổng cũng trở nên càng rõ ràng cũng ẩn ẩn ý thức được tại nàng thu hoạch một khắc này nàng phải lấy được có thể thật sự lại so với tưởng tượng nhiều cái kia mắt đỏ ra hỏa một câu nói kia xem như nói đúng mà nàng đang cần cơ hội này đạo kia ma thú khí tức bị âm thầm tiêu hóa vân phong cảm thấy một loại xa lạ sức mạnh tồn tại thân thể chi bên trong liền như nhất chỉ lập tức sẽ phá kén hồ điệp dục dịch nàng biết đạo kia ma thú khí tức đã bị hấp thu không sai bị lắm cái kia mắt đỏ ra hỏa nói qua hắn hấp thu sau đó đạt được năng lượng sẽ bị chính mình hấp thu xem ra cỗ này xa lạ năng lượng chính là vân phong muốn đem nắm lần này thời cơ đem chính mình thực lực hướng phía trước bước ra một bước nàng trước mắt mới vừa bước vào tôn thần cấp bậc thực lực mặc dù đang tôn thần nhất cấp củng cố không tệ đều tưởng muốn đến tôn thần nhị cấp cần cơ duyên mà bây giờ chính là một cơ hội bắt lấy nàng liền có thể vững vàng bước ra một bước này tiến vào tôn thần cấp bậc vân phong cũng càng ngày càng cảm thấy mỗi lần thăng một cấp cần có năng lượng tích lũy là kinh người như vậy mỗi một cấp vượt qua đều cần dựa vào thời gian đi rèn luyện Tôn thần trở xuống thăng cấp nếu như gian khổ, như vậy tôn thần cấp bậc thăng cấp khó như lên trời. Mỗi vượt một bước phải bỏ ra cố gắng vượt xa quá sự tưởng tượng của mọi người. Vân Phong muốn mượn cái cơ duyên này vọt thẳng cấp đến tôn thần nhị cấp. Tôn thần tam cấp là không thể nào, cấp 2 đã là một lần này cực hạn, bất quá cũng đủ rồi. Mỗi để thăng một cái cấp bậc sức mạnh cũng sẽ tương ứng tăng thêm, coi như sư tử ứng nhất tộc sáu cánh bay lăng hoàn toàn khôi phục, Vân Phong nếu như có thể vượt qua đến tôn thần nhị cấp, có năm chắc đem hắn đưa vào chỗ chết. Lấy tôn thần nhị cấp thân phận trở lại Vân gia cũng có đầy đủ trọng lượng, tại thực lực tiến giai bên trong chắc chắn làm cho người kinh diễm. Vân Phong yên tính chờ đợi thu hoạch một khắc này tới, cuối cùng, cái kia muốn phá kén hồ điệp cuối cùng có động tác, thời cơ chín rồi. Bây giờ đây là thu hoạch lực lượng thời khắc. Phá kén mà ra lạ lâm sức mạnh tại Vân Phong thể nội bồi hồi, Vân Phong tinh thần không gian liền như nhất cái vô cùng hấp động, đem cái này năng lượng một cái không sót thu sạch nạp trong đó, giống như tham lam miệng, không đông tha đi qua bất kỳ một cái nào đồ ăn. Xa lạ năng lượng cường đại khuynh xảo tràn vào Vân Phong tinh thần không gian nội bộ, Vân Phong cảm thụ được sức mạnh của quận, khoe miệng không khỏi câu lên một nụ cười, khí tức cũng ở đây trong nháy mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Chủ nhân năng lượng ba động thay đổi mấy cái khế ước ma thú đều là trước tiên cảm thấy vân phong biến hóa năng lượng ba động biến hóa càng ngày càng rõ ràng lộ ra một cái dần dần trèo lên trạng thái mấy cái khế ước ma thú đều là trong lòng ăn ý vân phong muốn đột phá quả nhiên tại khí tức nhảy lên tới một cái đỉnh điểm thời điểm đột nhiên dừng lại tại nơi mấy cái khế ước ma thú cũng là tâm thần thủ nhất cảm thụ được tự vân phong thể nội chuyển tới năng lượng ba động cảm thụ được sắp nhảy lên lên cấp vui sướng ba đồ vật gì tan vỡ âm thanh vân phong cảm giác mình xuyên thấu cái gì bích trướng cơ thể lập tức nhẹ nhõm không thôi một cỗ thâm trầm sức mạnh từ tinh thần không gian một chỗ nhảy lên trực tiếp bao trùm toàn bộ thân thể vân phong cảm thấy một loại trước này chưa có thông suốt mắt đen tại thời khắc này đột nhiên mở ra một vòng ánh sáng chói mắt xẹt qua đáy mắt tôn thần nhị cấp mặc dù chỉ là một cấp đột phá nhưng vân phong lại cảm nhận được giống biến hóa về mặt bản chất tại nàng mở ra hai con ngươi trong đáy mắt mấy cái khế ước ma thú cũng là mở hai mắt ra đều là nhìn nhau nở nụ cười bọn hắn đều không ngoại lệ đều tấn thăng đến tôn thần nhị cấp vân phong giơ cánh tay lên mặc dù vừa rồi đều là nhắm mắt nhưng nàng biết mình cơ thể có no bạo chỗ nhưng bây giờ ra thịt chân nhăn không thôi đều nhìn không ra bất kỳ vết thương nào tựa như tân sinh đồng dạng vân phong nhìn mình ra thịt trắng non trầm mặc không nói viên thịt nhảy lên nhảy lên vân phong bà vai mao nhung nhung thân thể hướng về vân phong trên mặt có đi vui vẻ không thôi vân phong cười ha ha tay mỏ sờ mao nhung nhung thân thể cái này thân thể mặc dù đi qua cải tạo nhưng vẫn như cũ quá mức yếu ớt nếu như khi trước có nhiều việc phát sinh mấy lần nàng thân thể này sớm muộn cũng sẽ bị phế bỏ nghĩ tới đây vân phong ánh mắt tối xâm lại là thời điểm lại lần nữa thay đổi thân thể này bất quá phải lấy một loại khác bất đồng phương thức chúc mừng chủ nhân mấy cái khế ước ma thú đều làm mở miệng vân phong cười ha ha từ trên mặt đất đứng lên giãn ra một thoáng bờ eo của mình trôi qua bao lâu thời gian lao đầu kia cùng phi vân có xuất hiện sao lần này gần tới một năm phi vân lại cũng chưa từng xuất hiện vân phong không khỏi âm thầm kinh ngạc gần tới thời gian một năm thế mà lâu như vậy sao tại trong ý thức của nàng vẹn vẹn qua mấy ngày mà thôi lại không nghĩ rằng lại là một năm mà bay vân bị lao đầu kia mang vào một lần thế mà đều chưa từng xuất hiện vân phong mắt đen hơi trầm xuống chúng ta đi vào lam dực khẽ giật mình vân phong thấp thanh nhất tiếu cùng chờ ở bên ngoài xuống chúng ta tự mình đi vào nhìn một chút vân phong nói xong mắt đen nhìn lướt qua gáy đáy vực chỗ sâu nếu như lao đầu kia không có nửa điểm bản sự hắn lần này chỉ sợ là một tắm lam dực thực vì cảm kích nhìn vân phong vân phong cũng sẽ không nói thêm cái gì tung người đã hướng về gáy đáy vực chỗ sâu mà đi mấy cái khế ước ma thú theo sát phía sau mấy thân ảnh cường thế tiến vào gãy trong cốc tiến vào gáy đáy vực chỗ sâu không có đi bao lâu vân phong liền nhìn thấy một chỗ giống chỗ ở chỗ cái kia chỗ ở bên cạnh còn có một chỗ dòng nước xiết thác nước thực vì tình trạng ào ào hùng vĩ tiếng nước không ngừng chuyển đến mấy người mới vừa tới chỗ ở hải tử ở giữa một thân ảnh như do pha tới thế mà tự tiện xông vào nhân loại ta đạo kia khí tức không có để cho ngươi mất mạng ngược lại là ra dự liệu của ta lao đầu nhất hai mắt nhìn chằm chằm vân phong thực vì nghi hoặc tại hắn trong dự liệu vân phong bây giờ hẳn không phải là ném đi nửa cái mạng chính là triệt để chết không phải là như cái gì đều không phát sinh giống như đứng ở trước mặt mình hơn nữa sáu khí tức của nàng rõ ràng so với lần trước mạnh rất nhiều đây là có chuyện gì vân phong cười ha ha ta cũng coi như nhân họa đất phúc lần này cũng toàn bộ nhờ ngươi lao đầu híp lại lên hai mắt lam rực bốn phía nhìn một cái phi vân đâu lao đầu hừ một tiếng nếu như ta nói hắn sớm đã chết ở trên tay của ta nữa nha dù sao các ngươi trước đây như thế trêu đồ ta ta căn bản cũng không muốn giúp ngươi nhóm bất cứ chuyện gì hắn mà chết ngươi cũng muốn cho cùng lam dược hung ác gầm nhẹ lao đầu thấy chỉ là khinh thường cười nhạo hai tiếng trôn cùng chỉ bằng các ngươi vân phong lanh lanh nhất tiếu tiền bối hắn nói tới cũng không phải là nói đùa còn xin tiền bối suy nghĩ kỹ càng lại mở miệng lao đầu nhữ mày ngươi là đang muốn ăn ta mấy đạo khí tức sao vân phong lãng thanh nhất tiếu mắt đen lộ ra lao đầu không thể xem hiểu ánh sáng nếu thật sự là như thế cầu còn không được nhiều mấy đạo khí tức mặc dù rất nguy hiểm nhưng đổi loại góc độ nói cũng là một loại quà tặng nếu không phải là lao đầu đạo này khí tức vân phong cũng không cách nào bước vào tôn thần nhị cấp lao đầu đột nhiên nhữ mày hắn vừa rồi thử dò xét lúc sau đã phát giác đạo kia khí tức tại vân phong thể nội đã không còn sót lại chút gì ngươi thế mà tương na đạo khí hơi thở đầy đi ra lao đầu kinh ngạc hô một tiếng này nhân loại lại có thể đem hắn ma thú khí tức bài trừ bên ngoài cơ thể nàng đến tột cùng là dùng phương pháp gì cũng không phải là bài xuất vân phong cười ha ha mắt đen thoáng qua á mang mà là triệt để hấp thu cái gì biểu tình của lão đầu đột nhiên thay đổi cặp mắt thương kia gắt gao khóa lại vân phong ngươi một cái nhân loại làm sao có thể triệt để hấp thu hơi thở của ma thú lão đầu hoàn toàn động, nhưng sự thật đều ở trước mắt, vân phong chính là vô cùng xác thực chuyện thực căn cứ, nàng không bị thương chút nào đứng ở chỗ này, không chỉ có như thế, cũng là kéo tiền bối phúc thực lực của ta mới có thể tiến thêm một tầng. lão đầu khuôn mặt lại thay đổi, ngũ quan triệt để quấy cùng một chỗ, trong lòng tại khiếp sợ không gì sánh nổi sau đó chính là trùng thiên phẫn nộ, tốt, khí tức của hắn không những không có bị thương nàng ngược lại là trở thành trợ lực, cái này nói ra căn bản sẽ không có người tin, mà hắn cũng sẽ bị một ít chê cười chết. rõ ràng là muốn để nàng chết, lại hung hăng đẩy nàng một cái, cái này đạo lý gì? thật là quái thai. lão đầu cắn răng nghiến lợi nói một câu vân phong chỉ là cười nhạt một tiếng tiền bối nếu như lại đến mấy đạo khí tức hoan nghênh lao đầu khinh thường hư một tiếng hắn choáng váng mới lại cho nàng mấy đạo khí tức để cho nàng càng nhanh tấn cấp sao nào có chuyện tốt bực này mơ tưởng tiền bối thời gian một năm đã qua phi vân đến cùng ở đâu phu cận đây cũng không có hắn bất kỳ tung tích nào vân phong đôi mắt lạnh lao đầu thật là mang phi vân đi vào nhưng ở đây cũng không để lại phi vân bất kỳ tung tích nào liền chứng minh hắn không ở nơi này hắn đến cùng ở đâu lam dực cũng gấp nghĩ đến phi vân có gì ngoài ý muốn trong lòng chính là một hồi lo lắng lao đầu lạnh lùng giật ra khoe miệng nếu là tới tìm ta tìm kiếm biện pháp liền nên nghĩ đến bất kỳ tình huống gì vân phong hòa lam Dược thần sắc biến đổi câu nói này nói không sai nhưng nghĩ đến phi vân sẽ tao nộ cái gì vân phong trong lòng cũng không phải là tư vị muốn mở ra phong ấn kích phát huyết mạch sắc thực muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn thế nhưng sư tử ứng thiếu niên vì vậy mà mất mạng vân phong trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng coi như hắn chết ta cũng muốn mang về thi thể của hắn lam Dược tức giận gào thét một tiếng gương mặt đẹp trai gò má có khí thế ngang ngược lao đầu nhữ mày không nói gì đúng lúc này một đạo thanh âm trệ ra tiền bối ngươi sao lại cần như thế khó xử cánh thúc vân Lam Dực nghe được thanh âm này, mắt màu lam lập tức sáng lên, vân phong mắt đen cũng là quét về phía nguồn thanh âm chỗ, chính là thác nước kia chỗ. Một thân ảnh chậm rãi từ phía sau thác nước đi ra, to lớn dòng nước đổ xuống đầu, lại không có nửa giọt rơi xuống phi vân trên đầu, nhìn kỹ nguyên lai là một đạo hào quang màu xanh nhạt bao phủ lại toàn thân, đem tất cả giọt mưa hoàn toàn cách ly, vân phong nhìn xem từ thác nước phía sau đi ra sư tử ứng thiếu niên, vẫn là một dạng dung mạo, bề ngoài không có thay đổi chút nào, nhưng khí chất nhưng là xảy ra khác biệt trời vực thay đổi. Lam Dực cũng phát giác được phi vân biến hóa, phi vân, phong ấn của ngươi giải khai phi vân đi tới cười gật gật đầu may mắn mà có cái gì là tiền bối phong ấn của ta trung pi là giải khai lão đầu hư một tiếng vân phong cười ha ha đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ Hừ, ta nhưng không có ra tay chỉ là đem na tiểu tử ném vào mà thôi hắn có thể không thể đi ra còn phải xem tạo hóa của mình bất quá bây giờ nhìn đến xác thực cũng có hai lần tất nhiên phong ấn giải khai cũng nhanh chút ly khai nơi này đừng quấy dày ta thanh tĩnh vân phong nghe xong thấp thanh nhất yếu, nhìn về phía phi vân cùng lâm dực tất nhiên huyết mạch thất tỉnh ta xem cũng là thời điểm trở về nhường những cái kia dòm tư sư tự ứng nhất tộc tộc đàn triệt để hết hy vọng sáu để lời nói với người xa lạ sáu các ngươi thực sự là sủ bạ dạ cùng hạng nhất tranh lệch đột nhiên rút nhỏ rất nhiều thân môn tờ tở ra sức như vậy nhược tuyết tự nhiên bất có thể không ra sức ca vạn càng tiếp tục để chúng ta sông càng mạnh mẽ chúng ta các ngươi ra sức nhược tuyết tất nhiên sẽ càng thêm ra sức tháng sáu chiến đấu anh dũng đến cùng ba trăm bảy mươi bảy chương thứ chín mười ba ăn hết linh hồn vạn càng gồ gồ thời gian một năm ở nơi này thời gian không lâu lắm nhưng là không tính ngắn thời gian một năm có thể nhường sư tử ứng tộc thở một ngụm cũng có thể nhường một ít người ngóc đầu trở lại tự vân phong lam dực phi vân rời đi sư tử ứng nhất tộc sau đó sư tử ứng nhất tộc tứ vị trưởng giả cũng là mong mọi bọn hắn có thể sớm một chút trở về lần trước xích hưng hòa sát ưng nguy cơ chỉ là tạm thời rút lui cũng không có giải quyết nếu như cái này hai tộc lại hoàn toàn giải sư tử ứng nhất tộc chân thực tình trạng phía sau định nhiên hội xuất thủ lần nữa còn có chạy trốn phi lăng thời gian một năm đủ có thể khiến hắn đem thương thế khôi phục lại bảy tam phần hắn ắt hẳn còn có thể trở về tứ vị trường giả gặp phải cái này hai đại vấn đề có chút sức đầu mẹ chán chỉ có phi vân thức tỉnh sau cánh huyết mạch sư tử ứng nhất tộc mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi nguy cơ không phải vậy sư tử ứng nhất tộc ở nơi này ứng xảo bên trong lại không ban đầu địa vị đây là sư tử ưng nhất tộc tất cả nhân tộc người đều không cách nào tiếp nhận phi vân vẫn chưa về lại là một ngày sư tử ưng nhất tộc bình yên vượt qua tứ vị trường giả cũng là không khỏi thở phào tại vân phòng Lam dực phi vân chưa có trở về mỗi một ngày bọn hắn cũng cao hơn độ cảnh giác đề phòng nguy hiểm không biết có lẽ chúng ta trước đây sẽ không nên nhường phi vân rời đi trường giả chi chợt nhẹ thở dài các ba cái cũng là trầm mặc không nói bất quá phi vân không ly khai huyết mạch liền không khả năng thức tỉnh sư tử ưng nhất tộc nếu như không có sáu cánh toa chấn lại nên như thế nào quan cảnh e rằng sát thương hòa xích cũng muốn thừa lúc vắng mà vào cho đến lúc đó chúng ta làm mất đi hết thảy nhưng mà thời gian đều đi qua lâu như vậy càng kéo tình huống càng là nguy hiểm chúng ta bây giờ gặp phải không hề chỉ là xích dưng hòa sát tương đơn giản như vậy các ngươi không quên còn có một cái phản đồ phi lăng ngươi nói không sai thời gian càng lâu hắn lại càng có khả năng khôi phục không có diện sát hắn cũng đại biểu cho vừa có khả năng hắn sẽ ngóc đầu trở lại phi lăng giết chúng ta bốn người không sao nhân sư tử ứng nhất tộc những người khác đâu tứ vị trường giả đều là trầm mặc Phi Lăng chính là tôn thần cấp bậc 6 cánh sư tử ứng. nếu như thực lực của hắn khôi phục lại trước kia trạng thái, liền xem như bốn người bọn họ liên thủ đối kháng cũng có chút phí sức, bọn hắn hẳn là mau chóng tìm đến Phi Lăng chỗ. nhưng Phi Lăng tựa hồ bước hơi đồng dạng, tìm không được chút điểm dấu vết để lại. Phi Lăng 6, Sư đương hòa sát ưng, sư tử ưng nhất tộc đại nạn tới. Phi Vân thật sự nếu không mau mau trở về, ta muốn tại đại nạn tới thời điểm, cũng là sư tử ưng nhất tộc diện vào ngày. Tứ vị trường giả đều là nghiêm túc nhìn nhau một cái, nhưng vào lúc này, sư tử ưng thủ vệ thanh âm hốt hoảng từ bên ngoài truyền đến, tứ vị trưởng giả không xong xích hưng hòa sát thương lại bao vây bên ngoài lần này còn rất nhiều những tộc quân khác tứ vị trường giả sắc mặt tối sầm bết bắt nhất tình trạng cũng chẳng qua chính là như thế lần này xích hưng hòa sát thương thế mà làm đến mức độ như thế hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến có thể phát động nhiều như vậy tộc đàn cũng không khả năng là sớm chiều liền có thể làm đến bọn hắn mưu đồ đã lâu không nghĩ tới nhanh như vậy sáu tứ vị trường lao khổ tâm nợ nụ cười bọn hắn mới vừa rồi còn đang nghị luận sự tình liền đã phát sinh trở tay không kịp chân chính trở tay không kịp bất kể như thế nào chúng ta đều phải bảo vệ sư tử ứng nhất tộc dù cho liều lên chúng ta mấy người tính mệnh tứ vị trường giả đi ra đi tới đất bằng phía trên bốn người hít thật sâu một cái tiếp đó đột nhiên phát ra to rõ ràng ưng gáy chuyển khắp toàn bộ sư tử ưng nhất tộc địa bàn đây là chiến đấu tiếng hót sư tử ưng nhất tộc toàn tộc chuẩn bị chiến đấu vân phong lam dực phi vân ba người rời đi gáy đáy vực xuyên qua tầng tầng mây mù phi vân đàm luận gáy đáy vực bên trong cái kia lao đầu quái gì trong lời nói nhiều một chút nhẹ nhõm vân phong hòa lam dực cũng là yên lòng xem ra lao đầu kia đúng không mây thật là không tệ ít nhất không có ra tay gắt xem ra lao đầu kia lửa giận toàn bộ phát tiết đến vân phong trên thân ba người cấp tốc hướng về sư tử ưng nhất tộc địa bàn bay đi nhiên nhất lộ tỉnh lại vân phong lại ngửi được một tia không tầm thường ý vị ương xào bên trong yên lặng chỉ có gió nhẹ thổi qua thanh âm còn có phủ vân dùng lười biếng tư thái không còn gì khác có hay không cảm thấy có chút không đúng vân phong dừng thân hình mắt đen nhìn xem chung quanh trùng điệp chập trùng sân mạch lam dực cùng phi vân cũng là cẩn thận nhìn xem bốn phía đột nhiên hai người thay đổi thân xác những ngày qua tiếng ưng gáy đi nơi nào làm sao lại an tĩnh như vậy phi vân lên tiếng lam dực lông mày gắt gao nhăn lại không có ưng gáy sáu bọn hắn đi nơi nào ba người trong đầu lưu quang lóe lên thân xác đều là căng thẳng đáng giận lam dực thấp giọng chửi mắng một tiếng lập tức hóa thành một đạo lục mang sông về phía trước đi phi vân lập tức theo sát phía sau tốc độ thế mà so lam dực nhanh hơn một chút chủ nhân ta và phi vân đi trước trở về lam dực thanh âm xẹt qua não hải vân phong hướng thanh tốc độ của nàng có thể đổi không kịp toàn lực chạy trốn bốn cánh sáu cánh sư tử ưng hai đạo lục mang cấp tốc biến mất ở trước mắt vân phong cũng là cực điểm có khả năng chạy về phía trước đột nhiên nghĩ đến cái gì ngừng truy đuổi cấp bộ chủ nhân thế nào mấy cái khế ước ma thú phát giác được vân phong dừng lại đều là không hiểu viên thịt mãn bất tại hầu ngáp một cái cái đầu nhỏ cọ sát vân phong gò má trong mắt hắn chỉ có vân phong hòa hắn có liên quan đến nơi khác một mực không cần quan tâm lần này nếu như không tệ hẳn là xích tương hòa sát tương lại lần nữa có hành động chỉ là ta đang suy nghĩ sáu vân phong mắt đen trầm xuống thời gian một năm đối với một cái trọng thương sáu cánh sư tử ứng tới nói đến cùng có thể khôi phục lại trình độ gì mặc dù lần trước không có giết chết tên kia nhưng nguyên nguyên tố dung hợp hẳn là nhường hắn thụ thương rất lớn bằng không thì cũng sẽ không chật vật như vậy chạy trốn nhị lôi thanh âm chuyển tới mặc dù lao tử không hiểu rõ lắm sư tử ứng nhưng sáu cánh sư tử ứng ứng trúc vương giả đối với có thể leo lên vương tọa ma thú tới nói bọn họ năng lực khôi phục là kinh người lại như thế nào kinh người cũng không khả năng khôi phục hoàn toàn lựa nhỏ nói một câu nhị lôi hừ một tiếng đây là tự nhận thời gian một năm nếu như là lời của ta sáu có thể khôi phục lại thực lực bảy thành đã là cực hạn phi lăng là sáu cánh sư tự ứng nhị lôi huyết thống cũng không đơn giản nhị lôi có thể khôi phục lại bảy thành phi lăng cũng có khả năng này khôi phục lên đường tả hữu thực lực sáu cánh sư tự ứng lại lần nữa đánh giết không phải việc khó nhân đến tôn thần cấp bậc sau đó tiêu vong còn có linh hồn tồn tại như phi lăng linh hồn không thể cùng một chỗ tiêu diệt vẫn là hòa lớn nếu có ngày tinh tại liền tốt sáu vân phong không khỏi nghĩ đến cung thiên tình có tử hỏa đây chính là có thể đối với linh hồn thể tạo thành trực tiếp tổn thương hòa diễm tử hỏa ở đây coi như phi lăng có mấy cái mạng cũng là vô dụng chính là chắc chắn phải chết nhưng bây giờ cung thiên tình không có khả năng tại vân phong muốn triệt để hủy diệt phi lăng linh hồn thể vẫn có nhất định phiền phức hủy diệt linh hồn cùng hủy diệt nhục thân là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng nhục thân là thực sự là tồn tại cực kỳ nắm giữ nhưng linh hồn lại hoàn toàn là khác chuyện muốn hủy diệt linh hồn cần lực lượng cường đại hơn phi lăng nhất thiết phải bị triệt để tiêu diệt đối với sư tử ứng nhất tộc còn có phi vân đều là chuyện tốt nếu không xấu sư tử ưng nhất tộc phiền phức không ngừng lam dực cũng không cách nào rời đi vân phong tính toán một chút thời gian trong bất chi bất giác thời gian năm năm đã qua bốn năm rưỡi nhiều nàng không có thời gian dư thừa lãng phí ở ở đây sư tử ưng nhất tộc chuyện nhất định phải nhanh chóng xử lý tốt hơn nữa muốn vô cùng triệt để. nàng còn muốn chạy về nội vực chạy về vân ra vân phong chậm rãi đóng lại mắt đen ý thức trong nháy mắt liền đột nhiên chầm xuống tựa hồ thoát ly đồng dạng tại cấp tốc hạ xuống thẳng đến đã rơi vào trong một mảng bóng tối vân phong mở hai mắt ra thân thể nhanh chóng hướng về phía trước trượt tại một chỗ ngừng lại vân phong yên tĩnh chờ đợi cuối cùng một đôi huyết hồng cự nhãn ở trước mặt nàng chậm rãi mở ra kèm theo xích sắt trên mặt đất nhẹ nhàng vạch qua âm thanh người hấp thu không tệ một đạo khí tức mà thôi thế mà đưa ngươi tăng lên tới tôn thần cấp hai vân phong cười nhạt một tiếng mắt đen chầm xuống ta tới đây là muốn làm tin tưởng một sự kiện chuyện gì ngươi có thể đủ hấp thu hết ma thú khí tức ta muốn biết sáu ma thú linh hồn đâu màu đỏ cự nhãn khẽ giật mình cuối cùng đột nhiên phát ra vô cùng dữ tợn tiếng cười kiệt 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 mỹ vị linh hồn a vân phong hiếp lại hai mắt nói như vậy ngươi có thể kiệt 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 một hồi tiếng cười quỷ dị truyền khắp cái này không gian trống trải tiếp theo là xiềng xích tiếng vang to lớn chuyển đến dường như là cái nào đó to lớn vật thể muốn hung hăng tránh thoát đồng dạng ta đương nhiên có thể vân phong ha ha một tiếng cười nhẹ tinh hồng song mắt đột nhiên tới gần vân phong ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi đáp án này với ta mà nói đã đủ rồi vân phong mắt đen lộ vẻ cười nâng cao lâm hạ nhìn xem này đôi cự nhãn đừng có đùa hoa văn có thể cho ngươi tự do chỉ có ta chọc dân ta ngươi không có chỗ tốt màu đỏ cự nhãn hung ác quang lên vân phong ý thức đã rời đi mảnh này không gian hắc ám hai mắt lại lần nữa mở ra thời điểm đáy mắt đều là hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin phi lăng nếu như lần này ngươi xuất hiện ta sẽ để cho ngươi biến mất ở trên thế giới này hoàn toàn triệt để Ưng xào bên trong coi tranh đấu có thể nói vì địa bàn cùng khác tài nguyên đông đảo tộc đàn ở giữa đều có lớn nhỏ không đều ma sát nhân xích hưng hòa sát ương hành động lại không phải như vậy lần này vây quanh sư tử ứng nhất tộc đoàn thể lại mở rộng thật nhiều ương xào bên trong rất nhiều tộc đàn đều có mặt đều là trận mắt đối mặt tứ vị trường giả cùng sư tử ứng nhất tộc người có thực lực cũng là đứng ở bên ngoài nhìn xem trước mặt cái này trọng trọng vây quanh đại quân sư tử ứng nhất tộc đã võ trang đầy đủ làm xong tùy thời khai chiến chuẩn bị đối mặt như thế đông đảo đối thủ sư tử ưng nhất tộc đã có giác ngộ xích ưng hòa sát ưng hai tộc đến cùng muốn như thế nào tứ vị trường giả lệnh thanh khai khẩu nhìn xem chung quanh tất cả lớn nhỏ tộc đàn trên mặt đều là một cỗ phẫn nộ thân sắc tứ vị trường giả trong lòng cảm giác nặng nề lần này vây quanh tộc đàn hòa nhân đếm là lần trước bội số lần này thật sự gặp phải hòa lớn tứ vị trường giả câu nói này hẳn là muốn hỏi một chút sư tử ưng nhất tộc sư tử ưng nhất tộc tự tiện đem nhân loại đưa vào ương xào hơn nữa còn ẩn nặc thời gian dài như thế các người muốn như thế nào một bên những tộc quần khác có người tức giận bất bình giống lên tứ vị trường giả ánh mắt trầm xuống bọn họ là làm thế nào biết vân phong tiểu hữu thân phận nhân loại chuyện này chỉ có sư tử ưng nhất tộc người biết sư tử ưng nhất tộc nhất thiết phải đưa ra giao phó những thứ khác tộc đàn tức giận gào thét đưa tới một mảnh ồn ào xích hưng hòa sát ưng hai tộc tộc vương đều là mắt lại nhìn rất rõ ràng hưởng thụ lấy sư tử ưng nhất tộc quẫn bách như vậy hiện trạng chúng ta không có ẩn nút nhân loại trường giả chi một lớn tiếng la lên sư tử ưng nhất trong tộc cũng không có người loại tồn tại các ngươi nói dối chúng ta không có nói sai tứ vị trường giả tỉnh táo bình tĩnh hiện tại vân phong cũng không tại trong tộc những người này nếu như lấy cái này vì lý do lần này tất nhiên để bọn hắn tay không mà về chắc chập, chập tứ vị trường giả nói lời này sức mạnh ngược lại là rất đủ Xích tương tộc vương cuối cùng làm mở miệng cái kêu bén nhọn hai mắt lộ ra làm cho người run sợ áp lực tứ vị trường giả đều là trong lòng cảm giác nặng nề theo ta được biết bây giờ sư tử ứng nhất tộc xảy ra chút nhiễu loạn không phải sao tứ vị trường giả thần sắc căng thẳng sư tương tộc vương ở một bên cười ha ha sư tử ứng nhất tộc ngược lại là rất hiểu giữ bí mật chi đạo nếu như không phải hắn chúng ta thật vẫn không biết hắn tứ vị trường giả đều là nghi hoặc một thân ảnh chậm rãi từ hai vị tộc vương sau lưng đi ra tứ vị trường giả hai mắt trừng trừng chính là hôm đó trọng thương chạy trốn phi lăng phi lăng nặng thanh nhất tiếu đám lao giả này đã lâu không gặp sư tử ưng nhất tộc chưa quên ưng xào quy củ a xích ưng tộc vương lành ít giữ nhiều nói một câu ưng xào bên trong nếu có cái nào tộc đàn tự mình làm cho nhân loại tiến vào cái tộc quần này chính là tất cả mọi người ưng loại định nhân lời này một chỗ những tộc quần khác nhân đều là vô cùng phẫn nộ nhìn xem sư tử ưng nhất tộc trong mắt bọn hắn sư tử ưng nhất tộc không thể nghi ngờ chính là ưng xào phản đồ tự mình làm cho nhân loại vào tổ còn ẩn nặc lâu như vậy sư tử ưng nhất tộc cũng không có ẩn nấp nhân loại tứ vị trường giả lạnh lãnh khai khẩu xích nhưng là lãnh lãnh nhất lời có hay không ẩn nút chúng ta đi vào tự nhiên sẽ hiểu tứ vị trường giả đều là ngăn tại sư tử ưng nhất tộc cửa vào sư tử ưng nhất tộc người có thực lực cũng là vô cùng phẫn nộ nhìn xem chung quanh tộc đàn không có sư tử ưng tộc vương cho phép không có ai có thể tự tiện tiến vào ta sư tử ưng nhất tộc địa bàn hắn đã đem tất cả mọi người chuyện đều nói cho chúng ta sư tử ưng nhất tộc bây giờ căn bản không có tộc vương một cái không có tộc vương tộc đàn cũng không có cần thiết tồn tại Sa ưng tộc vương lạnh lùng nói xong một đôi mắt nhìn xem tứ vị trường giả tứ vị trường giả cho rằng như thế nào tứ vị trường giả đều là tức giận nhìn xem phi lăng phi lăng nhưng là âm tàn nợ nụ cười hảo một cái cấu kết ngoại tộc phản đồ hắn triệt triệt để để phản bội sư tử ưng nhất tộc tứ vị trường giả trong lòng đều là mát lạnh dạng này phản đồ đã từng leo lên thần thánh tộc vương chi vị đều là do tại bọn hắn sơ xuất tên phản đồ này vũ nhục sư tử ưng nhất tộc vương vị vũ nhục sư tử ưng nhất tộc tín nhiệm với hắn phi lăng người tên phản đồ này trường giả chi một cuối cùng là thấp giọng mắng ra miệng phi lăng nghe được cười ha ha một tiếng đám lao giả này hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở phản đồ trên tay một cái không lộ ta mới là sư tử ưng tộc vương là ta ngươi mơ tưởng lại vũ nhục sư tử ưng nhất tộc ha 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 phi lăng cuồng tiếu lên tiếng sắc mặt vẻ âm tàn càng sâu rất nhiều hai vị tộc vương vẫn là sớm làm động thủ đi có phần đêm dài lắm mộng xích ưng tộc vương cùng sát ưng tộc vương nhìn nhau một cái bọn hắn đã sớm đối với sư tử ưng nhất tộc bất mãn có cơ hội có thể đem bọn hắn diệt trừ tự nhiên là hảo nhưng cũng nên trên lý luận đứng vững góc chân phi lăng chính là thời điểm cung cấp cho bọn hắn một cái cơ hội bằng không thì cũng không có nhiều như vậy tộc đàn tương ứng sư tử ưng nhất tộc nhảy vào hoàng hà cũng là tẩy không sạch không có tộc vương tộc đàn cuối cùng sẽ đi hướng hủy diệt liền để chúng ta tới giúp các ngươi một cái xích hưng hòa sát tương tộc vương lớn tiếng hét lớn tứ vị trường giả lánh lanh nhất lời tôn thần cấp bậc khí tức đột nhiên bộc phát những thứ khác đông đảo tộc đàn cũng là kích động đều muốn trừng phạt sư tử ứng nhất tộc đại chiến hết sức căng thẳng tứ vị trường giả đều là ôm chịu chết trí tâm bằng bọn hắn lực lượng không có khả năng ngăn lại tất cả mọi người nhưng bọn hắn sẽ tận lực ngăn chặn tranh thủ sư tử ứng nhất tộc huyết mạch thay đổi vị trí ai nói sư tử ứng nhất tộc không có tộc vương trên không truyền đến gầm lên một tiếng tiếp theo là hai đạo rực rỡ lục mang phá không mà đến tất cả mọi người ở đây đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung hai đạo lục mang từ đằng xa nói cho bay tới tại một mảnh ánh mặt trời chiếu rọi xuống giống như hai khỏa rực rỡ lưu tinh đó là sáu tứ vị trường giả nhìn thấy không khỏi tâm thần run lên phi lăng ở phía dưới hung hăng neo cặp mắt lại là phi vân na tiểu thẳng danh con xuất hai thân ảnh ở trên không dừng lại sau lưng vươn ra cánh chim lam rực bốn cánh xuất hiện phi vân sau lưng nhưng là tia sáng bắn ra bốn phía sáu cánh cánh xích hưng hòa sát ưng tộc vương đều là khẽ giật mình sáu cánh sư tử ưng cả hai đều là ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua phi lăng phi lăng nhưng là mắt đen không ngừng lấp lóe sáu cánh sáu na tiểu thằng danh con thế mà giải khai phong ấn cái này sao có thể sư tử ưng nhất tộc sáu cánh chỉ có thể là ta đó là sáu cánh sư tử ưng những tộc quân khác nhân nhìn thấy không khỏi thán phục một tiếng sư tử ưng nhất tộc tộc vương đều là sáu cánh sư tử ưng nhưng sáu cánh đồng thời xuất hiện tỷ lệ cũng không phải ai cũng có thể trông thấy cho nên tại hiện tại cái này trong nháy mắt những tộc quân khác nhân đều là bị phi vân sáu cánh trấn nói không nên lời bay vân hòa lam từ trên không chậm rãi hạ xuống phía sau hai người cánh đều là hào quang loa mắt đám người cũng là nhìn rõ ràng thật là sáu cánh phi vân tứ vị trường giả trong mắt đều là kinh hỷ cùng kích động sáu cánh phi vân tiểu tử này cuối cùng làm cho huyết mạch đã thức tỉnh. tứ vị trường giả ta trở về hẳn là còn không vạn phi vân từ trên không rơi xuống khí chất cùng lúc trước so sánh phát sinh rõ ràng chuyển biến lam dực vui mừng nhìn xem phi vân bộ dáng hiện tại trong nội tâm cũng dâng lên một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào nghĩ không ra trừ hắn sư tử ưng nhất tộc còn có sáu cánh xích ưng hòa sát ưng tộc vương nhìn xem phi vân trong lòng cũng không đối với hắn có chỗ kiêng kỵ dù sao phi vân quá mức non nớt trong mắt bọn hắn chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu sư tử ứng thôi hai vị tộc vương đây là ý gì phi vân nhàn nhạt mở miệng xích hưng hòa sát tương tộc vương nhữ mày sư tử ứng nhất tộc phạm phải tối kỵ không nên đưa ra một cái công đạo giao phó phi vân nhữ mày khắc hai vị tộc vương cười lạnh hoặc là sư tử ứng nhất tộc bỏ qua vốn có địa vị hoặc là đem kia nhân loại giao ra xử tử tại chỗ ha, ha 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 trên không tiếp lấy truyền đến một tiếng cười sẵn sàng tất cả mọi người lại lần nữa ngửa đầu nhìn về phía bầu trời lần này tới là một đạo tinh tế thân ảnh vân phong trên người biến hình dược tề đã sớm mất đi dược hiệu lần này nàng cũng không cần che giấu thân phận nhân loại xích hưng hòa sát tương là có ý khiêu khích trong trứng gà cũng có thể xuất ra xương cốt tới nhân loại xích hưng hòa sát tương tộc vương đều là sắc mặt tối sầm hơi hơi thăm dò sau đó thần sắc đại biến lại là tôn thần cường giả phi lăng hung hăng nheo mắt lại đáy mắt là thâm trầm hận ý cùng muốn tương vân phong tự tay xử chi âm tản vân phong nhàn nhạt nhìn lướt qua chiến trận này ngược lại là thật không nhỏ ương xào bên trong tộc đàn xem ra là tới hơn một nửa xích hưng hòa sát tương luyện thật đúng là đại phí khổ tâm vân phong từ trên không đáp xuống đất nhìn lướt qua xích hưng hòa sát tương hai vị tộc vương ta tới ương xào cũng không phải là sư tử ứng nhất tộc dẫn ta đi vào hai tộc tộc vương nhất định phải cầm này luận chuyện thật là có tâm hừ nhân loại ương xào không chào đón ngươi xích đứng hòa sát ương khẩu khí cũng không hiểu khách khí rất nhiều mới vừa rồi còn một bộ chắc chắn tương vân phong như thế nào thái độ bây giờ lại là yếu đi thân là ma thú bọn hắn cảm thấy vân phong trên thân truyền tới áp lực này nhân loại là tôn thần cường giả tốt nhất đừng dễ dàng trêu chọc ta xử lý xong chính mình sự tình tự nhiên hội đi ngược lại là hai vị tộc vương biết cái này phi lăng là sư tử ứng nhất tộc phản đồ sao tin vào nhất tộc phản đồ chi ngôn còn cùng hắn làm bạn xích đứng hòa sát tương hai tộc rốt cuộc muốn làm gì thì như đem sư tử ưng nhất tộc sử chi cho thông khoái vân phong mà nói nhường không khí hiện trường đột nhiên ngưng trệ những thứ khác đông đảo tộc đàn đều là kinh ngạc bọn hắn tới đây vì cái gì chỉ là nhân loại vấn đề cũng không biết ở trong đó lại có tâm tư như vậy Xích hưng hòa sư tử ưng hai tộc tộc vương lập tức lúng túng nở nụ cười tự nhiên bất có thể phản đồ lời nói làm sao có thể tin vào hai vị tộc vương dẫn như thế đông đảo tộc đàn tới đây đơn giản vì chính là ta vân phong mắt đen đỏ qua những tộc quần khác đều là cảm nhận được vân phong tản mát ra áp lực thần sát một bên bay vân hòa lam dựng đứng ở một bên không nói gì vân phong khí chẳng liền xích hưng hòa sát tướng hai tộc tộc vương đô là cảm thấy khẩn trương nhân loại hoa ngôn xảo ngữ của ngươi cũng vô dụng ai cũng nhìn ra ngươi và sư tử ứng nhất tộc người giao hảo những tộc quần khác hô lên lập tức nhận được tương ứng vân phong lánh lánh nhất tiếu mắt đen quét qua khế ước của ta ma thú chính là sư tử ứng ta và sư tử ứng nhất tộc giao hảo không đúng a à? người là sùn tất cả ưng hệ ma thú đều là hoảng sợ nhìn hướng vân phong xích hưng hòa sát tướng hai tộc tộc vương thần sắc lại biến sùn này nhân loại lại là sùn mô ngươi ở đây ưng xảo sẽ không đạt được bất kỳ đồ vật sát ương tộc vương cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ vân phong lãnh nhiên nhất cười ta đã sớm lấy được mong muốn sát ương ta còn không để vào mắt nếu như ngươi không phải sùn mò nờ ngươi ngược lại là có thể bình yên ra ngoài ngươi là sùn mò nờ nhất định phải lưu lại cái mạng này Xích í tộc vương gầm nhẹ một tiếng ma thú đối với sùn mò nờ bản thân liền tồn tại một loại phẫn nộ loại nghề nghiệp này sẽ để cho ma thú triệt để mất đi tự do nhường ma thú biến thành sùn mò nờ công cụ ma thú trời sinh cường đại tự tôn không cho phép như thế bọn hắn thống hận sùn mò nờ xích ương tộc vương gầm nhẹ gây nên tất cả ương hệ ma thú phẫn nộ tộc nhân của bọn hắn có bị khế ước đang triệu hoán sư trong tay chính là một cái công cụ không có giá trị liền vứt bỏ nhưng bọn hắn nhưng lại không biết vân phong lại như thế nào sủn mọn nờ phi lăng âm ngắc cười vân phong ta ngược lại muốn nhìn tại ương xảo bên trong ngươi muốn như thế nào chạy khỏi chầu trời lần trước ngươi hại ta trọng thương đến nước này lần này ta muốn nhường mệnh tang ương xảo lam dực một cái lắc mình lẫn nhau đến vân phong trước mặt phi vân lúc này cũng là động thân mà lên tứ vị trường giả bất đắc di thở dài một tiếng sư tử ương nhất tộc thụ vân phong lớn như vậy tình tại thời khắc này không có khả năng khoanh tay đứng nhìn huống hồ phi vân đã tỏ thái độ sư tử ưng nhất tộc cũng không có lùi bước lý lẽ sư tử ưng nhất tộc hòa nhân loại sùn mò nở thông đồng làm bậy tức giận tiếng giống vang lên tất cả mọi người ưng hệ ma thú phẫn nộ bị kích phát ngất trời gầm thét vang vọng ưng xào đủ loại ưng loại tức giận hót vang vang vọng bầu trời sư tử ưng nhất tộc hòa vân phong không có đường lui có thể đi chỉ có một trận chiến nhưng bọn hắn thật sự có thể ngăn trở ưng xào cái này một nửa tộc quần công kích sao Xích ưng hòa sát ưng hai tộc tộc trưởng cũng vì tôn thần cấp bậc còn có khác tôn nhóm tôn thần cấp bậc cường giả tăng thêm đến cũng có mười mấy còn có lúc nào cũng chuẩn bị đánh lén phi lăng coi như vân phong là ba đầu sáu tay một trận chiến này cũng là nguy hiểm trọng trọng một trận chiến này không thể tránh không thể trốn các ngươi cả đám đều đang ồn ào cái gì lại là một thanh âm theo nhau mà tới tất cả đầu lại lần nữa nâng lên lần này tới là ai phi vân nghe được thanh âm này không khỏi vui mừng là vị tiền bối kia vân phong nhưng là mắt đen trầm xuống lao đầu kia như thế nào ra gáy đáy vực hắn tới đây là làm cái gì một đạo gầy cao thân ảnh từ cao không bên trong rơi xuống đầy đầu tóc trắng theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng cặp kia có chút trong suốt mắt lộ ra vô cùng áp lực xích hòa sát thương hai tộc tộc trưởng nhìn thấy lao giả lập tức cả kinh tiền bối sao ngươi lại tới đây những tộc quần khác có phân lượng nhân cũng là biến sắc lão giả xuất hiện ra tất cả mọi người ngoài ý liệu phi lăng 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 nhìn xem lão giả thân hình không khỏi lui về phía sau mấy bước lão giả sắc bén mắt quét về phía xích hưng hòa sát hưng hai tộc tộc trưởng các ngươi lăn tăn cái gì cũng là ương gáy để cho ta như thế nào yên tĩnh xích hưng hòa sát hưng hai tộc tộc vương đều là thần sắc có chút lung túng tứ vị trường giả thận trọng nhìn xem trước mặt vị lão giả này chẳng lẽ đây chính là lam dược nói tới vị kia gáy trong cốc đại nhân vật nhìn xích hòa sát hưng hai tộc tộc vương cung kính như thế thái độ có thể thấy được lộn đốn nhiều người như vậy phần phật vây quanh ở ở đây muốn làm gì? lão giả như mày ánh mắt nhất truyền nhìn thấy vân phong ngươi tại sao còn chưa đi vân phong cười ha ha sự tình không có xử lý xong tự nhiên là không thể đi lao giả đôi mắt chầm xuống sự tình gì cần ngươi này nhân loại nhúng tay vân phong cười ha ha tự nhiên là sư tử ứng nhất tộc tồn vong đại sự lao giả chậm rãi ngoái nhìn lang lệ ánh mắt đảo qua xích hưng hòa sát hưng hai tộc tộc trưởng hai người các người lòng can đảm cũng không nhỏ muốn diệt đi sư tử ứng nhất tộc cho lại như vậy thì có thể xưng bá hương xảo xích hưng hòa sát hưng hai tộc tộc trưởng không nói gì tại trước mặt lão giả giống như ai huấn tiểu hài từ một dạng đại khí không dám thở một tiếng lao giả nhìn lướt qua những thứ khác tộc đàn này nhân loại là ta đưa vào ưng xảo xích hưng hòa sát tướng hai tộc tộc trưởng đều là khẽ giật mình những tộc quân khác người đều là hít một hơi thật sâu lao giả nhữ mày như thế nào bay vân hòa lam dực không khỏi kinh ngạc vân phong cũng là kìm nén không được nội tâm ngạc nhiên lão nhân này nói là chính hắn mang vào cái này rõ ràng chính là đang giúp sư tử ưng nhất tộc lao nhân này đến cùng có ý tứ gì chẳng lẽ hắn cùng sư tử ưng nhất tộc lúc trước có giao tình gì tiền bối cái này xấu xích hưng hòa sát tương hai tộc tộc trưởng trận mắt hốt mồm như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình sẽ như thế phát triển tại gáy trong cốc vị này cư nhiên hội xuất hiện hơn nữa còn mở miệng chủ động thừa nhận là hắn mang vào là hắn mang vào liền xem như nhân loại bọn hắn cũng không dám có bất kỳ truy cứu muốn theo đuổi cứu mà nói liền đến tìm ta lão giả rơi xuống câu nói này xích hưng hòa sát tương hai tộc, tộc tộc trưởng đều là cơ thể chấn động bọn hắn có mấy cái lòng can đảm cũng là không dám tìm hắn những tộc quân khác đều là đại khí không dám thở một tiếng lão giả nói chuyện không người dám phản bác chúng ta đi Sư đương hòa sát thương hai tộc tộc trưởng đều là hận hận quét sư tử ứng nhất tộc người, bọn hắn hôm nay không công mà lui, bọn hắn nghĩ không ra thế mà gãy trong cốc vị này sẽ ra ngoài làm dối. Sư đương hòa sát thương hai tộc nhân nhau nhau rút đi, những tộc quần khác cũng là nhanh chóng rút lui, chỉ chốc lát sau, vây quanh sư tử ứng nhất tộc tất cả tộc đàn toàn bộ rút lui, lão giả trầm mặc liếc mắt nhìn Phi Vân còn có tứ vị trừng giả, ánh mắt xẹt qua một đạo ám mang, tiếp lấy tung người nhảy lên. "Nhân loại, ngươi ở đây một ngày, sư tử ứng nhất tộc thì có phiền phức." Vân Phong gật đầu, lời của tiền bối, Vân Phong để ở trong lòng ngay lập tức sẽ rời đi lần này cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ sư tử ứng nhất tộc lão đầu khinh thường nợ nụ cười nếu bàn về tạ còn chưa tới phiên ngươi tới cảm ơn ta đừng tiếp tục cho ta tìm phiền thoái lao giả nói xong thân ảnh đã phiêu hốt đến rồi mây mù sau đó mất túng ảnh tứ vị trường giả đều là nói nhỏ hắn chính là gãy trong cốc cái vị kia đại nhân và ta vì cái gì hắn sẽ chủ động trợ giúp sư tử ứng nhất tộc phi vân nhìn xem lão giả bóng lưng rời đi túi đầu cười yếu ớt ai biết được vị tiền bối kia tính khí thực vì cổ quái tứ vị trường giả đều là bất đắc dĩ lắc đầu đột nhiên thần sắc biến đổi đúng phi lăng tên phản đồ kia vân phong lanh lanh nhất tiếu hắn chạy không thoát lật tay lại linh mẫn ngọc đội hiện thân trên ngọc đội lóe lên điểm sáng đang lấy rất nhanh tốc độ trốn về phía trước cách ta và các ngươi đi phi vân mở miệng tứ vị trường giả đều có chút lo lắng phi vân cười nhạt giữa ta cùng hắn nhất thiết phải có một hiểu rõ lam dực trầm mặc phía sau mở miệng nhường hắn đi a à. tứ vị trường giả cuối cùng là bất đắc di gật đầu vân phong lam dực cùng phi vân ba người lập tức lên đường đuổi theo linh mẫn trên ngọc đội điểm sáng mà đi vân phong nhìn xem trên ngọc đội không ngừng tăng thêm tốc độ điểm sáng lạnh nhiên nhất cười phi lăng cũng không tính toán đẩn còn biết muốn chạy trốn lấy mạng hắn lần này trốn không thoát phi vân nắm chặt song quyền nghĩ đến tuổi nhỏ lúc đợi phụ thân chết thảm tin tức sự đau lòng của chính mình còn có hắn bị phong ấn lên sáu cánh huyết mạch trong lòng một buồn lửa giận cháy hương vực vân phong hòa lam dực đều là trong lòng cảm giác nặng nề linh mẫn trên ngọc bội điểm sáng chậm rãi hạ xuống tốc độ phi lăng sẽ không nghĩ tới vân phong một đoàn người sẽ biết hành tung của mình cho nên cũng yên tâm giảm tốc xuống vân phong lánh cười phi lăng lần này sẽ không để cho ngươi có cơ hội đào tẩu hô hô sáu phi lăng thở hỗn hển dừng lại sau lưng cánh chim chậm rãi phát động trong lòng sợ không thôi vừa rồi vị lao giả kia nhìn hắn ánh mắt trong nháy mắt nhường hắn hãi hùng kết vía hắn ở lâu một giây liền sẽ cảm thấy mình cách cái chết không xa hắn biết vị lão giả kia sẽ không xuất thủ nhưng hắn ngay cả có một loại âm thầm sợ hãi nói với mình phải nhanh rời đi cho nên rất nhiều tộc đàn lúc rút lui hắn cũng đi theo thận trọng rút lui tiếp đó bắt đầu phi tốc lao nhanh thử ừ. thực sự nghĩ không ra gáy người trong cốc cư nhiên hội đứng ra rút một cái không phải vậy hôm nay phi vân vân phong còn có lam dược mệnh cũng sẽ ở trong tay hắn lần tiếp theo hắn chắc chắn sẽ có cơ hội hiện tại hắn thực lực mới khôi phục bệ thành chỉ cần chờ hắn hoàn toàn khôi phục hắn tỷ lệ thành công liền sẽ lớn hơn nữa phi lăng nghĩ đến chỗ này tà tứ nợ nụ cười coi như phi vân na tiểu tử thức tỉnh huyết mạch cũng vô dụng chỉ cần giết hắn sư tử ưng nhất tộc tộc vương hay là hắn hắn là duy nhất sáu cánh sư tử ưng ha 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 phi lăng điên cuồng tứ lớn tiếng cười to khuôn mặt cũng bởi vì hưng phấn hoàn toàn mèo mó gân xanh trên trán từng cái từng cái bạo khởi một đôi mắt cũng là bởi vì trong đầu ý niệm mà hơi đỏ lên phi lăng ngươi cười ngược lại là rất vui vẻ tiếng cười im bặt mà dừng phi lăng chậm rãi xoay người một đôi mắt nhìn xem trước mặt ba bóng người thế mà tìm được ta vân phong ngón tay giữa linh ngọc đeo cất kỹ bay vân hòa lam dựng đứng tại nàng hai bên hai người đều là ánh mắt thâm trầm nhìn xem phi lăng phi lăng cười ha ha một tiếng bằng mấy người các ngươi căn bản giết không được ta vậy thì thử một chút xem sao lam rực sau lưng bốn cánh toàn bộ triển khai hóa thành một đạo lục mang hướng về phi lăng mà đi phi vân sau lưng cũng là sinh ra sáu cánh to lớn lục mang từ sáu cánh bên trên tán phát mà ra kèm theo một loại sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ vân phong cũng là nho nhỏ cảm thán sáu cánh sư tử ứng quả nhiên không giống bình thường ha 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 vội vã mất mạng bản vương sẽ không cố phụ phi lăng giữ tợn nợ nụ cười sau lưng sáu cánh cũng là đều bày ra vân phong an tính đứng ở một bên đây là một hồi nàng không thể ra tay chiến đấu đây là có liên quan tới sư tử ưng tộc bên trong ân đoán đây hết thể nhất thiết phải từ bay vân hòa làm rực tự tay giải quyết ba đạo lục mang trên không trung cuốn dao, tức giận đương gãy tại đan vào lẫn nhau một cố năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau dẫn tới mảnh không gian này đều là rung rung cường đại phong hệ năng lượng từ sư tử ưng trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế vân phong cẩn thận tránh né lấy bay tán loạn ra phong nguyên tố do kia nguyên tố lăng lệ dị thường nếu như đụng tới thân thể sẽ bị trong nháy mắt cắt đứt một bộ phận Bà con sư tử ưng trên không trung kịch chiến vân phong mắt đen thâm trầm nhìn xem đây là một lần căn bản không có biện pháp dự đoán chiến đấu phi lăng mặc dù không có khôi phục trước kia thực lực mặc dù vẹn vẹn có bảy thành nhưng bằng hắn phong phú lịch duyệt còn có chiến đấu tích lũy thực lực của hắn cũng là nổi bật lam dực bốn cánh tăng thêm phi vân vừa mới thức tỉnh còn không chính chắn sáu cánh sức mạnh đối mặt phi lăng cũng vẹn vẹn có chắc chắn một nửa một nửa đối với một nửa ai cũng có khả năng thắng ai cũng có khả năng vua. đột nhiên ba đạo cực lớn lục mang từ không gian nổ tung sư tử ưng bản thể đều là hiện thân thân thể to lớn xé rách cùng một chỗ lợi trảo giang anh còn có sắc bén cánh chim cùng cánh khổng lồ vân phong thân hình đột nhiên lui ra phía sau vài trăm mét sư tử ưng hình thể khổng lồ giao chiến đứng lên nguy hiểm dị thường bất quá hiện ra bản thể liền đại biểu cho thả ra tất cả năng lượng đánh cược lần cuối phi vân đột nhiên ngẩng đầu lên sọ sau lưng sau cánh bày ra màu sắc đặc biệt đậm đà phong nguyên tố từ trong cánh chạy ra chậm rãi bao trùm toàn thân lam dực lúc này cũng là bày ra sư tử ưng sư tử ưng cực lớn xinh đẹp đồ án tản mát ra mê người hào quang cả hai một trước một sau đem phi lăng một mực kẹt ở, ở giữa hai người các ngươi không giết chết được ta ta thế nhưng là sư tử ưng vương phi lăng tức giận tiếng giống chuyển đến mặc dù bị hai phe giác công nhưng hắn như cũ tại chiến đấu anh dũng có thể thấy được hắn lực lượng cường đại cũng không phải là hư nhiên vứt bỏ hết thể không nói phi lăng sau cánh sức mạnh mười phần điên cuồng hung hãn cánh thúc giúp ta chặn lại đường lui của hắn phi vân trên không trung đột nhiên gào thét lam Dực mắt màu làm căng thẳng phi vân ngươi không thể sáu ta có thể phi vân mắt tương thoáng qua một vòng kiên trì ta muốn tự tay giết hắn lam Dực trầm mặc phút chốc cuối cùng là gật đầu phi lăng ha ha ha, ha cùng tiếu hoa con ngươi giết không được ta ngươi căn bản giết không được ta Phi Lăng, ta sẽ tự tay giết người, an ủi phụ thân chưa nghỉ ngơi linh hồn. Phi Vân trong mắt hung ác, sau lưng sáu cánh trên không trung hoàn toàn trải rộng ra, từng đạo phong nguyên tố như đầy trời cột sáng đồng dạng từ cánh bên trong bắn ra. Cùng lúc đó, Lam Dực cũng đồng dạng tản mát ra từng đạo phong hệ cột sáng, hai nhân nhất phía trước một phía sau, vô số đạo cột sáng giống như thiên la địa võng, đem Phi Lăng thân thể một mực vây khốn. Ha ha ha, ta chết không được. Phi Lăng sau cánh xoay mình nhiên nhất chấn, thân thể cấp tốc liền muốn lao ra, nhưng lúc này nhưng là một đạo nồng đậm hỏa diễm đổ xuống đầu. Phi Lăng ánh mắt một hồi kinh ngạc, đỉnh đầu chính là hỏa vân lang tràn ngập ngọn lửa thân thể khổng lồ kia nhân loại thế mà nhúng tay phi lăng kinh ngạc nhìn hướng vân phong vân phong chỉ là đứng ở đằng xa ngậm lấy nụ cười nhạt tại một khắc cuối cùng nàng không ngại rút một chút Rầm rầm rầm. trên không vô số đạo phong hệ cột sáng hỗn hợp mà ra phi lăng chỗ sâu không gian lập tức bị cái này của mánh phong nguyên tố làm ra một chút vạt mẹo mà phi lăng to lớn sáu cánh sư tự thân đứng thể bởi vì lửa nhỏ ngăn cản bị một mực phong tỏa ở bên trong tại từng đạo cột ánh sáng va chạm khiên cưỡng phía dưới đã không sống thân tan vỡ cánh còn có lông vũ hôn tạm nồng đậm tiên huyết từ cao không rơi xuống một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đạo từ trên không tràn ngập bộc phát bay vân hòa lam dực thần sắc đều có chút trầm trọng tại phi lăng nhục thân vỡ nát trong nháy mắt một đạo ám quang từ nhục thân thoát ly mà ra đó chính là phi lăng chưa chết linh hồn phát hiện lam dực cùng phi vân đều là không có phát hiện mình linh hồn thể phi lăng miệng hơi cười chờ xem chờ hắn tái tạo khôi phục đỉnh phong thực lực sau đó hắn chắc chắn đem hai cái này triệt để giáo sát bao quát linh hồn linh hồn thể trên không trung phi tốc tán loạn bởi vì thân thể dị thường trong suốt nhẹ nhàng bay vân hòa lam dực cũng là không có chú ý phi lăng linh hồn thể cấp tốc chạy trốn ra mới vừa không gian nội cơn điên vậy hướng một cái phương hướng lao nhanh hắn muốn trong thời gian ngắn nhất rời đi trong thời gian ngắn nhất tái tạo nhục thân người nghĩ đi chỗ nào nhưng nhất đạo thanh âm lạnh như băng sau đó cảm thấy tiếp theo là một cố cường đại tinh thần lực lao nhanh bay tới không phi lăng linh hồn thể điên cuồng tránh né nhưng trung quy là tránh không khỏi vân phong tinh thần lực tinh thần lực vững vàng đem linh hồn này đổ trói lại một cái dùng sức đã dẫn tới vân phong trước mặt phi lăng linh hồn thể kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem vân phong này nhân loại là thế nào phát hiện hắn bay vân hòa làm dực cũng là không có phát hiện nàng rốt cuộc lại như thế nào phát hiện hắn vân phong nhìn trước mắt cái này còn tại điên cuồng dãy linh hồn thể lánh lánh cười ngươi trốn không thoát và ngươi tôn thần cấp hai hủy không được linh hồn của ta đâu đừng để ta chạy trốn thời điểm nếu không xấu ta sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi phi lăng gào thét một đôi mắt tương gắt gao nhìn chằm chằm vân phong vân phong nhưng là thấp thanh nhất yếu hủy đi không ta sẽ không hủy đi phi lăng xứng sở vân phong tinh thần lực hơi hơi căng thẳng phi lăng bị trói buộc càng chặt vân phong đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua cái ngôi mắt đen mang theo hưng phấn chỉ nhìn phi lăng linh hồn thể giống như thấy được một món ngon tiệc đồng dạng ngươi ngươi muốn làm gì phi lăng bị vân phong ánh mắt nhìn run dậy cái này nhân loại trong mắt hưng phấn nhường hắn cảm thấy dùng mình vân phong túi đầu nợ nụ cười tinh thần lực đột nhiên hướng về trong thân thể lùi về liên đối phi lăng linh hồn thể cũng muốn bị kéo vào vân phong thể nội phi lăng phát giác được vân phong ý đồ lập tức luôn cuống nhân loại ngươi muốn làm gì ngươi sẽ không sợ đem ta linh hồn kéo vào thể nội sẽ để cho ngươi bạo thể mà chết sao mắt đen thoáng qua á mang vân phong khỏe môi chậm rãi vung lên cái này cười yếu ớt lộ ra tà mị nhường linh hồn thể phi lăng nhìn linh hồn đều là run lên nàng không phải là muốn, không phải là mớn sáu đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng vân phong tinh thần lực hung hăng lôi kéo phi lăng linh hồn thể trong nháy mắt chui vào vân phong thể nội một cỗ khổng lồ áp lực từ phi lăng linh hồn thể nổ tung vân phong chậm rãi đóng lại mắt đen ý thức trong nháy mắt mang theo linh hồn thể cấp tốc xuống trong bóng tối đột nhiên chuyển ra một đạo tham lam thở dài một đôi huyết hồng cự nhãn đột nhiên mở ra lần này nàng lại sẽ nhận được sức mạnh như thế nào sáu để lời nói với người xa lạ sáu có thể hấp thu linh hồn ma thú nhân loại vân phong xem như thứ nhất ta quýnh các ma thú biết không phải sợ chết ta ha 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 thân môn tờ tờ ném thật ra sức mặc dù cùng tên thứ nhất còn có trách lệnh nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ sáng tạo kỳ tích nhược tuyết cũng sẽ tiếp tục cố gắng chiến đấu anh dũng vạn càng tiếp tục chúng ta cùng một chỗ cố lên một đường chiến đấu anh dũng đến cùng a ba trăm bảy mươi tám chương thứ chín bốn trở về vân gia tổng bộ lần này lại là linh hồn sao trong bóng tối âm thanh mang theo vô tận tham lam vân phong thậm chí có thể cảm nhận được một cô nóng bỏng khí tức đập vào mặt cặp kia tinh hồng trong con mắt lớn lộ ra không cách nào chờ đợi vội vàng bị vân phong ý thức thể mang vào linh hồn thể phi lăng đã sớm hóa đá trợn tròn mắt thân thể của nhân loại nội bộ vì sao lại có quỷ dị như vậy không gian trong cơ thể của nàng chẳng lẽ nhốt một con ma thú cái này tinh hồng cự nhãn không có khả năng thuộc về nhân loại nhưng thân thể của nhân loại bên trong làm sao có thể giam giữ ma thú đó căn bản vi phạm quy tắc vân phong rốt cuộc là ai hoặc nàng căn bản cũng không phải là người vân phong tiện tay liền đem phi lăng linh hồn thể hướng về phía trước ném đi nửa trong suốt linh hồn thể hướng phía trước lao nhanh bay đi giống như bị một trường vô hình miệng rộng hút đi vào đồng dạng a à, phi lăng linh hồn thể trong nháy mắt chui vào trong bóng tối hắn cuối cùng tiêu thảm ở mảnh này không gian không ngừng quanh quẩn tinh hồng cự nhãn lộ ra một tia thỏa mãn vân phong cười thầm xem ra ma thú linh hồn mới là hắn yêu nhất trong thân thể bị giam giữ đến tột cùng là cái gì vân phong không có suy xét rất lâu cũng không có thời gian dư thừa nhường hắn suy xét tự thân trong cơ thể cái này không nổi tiếng ra hỏa đem phi vân linh hồn thể nuốt vào sau đó một sức mạnh không tên chợt nhiên tự thể nội ra giống như sẽ phải phúng ra đá núi lửa tương đồng dạng hấp thu linh hồn ma thú mà tuân ra sức mạnh vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng nhất là sáu cánh sư tử ưng linh hồn phi lăng thực lực cũng không thấp hấp thu sau đó sinh ra năng lượng thật lớn vân phong cảm giác cơ thể muốn bạo tăng căn bản chứa không nổi quá nhiều giống như một cái rất sắp chứa đầy vật chứa trừ phi vật chứa bản thân phát sinh biến hóa và không vật chứa muốn bị đổ vật bên trong no bạo mà ra mới vừa tiến vào tôn thần cấp hai cơ thể trong nháy mắt căng cứng vân phong chỉ cảm thấy cả người cơ bắp đều ác hung ác quấy cùng một chỗ quấy đến nàng đau nhức nhưng trong cơ thể cố lực lượng này căn bản không có giảm bất xu thế ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt vân phong nhịn không được gầm nhẹ một tiếng mấy cái khế ước ma thú cảm nhận được vân phong biến hóa trong cơ thể tất cả giật mình cô năng lượng này lại như cường đại như thế vân phong nàng thế nào phi vân nhìn xem vân phong đứng tại cao không trí thượng mắt đen đóng chặt sắc mặt mười phần không tốt dáng người cũng có chút kỳ quái dường như đang cố hết sức kiềm chế cái gì phi vân thậm chí có thể nhìn thấy phơi bày ở ngoài da thịt liên tiếp nhảy lên chủ nhân thể nội xuất hiện một cô năng lượng thật lớn nàng đang hấp thu sáu lam rực bay đến vân phong bên cạnh những mày vân phong khí tức đang phát sinh biến hóa vi diệu theo sức mạnh trong thân thể không ngừng cuộn quận vân phong khí tức cũng là phát sinh càng ngày càng rõ ràng chuyển biến nàng đây là sáu phi vân kinh ngạc cảm thụ được vân phong ba động không dứt khí tức cái này rõ ràng là thực lực lập tức tấn thăng báo hiệu nàng đoán tấn thăng tôn thần cấp hai không lâu chẳng lẽ nhanh như vậy lại muốn lần nữa tấn thăng sao chủ nhân muốn tấn cấp lam dực đang nói chuyện thời điểm trên mặt cũng không vui mừng mà là tràn đầy lo nghĩ hắn cùng khác mấy cái khế ước ma thú cũng là biết rõ lần này cũng không phải bình thường tăng cao thực lực mà là vì dung nạp cỗ này lực lượng cường đại bất đắc dĩ để thăng cứng rắn tại không có bất luận cái gì tích lũy thời điểm ép buộc tăng lên một cấp dạng này để thăng mang theo cường đại tính nguy hiểm có thể nói sơ ý một chút vân phong cố gắng liền sẽ thất bại trong găng tức. tấc nhanh như vậy sáu phi vân trợn mắt hốc mồm tấn thăng như vậy tốc độ hắn đầu nhất lần trông thấy tôn thần cấp bậc tấn thăng sao có thể nhanh như vậy Nhưng nhanh chóng như vậy không phải vân phong mong đợi cũng không phải vân phong mong muốn a à, vân phong khí tức đột nhiên xông ra bên ngoài cơ thể kèm theo nàng đẻ nén gầm nhẹ một tiếng giống như yên lặng thật lâu núi lửa cuối cùng phun trào khí tức như nóng bỏng nham tương mang theo làm lòng người cảnh nóng bỏng sức mạnh Lam Dực một cái nhanh tay lẹ mắt đem Phi Vân ngăn ở phía sau. Phi Vân híp lại mở mắt, nhìn xem năng lượng bùng nổ trung tâm, quá kinh người, thật là quá kinh người. Không tốt. Lam Dực cảm thụ được Vân Phong thể nội phun trào ra năng lượng, từng cơn sóng liên tiếp, yếu ớt thân thể con người tựa hồ đã không kiên trì nổi. Vân Phong quần áo trên người cơ hồ bị huyết bùng dần. Viên thịt tại Vân Phong trên bờ vai, gấp không biết nên như thế nào cho phải. Các ba con khế ước ma thú cảm thụ được Vân Phong thể nội táo bạo lực lượng của mánh, cũng là kinh hãi. Bọn hắn nên làm cái gì? Đến cùng nên làm cái gì? Quang Nguyên Tố, Quang Nguyên Tố sáu lam Dực trong đầu ánh sáng nói lên lập tức tâm niệm truyền âm chủ nhân viên kia màu đen ngọc bội bên trong có khúc lam y di quan nguyên tố chắc chắn có thể đến giúp chủ nhân lam Dực lời nói vừa ra vân phong trên bả vai viên thịt mắt to sáng lên mập mạp thân thể một cái vọt lên trong nháy mắt liền biến mất ở không gian chi bên trong trực tiếp tiến nhập vân phong tay vòng tay không gian viên thịt liếc mắt liền thấy được yên tĩnh nằm ở nơi đó màu đen ngọc bội thân thể nhỏ tiến lên móng nuốt vững vàng bắt lấy trực tiếp nhảy ra thủ trạc không gian phong phong cái kia viên thịt một tiếng hô to móng nuốt nhỏ nắm lấy màu đen ngọc bội liền phước hướng vân phong cổ là màu đen ngọc bội thiếp phục tại vân phong cổ trong nháy mắt một đạo ấm áp nhu hòa năng lượng nguyên tố tự hát sắc trong ngọc bội chậm rãi đổ xuống mà ra trực tiếp tiến vào vân phong thân thể chi bên trong ấm áp quang nguyên tố giống như khúc lam ý rỉa bàn tay ấm áp chậm rãi xẹt qua vân phong mỗi một tấp cháy bỏng da thịt dường như một cỗ ấm lạnh thủy phất qua vân phong toàn thân mang đi vừa rồi cái tiêm một cỗ vô cùng khô nóng vân phong khi tức tại cực độ cùng loạn bên trong chậm rãi nhận được bình phục cái tiêu đẹp đẹp như dòng suối nhỏ quan hệ năng lượng du tẩu tại vân phong các vị trí cơ thể bình phục nàng thương tích bình phục bị cưỡng ép để thăng năng lượng đau đớn cảm thấy vân phong đã ở vào bình tĩnh mấy cái khế ước ma thú cũng là hung hăng thở phào viên thịt móng nuốt nhỏ vẫn như cũ ăn lấy viên kia màu đen ngọc bội cái đầu nhỏ cũng là thở ra một hơi mắt to lo lắng nhìn xem vân phong thời khắc này vân phong toàn thân vết máu lo lộ giống như đấm máu trùng sinh đồng dạng màu đen trong ngọc bội qua nguyên tố chậm rãi chảy ra màu đen ngọc bội bản thân lại ẩn ẩn tản mát ra điểm điểm tia sáng viên thịt nhìn thấy cái này lấm ta lâm tâm quang mắt to đột nhiên lại móng nuốt nhỏ cũng lập tức đem màu đen ngọc bội lấy ra thân ảnh lại biến mất đem màu đen ngọc bội một lần nữa thả lại đến vân phong tay vòng tay không gian. Tiểu phong, tiểu phong. Chủ nhân mấy cái khế ước ma thú cũng là hô hoán vân phong vừa rồi cái kia cực độ cùng loạn trong hơi thở vân phong cả người đều phảng phất không bị khống chế đồng dạng phong phong cái kia sáu viên thịt đi ra gặp vân phong vẫn không có mở hai mắt ra thì thào nói nhỏ mau nhung nhung cái đuôi nhẹ phất qua vân phong gương mặt móng vuốt nhỏ cũng gãi gãi vân phong gương mặt một bên lam dực mang theo phi vân tới bay vân kiến đến vân phong thời khắc này bộ dáng kinh hại không thôi vân phong gõ má khắp nơi đều là vết máu loang lộ trên người da thịt mặc dù không có vết thương nhưng vết máu này nhưng là kinh người phảng phất từ huyết đàm bên trong đi ra đồng dạng hô sáu vân phong chậm rãi thở ra một hơi khí tức đã triệt để bình ổn mắt đen chậm rãi mở ra thấy được lam rực lo lắng mắt màu làm cùng phi vân vẻ kinh ngạc viên thịt gặp vân phong thức tỉnh thân thể nhỏ tiến lên cọ sát vân phong mắt đen nhìn mình bây giờ bộ dáng chật vật trong lòng cũng là có chút nghĩ lại mà sợ linh hồn ma thú hấp thu sau đó sinh ra năng lượng thật không ngờ cực lớn cực lớn đến thực lực của nàng đều bị cưỡng ép hướng phía trước thôi động nhất cấp đây là chưa bao giờ từng có tình trạng vân phong mắt đen nhìn thân thể của mình phía trước đoạn nhật tử ý niệm ở trong lòng lại là tăng cường mấy phần cái này cơ thể muốn lấy được một lần nữa cải tạo ta không sao vân phong cảm thụ được trong thân thể cưỡng ép nâng lên tôn thần tam cấp năng lượng mặc dù là cưỡng ép được đề thăng nhưng nhìn trước mắt không được như cái gì tác dụng phụ bởi vì vân phong nội tình vẫn luôn rất vững chắc coi như cưỡng ép đề thăng cũng sẽ không có nửa điểm trống rỗng cái này cũng hữu ích tại vân phong tiền kỳ cho tới nay vững bước kiên trì không có việc gì liền tốt lam dự thấp thanh nhất yếu phi vân ở một bên nuốt nước miếng một cái đi về trước trong tộc vân phong ngươi thời khắc này bộ dáng có chút sáu vân phong cười ha ha gật đầu một cái mắt đen quét mắt mặt đất phi lăng tàn chi nàng hấp thu phi lăng linh hồn chuyện cũng không cần nói ra tốt phi vân cho rằng phi lang đã chết cái này là đủ rồi ba người lập tức trở về đến sư tử ưng nhất tộc vân phong máu tươi rầm rề bề ngoài không khỏi nhường tất cả sư tử ưng tộc người kinh ngạc bốn vị trường giả bén nhạy phát giác được vân phong hơi thở biến hóa trong lòng mặc dù kinh nhưng là không nhiều lời cái gì phi lăng đã chết sư tử ưng nhất tộc thai họa ngầm triệt để tiêu trừ có gây đáy vực vị lão đầu kia đứng ra xích ứng cùng sát ưng hai tộc muốn yên tĩnh một lúc lâu có thể nói tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sư tử ưng nhất tộc cũng sẽ không có đại phiền thoái mà bay mây cũng nên hợp lý đón lấy vương vị trí trở thành tân nhiệm sư tử ưng tộc vương leo lên tân nhiệm sư tử ưng tộc vương phi vân chuyện thứ nhất chính là quang minh chính đại đi đến hoa ưng nhất tộc đem hắn chúng ý cái kia tiểu hoa ưng cưới vào tay cũng rất cường thế giải trừ nguyên bản cùng hoa ưng nhất tộc có hôn ước xích ưng nhất tộc hoa ưng cùng xích ưng ở giữa hôn ước cũng không phải như trước đây tên kia xích ưng thiếu niên nói tới là hai tộc tộc vương chính miệng quyết định là xích ưng nhất tộc uy hiếp hoa ưng nhất tộc đạt thành kết quả bây giờ phi vân đến đây cầu hôn là lấy sư tử ưng nhất tộc tộc vương thân phận hoa ưng nhất tộc đương nhiên nguyện ý cùng sư tử ứng kết minh dù sao gãy trong cốc cái vị kia thế nhưng là vì sư tử nhất tộc ra mặt xích hưng nhất tộc cũng đừng không có pháp thuật khác chỉ có thể đem khẩu khí này giấu ở đáy lòng trước đây cùng phi vân khiêu khích tên kia xích Dương thiếu niên cũng là phát cáo khuôn mặt đều tái rồi nhưng là không thể nói lung tung một câu dù sao phi vân thân phận cùng lúc trước chính là khác biệt một trời một vực sáu cánh sư tử ưng cũng không phải hắn một cái xích lưng có thể so với người hưu tình cuối cùng thành người nhà bốn vị trường giả cũng là đồng ý phi vân sớm đi quyết định hôn sự sớm đi gây giống hậu đại dù sao huyết mạch kéo dài thực vì trọng yếu mặc dù phi vân cố hết sức mời vân phong lưu lại tham gia hôn lễ của hắn nhưng vân phong lại không có thời gian dư thừa ở chỗ này nữa bên trong nàng phải nhanh một chút chạy về vân ra thời gian năm năm đã nhanh muốn tới đầu lam dực trên gương mặt phản bội khắc văn cũng bị phi vân tiêu trừ đã mất đi thời khắc đó văn lam dực nhìn qua càng thêm anh tuấn nhưng vân phong luôn cảm thấy thiếu chút cái gì cuối cùng ở trong lòng cuối cùng cảm giác thời khắc đó văn làm trang trí vẫn là rất không tệ lam dực cũng đi theo vân phong rời đi phi vân bất đắc dĩ biết vân phong còn có khác chuyện quan trọng đi làm tại vân phong trước khi đi phi vân lưu lại hứa hẹn về sau vân phong nếu có cần sư tử ưng nhất tộc tất sẽ dốc sức giúp đỡ nhận được cái hứa hẹn này vân phong ấm áp nở nụ cười sư tử ưng nhất tộc là một sự giúp đỡ lớn tại về sau chống lại ngày bọn hắn tất nhiên sẽ đến giúp vân ra vân phong hòa lam dực liền có thể lên đường rời đi ưng tổ ngồi ở lam dực trên lưng vân phong nhìn xem ưng tổ bên trong dãy núi chạy dài ra còn có nông cạn mây mù môi đỏ hơi hơi câu lên nàng đổi lấy sư tử ứng nhất tộc hứa hẹn cũng vì vân gia giành được một vị minh hữu mà chính mình sáu tôn thần tam cấp thực lực mặc dù có chút ra ngoài ý định nhưng là không xấu chủ nhân chúng ta sắp đi ra ngoài lam dược hai cánh môn trợt nhiên nhất trận hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên vân phong khỏe môi lộ vẻ cười cảm thụ không gian xung quanh phát sinh đột nhiên chấn động đã rời đi ưng tổ đập vào mi mắt là một mảnh cao nguyên bầu trời không giống với ưng tổ bên trong nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi tới vân phong hít một hơi thật sâu thời gian năm năm đã qua nàng là thời điểm trở về vân gia toàn bộ lật tay lại âm bài xuất hiện vân phong đem khí tức dốc vào trong đó âm bài lấp lóe mấy lần ba vị trưởng lão vân phong này liền lên đường về nhà âm bài lại lần nữa lấp lóe mấy lần vân gia đại trưởng lão vui mừng lời nói chuyển đến tiểu gia hỏa chúng ta chờ ngươi trở về vân phong đem âm bài cất kỹ long hình ngọc Bội lại lần nữa xuất hiện lam dực chúng ta muốn đi vào long điện lên đường đi vô vọng chi sâm lam dực chấn động cánh thân thể một cái cao tốc bay lên bầu trời tại ưng gáy vang lên trong nháy mắt một đạo quang mang đem sư tử ưng thân thể to lớn bao khỏa trong nháy mắt từ trên không tiêu thất ngay sau đó một cái long hình ngọc Bội cũng từ không gian chậm rãi nhúc đích hoàn toàn biến mất nội vực bên trong năm năm này thời gian trôi qua là ngầm máy liệt theo thế lực tiến cấp thời gian không ngừng tới gần mỗi một cái gia tộc cũng là không hiểu khẩn trương rất nhiều đối với những khác gia tộc thăm dò cùng đề phòng cũng thỉnh thoảng phát sinh tam đẳng vân gia là tất cả nội vực gia tộc thảo luận đối tượng lần này vân gia có thể nhất phi trùng tiên vẫn là ẩn số bởi vì vân phong hành tung bất định cái này vân gia nhân vật mấu chốt đến cùng có thể hay không tại thế lực tiến cấp thời điểm xuất hiện đây là vân gia mấu chốt của thành bại mà vân gia cái này năm niên chi nội thực lực tổng hợp này lên cũng là để những người khác gia tộc kinh ngạc chỗ nhất là luôn luôn nhằm vào vân gia trăm dặm vu gia ngải gia đối với vân gia trên chỉnh thể thực lực tăng tốc độ thực sự là nghiến răng nghiến lợi lại là không có biện pháp muốn tìm hiểu vân gia tốc độ tăng lên nhanh bí mật nhưng là không có chỗ xuống tay thân đổ nhà vẫn không có đại động tác tự vân phong sau khi biến mất thân đổ nhà dường như là yên lặng đồng dạng đối với vân gia rõ ràng như thế biến hóa cũng là chẳng quan tâm cái này ở nội vực bên trong cũng là gia tộc nghị luận trung tâm thân đổ nhà rốt cuộc là thế nào mặt ngoài thân đổ nhà không nóng không nội nhưng bên trong thân đổ gia chủ cái này nằm niên chi nội càng ngày càng phát hỏa vân gia mỗi một điểm biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt vân gia thực lực tổng hợp cấp tốc để thăng thân đổ gia chủ phát cáo tái mặt tốc độ tăng lên vì cái gì nhanh như vậy còn không phải vân phong trộm đi viên kia kim đỉnh thụ còn có cái kia chế tạo kim định dịch phương pháp thân đổ gia chủ mỗi ngày sắc mặt tâm trầm bị vơ vét không còn gì bảo kính giống như nón xanh một dạng sáng loáng beo tại thân đổ nhà trên đầu muốn hái đều trích không xong thân đổ gia chủ vẫn luôn không hề từ bỏ tại bảo kính bên trong vây quét vân phong hòa dương cách dí niệm nhưng thời gian dài như vậy trôi qua vân phong hòa dương cách liền cái bóng cũng không có thân đổ gia chủ thở hồn hển từ bỏ cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nín đến trong lòng bảo kính bị lược đoạt không còn một ngống bị bắt đi đồ vật tự nhiên là đến rồi vân ra trong tay một lần này thế lực tấn thăng thân đồ nhà thật đúng là thua thiệt lớn thời gian năm năm thoáng một cái đã qua thân đồ nhà vốn nên nên tại bảo kính dưới sự giúp đỡ thực lực tiến thêm một bước mà không phải bây giờ tiến bộ nhỏ bé thân đồ ra chủ đối với vân phong hòa dương cách hận ý ngọc trời chỉ cần thấy được hai người này hắn nói cái gì cũng phải tự tay giải quyết đảo mắt thế lực tiến cấp thời gian chỉ còn lại không tới một tháng thế lực tiến cấp phương án cụ thể cũng ra sân khấu hơn nữa cáo tri tất cả gia tộc tổng thể quy tắc không thay đổi muốn tiến giai thế lực gia tộc chỉ cần khiêu chiến liền có thể khiêu chiến thành công tấn thăng bị khiêu chiến gia tộc thì giáng cấp nếu như thất bại thì có ý kiến có thể rằng tam đẳng gia tộc nếu như khiêu chiến thất bại là không có, có cấp bậc có thể hàng chờ đợi khác đồng dạng khiêu chiến thất bại tam đẳng gia tộc cả hai lại tiến hành khiêu chiến cuối cùng thất bại phía kia muốn gặp phải bị đưa ra nội vực vận mệnh không có khởi xướng khiêu chiến gia tộc cũng không phải tuyệt đối an toàn chỉ cần bị khiêu chiến chẳng khác nào tham chiến nếu như không có ai khiêu chiến ngươi ngươi cũng không có khiêu chiến gia tộc khác thì đẳng cấp không thay đổi tổng thể quy tắc là như thế khiêu chiến nội dung cụ thể thì càng thêm xem trọng nội vực ở giữa thế lực cạnh tranh liều chết không chỉ là thực lực tất nhiên vì thế lực tiến gia chính là muốn khảo nghiệm cả gia tộc trên dưới toàn thể nhiều phương diện nhiều năm linh giai đoạn tại thế lực tiến giai bên trong cũng không phải chỉ có người trẻ tuổi xuất chiến thế hệ trước cũng tương tự muốn lên sàn chuẩn bị chiến đấu thế lực tiến giai tổng cộng chia làm năm bộ phần bộ phận thứ nhất là hai cái gia tộc tộc trưởng đối chiến gia tộc tộc trưởng đại biểu gia tộc này sức mạnh tột cùng trình độ cũng là gia tộc nhân vật tối cao càng là một đời gia tộc vinh quang thể hiện cá thể bộ phận thứ hai lực lượng trung kiên so đấu hai cái gia tộc chọn lựa kiên sức mạnh người mạnh nhất đi ra đối chiến cái này cũng thuộc về nấc thang thứ hai sức mạnh chứng minh bộ phận thứ ba nhưng là thế hệ trẻ tuổi thực lực so đấu một cái gia tộc có thể đi bao xa quyết định căn bản nhân tố vẫn là thế hệ trẻ tuổi thực lực như thế nào nếu như một cái gia tộc thế hệ trẻ tuổi liền như vậy xuống dốc gia tộc này cũng sẽ không có huy hoàng ngày mai trước ba bộ phận thuộc về gia tộc thực lực mỗi cái tầng thứ thì thí cũng là lực lượng chống lại nhưng lực lượng chống lại cũng không thể quyết định toàn bộ còn có hai cái khác bộ phận trọng yếu bộ phận thứ tư so đấu là gia tộc cá thể lực lượng một cái gia tộc vẹn vẹn nắm giữ lực lượng thuần túy là không đủ còn muốn có bao nhiêu loại đa dạng nhân tài dạng này mới có thể để cho gia tộc trưởng lâu huy hoàng xuống nhân tài đặc thù so đấu số đông đều tập trung ở dược tề phía trên dù sao tại càng ngày càng để thăng đẳng cấp sau này giai đoạn dược tề chiếm hữu vị trí rất trọng yếu đệ ngũ bộ phận so đấu nhưng là gia tộc nội tình một cái gia tộc muốn nắm giữ thực lực hùng hậu địa vị gia tộc nội tình là ác không thể thiếu nếu như không nắm chắc quẩn gia tộc này cũng không có tư cách ngồi ở, ở trên vị trí cao cũng sẽ không để những người khác tâm phục khẩu phục thế lực tiến giai năm bộ phân xuống khiêu chiến gia tộc sắp đối mặt trọng trọng khó khăn bị khiêu chiến gia tộc cũng là như thế năm cục ba tháng hơn nữa còn có rõ ràng quy định phái ra người chỉ có thể tham gia một loại trong đó không được có bất luận cái gì lặp lại nhưng ngoại viện nhưng là có thể chỉ cần cùng gia tộc này có thể dính liễu quan hệ đều là có thể đây cũng là thế lực tiến gia duy nhất không công bình chỗ chắc hẳn có rất nhiều gia tộc muốn trên một điểm này làm mưu đồ lớn thế lực tiến cấp quy tắc vừa ra nội vực mấy gia tộc lớn đều là nghị luận ở mỹ có tư cách khiêu chiến chỉ có bảy nhà những thứ khác gia tộc đều là xem kịch một lần này thế lực tiến giai có rất nhiều xem chút thân đổ gia hòa vân gia ân đoán tin tưởng ở nơi này một lần thế lực tiến giai bên trong liền có thể làm ra đánh gãy tại không đến một tháng thời kỳ vân phong đã lặng yên về tới nội vực bên trong trở lại vân ra chuyện thứ nhất chính là gặp mặt ba vị trưởng lão vân ra tam vị trưởng lão nhìn thấy vân phong bình an trở về cũng là vui mừng không thôi nhất là lại phát giác được vân phong thực lực bạo tăng sau đó càng là kinh ngạc người nhà đầu này ra ngoài năm năm thế mà đến rồi tôn thần tam cấp vân ra tam trưởng lão nhìn xem vân phong trong một đôi mắt tràn đầy kinh hỉ vân ra nhị trưởng lão ở một bên cười ha hà gật đầu tôn thần tam cấp sáu thật là quá mức kinh diễm cái này năm niên tri nội người nhà đầu này cũng có không thiếu kỳ ngộ a à. vân phong cười ha ha năm niên chi nội hoàn toàn chính xác có kỳ ngộ vân gia đại trưởng lão cười ha ha ánh mắt nhìn lướt qua vân phong trên biên giới phát hiện nàng một chút không bị thương trong lòng cuối cùng thả xuống cự thạch cái này năm niên chi nội bọn hắn thế nhưng là lo lắng nha đầu này không thiếu mặc dù biết nàng thực lực siêu quẩn nhưng cuối cùng không an tâm vân phong không có sách chính mình cũng thiếu tình huống thực vì quan tâm thế lực tiến cấp sự tình vân gia tam vị trưởng lão đem tình huống cụ thể tinh tế cáo chi vân phong cẩn thận sau khi nghe xong trong lòng cũng có một cách đại khái cái này nằm cái bộ phận vân gia số đông chiếm ưu thế tộc trưởng so đâu tất phải là đại trưởng lão thế đội thứ hai cũng không thể được vấn đề thế hệ trẻ tuổi có nói liệu dược tề phương diện có nàng theo lý thuyết vân gia hẳn là nắm vững thắng lợi nhưng ngoại viện cái này đặc thù cho phép yêu cầu ngược lại để so đấu có rất lớn biến số cái này ngoại viện ngược lại là tiện nghi liền thành một mạch mấy nhà kia tài nguyên có thể cùng hưởng vân phong lánh lanh khai khẩu còn có không thể lặp lại tham gia quy tắc cũng là hạn chế nắm giữ thực lực người phát huy vân gia tam vị trưởng lão đều là gật đầu lấy vân phong nha đầu này tôn thần tam cấp thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong nàng căn bản không có đối thủ liền xem như cùng mỗi cái gia tộc tộc trưởng làm đối thủ số đông vân phong cũng không thể được vấn đề không thể lặp lại tham gia trận đấu cái này khiến vân phong chỉ có thể từ bỏ thế hệ trẻ tuổi so đấu chuyên công dược tề tại dược tề phương diện tự nhiên không người là địch thủ của nàng nếu như ta phỏng đoán không tệ vu gia hòa ngại gia chắc có một nhà hướng quý gia khởi sướng kiêu chiến phương gia hẳn là hướng bách lý gia khởi xướng kiêu chiến trăm dặm gia hòa quý gia hẳn là cũng sẽ không nghĩ thân đồ nhà khởi sướng kiêu chiến nhưng là khó tránh khỏi bị cuốn đi vào hướng thân đồ nhà khiêu chiến chỉ có chúng ta vân gia vân gia tam vị trưởng lão gật đầu bọn hắn ý nghĩ hòa vân phong nhất gây nên ở nơi này một lần thế lực tiến giai bên trong không có ai trí thân sự ngoại đều sẽ bị cuốn vào liền thành một mạch vu gia ngại ra bách lý ra tất nhiên muốn trợ giúp thân đồ nhà diệt trừ đối lập tương vân nhà quý gia còn không có phương ra bên trong bất kỳ một cái nào lại lần nữa đá ra nội vực bất quá lấy thân đồ gia chủ tâm tư thì phải đá ra nhất định là vân ra người không ở năm năm này thân đồ gia chủ thế nhưng là không ít tức giận vân gia tam trưởng lão cười ha ha nhiều đồ tốt như thế đều mất đi thân đồ gia chủ chỉ cần suy nghĩ một chút liền ăn không vâu ngủ không dưới vân phong hé miệng nợ nụ cười trước đây từ thân đồ nhà bắt đi đủ loại binh khí còn có dược tề toàn bộ lấy ra vân gia tam vị trưởng lão nhìn thấy số lượng nhiều như vậy đồ vật cũng là sợ hết hồn xem ra vân phong thật đúng là lấy ra sạch sẽ, sẽ những vũ khí này cùng dược tệ có thể phân phát xuống thân đổ nhà đồ vật không dùng tỷ phí vân phong tà tà nợ nụ cười vân gia tam vị trưởng lão cũng là gật đầu kim đỉnh thụ hẳn là không cái vấn đề lớn gì à ha ha người nhà đầu này nói cho phương pháp hoàn toàn chính xác có thể đi bằng không người nhà họ vân thực lực cũng sẽ không tại năm niên chi nội có như thế đột phá vân gia nhị trưởng lão thấp thanh nhất tiếu vân phong gật đầu hữu dụng liền tốt dựa theo này xuống vân gia toàn thân thực lực tại về sau hát sẽ nhận được càng lớn đề thăng Mây Liệu phải trang đột phá, vân phong đến vân gia thời điểm, Mây Liệu chính là tôn hoàng chín cấp chiến sĩ, đi qua năm năm này còn có kim đỉnh dịch tương trợ, nàng hẳn là đột phá, coi như không có đột phá chắc cũng là tôn hoàng chín cấp đỉnh phong, tới gần làn danh đột phá. Tiểu tương thực lực đến tôn hoàng chín cấp đỉnh phong, cái này đoạn nhật tử tựa hồ mò tới tôn thần cấp bậc bậc thang. Vân gia đại trưởng lão nhẹ thanh nhất thiếu, trong lời nói cũng nhiều chút kiêu ngạo, Mây Liệu nếu như có thể đột phá đến tôn thần cấp bậc, đối với Vân gia tới nói đó là một chuyện mừng lớn. Tôn hoàng chín cấp đỉnh phong sáu, mò tới bậc thang tự nhiên là hảo, muốn ở thời điểm này tấn thăng Mây Liệu cần chính là một cỗ trợ lực vân phong trong lòng cười thầm cũng may nàng đã trở về bao nhiêu có thể giúp bên trên nàng một chút vân phong lại hòa vân ra tam vị trưởng lão hàn huyên một chút giả yếu nói một lần đã biết năm niên chi nội kinh lịch nhận được sư tử ứng nhất tộc hứa hẹn nhường vân ra tam vị trưởng lão đều là giật mình một phen bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới vân phong lại còn đi sư tử ứng nhất tộc địa bàn cái kia ứng tổ bọn họ đều là chưa từng đi cùng ba vị trưởng lão nói một hồi vân phong liền đứng dậy cáo tử đang đi ra đại điện thời điểm một đạo thân ảnh thon dài đã sớm chờ ở nơi đó một biển cả tấm kia lánh khóc khuôn mặt tuấn tú tựa hồ kéo căng có chút nhanh một đôi dị sát hai con ngươi nhìn xem vân phong vân phong cũng mang theo cười yếu ớt nhìn hắn năm năm qua một biển cả cũng trợ giúp vân ra không thiếu nàng đối với hắn còn không có nói tiếng cảm tạ vân phong ngươi đã trở về một biển cả mở miệng âm thanh mang theo một chút kiềm chế bàn tay gắt gao giữ tại cùng một chỗ dường như là kiềm chế nội tâm mình đang tại lăn lộn không hiểu cảm xúc vân phong cởi nhạt đi tới năm năm qua đà tạ ngươi một biển cả dị sát hai con ngươi chốc lên không có gì đây là ta phải làm vân phong cười ha ha ta vẫn còn muốn nói tiếng tạng một biển cả dị sắc hai con ngươi đem người trước mắt từ trên xuống dưới dò xét mấy lần ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên khí tức của ngươi cùng trước tiên là hai loại cảm giác bất đồng thực lực của ngươi lại tăng trưởng thêm vân phong cười gật đầu ân cái này năm niên chi nội có chút kỳ ngộ bái những thứ này ban tặng ta bây giờ đã là tôn thần tăng cấp một biển cả đáy mắt xẹt qua ánh sáng tôn thần tăng cấp ngắn ngủi năm niên chi nội thế mà thì đến tôn thần tăng cấp vân phong tu hành tốc độ hơi bị quá mức kinh người năm năm này ngươi qua như thế nào vân phong cười nhạt nhìn xem một biển cả mỗi lần nàng trở về cũng là người khác đang hỏi nàng làm sao như thế nào nàng ngược lại có chút xem nhẹ người khác mấy năm này kinh lịch, một biển cả có chút cứng ngắc giật nhẹ khoe miệng, lạnh như băng tim đập rồi một lần. Ta đây năm năm qua rất tốt. Vân Phong túi lầu xuống, khoe môi lộ ra một vẻ cười yếu ớt, qua rất tốt liền tốt. Vân Phong một đường hướng về phía trước đi, một biển cả an tĩnh cùng tại Vân Phong bên cạnh thân, lặng lặng nhìn thiếu nữ tốt đẹp chính là bên mặt, còn có môi nàng sừng cái kia xóa như có như không nụ cười. Một biển cả đột nhiên dừng bước lại, Vân Phong đi về phía trước mấy bước nghi ngờ quay đầu, một biển cả dị sát hai con ngươi thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt. Vân Phong, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Vân Phong nhữ mày, một biển cả mặt mấy giây, môi mỏng khẽ mở ta thăm dò được một tin tức lần này thế lực tiến đến dai sẽ có thân phận người đặc thù đi tới nội vực vân phong cười ha ha người đặc thù một biển cả gật đầu là người đặc thù nạp khê nhất tàu sáu để lời nói với người xa lạ sáu giữa tháng vạn càng bộ phát hoàn tất bảy ngày liên tục và càng thân môn tờ cờ cũng ném rất nhiều ra sức nhược tuyết bái tạ ủng hộ như vậy ta các ngươi cảm tạ kế tiếp ta muốn báo cáo một chút từ hôm nay trở đi ta muốn bắt đầu tuần cảo bởi vì tháng 7 phải ra khỏi xa nhà vì không ảnh hưởng đổi mới không đứt chương. mấy ngày nay mai cho đến đầu tháng bảy mỗi ngày đều muốn cảo cho nên cuối tháng sáu buộc phát có thể sẽ không có đến lúc đó còn xin thân môn thông cảm nhược tuyết một mực đang cố gắng chưa bao giờ dừng bước lại ba trăm bảy mươi chín chương thứ chín mười lăm ngươi một mực trong lòng ta nạp khê nhất tộc bốn chữ này hung hăng nhập vào vân phong đáy lòng nhấc lên nhất ba hiệu nhất ba gợn sóng gương mặt xinh đẹp thần sắc cũng chậm rãi xảy ra biến hóa một biển cả tiếp tục mở miệng tới có phải hay không khúc lam ý thì ta cũng không biết tin tức này độ chính xác là bao nhiêu ta cũng không thể chắc chắn có lẽ ta bây giờ nói cho ngươi có chút không ổn dù sao sáu không sao vân phong nói nhỏ trong lòng cuồng loạn tim đập cũng là chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh cười nhạt một tiếng tin tức này bất luận là thật hay giả ta vẫn thật cao hứng ngươi có thể nói cho ta đa tạ. một biển cả nhấp nhẹ bờ môi không lên tiếng nữa chỉ là ánh mắt có chút phức tạp nhìn vân phong một mắt vân phong cười ha ha quay người đi về phía trước chỉ bất quá hơi run bàn tay tại lúc này có lên làm ý ỉa lại là ngươi sao vân phong trở về tin tức vân ra ba vị trưởng lão cũng không có đem ra công khai Vân Phong cũng không có tại Vân nhà tổng độ ngây ngốc một đoạn nhật tử, chính xác tới nói nàng vừa tới Vân gia tổng bộ cũng rất mau rời đi. Nàng muốn vì Vân Tưởng Tấn Thăng rút một chút, mặc dù Vân Tưởng hữu Vô Trọng Quả trợ giúp sẽ giảm bớt khoảng ba phần mười tổn thương, nhưng tôn hoàng tăng cấp tôn thần vẫn có bảy thành nguy hiểm, nàng trải qua, cho nên biết do nương tựa một cái vô trọng quả, Vân Tưởng vẫn là vẫn chưa đủ. Vân Phong tra duyệt một chút sư tôn lưu lại dược tề sổ tay, phía trên ghi tạc dược tề bên trong có một loại tên là vô trọng dược tề, chính là hữu Vô Trọng Quả một dạng hiệu dụng, nhưng so vô trọng quả công hiệu muốn tăng lên hai thành nhiều, vô trọng dịch có thể qua giảm mất chừng năm thành nguy hiểm. Vô trọng dịch nếu như phối hợp vô trọng quả, vân tường tăng cấp tôn thần nguy hiểm liền sẽ hạ thấp khoảng ba phần mười. Đây đối với vân tường tăng cấp có thể nói là nắm vững thắng lợi. Vô trọng dịch thuộc về cấp bậc tông sư dược thể, đối với vân phong tới nói cũng không phải việc khó, nhưng vô trọng dịch chủ yếu nhất nguyên liệu chính là vô trọng quả, những thứ khác phụ trợ dược liệu cũng không có tìm, chính là chỗ này vô trọng quả có nhất định độ khó. Vân gia bên trong tổng cộng có năm mai vô trọng quả, mỗi một mai vô trọng quả đều đối tăng cấp tôn thần có kỳ hiệu, tự nhiên bất có thể dùng linh tinh. Vô trọng quả cũng là cực kỳ quý giá, vân gia có thể có năm mai cũng là đến không dễ, vân phong cũng không tính vận dụng vân gia vô trọng quả không thể động dùng nhà mình tự nhiên là muốn đi bên ngoài nghĩ biện pháp trong này vực bên trong muốn tìm tới vô trọng quả mặc dù có độ khó nhất định nhưng cũng không phải không đường có thể tìm ra vân phong tử vân ra rất nhanh trước khi rời đi mê hoặc chỗ chính là nội vực bên trong có chút nổi tiếng một chỗ địa vực tên là cùng bình chấn cùng bình chấn ở vào nội vực một cái thực vì vị trí trung tâm ở nơi này trên trấn tồn tại phần lớn người cũng là thương gia có thể nói nội vực tất cả mậu dịch giao dịch cũng là ở đây tiến hành nội vực phòng đấu giá cũng tại cùng bình Trấn phía trên vân phong nếu như muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được vô trọng quả tự nhiên là muốn tới cùng bình chấn vân phong lập tức lên đường nàng muốn tại một tháng bên trong đem vô trọng dịch chế tạo ra trợ giúp vân tường đến tôn thần cấp bậc cho nên vân phong cũng không có gặp vân gia bất kỳ người nào trực tiếp khởi hành rời đi một biển cả lần này ắt hẳn là cùng theo ở bên hòa vân phong nhất lên đi tới cùng bình chấn lại lần nữa đeo lên thiên ảnh mặt nạ vân phong tương mình bề ngoài hoàn toàn che lấp cùng bình chấn bên trên nhất định nhiên hội có rất nhiều những gia tộc khác người một khi bị thân đổ nhà người nhìn thấy thân đổ gia chủ nhất định phải khai thác chuyện sai đối phó chính mình vân phong cũng không muốn tại thế lực tiến giai phía trước độc thủ cho nên đem chính mình nhận tảng là cực kỳ trọng yếu cũng có thể ít gây phiền một biển cả không có ẩn nút tất yếu năm năm này bên trong hắn đã từng bảo hộ người nhà họ vân đi đến vài chỗ người nhà họ vân cùng với hắn một chỗ cũng không sẽ chọc cho người hoài nghi cái này nhân nhất định chính là vân phong hai người bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới cùng bình chấn rất xa vân phong liền nghe được trên chấn chuyển tới một chút âm thanh trong đó có tiểu phiến gào to còn có khác tạc âm trong đó đều lộ ra một cỗ thư giãn thích dí cùng bình chấn quả nhiên đúng như kỳ danh ở đây cảm nhận được chỉ có bình thản chi khí vân phong hòa một biển cả hai người đi ở trong trấn người lui tới chiều rất nhiều dù sao cũng là nội vực tất cả mua bán tụ tập mà vân phong thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mấy gia tộc lớn nhân theo thế lực lên cấp tới gần ở đây bị mấy gia tộc lớn chiếu cố cơ hội cũng là rất cao tự nhiên cũng có một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi ở nơi này đoạn nhật từ bên trong tập trung xuất hiện vân phong muốn tìm chính là vô trọng quả tự nhiên bất sẽ ở phổ thông trong cửa hàng xuất hiện duy nhất có có thể xuất hiện địa điểm chính là phòng đấu giá phòng đấu giá ở vào cùng bình chấn vị trí trung tâm nhất tự chụp mại hành ra vào dòng người rất lớn nhìn ra mỗi một ngày sinh ý đều rất náo nhiệt vân phong đi vào trong đó liền truyền đến một hồi huyên náo âm thanh mắt đen hơi đảo qua không khó phát hiện trong đó cũng có mấy gia tộc lớn nhân vân phong hòa một biển cả trực tiếp đi đến nơi tiếp đãi nhân viên tiếp tân cười híp mắt hỏi một câu hai vị là mua đồ vẫn là bán đồ mua đồ một biển cả lạnh lanh khai khẩu nhân viên tiếp tân cười nhạt một tiếng đưa cho vân phong một cái quyển vợ nhỏ vì tiết kiệm phục vụ, vụ phía trên này viết đầy hôm nay bán đấu giá tất cả vật phẩm còn có đối ứng thời gian bán đấu giá hôm nay đấu giá đã tiến hành một đoạn thời gian hai người vẫn là dành thời gian tìm xem một chút ta vân phong tiếp nhận quyển vợ nhỏ nhìn xem trên đó viết lít nha lít nhít hôm nay bán đấu giá đồ vật thật đúng là thiên kỳ bách quái cái gì cần có đều có vân phong mắt đen tinh tế đảo qua mỗi một hạng cuối cùng đáy mắt sáng lên thật vẫn hữu vô trọng quả bán đấu giá trong tin tức quả nhiên hữu vô trọng quả chỉ bất quá bán đấu giá số lượng chỉ có hai cái vân phong nhìn một chút đằng sau đánh dấu thời gian mắt đen nhìn lướt qua trên đại sảnh đồng hồ rất tốt bọn hắn tới đúng lúc ta bây giờ muốn đi vào đấu giá hiện trường vân phong tương vợ đưa tới nhân viên đấu giá gật gật đầu hai vị giao nạp một chút ra trợ phí căn cứ vào vị trí khác biệt giá cả khác biệt thông thường vị trí là sáu ta muốn căn phòng độc lập loại tốt nhất kia vân phong đánh gây nhân viên đấu giá điện thoại nhân viên đấu giá khẽ giật mình cuối cùng gật đầu mười cái cực phẩm khoáng thạch vân phong lật bàn tay một cái mười cái cực phẩm khoáng thạch đã đặt tới trên bàn giá tiền này đích xác có chút đắt kinh khủng nhưng trở ngại thời gian vân phong cũng không muốn có kẻ mặc cả nhân viên đấu giá hai mắt sáng lên cấp tốc lấy ra hai cái lệnh bài đưa cho vân phong hai vị đi lên xe trái tự có người mang các ngươi đi gian phòng vân phong tương lệnh bài tiếp nhận quay người hòa một biển cả cấp tốc lên lầu nhân viên đấu giá nhưng là đem mười cái cực phẩm khoáng thạch cất kỹ chật chược, chược cái này ra tay thật không phải là lớn như vậy phương tại chuyên gia dẫn đầu dưới vân phong hòa một biển cả đi tới cao quý sang trọng gian phòng tư mật tính chất tương đối tốt như vân phong đi qua phòng đấu giá một dạng một mặt tường bích đều là trong suốt bên ngoài không nhìn thấy ở đây nhưng mà bên trong có thể đem phía ngoài tình trạng nhìn một cái không sót gì vân phong mắt đen hướng về giữa sân đảo qua cơ hồ đủ quân số xem ra hôm nay cuộc bán đấu giá này hấp dẫn rất nhiều người đại gia là vì cái gì cũng không biết được bất quá coi như vô trọng quả cạnh tranh rất kịch liệt vân phong cũng có tình thế bắt buộc xu thế trên đài đấu giá một kiện hàng triển lãm rút lui đài nhân viên công tác đem một cái tinh vi cái hộp nhỏ lấy tới nhân viên đấu giá đem cái hộp nhỏ cẩn thận đặt ở trên đài đem cái hộp nhỏ cái nắp nhẹ nhàng xốc lên bên trong nằm chính là hai cái vô trọng quả hai cái vô trọng quả vô trọng quả ý nghĩa chắc hẳn tại chỗ mỗi một vị đều biết giảm bớt tăng cấp tôn thần khoảng ba phần mới nguy hiểm đây đối với một cái muốn tăng cấp tôn thần tôn hoàng cường giả là ác không thể thiếu đồ vật vô trọng quả thực vì chân quý cũng không phải là người bình thường đều có thể nhận được vô trọng quả bản thân giá trị cũng không phải như thế đại gia có thể hay không nghe qua vô trọng dịch vân phong mắt đen hiếp lại vô trọng dịch cái này nhân viên đấu giá cũng biết xem ra cùng bình chấn cái phòng đấu giá này biết đến đồ vật ngược lại là rất nhiều nhân viên đấu giá cười nhạt một tiếng vô trọng dịch hạch tâm tài liệu chính là vô trọng quả hiệu dụng cũng cùng vô trọng quả một dạng nhưng hiệu quả nhưng là kinh người có thể giảm bớt tăng cấp tôn thần một nửa nguy hiểm lời này vừa nói ra hiện trường lập tức gây nên một mảnh bạo động nhân viên đấu giá cười híp mắt tiếp tục mở miệng đại gia có thể tưởng tượng một chút vô trọng dịch tăng thêm vô trọng quả có thể giảm bớt bao nhiêu tổn thương bây giờ cái này có hai cái vô trọng quả trong đó một cái có thể chế tạo vô trọng dịch cả hai phối hợp sử dụng tăng cấp tôn thần tự nhiên là nắm chắc phần thắng trái tim tất cả mọi người không khỏi nóng lên một chút nhân viên đấu giá nhìn lướt qua hiện trường tiếp lấy ánh mắt ngẩng lên nhìn hướng giữa không trung vị trí vân phong câu môi cái này nhân viên đấu giá ngược lại cũng không đốc cần vô trọng quả tự nhiên bất có thể là người bình thường hai cái vô trọng quả có thể cùng nhau ăn tự nhiên bất lại là ngồi ở trong phòng khách những người này ra giá đi trong đại sảnh có người hô to lên tiếng gây nên một mảnh huyên áo vân phong lười biếng dựa vào nơi đó cái này vô trọng quả căn bản không có khả năng dùng tiền tài đánh giá có lẽ cực phẩm khoáng thạch cũng không thể hẳn là lấy vật đổi vật mới đúng nhân viên đấu giá cười híp mắt đứng ở trên đài không nói gì trong đại sảnh đã có người hô lên ra ra à rốt cuộc bao nhiêu tiền hoặc bao nhiêu khoáng thạch hừ vô trọng quả biết bao chân quý coi như cho ngươi cũng là muốn lãng phí một đạo thanh âm lạnh lùng chuyên gia trong đại sảnh người nói chuyện đột nhiên đứng lên mẹ nhà hắn là ai nói thực lực của ngươi mới tôn hoàng ra mặt hữu vô trọng quả thì có ích lợi gì huống hồ vô trọng dịch nhất định phải cấp bậc tông sư nhà bảo chế thuốc mới có thể chế tạo ngươi có bản sự này cái kia đạo thanh âm lại lần nữa vang lên đứng lên người lập tức gương mặt đỏ lên cái kia đạo thanh âm lại lần nữa vang lên vô trọng quả há có thể dùng khoáng thạch để cân nhắc coi như dùng khoáng thạch ngươi có thể xuất ra nổi mấy cái cực phẩm khoáng thạch trong đại sảnh lặng ngắt như tờ cái này đạo thanh âm rất phách lối nhưng nói cũng rất đúng ngồi ở trong phòng khách những người này là có nhất định thực lực nhưng vô trọng quả nhưng là liệu mạng không dạy nổi đứng lên nam nhân giận dữ ngồi xuống cũng không tiếp tục lên tiếng nhân viên đấu giá lúc này cười ha hả mở miệng vị khách nhân này nói rất đúng hôm nay vô trọng quả không lấy tiền tài cùng khoáng thạch kế giá cả là lấy dược tề để đổi dược tề toàn trường xôn xao nếu là luận chất thuốc lời nói trong đại sảnh những người này càng là không có vô liếng ngồi ở trong phòng vân phong nhữ mày dược tề đổi vô trọng quả mắt đen xuyên thấu qua trong suốt vách tường nhìn về phía một bên xem ra lần này hướng về phía vô trọng quả người tới hoàn toàn chính xác không thiếu đại sư tam tinh sinh mệnh dược tề một đạo thanh âm trầm thấp chống rông xuất hiện trong phòng khách chỗ hữu nhân đô là im lặng bọn hắn cũng đều minh bạch kế tiếp đấu giá người đều không phải là cùng bọn hắn một cái cấp độ vân phong câu môi mà cười vừa lên tới chính là lớn sư tam tinh điểm xuất phát thật đúng là cao kế tiếp lại là mấy đạo thanh âm ra giá đều là đại sư tam tinh dược tề chỉ bất quá chất thuốc chủng loại khác biệt tại đại sư tam tinh bên trong có cao có thấp nhân viên đấu giá cười híp mắt trở lấy hắn thấy hai cái vô trọng quả đáng giá giá tiền cao hơn quả nhiên tông sư cấp biệt nhất tinh luyện cốt dược tề cương tài na xuất hiện trước nhất băng lệnh thanh âm tái độ vang lên toàn trường xôn xao cấp bậc tông sư dược đều phát hiện thân nhân viên đấu giá nụ cười trên mặt mở rộng một chút vân phong nhữ mày tông sư cấp biệt nhất tinh một biển cả ở một bên khẽ nhữ mày tông sư cấp biệt nhất tinh hẳn là cao nhất vân phong ngươi sáu vân phong cười ha ha ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đẻ nút tấn xuống môi đỏ khẽ mở tông sư cấp biệt nhị tinh dược tề tông sư cấp biệt nhị tinh chỗ hưu nhân đô là trấn kinh liền cái kia nhân viên đấu giá cũng là kinh ngạc một chút vừa rồi ra giá tông sư cấp biệt nhất tinh luyện cốt dược tề có rất lớn tính hạn chế đối với chiến sĩ hữu dụng hắn nguyên bản trở là khác tông sư cấp biệt nhất tinh dược tề lại không nghĩ rằng sẽ có tông sư cấp biệt nhị tinh dược tề xuất hiện nhân viên đấu giá ánh mắt vui mừng thẳng tắp xả hướng vân phong vị trí chỗ ở nụ cười rực rỡ mở miệng tông sư cấp biệt nhị tinh dược tề một lần vân phong lười biếng cười tông sư cấp biệt nhị tinh sẽ không có người tiếp nhận lên nếu không phải vì giúp vân tường một cái nàng một không sẽ dùng tông sư cấp biệt nhị tinh đi đổi cái này vô trọng quả vô trọng quả mặc dù chân quý nhưng tông sư cấp biệt nhị tinh chất thuốc giá trị còn cao hơn nó bên trên rất nhiều tông sư cấp biệt nhị tinh dược tề hai lần nhân viên đấu giá kêu rất là dùng sức tông sư cấp biệt nhị tinh dược tề kết quả này đã đủ vừa xa khỏi dự liệu của hắn tin tưởng người bán cũng sẽ tương đương hài lòng. thông sư cấp biệt nhị tinh dược t sáu nhân viên đấu giá lại hô lần thứ ba thời điểm liền muốn vô xuống đạo kia lạnh lùng thanh âm tái độ xuất hiện chờ một chút vân phong nhữ mày nàng liền biết có người sẽ ở thời khắc sống còn xế vào nhân viên đấu giá đứng ở trên đài lúng túng nở nụ cười vị khách nhân này ngươi là phải ra khỏi giá cả cao hơn sao phải dùng dược tề vì giao dịch nhất định phải đem dược tề trước gọi đi ra không phải vậy ăn nói lung tung ai cũng biết âm thanh vừa ra lập tức nhận được tất cả mọi người đồng ý vân phong không quan trọng giật nhẹ khoe miệng nàng liền biết sẽ có yêu cầu này cũng may nàng kịp chuẩn bị trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền sẽ nghiên cứu một chút sư phụ dược tề bản chép tay tông sư nhị tinh cấp bậc dược tề vật thí nghiệm vẫn phải có đã có người muốn xác định thật giả không sao có thể vân phong miễn cưỡng nói một câu nhân viên đấu giá thợ phào vậy thì xin hai vị khách nhân giá cả ra giá dược tề lấy ra tự có người trở về lấy rất nhanh liền có người đi tới vân phong căn phòng vân phong tương dược tề đưa ra chỉ chốc lát sau hai bình dược tề tựu ra bây giờ tất cả mọi người trước mặt vô số đạo ánh mắt tham lam bắn về phía hai bình này dược tề phải biết đây chính là cấp bậc tông sư coi như không phải mình dùng bán đấu giá cũng sẽ là tốt giá tốt vẫn xin chờ chúng ta sẽ thỉnh nhà báo chế thuốc tới xem biệt nhất phía dưới nhân viên đấu giá cười ha hả mở miệng rất nhanh liền có một vị nhà bảo chế thuốc đang tràng kiểm nghiệm nhìn thấy hai bình dược tề vị nhà bảo chế thuốc này cũng là sợ hai thán phục liên tục liên tục xác định sau đó nói khẳng định hai bình này dược tề cũng không giả đích thật là tông sư cấp biệt nhất tinh cùng tông sư cấp biệt nhị tinh lời này vừa nói ra hiện trường lại là một phen nghị luận cương tài na đạo lạnh lùng thanh âm tái cũng không có xuất hiện vân phong cười nhạt xem ra cái này hai cái vô trọng quả ổn rơi vào nàng trong túi hai cái vô trọng quả định giá lấy vân phong tông sư nhị tinh dược tể vì cuối cùng người thắng nhân viên đấu giá một mặt cười muốn nở hoa kế tiếp bán đấu giá đồ vật vân phong đều là không cảm thấy hứng thú rất nhanh vừa có người cho vân phong đưa tới cái hộp nhỏ này vân phong sốc lên cái nắp liếc mắt nhìn hai cái vô trọng quả yên tĩnh nằm ở nơi đó vân phong cười nhạt đem cái hộp nhỏ thu hồi đứng dậy chuẩn bị rời đi cửa mở ra trong ngáy mắt vân phong liền cùng một nhóm người đánh vừa đối mặt người đi đường kia cũng là trùng hợp đẩy cửa đi ra ngoài hòa vân phong chỉ cách lấy một khoảng cách hai phe đội ngũ đều là lẫn nhau nhìn nhau một cái vân phong tương ánh mắt thu hồi hòa một biển cả hướng về phía trước đi dự định vượt qua đoàn người này xuống lầu lại không nghĩ bị một người trong đó ngăn tại ở giữa tránh ra một biển cả lạnh thanh khai khẩu một mặt hàn băng ngăn nhân nhưng là không có chút nào dự định nhường đường ý tứ một biển cả dị sắc hai con ngươi thoáng qua ngon sát bàn tay hoành không liền hướng không gian hung hăng nắm chặt một cái hai mươi bảy hai mươi tám nữ nhân đi tới vân phong ra hiệu một biển cả trước tiên đường xuất thủ chính là ngươi tranh với ta vô trọng quả nữ nhân có chút tức giận nhìn xem vân phong trước mắt nữ nhân này là tôn hoàng trí cấp hòa vân liệm thực lực cũng không sai bị lắm cũng là ở vào đột phá giai đoạn bằng không thì cũng sẽ không nhu cầu cấp bách cái này vô trọng quả vân phong cười ngươi cần ta cũng cần người trả giá cao được nữ nhân căm tức hơn ngươi biết đoạt của người nào đồ vật sao đây là phòng đấu giá ta nói người trả giá cao được vân phong mắt đen khẽ nâng đảo qua nữ nhân trước mặt nữ nhân nắm chặt xong quyền cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ ngươi biết đang nói chuyện với ai sao ta thế nhưng là thân đồ nhà người trong lúc này vực nhất đẳng ra tộc người ngươi lại dám dành với ta đồ vật vân phong lánh lánh nhất tiếu thân đồ nhà thật đúng là oan ra ngõ hẹp xem ra nàng cứ đúng nếu không thân đồ nhà thế hệ trẻ tuổi rất có thể xuất hiện tôn thần cực giả dạ, đoạn mất cái này manh mối cũng tốt thân đồ nhà mà thôi vân phong nhàn nhạt mở miệng nữ nhân ánh mắt hung ác nàng tự nhiên bất đem thân đồ nhà để vào mắt ngươi là nhà nào nữ nhân lạnh lùng hỏi một câu vân phong câu môi tránh ra nữ nhân nhữ mày ta đang hỏi ngươi ngươi là nhà nào tránh ra một biển cả lãnh lanh nhất uống bàn tay hướng về trong hư không hung hăng nắm chặt không gian lập tức phát sinh mãnh liệt và mẹo vân phong nhìn thấy mắt đen sáng lên xem ra năm năm này bên trong một biển cả thực lực cũng là tinh tiến không ít trưởng khống không gian năng lực lại tăng lên rất nhiều không gian vặn vẹo nữ nhân mãnh liệt nhiên nhất kình, dưới thân thể ý thức bắn ra tôn hoàng chín cấp áp nhưng đối với vân phong hòa một biển cả không có nửa phần ảnh hưởng nữ nhân ở chật vật đẩy ra đồng thời vân phong hòa một biển cả nhạt nhiên tự nàng bên cạnh đi qua cũng không nhìn một cái nữ nhân nhất khuôn mặt lúng túng đứng ở đó hậu chi hậu giác nghĩ đến một biển cả cặp kia dị sắc hai con ngươi bừng tỉnh đại ngộ vân gia, vân phong hòa một biển cả đi ra phòng đấu giá vô trọng quả đã cầm tới bước kế tiếp liền muốn bắt đầu chế tạo vô trọng dịch có phần đêm dài lắm mộng vẫn là mau mau chế tạo ra tốt hơn vân phong dự định lập tức trở về vân ra toàn bộ vừa muốn động thân rời đi mắt đen tại chật trội trong làn sóng người nhưng là quét đến một thân ảnh vân phong mắt đen hơi hơi nhau lại đạo thân ảnh kia cũng là nhìn chằm chằm nàng hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau vân phong rõ ràng cảm thấy trong mắt đối phương miệt thị cùng trào phúng là quen biết cũ vân phong lùng tìm ký ức cũng không có người này ấn tượng nhưng người này rõ ràng một bộ nhận biết nàng thái độ còn có cương tài na xuyên thấu qua ánh mắt truyền đạt không hiểu ý tứ đều để vân phong cảm thấy nghi hoặc thế nào vân phong một biển cả gặp vân phong chậm chạp không có động tác nhận biết nhìn xem một cái nào đó phương hướng là người hỏi một tiếng tựa hồ không hề tốc chi khách tới cửa vân phong thì thào nói nhỏ một biển cả hơi cao mày khách không ngợi mà đến đến cùng có ý tứ gì vân phong mắt đen lại giơ lên cương tài na người đứng ảnh đã tiêu thất vân phong trong lòng cảm giác nặng nề mắt đen cấp tốc lục soát bốn phía lại lần nữa phát hiện người kia dấu vết ở chỗ này cho ta ta sẽ tới sau vân phong nói xong thân ảnh cấp tốc lóe lên biến mất ở đám người chen lấn bên trong một biển cả trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ nàng đi có phần cũng quá cấp tốc vân phong một đường tại cùng bình chấn trên đường phố xuyên thẳng qua chật trội biển người cũng không thể trở ngại tầm mắt của nàng đạo nhân ảnh kia tựa hồ cũng tại cố ý dẫn vân phong một dạng khoảng cách giữa hai người không thấy rút ngắn cũng không thấy kéo dài ở nơi này bóng người cố ý dưới sự hướng dẫn vân phong đi tới cùng bình chấn một cái dị thường góc hẻo lánh vân phong đổi tới thời điểm trước mặt là một đầu tự lộ nhưng không có thân ảnh của người nọ hô một đạo thanh âm rất nhỏ vang dội từ sau lưng vân phong quay người lại dẫn tự mình tới nơi này người đang ở trước mắt không khác mình là mấy chiều cao đầy đặn yêu kiểu tư thái chỗ mã cực kỳ thành thục trên mặt ngũ quan thoa thành thục chi khí một đôi mị nhãn bây giờ lạnh lùng nhìn xem vân phong bên trong có không nói ra được trào phúng người biết ta vân phong nhữ mày nữ nhân đối diện lánh lanh nhất cười con mắt tương vân phong trên dưới giò xét một phen khinh thường mở miệng ngươi chính là vân phong vân phong mắt đen trầm xuống nàng là tới xác định thân phận của mình nàng rốt cuộc là ai ta là vân phong vân phong khai khẩu nữ nhân lại là lạnh thanh nhất yếu, ta vốn cho là lại là một cái như thế nào nữ nhân lại không nghĩ sáu là như thế không chịu nổi không chịu nổi vân phong cũng giận không hiểu thấu xuất hiện một nữ nhân nói mình không chịu nổi cái này không giải thích được nữ nhân tới thực chất là từ đâu nhi văn ra vân phong thần sắc băng lãnh nữ nhân mướn mày mới tôn thần cấp ba ngươi lại như thế nào xứng với hắn hắn vân phong đỉnh lông mày cao gầy, cái này nếu như hắn nàng lý giải không tệ sáu hẳn là sáu ngươi biết khúc lam y thể khúc lam y nữ nhân mướn mày tiếp lấy trong ánh mắt rõ ràng chán ghét khúc lam ý hiền năm vậy mà đem dòng họ đều sửa lại vân phong trong lòng sáng lên nàng có thể trăm phần trăm xác định trước mắt cái này không giải thích được nữ nhân nhận biết khúc lam ý thì. hơn nữa tựa hồ hòa khúc lam ý thì quan hệ còn không cạn bằng không cũng sẽ không một bộ chính mình đoạt nam nhân nàng dáng vẻ tới chào phúng chính mình hừ chẳng thể trách ngươi căn bản cái gì cũng không biết không biết hắn thân phận cao quý còn có cổ xưa dòng họ vân phong lửa giận lập tức liền biến mất nếu bàn về cổ lão mấy cái họ này hòa nạp khê hẳn là tương để tịch luận nữ nhân thần sắc khẽ biến tiếp lấy khinh thường lên tiếng thì tính sao vân gia bây giờ cũng không xứng hòa nạp khê nhất tộc tương để tịch luận vân phong lánh lanh nhất tiếu ngươi là ai ta không có hứng thú biết vân ra không phải ngươi có thể nghị luận nữ nhân nhất giật mình tiếp đó lạnh lanh khai khẩu ta lần này là tới cảnh cáo ngươi cách làm y ca ca xa một chút ngươi căn bản không xứng với hắn vân phong lãng thanh nhất tiếu mắt đen châm chọc nhìn xem nữ nhân trước mặt giữa ta cùng hắn chuyện không tới phiên ngươi đã tới hỏi ta là vị hôn thê của hắn ta tự nhiên có tư cách hỏi đến nữ nhân nhạy bén thanh khai khẩu thần sắc phẫn hận không thôi vân phong nghe xong lãng thanh nhất tiếu vị hôn thê lúc các ngươi kết hôn nhớ kỹ phải gọi ta ta đưa ngươi một ly rượu mừng nữ nhân tức giận gương mặt bạo nổ tiếp lấy cười lạnh ta không cùng ngươi múa mép khô môi nạp khê nhất tộc ngươi là không có tư cách bước vào tôn thần tăng cấp tại trước mặt của ta ngươi cũng là sâu kiến thúng chi là làm y ca ca nữ nhân lời nói vừa ra lòng bàn tay quét ngang một đạo hùng hồn chiến khí trong nháy mắt bay ra không gian chung quanh bởi vì cái này chiến khí xuất hiện phát sinh mãnh liệt và mẹo thậm chí đã có một chút và mẹo vân phong nhìn xem bị trong nháy mắt vặn mẹo không gian chỉ dùng chiến khí liền có thể đạt đến như thế nữ nhân này sáu quả thật có chút thực lực vậy cái kia vân phong trên bả vai viên thịt chắp lên thân thể cả người mau trong nháy mắt này loài sáng một ngụm răng nhanh như ẩn như hiện nữ nhân chậm rãi buông tay xuống nhìn xem không gian bị cường ngạnh sẽ rách ra khe hở lanh lanh nhất cười vân phong ngươi không xứng hắn nạp khê nhất tộc căn bản sẽ không tán đồng ngươi vân phong câu môi ta nói qua đây là ta cùng hắn sự việc của nhau nữ nhân gặp vân phong căn bản không có thay đổi thái độ không khỏi có chút nổi nóng nàng uy hiếp cũng là không cần còn thật là khó dây dưa ta không giết ngươi là bởi vì có phần vân phong lanh lanh nhất tiếu thẳng tắp lưng mắt đen nhìn thẳng nữ nhân trước mặt mắt đen bắn ra nóng rực quang nhường nữ nhân hơi hơi kinh ngạc vân phong cười nhạt một tiếng không nói gì cất bước mà đi nữ nhân đứng tại chỗ hung hăng neo cặp mắt lại hảo một cái khó dây dưa vân ra vân phong một biển cả gặp vân phong lại lần nữa xuất hiện lập tức đi tới vân phong ngửa mặt lên cười nhạt một tiếng chúng ta đi thôi trở về vân ra một biển cả hầu nghi nhìn vân phong một mắt luôn cảm thấy nàng có chút không giống ánh mắt nhìn lướt qua bả vai viên thịt phát hiện viên thịt sắc mặt cũng có chút không đúng nhưng vân phong không nói gì hắn vẫn cái gì cũng không hỏi thật hay hai người lập tức từ cùng bình chấn rời đi trên đường đi vân phong chạy vội ở phía trước một biển cả an tĩnh theo ở phía sau Dị sát hai con ngươi lo lắng nhìn xem Vân Phong bóng lưng, Vân Phong hung hăng nắm chặt song quyển, mắt đen nhìn thẳng phía trước, cương tài na nữ nhân một mực quanh quẩn tại chính mình trong đầu, bàn tay không khỏi cầm càng chặt, đột nhiên Khúc Lam Y khuôn mặt tuấn tú tránh vào não hải, còn có cặp kia ôn nhu như nước mắt đen, còn có hắn trầm thấp từ tính thì thầm, "Vân." Phong trầm rãi đóng lại mắt đen, tựa hồ có thể cảm thấy hô hấp của hắn ngay tại bên cạnh, hắn ấm áp ôm ấp đến nay đều chưa từng rời xa. "Lam Y, ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng buông tha ta, ngươi đem tâm của ngươi đều cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ không vì bất cứ nguyên do gì người một phen mà có chỗ dao động. Ta nói qua, sẽ không để cho ngươi thất vọng coi như phía trước có nhiều hơn nữa bụi gai có nhiều hơn nữa cực khổ ta cũng sẽ hoàn toàn như trước đây tiêu sai xuống chỉ vì có ngươi vân phong thật sâu thở ra một hơi mắt đen mở ra trong nháy mắt một đạo quang mang sẽ qua môi đỏ chậm rãi dưng lên hai nhân nhất trên đường đi qua lịch hết thể rõ mồn một trước mắt vân phong tay trưởng để lại tim mình khiêu động vị trí cảm thụ được dưới lòng bàn tay có lực nhảy lên làm y ta kể từ gặp ngươi sau đó sẽ không từng cô độc ngươi một mực đều chưa từng rời đi ngươi một mực đều tại ta trong lòng sáu để lời nói với người xa lạ sáu ghê tởm này nữ nhân là ai đại gia tâm lý nắm chắc đi sáu không sai chính là kia cái gì ngọc liên thân là nạp khê nhất tộc người nàng rất mạnh còn xin đại gia lý giải điều này bây giờ tiểu phong phong không sánh bằng nàng nhưng mà về sau chắc chắn đem nàng hung hăng dẫm ở dưới lòng bàn chân ba trăm tám mươi chương thứ chín mười biến hóa bất ngờ vân phong từ cùng bình chấn trở lại vân gia tổng bộ sau đó mà không thay đổi tiến vào gian phòng của mình bắt đầu vô trọng dịch chế tạo một biển cả cũng rất an ý không hỏi vân phong nhất câu chỉ là yên lặng canh giữ ở bên ngoài bởi vì vân phong hành động lần này cực kỳ cấp tốc vẫn chưa có người nào biết được nàng trở lại vân gia tin tức vô trọng dịch luyện chế cũng cần ưu tinh hoàn cảnh suốt mười ngày đã qua một biển cả như tùng bách một dạng đứng tại vân phong gian phòng bên ngoài một đôi lanh khóc khuôn mặt tuấn tú cũng bảo trì đồng dạng biểu lộ cuối cùng cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra vân phong từ trong mặt đi tới một biển cả nhìn thấy lập tức liên tiếp có chút lo nghĩ bởi vì vân phong gõ má hơi trắng vậy không sao cấp bậc tông sư nhị tinh chất thuốc thật có chút hao tâm tốn sức với ta mà nói còn có thể tiếp nhận vân phong câu lên cờ nhạt trên bả vai viên thịt ngáp một cái vân phong mặc dù có viên thịt trợ giúp thực lực cũng tấn thăng đến tôn thần tam cấp nhưng tại dược tề phương diện nhất là cấp bậc tông sư dược tề còn rất dài một đoạn đường muốn đi Cấp bậc tông sư chất thuốc chế tác thực vì tin tưởng vững chắc, xác suất thành công cũng cực thấp. Vân phong bản thân sáng tạo dược tề phương pháp chế tạo tuy có thể một bộ thành công, nhưng phải hao phí to lớn lực lượng tinh thần. Mỗi một lần chế tạo cấp bậc tông sư dược tề đều phải tiêu hao lực lượng tinh thần. Vân phong lực lượng tinh thần cường đại, nhưng vẫn phải cẩn thận, có chỗ giữ lại. vô trọng dịch vì cấp bậc tông sư nhị tình, còn vẫn tại Vân phong có thể tiếp nhận trong phạm vi, cái này cũng nhượng Vân phong an tâm không ít. Nếu không, nàng thật đúng là lớn hơn hao tổn tâm trí như thế nào nhường vô trọng dịch trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Vân gia nhân biết ta trở về sao? Một biển cả lắc đầu còn không biết ba vị trường lão cũng không có đối với người khác lộ ra đoán chừng là phải cẩn thận là hơn những năm này thân đổ nhà một mực nhìn chằm chằm vân ra vân phong lánh lạnh nếp miệng cách thế lực tiến giai còn có hai mươi ngày thân đổ nhà đoán chừng đã vội vàng túi bụi lại đến chằm chằm ta cũng là vô dụng vân phong lấy ra vừa mới chế tạo tốt vô trọng dược thể, cũng may chế tạo chất thuốc thời gian tại dự tính của ta bên trong vân tường còn kịp một biển cả gật gật đầu dị sát hai con người nhìn liêu vân phong một mắt vân phong cảm thấy một biển cả nhìn chăm chú thế nào nếu mày vẫn đạo nhưng một biển cả nhưng là khẽ gật đầu một cái không có gì vân phong cười ha ha những năm này không thấy vân tưởng cũng không biết nàng và trắng khánh phong như thế nào dền vang hòa vân lăng tại kim đỉnh dịch dưới sự giúp đỡ phải có tăng lên rất nhiều mới đúng vân ra sủ mỏ nở huyết mạch sức mạnh hẳn là càng hơn di vãng một biển cả trên mặt cuối cùng là mang theo chút ý cười vân tiêu tiêu hòa vân lăng thực lực cũng đã đến tôn hoàng tứ cấp vân phong hài lòng gật gật đầu bọn hắn quả thật là có tiềm lực ta đi xem vân tưởng hai người đằng không mà lên trực tiếp chạy đến vân tường trụ sở vân tường cùng trắng khánh phong sau khi kết hôn trắng khánh phong xem như ở rể con rể một mực ở tại vân Liệm việt lạc trắng khánh phong bản thân cũng không quan tâm điểm này vân phong mới vừa tới thời điểm liền nhìn thấy trong đình viện tựa hồ đang bận lấy cái gì trắng khánh phong trắng khánh phong đột nhiên ngầm đầu nhìn thấy một biển cả còn có bên cạnh hắn vân phong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng vân phong ngươi đã trở về thật đúng là thời điểm trắng khánh phong câu nói này nhượng vân phong khẽ nhíu mày câu nói này tựa hồ có thâm ý khác hai người từ cao không hạ xuống Tráng khánh phong vội vàng đi tới còn tốt ngươi bây giờ đã trở về bằng không ta còn thực sự không có biện pháp khuyên ở tiểu tưởng bây giờ tốt đến cùng thế nào vân phong thấp giọng hỏi một cái câu chẳng lẽ vân tưởng có cái gì tình huống trắng khánh phong cười ha ha vừa muốn mở miệng nói chuyện trong phòng vân tưởng liền đi đi ra ngốc tử ngươi ở đây bên ngoài lâu như vậy làm cái gì xấu vân phong một tiếng kêu gọi đầy áp quá nhiều kinh hỉ cùng chờ đợi vân phong chậm rãi quay người liền thấy liêu vân liệm tấm kia khí khái hào hùng trên mặt không cách nào che giấu kích động môi đỏ khẽ nhếch vân tưởng vân tưởng một cái bước xa liền lao đến hung hăng tương vân phong kéo qua hai tay ôm vân phong khỏe môi lộ vẻ cười cũng tương vân liệm thân thể ôm hai người ôm nhau đều có thể lĩnh hội lẫn nhau đáy lòng phần nhân tình này năm năm người đi năm năm hôm nay trung kỳ là đã trở về vân tưởng cánh tay ôm có chút dùng sức vân phong cười nhạt tay vô vô bờ vai của nàng vân tưởng thoáng đẩy ra thân thể mắt đen tương vân phong trên dưới quét mấy lần n nhiên bắn ra mừng rỡ khí tức của ngươi so với lúc trước cường hoành không thiếu sáu chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến tôn thần cấp bậc vân tưởng hai tay đệ lại vân phong bà vai đáy mắt tràn đầy tinh hỉ vân phong cười gật gật đầu đích thật là đến rồi tôn thần cấp bậc ngươi cũng không sai năm năm mà thôi liền đã mò tới tôn thần cấp bậc bậc thang vân tường lập tức ngượng ngùng cười ta và ngươi căn bản vô pháp tướng so nhoáng một cái ngươi chạy tới ta đằng trước vân phong ngươi thực sự là tốt vân phong nhìn xem vân tường khí khái hào hùng nụ cười trong lòng ấm áp từng trận tay vô vô vân tường bà vai tôn hoàng tăng cấp tôn thần có nguy hiểm tương đối lớn ngươi có hay không chuẩn bị vân tường biểu lộ lập tức nghiêm túc lên yên tâm ba vị trường lao đã đem vô trọng quả giao cho ta có thể giảm bất ba thành nguy hiểm vân phong cười ha ha đem vô trọng dịch lấy ra trang khánh phong nhìn thấy không khỏi hai mắt sáng lên vô trọng dịch vân phong lại có thể liền cái này đều có thể chế tạo ra vân phong đem dược tề đưa cho vân tưởng vân tưởng cầm ở trong tay tò mò đảo lộn một chút đây cũng là manh mối gì đây là vô trọng dịch cùng vô trọng quả có đồng dạng công hiệu tại ngươi tăng cấp tôn thần thời điểm có thể trợ giúp không thiếu vân phong nhàn nhạt nói một câu vân tưởng tự nhiên biết cái này vô trọng dịch có hiệu suất rất cao dùng không khỏi cảm kích nhìn hướng vân phong vân phong nhưng là lắc đầu giữa ngươi ta không cần nói cảm ơn ngươi có thể đủ thuận lợi tiến vào tôn thần đối với vân gia quá làm trọng yếu vân tưởng cũng không già mồm đem vô trọng dịch cất kỹ cởi mở nở nụ cười đây là tự nhiên ta nhất định nhiên hội chắc chắn cơ hội này tiếp đó tại thế lực tiến trên bậc hung hăng đánh nằm bẹp bọn hắn một trận vân phong khai lòng bật cười hoa vân liệm cùng một chỗ trong lòng thực sự là vô cùng thoải mái vui vẻ hai người vui vẻ cười một bên thật lâu chưa từng nói chuyện trắng khánh phong đi tới một mặt nghiêm túc nhìn xem hai người vô cùng trịnh trọng mở miệng vân tưởng một lần này thế lực tiến giai ngươi không tham nộ thêm ngốc tử ngươi nói cái gì vân tưởng nghe nói như thế lập tức giận ngươi nếu là dám ngăn cả ta có tin ta hay không đưa ngươi ném ra ra Vân Phong nghi ngờ nhìn về phía Trang Khánh Phong, từ vừa rồi bắt đầu hắn tựa hồ thì có lời muốn nói, lại không nghĩ rằng ván đầu tiên lại là ngăn cản. Trang Khánh Phong rốt cuộc là ý gì? Trang Khánh Phong sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn rất kiên trì mở miệng, "Mặc kệ ngươi nói cái gì, lần này ngươi chính là không tham lộ thêm." "Ngốc tử, ngươi xấu." Vân Tường mắt đen trừng lên, thực vì căm tức nhìn xem Trang Khánh Phong, Vân Phong khai khẩu, "Vừa nhiên bất muốn Vân Tường thăm ra, cũng nên đưa ra cái lý do." "Không sai, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này, ngốc tử lấy lý do gì dám ngăn cản ta?" Trang Khánh Phong bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo là lắc đầu, "Vân Tường, ngươi mang thai sáu tiên tĩnh vân tưởng trận mắt hốc mồm đứng ở nơi đó tựa hồ còn không có tiêu hóa câu nói này đại biểu hàng nghĩa vân phong nhưng là đang run lên sững sờ sau đó hậu chi hậu giác nhìn hướng vân liệm bụng một biển cả ở một bên vẫn là một mặt lanh gốc không có bất kỳ cái gì biểu lộ hoàn toàn đương cơ vân tường cuối cùng trở lại bình thường ngốc tử người mới vừa nói cái gì trắng khánh phong một mặt ôn nhu đi qua tương vân liệm kéo đến trong lồng ngực của mình tay bao trùm lên bụng của nàng chậm rãi sờ soạn mấy lần ta nói ngươi mang thai ngươi nơi này có ta và ngươi hải tử vân tường nháy mấy lần con mắt mắt đen liếc mắt nhìn vân phong nhất thời thân thể mềm nhũng thế mà cứ như vậy hôn mê bất tỉnh vân phong hỏa trắng khánh phong đều bị dọa sợ trắng khánh phong luôn cuống tay chân tương vân liệu ôm ngang lên liền hướng trong phòng hướng mà vân phong cũng là một mặt khẩn trương đi vào theo tim đập đã rối loạn vân tường mang thai nói như vậy vân gia phải có sinh mạng nhỏ sinh ra hai người thật vất vả tương vân liệu an trí thỏa đáng trắng khánh phong lo nghĩ không thôi chỉ sợ vân tường có gì ngoài ý muốn mà vân phong nhưng là ở một bên yên tĩnh suy xét vân tường có bầu tự nhiên bất có thể tham gia thế lực tiến đến dai càng không khả năng ở nơi này giai đoạn tăng cấp tôn thần một thiết đô muốn chờ hải tử bình an giáng sinh sau đó mới nói vân tưởng thế nhưng là vân gia trong thế hệ thanh niên thực lực đệ nhất nhân nếu như nàng xuất chiến không được vân gia tại thế hệ trẻ tuổi bên trong lại muốn phái ai xuất chiến mấy người khác hòa vân liệm vẫn có tranh lệ không nhỏ vân phong lần này dự định trợ vân tưởng đột phá tôn thần hào tham gia trận đấu hiện tại xem ra một thiết đô muốn từ giải thương nghị coi như vân tưởng kiên trì dự thi nàng cũng là sẽ không cho phép vân phong ngươi bây giờ đã hiểu ta nói chuyện ý tứ trắng khánh phong nhìn liễu vân phong một mắt tại xác định vân tưởng chỉ là ngất đi sau đó cuối cùng yên tâm lại vân phong mắt đen nhìn về phía trắng khánh phong ý của ngươi là nói đang chờ ta trở về thay thế vân tưởng xuất chiến đúng là như thế trắng khánh phong gật đầu vân tưởng mang thai bất quá một tháng chính là thời kỳ mấu chốt ta không có thể làm cho nàng có bất kỳ ngoài ý muốn, cũng may ngươi lúc này trở về vân tưởng không tham chiến vân gia cũng sẽ không thiệt hại cái gì vân phong nhưng là nhíu chặt lông mày vân tưởng là nhất định không tham nội chiến điểm ấy ta đồng ý nhưng mà ngươi đừng quên một lần này thế lực tiến giai có năm cái khâu ta muốn tham gia chế dược khâu tự nhiên là không thể lặp lại tham gia khác khâu mà vân gia sáu chế dược khâu ngươi không cần tham gia trắng khánh phong nhàn nhạt mở miệng vân phong nhữ mày đúng trắng khánh phong cũng là nhà bảo chế thuốc nàng ngược lại là suýt nữa quên điểm này tuy trắng khánh phong chế dược thực lực không thấp nhưng hắn liền nhất định có thể khuất nhục khác sao chớ coi thường ta trắng khánh phong nhữ mày ta về mặt thực lực có thể không sánh bằng người khác nhưng ở chế dược phương diện cũng không có mấy người có thể thắng được ta vân phong cười nhạt ngươi phải biết lần này thế lực tiến giai đối với vân gia trọng yếu năm cục ba tháng tại chế dược trong vòng này vân gia nhất định phải thắng trắng khánh phong câu lên khoe môi ta tự nhiên sẽ hiểu cấp bậc tông sư dược tề ta mặc dù làm còn không như thế nào thuật tay nhưng muốn thành công cũng không phải việc khó cấp bậc tông sư vân phong kinh ngạc nghĩ không ra trong vòng 5 năm nhận được tăng lên không chỉ có là người nhà họ vân trắng khánh phong chế dược tiêu chuẩn cũng là để thăng không nhỏ cấp bậc tông sư dược tề nếu như không phải việc khó nghĩ đến vân gia duy nhất đối thủ thân đồ nhà cũng nhiều lắm là như thế thân đồ nhà vô cùng có khả năng ở nơi này khâu bên trên tỉnh ngoại viện ngươi muốn nhiều làm chút chuẩn bị vân phong nghĩ đến trên đấu giá hội cấp đoạt vô trọng quả cũng là thân đồ nhà cái này cũng chứng minh thân đồ nhà tồn tại có thể qua chế tạo ra vô trọng chất thuốc nhà bào chế thuốc cấp bậc tông sư nhị tinh người muốn tham gia chế dược khâu liền sẽ đến dạng này cấp bậc trắng khánh phong nhiễu chặt đỉnh lông mày cấp bậc tông sư nhị tinh sao sáu xem ra thân đồ nhà quả nhiên khó giải quyết mặc dù có chút khó khăn bất quá ta sẽ cố gắng đạt đến trắng khánh phong nhìn xem hôn mê vân tưởng khỏe mắt chảy ra một tia ánh sáng lưu hòa vân phong trong lòng trần an trắng khánh phong làm một tiết đô là vì liễu vất liệu nhận được dạng này một người đầu bạc giang long vân tưởng trước đây quả nhiên không có nhìn lầm tất nhiên dạng này chế dược khâu liền giao cho ngươi đối với trang khánh phong thực lực vân phong cũng có mắt cùng nhìn trang khánh phong thân phận cũng tự nhiên có thể vân gia con rể tự nhiên bất là người ngoài như vậy chính mình tham gia tham chiến đến thế hệ trẻ tuổi khâu bên trong vân gia cũng sẽ không ăn thiệt thòi vân tưởng có thai tin tức này nói cho ba vị trường lão có hay không vân phong vấn đạo trang khánh phong lắc đầu ta tạm thời ai cũng chưa hề nói chính là sợ tiểu tưởng đã biết sẽ có cái gì bất lương phản ứng ngươi đã trở về ta ngược lại thật ra có thể triệt để yên tâm vân phong gật gật đầu tin tức này ba vị trường lão biết được tất nhiên sẽ mười phần vui mừng từ trên xuống dưới nhà họ vân cũng nhất định sẽ mừng vui gấp bội xung kích tôn thần sự tình chờ sau này lại nói đây là tự nhiên một thiết đô muốn chờ tiểu tường sinh sản sau trắng khánh phong mở miệng vân phong đứng dậy người tốt nhất chiếu cố vân tưởng ta rời đi trước trắng khánh phong cũng đứng dậy yên tâm ta tự nhiên chiếu cố tốt nàng sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm vân phong cười quay người rời đi một biển cả đi theo bên cạnh nghe được liễu vân phong thật thấp tiếng cười một biển cả vân ra lại có một cái sinh mạng nhỏ muốn sinh ra vân phong trên mặt mang mừng rỡ một biển cả cũng câu lên vẻ tươi cười vân phong mắt đen nhìn về phía trước vân ra trở lại nhất đẳng gia tộc chi vị coi như là ta cho của đứa nhỏ này quá ra mắt bởi vì vân tường mang thai vân gia tham gia thế lực tiến cấp nhân tuyển xảy ra tương đối lớn biến động vân phong trực tiếp thay thế vân tường xuất chiến còn tốt có trắng khánh phong tồn tại không phải vậy vân gia tại chế dược cái này khâu bên trên căn bản không có nửa điểm phần thắng trước đây chiêu một cái hội chế dược con rể vân gia cũng là mười phần may mắn năm cái khâu chế dược cùng thế hệ trẻ tuổi so đấu vân gia mười phần chắc chín muốn đem thân đổ nhà không ra ngoài dự liệu kéo rơi xuống mã liền muốn nhắm ngay cái này cái thứ ba nhất định thắng hạng mục tổ trưởng so đấu tự nhiên bất có thể mặc dù vân gia ba vị trưởng lao chưa chắc liền so thân đồ ra chủ kém nhưng nếu là ở nơi này một vòng tiết bên trên thực lực của trưởng lao dùng quá nhiều quá liều mạng một khi phát sinh ngoài ý muốn gì vân gia tất nhiên sẽ thiệt hại nghiêm trọng trưởng so đấu một phân đoạn này dĩ nhiên chính là tùy tiện ứng phó liền có thể vân gia ba vị trưởng lao thực lực đều phải nhận được trăm phần trăm bảo tồn để phòng vật nhất tiếp theo là thay đổi thứ hai so đấu vân gia niên kỷ dài một cùng thế hệ thực lực bình thường cũng là định hình tại nơi coi như có thể thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành đề thăng hiệu quả cũng chưa chắc liền sẽ tốt bao nhiêu cũng rất dễ dàng tạo thành không cần thiết sau này phiền phức một phân đoạn này cũng chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực lại chỉ có cái cuối cùng câu gia tộc nội tình so đấu gia tộc này nội tình rốt cuộc muốn so cái gì bây giờ còn không biết được nếu là muốn so lấy ra đồ vật chân quý trình độ vân phong tin tưởng kim đỉnh thụ tồn tại định nhiên hội nhượng vân nhà có rất lớn phần thắng dù sao thân đồ nhà duy nhất viên kia kim đỉnh thụ thế nhưng là bị vân phong móc tới thân đồ nhà bảo kính bên trong cũng không còn lại bao nhiêu gia tộc này nội tình trừ phi là sau so lưng bồi dưỡng thân đồ nhà đại thủ lại chịu Chợt rút, nếu không vân ra tất thắng không thể nghi ngờ trợ giúp có thể trợ giúp đồ vật gì vân phong lánh cười dưới gầm trời này quý hiếm dị bảo có lẽ rất nhiều nhưng nàng có tuyệt đối không so với người thiếu Cực phẩm tinh thạch thú long điện linh mẫn ngọc bội còn có kim đình thụ ở trong đó bất kỳ một cái nào đều đủ để chấn kinh thế nhân chớ đừng nhắc tới vân phong khế ước mỗi cái huyết thống phi phàm ma thú súng bỏ nở ma thú tự nhiên cũng có thể tính toán tác gia tộc nội tình một bộ phận vân phong cười tính tới như vậy thân đồ nhà tại nội tỉnh phương diện này có thể so sánh bất quá vân ra vân tường mang thai hỏa vân phong quay về tin tức chuyển khắp vân ra vân phong trở về nhượng vân người nhà đều là thợ phào vân tưởng tin tức mang thai nhuộm vân người nhà vui vô cùng ba vị trường lão cũng là một mặt vui mừng một cái sinh mạng nhỏ sắp sinh ra từ trên xuống dưới nhà họ vân đều là mừng rỡ dị thường còn lại là vân Tường hải tử cũng chính bởi vì cái này sắp sinh ra sinh mạng nhỏ vân tưởng cũng không thể như trước đó đồng dạng tự do hành động biết mình không thể tham gia lần này thế lực tiến đến dai vân tưởng trong lòng tuy co không lớn nhưng vì mình bảo bảo cũng chỉ có thể thỏa hiệp chỉ bất qua cái này toán khí hay là mớn ra trang khánh phong tự nhiên trở thành tốt nhất nơi chút giận đều là ngươi cái này nóc tử có thể là bởi vì người phụ nữ có thai cảm xúc không quá ổn định mỗi một ngày từ vân tường trong viện đều có thể chuyển tới tương tự âm thanh trang khánh phong mặc dù bị làm nơi chút giận nụ cười trên mặt nhưng là không có chút nào giảm bớt có thể chứng minh hắn tương đương thích thú vân phong trở về tin tức chuyển ra sau đó người nhà họ vân cũng không có mảy may che giấu hào phóng đối ngoại tuyên cáo vân phong đã quay về vân phong trở lại nội vực tin tức để những người khác gia tộc đều cũng có chút kinh ngạc vốn cho là vân phong sẽ không trở về nhưng là nghĩ không ra tại như thế mấu chốt tiền kỳ nàng đúng hạn mà tới vân phong đã trở về thân đổ ra chủ nghe thế tin tức rõ ràng sưng sờ tiếp lấy gân xanh trên trán đột nhiên bạo khởi năm năm này bên trong không có tiêu trừ lựa dẫn vốn cho rằng không chiếm được sơ giải lại không nghĩ rằng vân phong lại còn dám nên ngang trở lại nội vực là gia chủ tin tức xác thực không sai thân đồ gia chủ nắm đấm cầm chặt chẽ nàng ngược lại là thông minh biết muốn tạm thời gian trở về nếu là về sớm tới một đoạn thời gian hắn nhất định nhiên hội tìm một cơ hội tự mình tính sổ sách nhưng bây giờ thế lực tiến giai sắp đến thực sự không thể đổ nhạ sự đoan cái này vân phong cũng chỉ có thể tạm thời để trước vừa để xuống bất quá thế lực tiến giai sau đó hắn nhất định nhiên hội đích thân tìm nàng tính toán rõ ràng bút chứng này dương cách đâu có phải hay không cùng nàng đồng thời trở về? Thân đổ gia chủ Huyệt Thái Dương đập mạnh mấy lần, nghĩ đến Dương Ly Tâm bên trong cũng là có một cỗ lửa vô danh, hắn lại dám giúp người ngoài móc sạch chính mình, này Nhi tử không cần cũng được. Không thấy, lần này Vân Phong là tự mình trở về, bên cạnh cũng không có bất luận kẻ nào. Thân đổ gia chủ nghe xong mày nhăn lại, Dương Cách chưa có trở lại nội vực cũng coi như là trong dự liệu, cái tiêu lịch tử về sau có rất nhiều cơ hội thu thập, bây giờ trước đem thế lực tiến giai bực này đại sự vượt qua, lường trước không tệ Vân gia định nhiên hội phát động tiêu chiến, mà lần này cũng là thân đồ hỏa vân nhà vừa cởi ân đoán cơ hội, thành tựu là vương, bại chính là khấu gia chủ nạp khê nhất tộc người sáu thân đổ gia chủ hai mắt sáng lên cỡ nào kêu gọi nạp khê nhất tộc người không dễ dàng như thế mặc dù lần này tới chỉ là một thanh niên nhưng thực lực không thể khinh thường nếu như có thể lôi kéo hảo lần này quan hệ thân đổ nhà lấy được sẽ càng nhiều là bẩm báo tin tức người lập tức xuống thân đổ gia chủ thân thể nương đến trên ghế dựa trong đầu nghĩ đều là lần này thế lực tiến cấp sự tình nếu như lần này thân đổ nhà bị tốn xuống ngựa sau này cảnh ngộ cũng sẽ không hảo đi đến nơi nào nhưng bây giờ nạp khê nhất tộc lại có thể có người tới nội vực điểm ấy là thân đổ gia chủ không nghĩ tới này có được coi là phóng lên trời cho thân đồ nhà một cơ hội thân đồ gia chủ nắm chặt song quyền vân ra lần này ta nhất định để các ngươi vĩnh viễn rời đi nội vực thân đồ nhà một chỗ Để từ nạp khê nhất tộc quý khách vừa vẫn ăn được uống cùng bái trong phòng cầm y ngọc thực thật là xa hoa nhưng ngồi ngay ngắn ở đó nhân nhưng là mười phần nổi nóng một mặt tâm trầm nghĩ tới hôm nay hỏa vân phong chạm mặt ngọc liên lửa giận sẽ không đánh một chỗ tới hung hăng cắn môi Hảo một cái phách lối vân phòng chính mình hôm nay lời nói này thế mà không để cho nàng tức giận tâm tư của nàng ngược lại là rất nặng cũng không phải một cái dễ đối phó ngọc liên lần này là tự mình rời đi nạp khê nhất tộc nạp khê nhất tộc vốn là ở thế tộc nhân cũng không dễ dàng rời đi tộc đàn nhưng ngọc liên thông qua một ít thủ đoạn đặc thù biết được liêu vân phong tin tức đã sớm ép không vội nhưng muốn cho vân phong nhất cái ra vai phủ đầu vốn cho rằng bằng răng ba câu cùng nàng thực lực liền có thể nhuộm vân phong ngoan ngoãn ra khỏi lại không được nghĩ vân phong căn bản không có mảy may dao động làm y ca, ca làm sao lại ưa thích nữ nhân như vậy ngọc liên tức giận nghiến răng nghiến lợi tôn thần tam cấp sáu như thế nào xử mới ngọc liên vốn định dùng thực lực của mình tương vân phong giải quyết đi nhưng nàng là tự mình đi ra như ở đây dẫn phát sự cố bị nạp khê nhất tộc tộc trưởng biết được nàng kết quả cũng chỉ sợ sẽ không tốt hơn đi đến nơi nào lại giả thuyết vân gia trước kia hoàn toàn chính xác hòa nạp khê nhất tộc tương xứng ngọc liên trong lòng mặc dù tức giận nhưng vẫn là có mấy phần kiếm kỵ giết liếu vân phong nhất định nhiên hội bước lên vân gia cựu thị nạp khê nhất tộc nếu là bởi vì nàng mà trọc phiền phức phàm là nạp khê nhất tộc người cũng sẽ không buông tha nàng sớm muộn cũng có một ngày sáu ngọc liên đoán hận nói một câu không thể ra tay để cho nàng mười phần hợp vực mà lần này tự mình ra ngoài cũng muốn nhanh đi về không phải vậy bị phát hiện nhưng là nguy rồi về sau như tại nạp khê nhất tộc nhìn thấy nàng nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình ngọc liên trong lòng nghĩ như vậy nhưng là không biết tại vân phong đạp vào nạp khê nhất tộc thổ địa thời điểm đã sớm không phải nàng ngọc liên có thể so sánh là chỉ có thể để cho nàng ngưỡng mộ tồn tại thế lực tiến giai rất nhanh tới tới các đại gia tộc cũng đã giao lên thư khiêu chiến quả nhiên bất xuất vân nhà sở liệu tất cả khiêu chiến thi đấu đều cùng lường trước không sai biệt lắm mà khiêu chiến thân đồ nhà quả nhiên chỉ có vân ra một phương nội vực bên trong cũng bởi vì này chẳng thế lực tiến cấp đến mà càng ngày càng lửa nóng vân ra khiêu chiến thân đồ nhà đến cùng ai có thể ngồi trên cái này vừa đợi gia tộc chi vị tràn ngập lo lắng tại cực độ nóng bỏng bầu không khí bên trong thế lực tiến giai cũng cuối cùng là nên đón bắt đầu thời gian nội vực bên trong bảy gia tộc lớn lại muốn một lần thanh tẩy thực lực đều phải làm ra điều chỉnh lần này liên quan đến không chỉ có là cái này vừa đợi gia tộc chi vị còn có sẽ phải bị nội vực trục xuất chính là cái nào gia tộc thế lực tiến giai tổ chức địa điểm ở vào nội vực trong một chỗ rộng lớn địa vực bởi vì thế lực tiến giai liên lụy đến các đại gia tộc lợi ích cũng không tại một nhà trên địa bàn cử hành cái này rộng lớn địa vực đã sớm nhận được cải tạo xây lên tương đối rộng rộng bình đài bốn phía xem so tài diện tích cũng là mười phần rộng lớn bảy gia tộc lớn căn cứ vào khiêu chiến đẳng cấp khác biệt tuần tự tiến hành khiêu chiến, nhiên hoàn tất trình tự nhưng là không thay đổi theo lý thuyết ngũ hoàn tranh tài chia làm năm lần tiến hành mỗi một vòng tranh tài bao quát tất cả khiêu chiến ngày đầu tiên tiến hành tộc trưởng khâu so đấu ở trong đó bao quả tam đẳng khiêu chiến nhị đẳng cũng bao quát tam đẳng khiêu chiến nhị đẳng cũng không phải là hai cái gia tộc đối chiến đem ngũ hoàn nội dung duy nhất một lần so sánh thế lực tiến giai chính là trước khi bắt đầu trang diện đã mười phần nóng nảy đến từ nội vực lớn nhỏ gia tộc người quan chiến hết sức nhiều thế lực tiến giai ở bên trong vực nội vực bên trong thế nhưng là thế gian nghe tiếng đại sự tận mắt chứng kiến mấy gia tộc lớn địa vị biến hóa cũng là kiện thực vì vinh quang chuyện rất nhanh thế lực tiến cấp tranh tài địa điểm đều là kín người hết chỗ đều ở đây nghị luận lần này thế lực tiến cấp kết quả cuối cùng thậm chí có người đã bắt đầu đánh cực đứng lên bảy gia tộc lớn lục tục ngo ngoe nghe đến đông đủ chủ trì trận này thế lực tiến cấp tự nhiên là nhất đẳng gia tộc thân đồ nhà thế lực tiến giai không có tuyệt đối bình phán hắn giả bởi vì so đấu kết quả liếc qua thế ngay tất cả chạy đến người tham gia đều là đánh giá giả thân đồ gia chủ lúc đi ra mặt mày hớn hở nhìn qua cực kỳ tự tin dù sao bây giờ thân ở nhất đẳng gia tộc chi vị đang giận trên sân không thể thua nửa phần vân phong thân đổ gia chủ người bên cạnh hẳn là nạp khê nhất tộc người một biển cả ở một bên túi đầu nói một câu vân phong mắt đen quét tới là nàng cái này cái gọi là nạp khê nhất tộc người tới chính là ngày đó tại hòa bình chấn đối với vân phong khiêu khích mở miệng làm nhục vị kia vân phong chậm rãi nếp miệng thật đúng là hoàn ra ngó hẹp ngọc liên đứng tại thân đổ gia chủ bên cạnh thân cảm nhận được liễu vân phong ánh mắt ánh mắt quét tới hòa vân phong đụng vừa vặn không khỏi có chút nổi nóng nhất là nhìn thấy vân phong cái kia nụ cười như có như không càng làm cho ngọc liên bầu không khí vân phong nhàn nhạt đem ánh mắt rời nữ nhân kia nếu là nạp khê nhất tộc người tới vì cái gì không cao giọng tuyên dương ra thân phận của nàng chắc hẳn hẳn là vụ trộm tới đây tới đây mục đích sáu hơn phân nửa là vì nàng a nàng đối với ngươi có ý một biển cả thần sắc căng thẳng chút vân phong nhưng là không quan trọng câu môi không cần quan tâm nàng thế nhưng là sáu một biển cả nhìn liễu vân phong một mắt nàng sẽ không muốn hỏi một chút khúc làm ý lìa sự tình dù sao cũng là nạp khê nhất tộc người hỏi sau đó cũng tốt yên tâm không phải sao ta sẽ không hỏi nếu muốn biết lam ý như thế nào ta sẽ tự mình đi tìm hắn vân phong khai khẩu một biển cả cả kinh vân phong ngươi sáu dự định đi nạp khê nhất tộc con dâu xấu xí cũng là muốn gặp cha mẹ chồng húng chi đó là hắn sinh hoạt thổ địa ta tự nhiên là muốn đi bên trên khái đảo một biển cả có chút khiếp sợ nhìn xem vân phong nàng e rằng trong lòng sớm đã có cái chủ ý này đặt vào nạp khê nhất tộc thổ địa đi gặp khúc lam ý ỉa mà trong đó hung hiểm nàng tự nhiên cũng hiểu biết một biển cả dị sắc hai con ngươi loay lên bên môi lộ vẻ cười nàng chính là người như vậy ai à, trên đại thân đổ ra chủ cuối cùng nói xong kèm theo chung quanh một mảnh nhiệt liệt gieo họ thế lực tiến giai cũng chính là bắt đầu vân phong ngửa đầu lại lần nữa cùng ngọc liên hai mắt nhìn nhau ngọc liên lánh lánh nhất cười vân phong cũng là trở về lấy đồng dạng nụ cười ngọc liên khẽ giật mình vân phong đem ánh mắt rời bàn tay nắm chặt ta muốn để cho ngươi biết vân gia cũng không phải là ngươi có khả năng nghị luận gia tộc ta muốn nhường thế nhân biết vân gia sẽ từng bước một trở lại ban đầu vị trí đến người khác không cách nào siêu việt cao phong sáu đề lời nói với người xa lạ sáu ha ha nhìn thấy thân môn đối với ngọc liên hận nghiến răng nghiến lợi a nữ nhân này chính là vì điều hòa đại gia tâm tình đại gia liền cứ việc phát tiết ta ha 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 ngọc liên phần diễn còn sẽ có không quá nặng đầu hí kịch hẳn là tại nạp khê nhất tộc đại gia hiểu a tiểu phong phong như thế nào dám làm thì nàng a ha 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 ha, ha. 381 chương thứ 917 chế dược mấu chốt là viên thịt thế lực tiến giai chính thức kéo ra màn che, căn cứ vào khiêu chiến cấp bậc khác biệt vòng thứ nhất trước hết nhất đang chẳng là khiêu chiến nhị đảng gia tộc Bách Lý gia phương gia, bảy gia tộc lớn một cái cũng không có rơi xuống, tất cả đều là người dự thi, này ngược lại là cùng dĩ vãng tình huống có chút khác biệt, lần trước thế lực tiến giai thế nhưng là có mấy nhà vì của chúng, căn bản nhất mâu thuẫn chỉ tồn tại ở mây gia hòa thân. Đô một nhà. Phương gia gia chủ cùng Bách Lý gia chủ thượng tràng, Vân Phong đứng tại một cái góc nhìn xem trên này, nếu như nàng lượng trước không tệ, cái này vòng thứ nhất chính là một cái không có tác dụng đâu, không có khả năng có gia tộc nào tộc trưởng tại vòng thứ nhất bên trong liền như thế liều mạng dạng này cũng không phù hợp tộc trưởng thân phận nếu như thật sự thua đây chẳng phải là có hại khí thế có thể chính là lên đài lay một cái mà thôi đơn giản như vậy vân phong ý nghĩ quả nhiên bất sai trên đài hai vị gia chủ chỉ là nộp mấy lần tay tiếp lấy phương gia chủ liền chủ động ra khỏi bách lý gia chủ khinh thường nợ nụ cười hai người quay người xuống đài tiếp lấy ra sân là quý gia bảy gia tộc lớn bên trong quý gia xem như có chút xui xẻo bởi vì có vu gia hòa ngại ra hai cái tam đẳng gia tộc phát ra khiêu chiến theo lý thuyết nếu ứng nghiệm chiến hai lần quý gia rất rõ ràng bị thiệt lớn vô cùng có khả năng bị kéo xuống mã quý gia chủ lên đài thời điểm sắc mặt thực vì âm trầm vân phong như có điều suy nghĩ nhìn xem quý gia chủ một vòng này đối với người khác là một cái bài trí nhưng đối với quý gia cũng không phải vu gia hòa ngải gia tự nhiên bất sẽ bỏ qua một lần này chiến thắng cơ hội hai nhà bọn họ tương đương hợp lực đánh một cái địch nhân quý gia đối mặt khó khăn là gấp đôi quả nhiên vu gia hòa ngải gia hai nhà gia chủ cũng không có nhường ý tứ hai người mặc dù tuần tự ra sân nhưng chỉ cần một người trước hao hết quý gia chủ bộ phận thực lực đằng sau cái kia liền sẽ chiếm hưu ưu thế mặc dù quý gia chủ thực lực không tệ nhưng hai chọi một ở vào yếu thế hắn chúng quy là thua trận quý gia tại vòng thứ nhất xa xuất bại quý gia nguy cơ rõ ràng gia tăng vu gia hòa ngại gia liên thủ tại vòng thứ nhất bên trong thất bại quý gia hai nhà gia chủ rõ ràng thực vì đắc ý thân đổ gia chủ cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười nếu như quý gia lần này bị kéo xuống nhị đẳng gia tộc chi vị vu gia hòa ngại gia bên trong nhâm hà nhất cái thừa vị thân đổ gia đội đối với không rõ ràng lại mở rộng rất nhiều vân phong trong lòng thầm nghĩ coi như đem thân đổ gia đá ra nội vực nhân thân đồ thế lực trong tay còn tại xem ra cái này nhị đẳng gia tộc vị trí không thể phát sinh biến hóa bằng không đối với vân gia cũng là bất lợi vân phong lần này cũng không phải là muốn đem thân đồ kéo xuống nhất đẳng gia tộc bảo tọa đơn giản như vậy nàng muốn đem thân đồ ra đá ra nội vực trước đây vân gia bị hết thảy muốn gấp trăm lần nghìn lần còn cho hắn vân phong trong đầu của quay đi quay lại trăm ngàn lần cái này bảy gia tộc lớn bên trong lợi ích liên hệ cũng không phải là không gì phá nổi thân đồ ra sở dĩ có thể trưởng khống nhiều như vậy gia tộc chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu nhưng bảo kính đều bị móc sạch thân đồ ra sau này hát còn có đồng dạng năng lực trưởng không sao chưa hẳn trận thứ ba chính là vân ra đối với thân độ gia lần này xuất chiến vì mây ra đại trưởng lão đại trưởng lão tung người nhảy lên thực vì phiêu giật rơi xuống trên bàn thân độ gia chủ cũng ép không vội nhưng nhảy lên lôi đài lập tức lên tay chính là lôi đình công kích nhưng công kích này còn không có dùng ra chỉ nghe mây ra đại trưởng lão nhẹ bóng mở miệng bỏ quyền bỏ quyền hai chữ vừa ra thân độ gia chủ động tắc cứng ngắc tại nơi mây ra đại trưởng lão nhưng là cười nhạt phiêu giật xuống này ngay tại trên bàn lắc lư một vòng cái gì cũng không làm thân độ gia chủ đứng ở trên đài mặc dù thắng nhưng cái này thắng ít nhiều có chút bị bố thí ý vị mây ra đại trưởng lao vân đạm phong khinh cùng thân đồ gia chủ gấp gáp táo bạo tạo thành so sánh rõ ràng Nhưng bỏ quyền đều nói thân đồ gia chủ cũng không khả năng lại ra tay chỉ có nín khẩu khí này trở lại vị trí trước kia vốn là muốn nhất cổ tác khí mang đến ra vai phủ đầu nhường mây ra đại trưởng lao xám xịt xuống đài nhưng lại bị đối phương đi trước một bước nắm bắt thời cơ quá tốt rồi ngọc liên đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem mây ra đại trưởng lão như thế tiêu sái tư thái để cho nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần vẫn ra tựa hồ so với nàng nghĩ nếu không thì đồng dạng một chút bất quá dùng lời này cuối cùng tiểu thủ đoạn cũng bất quá như vậy thôi vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc ngày thứ nhất tranh tài cũng sắp tốc hạ màn kết thúc đám khán giả cũng đều biết cái này vòng thứ nhất đơn thuần giả vờ giả vịt chân chính đặc sắc là ngày thứ hai nấc thang thứ hai thế lực so sánh còn có sau này cái kia mấy vòng mới thật sự là đặc sắc xem chút chỗ vòng thứ nhất kết quả cũng không có bao lớn kỳ quái cơ hồ cùng trong lòng mỗi người lớn trước một dạng giả vờ giả vịt vòng thứ nhất kết thúc ngày thứ hai so đấu nhưng là nấc thang thứ hai thế lực bảy gia tộc lớn đều ở đây riêng mình doanh địa nghỉ ngơi nên đón ngày thứ hai tranh tài vân ra trong doanh trại vân gia tam vị trưởng lão hòa vân phong cùng một chỗ nói đến hôm nay tranh tài trên mặt mỗi người đều mang ý cười thân đồ ra mặc dù thắng nhưng thắng không có chút nào thoải mái vân gia nhị trưởng lão nói một câu mây gia đại trưởng lão cười ha ha vân gia tam trưởng lão ở một bên cũng thực vì cao hứng thân đổ ra chủ sắc mặt quả thực dễ nhìn nha đầu ngươi đề nghị này ngược lại là cho thân đổ ra một cái oi bức mây gia đại trưởng lão tán thưởng nhìn xem vân phong lên đài hoàng nhất hạ liền bỏ quyền là vân phong gia chủ ý nguyên bản mây gia đại trưởng lão là chuẩn bị đánh lên mấy tay vân phong gia cái chủ ý này sau đó mây gia đại trưởng lão suy nghĩ một chút cũng không tệ cũng liền làm như thế nhận được tốt hiệu quả vân phong cười thân đổ gia chủ nhất định phải tại vòng thứ nhất cho vân gia mang đến gia vai phủ đầu cái này cũng chỉ có chính mình ăn nói bức quý gia lần này cũng là bị thua tình huống cũng không lạc quan vân gia nhị trưởng lão nhữ mày mở miệng nếu như ngại gia hòa vu ra bên trong một cái thợ vị nhị đẳng gia tộc cũng là tại thân đổ gia trong không chế đối với vân gia hoàn toàn chính xác có chỗ bất lợi vân gia tam trưởng lão gật đầu mây gia đại trưởng lão nhưng là cười ha ha hòa vân phong lướt nhau không cần quá nhiều lo lắng rất nhanh chúng ta thì có quý khách tới cửa mây gia đại trưởng lão vừa dứt lời chỉ nghe bên ngoài có người nói ba vị trưởng lão quý gia gia chủ tới chơi vân gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đối mặt nợ nụ cười trong lòng hai người cũng là sáng tỏ vân phong đứng dậy liền muốn lui ra ngoài nhiên mây ra đại trưởng lão nhưng là cười ha hả lắc đầu nhường vân phong lưu lại mong mời quý gia gia chủ đi vào một lần quý gia gia chủ đi tới thời điểm nhìn thấy vân phong thế mà cũng tại trong lòng không khỏi trầm xuống xem ra vân phong tại vân nhà địa vị rõ ràng không gì sánh được trường hợp như vậy đều tại vân gia tam vị trưởng cái gì vị coi trọng hắn quý gia chủ nhìn vân gia tam vị trưởng lão còn có vân phong một mắt hít thật sâu một cái lần này hắn tới mục đích là vì tìm kiếm minh hữu quý gia lấy một trọi hai quá mức miết tưỡng sớm muộn cũng phải bị kéo xuống quý gia chủ cũng là người thông minh nhìn rõ thế cục quý gia hưng suy bao nhiêu quan hệ vân ra một chút cho nên quý gia chủ mới có thể đến đây thỉnh cầu trợ giúp đem chính mình ý đồ đến chứng minh quý gia chủ chờ vân gia tam vị trưởng lao trả lời hắn là chủ động tới kết minh tư thái thả rất thấp dù sao cũng là có việc cầu người lập trường khác biệt quý gia chủ trong lòng mặc dù bồn chồn nhưng ít nhiều vẫn là có chút tự tin vân gia không có khả năng bỏ mặc quý gia xuống ngựa bọn hắn leo lên nhất đẳng gia tộc chi vị tất nhiên cũng cần trợ lực đem thân đồ ra nanh vớt cùng nhau diệt trừ vân gia tam vị trưởng lão không có tỏ thái độ quý gia chủ có chút nóng lòng mây gia đại trưởng lão nhìn hướng vân phòng, nha đầu ngươi nhìn thế nào vân phong kéo nhẹ khoe miệng quý gia chủ tới trước ý tứ vân gia rất rõ ràng bất quá muốn đều là minh hữu vân gia có lựa chọn tốt hơn không phải sao quý gia chủ nghe lời này một cái sắc mặt lập tức một bước phương gia cuối cùng không sánh được quý gia nội tình huống hồ phương gia cũng sẽ không hòa vân nhà giao hảo sáu giao hảo điểm này ngược lại là không quan trọng chỉ cần nhị đẳng gia tộc cũng không thể bị thân đổ ra chỗ bảo trì là đủ rồi quý gia chủ ngươi nói đúng không nhưng mà nếu như quý gia xuống ngựa đối với vân gia cũng không chỗ tốt nếu như hai nhà có thể kết thành đồng minh sáu quý gia chủ vân phong nhẹ nhàng đánh gãy quý gia chủ mà nói minh hữu là song phương đều bình đẳng trên cơ sở thiết lập nhưng bây giờ quý gia hòa vân gia cũng không bình đẳng cho nên minh hữu sáu là không thể thực hiện được quý gia chủ mặt mo đỏ ửng quý gia vì nhị đẳng gia tộc mặc dù lần này hạ mình đến đây cầu vân gia trợ giúp nhưng trong xương bao nhiêu phải không nguyện ý chỉ cần quý gia vượt qua lần này nguy cơ như cũ vẫn là nhị đẳng gia tộc vân gia lưu động tính chất quá lớn quý gia cũng không tốt chắc chắn minh hữu điểm này đánh là sát biên cầu vân gia được thế quý gia được lợi vân gia thất thế quý gia cũng không mất mắt gì tóm lại là ta đạt được ngươi trợ giúp vượt qua cảnh khó ngươi như thế nào ta nhưng là mặc kệ vân phong hắn không rõ đạo lý này trong đó quý gia đem tính toán phát đôm nốt văng dội muốn thu được trợ giúp còn không muốn xuất lực tự nhiên là không thể nào vân phong bây giờ đem quý gia chủ đẩy lên một lựa chọn biên giới hoặc là quý gia trở thành vân gia quy thuộc hoặc là không bàn nữa quý gia chủ ngươi cảm thấy thế nào vân phong môi đỏ cười nhạt nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu quý gia chủ có chút chật vật vân phong quả nhiên bất là dễ đối phó nàng ngược lại là đem chính mình tâm tư nhìn cái nhất thanh nhị sở nhưng tại bây giờ lúc này quý gia còn có khác lựa chọn sao trở thành vân gia quy thuộc cũng không phải chuyện gì xấu nhiều lắm là địa vị thấp một chút những thứ khác cũng sẽ không biến nếu như mất đi cơ hội này quý gia vận mệnh có thể tưởng tượng được hảo ta đáp ứng quý gia chủ cuối cùng mở miệng vân phong cười ha ha quý gia chủ không cần nghĩ quá nhiều vân gia cũng sẽ không muốn quý gia làm chuyện gì quý gia vẫn là quý gia vân gia tam vị trưởng lão đều là vui mừng nhìn xem vân phong không sai vân gia chính là chỗ này giống như mặc dù nói muốn ngươi làm quy thuộc nhưng cũng sẽ không thật sự coi thường ngươi vân gia cũng không từng coi thường nhâm hà nhất người cũng chưa từng áp ý lợi dụng nhâm hà nhất người quý gia chủ khẽ giật mình sau đó cười khổ một tiếng nhìn xem vân phong nụ cười bất đắc dĩ lắc đầu thôi đi theo vân gia quý gia lộ cũng chưa chắc có bao nhiêu khó khăn đi mới là quý gia chủ tìm được trợ giúp rời đi vân gia trước mắt nhiều hơn một đạo trợ lực cái này trợ lực có thể phát huy tác dụng vẫn là tại cuộc sống tương lai bên trong quý gia khâu thứ nhất đã thua vân gia tự nhiên bất có thể đem người trực tiếp cho mượn đi dù sao quan hệ này cũng không tốt nói người không thể mượn nhưng đồ vật nhưng là có thể mượn từ bảo kính bên trong vơ vét thân đồ ra vũ khí có rất nhiều có mấy cái tôn thần vũ khí vân phong cũng hào phóng cho mượn một cái cho quý gia quý gia chủ lập tức vui vẻ ra mặt tạo ra tranh tài xong sau đó nhất định của về chủ cũ vân phong không xác định quý gia chủ lời nói thật giả dạ. nhưng quý gia nếu như thật sự không trả cái kia hai nhà vừa thành lập được phần này hữu nghị cũng sẽ lập tức đánh mất vân gia không kém thanh này tôn thần vũ khí nặng là cái này hứa hẹn nếu như quý gia chủ thủ tín vân gia đem vũ khí này đưa tiễn cũng không đau lòng có tôn thần vũ khí quý gia kế tiếp khâu bên trong chiếm hữu rất lớn ưu thế mặc dù ngại gia hòa vu gia cũng từ thân đổ ra nâng nữa, nhưng thân đồ ra bảo kính đều bị vân phong chuyển đến bọn hắn còn có bao nhiêu vốn liếng đi đỡ cầm vân phong suy nghĩ một chút cuối cùng hạ quyết định chú ý tranh thủ được quý gia tự nhiên cũng không thể lãng quên phương gia vân gia sẽ không đối phương nhà yêu cầu cái gì nhưng hữu thiện trợ rút tin tưởng phương gia chủ hẳn là sẽ không cự tuyệt mới lạ rất nhanh vòng thứ hai tranh tài kéo ra màn tre mặc dù vòng thứ nhất chính là giả vờ giả vịt nhưng bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt hiện trường nhiệt huyết không ngừng trò hay cũng là một hồi so một hồi dễ nhìn mà vòng thứ hai chính là trò hay trận đầu lần này đầu tiên ra sân là bị khiêu chiến quý gia vu gia hỏa ngại gia thay nhau khiêu chiến ba cái gia tộc tuyển thủ đều là trung niên đồng lứa vu gia hỏa ngại gia nhân rất hiển nhiên là nhất định phải được nhưng làm quý gia tuyển thủ lộ ra vũ khí thời điểm hai cái gia tộc người triệt để trận tròn mắt đứng tại chỗ cao nhất thân đồ gia chủ con người hung hăng co dù lại gắt gao nhìn chằm chằm món vũ khí kia nắm đấm cầm chặt chẽ chặt chẽ đó là bảo kính bên trong thân đồ gia vũ khí hơn nữa còn là tôn thần cấp bậc vũ khí tôn thần cấp bậc vũ khí vừa ra không khí hiện trường đột nhiên lên cao đến một cái trình độ vu gia hòa ngại ra hai cái tuyển thủ chỗ cầm vũ khí đều là tôn hoàng cấp đừng tự nhiên bất có thể là quý gia đối thủ quý gia mặc dù ngay cả chiến hai trận nhưng nhẹ nhõm chiến thắng lần này đại nghịch chuyển nhường tất cả mọi người ăn no thỏa mãn chỉ có thân đồ gia chủ tức giận rằng kéo kẹt văng dội mây ra hỏa quý ra thậm chí ngay cả thành một mạch cầm thân đổ ra đổ vật đi lôi kéo người khác Hảo một cái vân ra hảo một cái vân phong kế tiếp phương ra hòa bách lý ra đối chiến càng làm cho nhân đại ngoài dự kiến bởi vì phương gia tuyển thủ cũng là lấy ra tôn thần cấp bậc vũ khí thân đổ ra chủ mắt cơ hồ muốn bị tơ máu dính đẩy. vậy vẫn là thân đổ ra bảo kính bên trong vũ khí vừa nghĩ tới bị vơ vét sạch sẽ bảo kính thân đổ ra chủ phát cáo đều nhanh hộp máu nhìn mình đồ vật từng cái xuất hiện ở trong tay người khác hay là người khác giao cho cái này oi bức là từng cơn sóng liên tiếp ngọc liên đằng sau nhìn xem cũng có chút giật mình tại nàng trong nhận thức biết những gia tộc này căn bản không có khả năng có tôn thần cấp bậc vũ khí lại không nghĩ rằng thật vẫn xuất hiện ừ tam đẳng gia tộc cũng có tôn thần vũ khí ngọc liên thanh âm chuyện đến thân đồ gia chủ trong lỗ thai càng là một loại trầm trọng thân đồ gia chủ sắc mặt đen lúc thì trắng một hồi trận đầu không thể ra khẩu khí này trận thứ hai nhất định phải nhường vân ra dự thi người kia đánh gần chết bách lý gia tuyển thủ rất nhanh tại tôn thần vũ khí trước mặt thua trận phương gia hỏa quý gia tạm thời lật về ưu thế thân đồ cái này một thế lực chiếm đoạt ưu thế bị san bằng ba cái gia tộc đều là kinh ngạc bọn hắn căn bản sẽ không ngờ tới đối phương sẽ lấy ra tôn thần vũ khí, dù sao thân đổ ra đều không cho bọn hắn tôn thần vũ khí, có thể nói mơ mơ hồ hồ đều thua trận. Hai trận kết thúc, trận thứ ba liền đến phiên thân đồ hòa vân nhà so đấu, thân đổ ra chủ đã sớm đã phân phó ra tay tuyệt đối không được lưu tình, có thể tương vân nhà người chém chết trên lôi đài tốt nhất. Vân gia lên đài chính là thế hệ trước bên trong thực lực không tệ tôn thần cấp hai, thân đổ ra cũng là trình độ này, cả hai có thể nói là cao thấp chẳng phân biệt được, nhưng lộ ra vũ khí thời điểm, hiện trường nhưng là giật mình một phen, bởi vì Vân gia tuyển tay lộ ra chỉ là tôn hoàng vũ khí, mà thân đổ phương này nhưng là tôn thần. Hừ đều cho người khác lại không cho mình lưu ta ngược lại muốn nhìn nguyên lại như thế nào chết thảm trên đài thân đổ gia chủ mắt lạnh nhìn trên lôi đài trong lời nói chỉ là trâm trọng quý gia hỏa phương gia đều cũng có tôn thần vũ khí vân gia nhưng là không có điểm ấy ngoài dự liệu phương gia gia chủ cùng quý gia gia chủ giã là run lên trong lòng đối với vân gia tặng cho cũng là suy tư càng nhiều thân đổ gia lần này là ôm muốn tương vân người nhà giết chết ý niệm giao thủ sau khi bắt đầu thân đổ tuyển thủ một đường thế công quá mạnh vân gia tuyển tay chỉ có thể một đường né tránh liền xuất thủ cơ hội cũng là không có hảo tại vân gia tuyển tay cơ sở vững chắc củng cố mặc dù bị áp chế nhưng không có mất hết ưu thế tại một đường trở về thủ sau đó thân đổ ra tuyển thủ nhiều lần không thể tạo thành tổn thương khó tránh khỏi có chút táo bạo xem bộ dáng là muốn sử dụng cuối cùng chiêu số nhất kích tất sát người nhà họ vân nhìn thấy như thế hình thức cước bộ mánh liệt nhiên nhất cái triệt thoái phía sau thân đổ ra nhân bây giờ đã ẩn ngưỡng hảo hết thảy liền chờ chiêu thức kia ra ngoài lúc này vân ra tuyển tay lớn tiếng quát lên bỏ quyền cái gì thân đổ ra chủ huyện thái dương đột nhiên nhảy mấy lần lại là bỏ quyền lại là kẻ tại thời điểm như vậy vân ra đây là cố ý cố ý cho thân đổ ra khó coi còn kém một chân bước vào cửa thân đồ tuyển thủ bị tiếng này bỏ quyền tức thiếu chút nữa không có ngăn chặn mình trên khí vân ra tuyển tay nói xong câu đó nhẹ bóng xuống này chỉ lưu thân đồ ra tuyển thủ trên này không biết nên là như thế nào biểu lộ nào có bỏ quyền nói như thế tiêu sái hiện trường một mảnh xôn xao vân ra đã liên tục hai lần bỏ cuộc bọn hắn chẳng lẽ có năm chắc chắc thắng tiếp xuống ba về sao nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì bọn hắn nhưng chính là khiêu chiến thất bại a à? thân đồ ra đến lúc đó định nhiên bất sẽ bỏ qua vân ra vân ra rốt cuộc là nghĩ như thế nào quý gia chủ cùng phương gia chủ đều cũng có chút nghĩ hoặc vân ra liên tục hai lần bỏ quyền rốt cuộc là muốn như thế nào chẳng lẽ bọn hắn còn có hậu chiêu nghĩ đến vân phong hai vị gia chủ đều là bất đắc dĩ có lẽ vân gia xuất kỳ chế thắng pháp bảo tự nhiên là cái kia vân phong nàng định nhiên hội có kỳ chiêu mới là liên tục hai lần bỏ quyền vân gia ngược lại là có lá gan ngọc liên ở trên cao nhìn xem vân phong khỏe miệng mang theo khinh thường nếu như vân gia lần này bị trục xuất nội vực cái này vân phong cũng không có tư cách lại đến cùng với nàng cướp người một cái tịch mịch gia tộc xuất thân mà thôi vân phong có cái gì hơn được nàng có lẽ là cùng đổ mặt lộ thân đổ gia chủ lánh lánh nhất cười bỏ quyền cũng tốt bây giờ thân đổ ra chỉ cần thắng nữa một hiệp liền có thể tương vân nhà đưa vào chỗ chết cho dù vân gia có mấy cái vân phong cũng là vô dụng lần này thân đổ ra muốn triệt để đánh vân gia nhưng vân gia lại không quật khởi có thể đến nôi cái kia vân phong thân đổ ra chủ âm tàn nợ nụ cười hắn muốn đích thân giải quyết vòng thứ hai tranh tài lấy một loại có chút hí kịch hóa kết quả kết thúc quý gia hỏa phương gia đều là lật về một lần nhưng vân gia nhưng là liên tiếp hai lần chủ động bỏ quyền hình thức thực sự tràn ngập nguy hiểm có người thậm chí nhìn nói đùa vòng thứ ba vân gia vẫn như cũ sẽ chủ động bỏ quyền dạng này thuyết pháp rất nhanh đông đảo truyền bá nhưng người nhà họ vân nhưng là hoàn toàn lơ lễm trong mắt người ngoài vân gia đã đại thế đã mất thân đổ ra ngồi vững nhất đẳng gia tộc chi vị dựa theo vân gia liên tục bỏ quyền hành vi đến xem khiêu chiến thân đổ ra căn bản chính là một chuyện cười nguyên bản vòng thứ ba vì thế hệ trẻ tuổi tỷ thí nhưng không hiểu lại cảm nhận được vòng thứ tư đem chế dược khâu sớm đây coi như là một cái bất ngờ cử động vân gia doanh trại một góc Trắng khánh phong hòa vân liệm cùng một chỗ mặc dù vân tưởng có thai nhưng kiên trì muốn tới vốn là trắng khánh phong không đồng ý nàng đi theo nhưng về sau cũng không lay chuyển được cùng nhường hoạt bát hiếu động vân tưởng tự mình tại vân nhà sao thai còn không bằng tha tại có thể thấy tầm mắt bên trong trang khánh phong có thể thời khắc nhìn xem cũng là yên tâm chế dược khâu bị trước thời hạn vân phong đi vào sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trang khánh phong vân tưởng vừa nằm xong nghe nói như thế lập tức xoay người ngồi dậy trang khánh phong cẩn thận đỡ lấy vân Tường thân thể thần sắc trên mặt không biến sớm làm sao lại sớm một biển cả đi theo vân phong đi tới dị sát hai con ngươi mắt nhìn vân tưởng còn có trang khánh phong hẳn là thân đổ ra biết được trang khánh phong muốn tham gia chế dược hoàn tiết tin tức thật đúng là vô không bất nhập con rồi vân tưởng giận dữ nói một câu trang khánh phong tay khẽ vớt nàng một chút hậu bối đừng nổi giận cẩn thận hải tử Ngốc tử, ta sao có thể không nóng nảy phát hỏa? Không độc khí, thân đồ ra thật đúng là đáng giận muốn chết. Trắng Khánh Phong vô vô vân phong ngực, sắc mặt đạm nhiên mở miệng, cùng ta tới nói đều như thế, kết quả cũng là không thay đổi. Một biển cả như mày, xem ra ngươi là trong lòng có dự tính. Vân Tưởng tò mò nhìn mình Ngốc Tử trợn vu, trắng Khánh Phong khẽ miệng hơi hơi nhất câu, cẩn thận đỡ lấy Vân Phong thân thể, lúc này mới quay đầu nhìn về phía một biển cả, không nên coi thường ta, tại chế dược phương diện ta cũng không thấy được sò Vân Phong kém. Vân Tưởng đưa tay đột nhiên đánh một cái Trang Khánh Phong đầu, phát ra thanh thúy ba một tiếng, Trang Khánh Phong khẽ miệng co quắp mấy lần vân Tưởng ngượng ngùng xem vân phong mây cười ha ha hắn nói đúng là như thế hắn chế dược thực lực cũng không tại ta phía dưới ngốc tử ngươi thật sự có chắc chắn vân tưởng có chút hoài nghi trắng khánh phong có mắt trận trắng xúc động bất đắc dĩ thở dài tiểu tưởng ta mà là ngươi trợ phụ, ngươi cứ như vậy không tin ta sao vân tưởng mặt của trợ nhiên nhất hồng ta ta cũng không phải không tin ngươi xấu. chỉ bất quá cái này khâu du quan vân ra xấu. các bậc tông sư nhị tình, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vân phong nhìn xem trắng khánh phong trắng khánh phong quay đầu nhìn một chút vân phong hai thành chắc chắn ba vân tường tay nhỏ lại là một chút trang khánh phong thần sắc không thay đổi chỉ tương vân liệm tay một mực giữ tại trong tay mình hai thành chắc chắn còn gọi có năm chắc vân tường thở phì phò gầm nhẹ một câu trang khánh phong đầu lông mày nhảy mấy lần ta lời còn chưa dứt vân tường xứng sở vân phong mới đầu cũng có chút thất vọng nhưng nghe đến lời này không khỏi có chút chờ mong trang khánh phong ánh mắt quét đến vân phong trên bờ vai nhìn thực vì chuyên chú nguyên bản một mực ngây nô có chút nhàm chán viên thịt bị trang khánh phong ánh mắt để mắt tới thịt quần, quần thân thể một cái vọt lên khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt dữ tợn rất khó chịu hướng trang khánh phong lộ ra răng nanh vân phong phát giác được trắng khánh phong ánh mắt sau lưng sốc lên viên thị thân thể viên thị 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 thân thể trên không trung vùng vẫy mấy lần mắt to toát ra không cần như vậy mang theo tin tức của ta vân phong không để ý đến viên thị cũng chỉ có thể dùng mao nhung nhung cái đuôi một chút lại một lần đảo qua vân phong tay cóng, vân phong ngón tay của mang theo viên thị phía sau cổ đưa nó thị thịt, thịt mao nhung nhung thân thể nâng lên trước mắt trắng khánh phong tay chỉ phía trước một cái nó cho ta mượn dùng một chút ta có thể tăng lên tới tám thành tả hữu mượn viên thị tất cả mọi người ở đây bao quát viên thị cũng là xương sở vân tường nhìn xem vân phong trong tay xách theo viên thị lại nhìn trắng khánh phong ngốc tử ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mượn nó, nó xấu. nhìn qua hung muốn mạng, nhất là cái kia một ngụm răng nanh, nếu là cắn một cái mà nói xấu, vân phong nhíu mày, xách theo viên thịt nghe xong lập tức hướng về tráng khánh phong khó chịu gầm nhẹ. vậy cái kia, nhé nhé nhé. móng vuốt nhỏ cũng từ dưới lông đưa ra ngoài, xem bộ dáng là muốn nhào tới cho tráng khánh phong một ngụm. ngốc tử, cũng không cần cho mượn. nhìn xem viên thịt cái kia miệng đầy hàm răng sắc bén, vân tưởng tay không khỏi đèm tráng khánh phong tay cầm càng chặt một chút. tráng khánh phong thấp thanh nhất yếu, ta cảm thấy lần trước dược tề tranh tài chính là chỗ này đổ vật sau khi đi ra ngươi thành công chế tạo ra cấp bậc tông sư dược tệ, có thể thấy được nó tại chế dược quá trình bên trong cho ngươi tính quyết định trợ giúp vân phong mắt đen loại lên ngươi nói thật là không tệ bất quá sáu ta chế dược phương thức cùng ngươi căn bản vốn không cùng viên thịt cho ngươi mượn cũng là vô dụng trắng khánh phong nhưng là lắc đầu ngươi chế dược phương thức thực vì đặc biệt mặc dù ta bây giờ còn không hiểu ngươi nguyên lý nhưng ngươi chớ quên vô luận là loại nào chế dược phương thức bản chất đều là giống nhau mà hắn tại chế dược quá trình bên trong mấu chốt thích hợp với ngươi tự nhiên cũng thích hợp với ta vân phong có chút bất đắc dĩ viên thịt cái đầu nhỏ dao động cùng chống lúc lắc một dạng vậy cái kia vậy cái kia thân thể nhỏ không ngừng xoay a à xoay mắt to làm bộ đáng thương nhìn xem vân phong vân phong đem viên thịt ôm ở trong lòng bàn tay mắt đen nhìn thẳng trắng khánh phong ngươi muốn viên thịt giúp ngươi cái gì ta tự nhiên bất có thể muốn thứ này giống giúp ngươi như thế trợ giúp ta liền nó trước kia răng nanh ta còn muốn giữ lại mệnh bồi tiểu tường trắng khánh phong ôn nhu nhìn vân tường một mắt vân tường vẫn có chút khẩn trương vân phong trên bả vai cái kia so với nàng nhâm hà nhất chỉ khế ước ma thú đều phải hung ác đối với cấp bậc tông sư dược tề truyền thống chất thuốc chế tạo mỗi một cái trình tự đều phải càng tinh tế hơn chính xác nếu có nhâm hà nhất một chút lầm lỗi sẽ là công giá chẳng ta đối với cái này phương diện chắc chắn còn thiếu nợ hòa hậu cho nên ta mới nói chỉ có hai thành chắc chắn ta quan sát ngươi lúc chế thuốc đợi nó tựa hồ đối với dược liệu độ mẫn cảm rất cao ta muốn tại mỗi một cái trình tự phương diện nó cũng có thể trở thành một hoàn mỹ nhất cây cân cái cân vân phong mắt đen loại lên đã hiểu trắng khánh phong ý tứ ý của ngươi là nói tại chế dược mỗi một cái khâu ngươi nhường viên thịt làm chỉ là giám sát trắng khánh phong gật đầu không sai có nó giám sát ta tin tưởng ta mỗi một cái trình tự đều có thể đến hoàn mỹ như vậy ta có thể giảm bớt thất bại số lần tông sư hai sao dược tề sát xuất thành công tự nhiên cũng sẽ có tám thành thậm chí nhiều hơn viên thị không ngừng dãy rủa thân thể đột nhiên dừng lại một đôi mắt to nhìn thật sâu trắng khánh phong một mắt vân phong trầm mặc trắng khánh phong người này không đơn giản hắn chỉ có thể từ trong quan sát liền có thể phát hiện viên thị không giống bình thường chỗ tiến tới suy tính ra viên thị năng lực đặc biệt mặc dù hắn nói cũng không hoàn toàn đối nhưng là không rời mười vân phong nhàn nhạt câu môi đem viên thị cho hắn mượn ngược lại là có thể bất quá cũng phải nhìn viên thị bản nhân ý tứ vân phong đem viên thị nhắc tới mình trước mặt viên thị giúp hắn một lần viên thị mắt to nháy mấy lần cái mũi nhỏ hừ hừ một tiếng vân phong bất đắc dĩ nở nụ cười cổ tay chuyển một cái đem cực phẩm khoáng thạch nhét vào viên thịt trong miệng viên thịt toán trách nhìn vân phong một mắt nhưng ăn thực vì vui vẻ Trang khánh phong nhìn thấy cực phẩm khoáng thạch bị viên thịt ăn không khỏi kinh hãi lấy đồ lại là ăn cực phẩm khoáng thạch viên thịt hai gò má bị khoáng thạch nhét phồng vân phong buồn cười nhìn xem nó thời khắc này bộ dáng thực sự là khả ái đến cực điểm xem ra viên thịt là đạt tới hiệp nghị Trang khánh phong cũng là thở phào, cười nhạt một tiếng tiếp xuống dược tề tranh tài ta sẽ để cho vân gia thu được thứ nhất thắng lợi sáu đề lời nói với người xa lạ sáu kế tiếp chính là vân gia sân nhà Trang khánh phong cùng viên thị hợp tác ha 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 ts gần nhất khí trời nóng bức đại gia phải làm cho tốt để phòng chúng gió công tác ba trăm tám mươi hai chương thứ chín mười tám cắn chết ngươi chế dược khâu bị không hiểu sớm sau lưng ý nghĩa ai cũng không rõ ràng nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thế lực lên cấp tiến hành đám khán giả cũng không khẩn yếu là khâu nào ai trước tiên ai phía sau chế dược hoàn tiết tới cũng làm cho thế lực tiến giai có một cái chân chính chế dược trên phiến đại lục này bội thụ xem trọng mà nhà bào chế thuốc tồn tại cũng hiện lộ rõ ràng một cái gia tộc lực lượng dự bị mạnh đến mức nào nếu như một cái gia tộc có cường đại nhà bào chế thuốc gia tộc này có rất nhiều đồ vật bởi vì chế dược tính đặc thù bảy gia tộc lớn cùng một chỗ so đấu cùng nhau cử hành chế dược tranh tài về tâm lý cũng có thể nhường đám khán giả nhận được đại thỏa mãn bảy gia tộc lớn nhà bảo chế thuốc có thể cùng đại thi đấu cũng là rất lớn xem chút bảy gia tộc lớn cùng nhau chế dược chỉ cần nhìn khiêu chiến gia tộc và bị khiêu chiến gia tộc kết quả tỉ thí liên tốt không cùng bên ngoài gia tộc làm bất luận cái gì tương đối chế dược khâu một ngày này vẫn là người đông nghìn nghị sóng nhiệt như nước thủy triều đám khán giả cảm xúc bị trêu chọc đến rồi một cái cứ điểm nghị luận ở mỹ chế dược khâu thế nhưng là lo lắng đông đảo dù sao chế dược cùng thực lực cũng không phải thành tỷ lệ thuận mà luyện chế được dược tề lại sẽ là bực nào cấp sẽ có hay không có kinh người dược tề như thế đây đều là rất khó dự liệu tại rộng rãi trên đài cao bây giờ đã có bảy cái bàn dài phía trên trưng bày dược tề cần có đủ loại cơ sở công cụ bảy cái bàn dài nhìn từ xa có chút khí thế để cho người ta không tự chủ liền chờ mong hôm nay tỷ thí mà bảy gia tộc lớn chế dược những cao thủ cũng chờ lấy cái này nhất quyết thư hùng cơ hội tốt rất nhanh tại thân đồ gia chủ tuyên cáo phía dưới bảy gia tộc lớn tuyển thủ lên này trong bảy người có không ít gương mặt lạ xem ra rất nhiều gia tộc đều mời tới cái gọi là ngoại viện bảy người thân phận đều phải đem ra công khai bách lý gia là từ thân đổ ra trong tay mượn qua tới một người nhà bào chế thuốc ngại gia hỏa vu gia nhưng là dùng nhà mình gia tộc nhà bào chế thuốc quý gia cũng là gia tộc mình nhà bào chế thuốc phương gia cũng giống như thế so sánh tới nói mây gia hỏa thân đổ ra thì đặc thù nhất vân gia là trắng khánh phong trắng khánh phong thân là vân gia con dễ nói còn nghe được nhưng thân đổ ra vị nhà bào chế thuốc này rất rõ ràng không có ở thân đổ ra xuất hiện qua khi thế nhìn qua cũng không phải bình thường nói là hòa thân đổ ra có nào đó một cái quan hệ mắt sáng nhân nhất nhìn liền biết không phải chuyện như vậy vân phong nhìn xem thân đổ gia cái vị kia dự thi nhà bào chế thuốc là một vị rất lớn tuổi trung niên năm người hẳn là tại chế dược phương diện có không tầm thường thành cựu tại bảy gia tộc lớn người dự thi bên trong thuốc trắng khánh phong trẻ tuổi nhất những gia tộc khác người trẻ tuổi nhất cũng nhìn qua phải gần bốn mươi nhìn như vậy đi lên trắng khánh phong ngược lại là lộ ra nhất là không đáng tin cậy một chút khiêu chiến song phương láng giềng chế dược bảy gia tộc lớn nhà bảo chế thuốc nhóm cũng đứng tại chính mình trên vị trí vân gia tự nhiên hòa thân đổ ra liền nhau trắng khánh phong liếc mắt nhìn trên bàn dài cơ sở thiết bị cũng không có từng bị người dở trò ngược lại là yên tâm một chút vân gia con rể một bên đại biểu thân đổ ra dự thi trung niên nam người nghiêng đầu nhìn trắng khánh phong một mắt ánh mắt kia rất rõ ràng mang theo khinh thường ý vị có thể trong mắt hắn trẻ tuổi như vậy trắng khánh phong tại chế dược phương diện căn bản sẽ không có thành tựu trắng khánh phong như mày mắt đen nhìn lướt qua cũng không có mở miệng nói chuyện trung niên nam nhân nhất gặp cười nhạo lên tiếng tiểu tử ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi chút bản lĩnh ấy có thể thắng qua ta ngươi cũng đã biết ta là đẳng cấp gì nhà bào chế thuốc trắng khánh phong chi phối một chút trên bàn thiết bị lại lần nữa nghiêm túc cẩn thận kiểm tra một lần lúc này mới miễn cưỡng mở miệng ngươi là đẳng cấp gì nhà bào chế thuốc muốn nhìn ngươi có thể làm ra cái gì dược tệ, múa mép khô môi ai không biết trung niên nam nhân nhất giật mình sau đó lanh lanh nhất cười lần này vẫn chủ động bỏ quyền a hai lần trước bỏ quyền không phải rất sung sướng trắng khánh phong thấp thanh nhất tiếu đó là vân ra chuyện cùng ta trắng khánh phong không quan hệ ta sẽ không bỏ quyền ngần mắt đen lóe lên một vệt sáng trung niên nam người nghe xong khinh thường hừ một chút không lên tiếng nữa nói chuyện mà ở một bên xem cuộc chiến người nhà họ vân đều là bắt đầu có chút khẩn trương vân tưởng một đôi mắt nhìn xem trên đài cao Tráng khánh phong ngốc tử toàn bộ nhờ ngươi rất nhanh chế dược khâu chính thức bắt đầu bảy vị nhà bảo chế thuốc đều lấy ra dược liệu quy tắc rất đơn giản chỉ cần so đấu của người nào các loại chất thuốc cấp cao nhất hay là phẩm chất tốt nhất người đó là phe thắng lợi theo nhà bào chế thuốc nhóm bắt đầu có động tác chế dược khâu cũng chính thức mở màn vân phong nhìn nhìn trên bờ vai một mặt không tình nguyện viên thịt ngón tay thọc nó mao nhung nhung nhục thân tử viên thịt lúc này mới lòng không phục đứng lên mao nhung nhung cái đuôi trên không trung nhẹ nhàng một xoái thân thể nhỏ tung người nhảy lên hóa thành một đạo thẳng hát tuyến sông vào trên đài cao đảo mắt liền rơi xuống trắng khánh phong trên bàn hàng dài trắng khánh phong liếc mắt nhìn viên thịt thở phào viên thịt tốc độ nhanh căn bản làm cho không người nào có thể phát giác viên thịt mắt to nhìn lướt qua trắng khánh phong trước mặt những dược liệu này miệng nhỏ ngáp một cái cái mông nhỏ hướng về trên bàn dài ngồi xuống nhiều ta giám sát ngươi ý vị Trang khánh phong bất đắc dĩ cười cười vừa muốn bắt đầu dùng tay chuẩn bị chế tạo dược tề ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn một bên thân đổ ra nhà bảo chế thuốc bảy trên bàn dược liệu nhường trắng khánh phong hơi hơi giật mình một cái quả nhiên hắn cũng dự định chế tạo tông sư nhị tinh dược tề Trang khánh phong thấp thanh nhất yếu đồng dạng là nhị tinh xem ra hắn nhất định phải chế tạo ra xong mỹ phẩm chất mới có thể càng hơn một bậc hay là sáu tông sư tam tinh vậy cái kia viên thịt bất mãn kêu một tiếng trắng khánh phong đột nhiên hoàn hồn câu lên một tia cười lập tức vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng chuyên chú vùi đầu vào chế dược bên trong trên đài cao mùi nhà bảo chế thuốc tại riêng mình an bài đài bên cạnh bắt đầu dược tề chế tác toàn trường cũng dần dần tiến nhập một loại yên tĩnh không khí tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm đều ở đây mấy vị nhà bảo chế thuốc trên thân không còn gì khác vân phong mắt đen nhìn xem trên đài cao trang khánh phong còn có ngồi ở trên bàn dài viên thịt trong lòng cũng là không chịu được lo lắng viên thịt còn không có cùng bất luận kẻ nào từng có trực tiếp như vậy giao lưu trang khánh phong thật sự không có vấn đề sao nếu như viên thịt một cái tức giận cho trang khánh phong cắn một cái sáu nghĩ tới khả năng này vân phong cũng có chút đau đầu một bên một biển cả mở miệng giọng nói lạnh như băng tựa hồ có thể mang đến một hồi thanh lương viên thịt tất nhiên đáp ứng sẽ không có vấn đề vân phong nhìn xem viên thịt nho nhỏ thịt đồ đồ bằng lưng hy vọng như thế đi xấu. trên đài cao ngọc liên cũng không có cùng khác nhân nhất dạng đem ánh mắt vùi đầu vào mấy cái này nhà bảo chế thuốc trên thân nàng nhưng là đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào trắng khánh phong trên bàn dài đoàn kiêm màu trắng mao nhung nhung thân ảnh phía trên ngọc liên nhìn rất lâu nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn thân đổ ra chủ cười ha hả xoay đầu lại ngọc liên tiểu thư đang suy nghĩ gì ngọc liên mạch suy nghĩ bị đánh gãy có chút khó chịu lường thân đổ gia chủ một mắt vân ra dự thi nhà bảo chế thuốc trên bàn dài cái kia ma thú là chuyện gì xảy ra thân đổ gia chủ xứng sở ánh mắt quét tới khi nhìn đến viên thị thân ảnh sau đó con ngươi hơi hơi co rút đó là vân phong ma thú làm sao sẽ chạy đến tới nơi này vân phong ma thú ngọc liên đột nhiên nhữ mày ánh mắt lại tại viên thị trên thân xoay mấy vòng nàng thế mà không có nhìn ra ma thú này là cái gì chủ loại nàng cũng không có gặp qua sáu cái kia ma thú lại là vân phong sáu mặc dù ngoại hình nhìn qua cực kỳ phổ thông không có được tính công kích nhưng ngọc liên chính là biết na tiểu tiểu nhân một đoàn bạo phát tát hẳn có lực lượng kinh người dạng này ma thú thế mà bị vân phong tất cả nếu là vân phong ma thú tại sao lại xuất hiện ở nhà bảo chế thuốc này bên cạnh ngọc liên nhữ mày hỏi một câu như vậy có tính không phạm pháp quy tắc thân đồ gia chủ cũng nhìn mười phần nào tâm vân phong ma thú xuất hiện ở đây sao tất nhiên là vân phong bản nhân ý tứ chẳng lẽ vân gia tại chế dược khâu thật có hậu chiêu nhưng ma thú xuất hiện cũng không tính phá hư quy tắc về điểm này thân đồ gia chủ cũng không biện pháp nói cái gì ngọc liên lánh lánh nhất hử ánh mắt lại lần nữa quét đến viên thịt trên thân ma thú này rốt cuộc là cái gì xấu. tại nạp khê nhất tộc bên trong nàng nhưng khi nhìn qua không ít ma thú đồ giám nhưng một cái này cũng không phải bất kỳ một cái nào trong đó vân phong, xem ra ngươi thật sự không phải đèn đã cạn dầu vậy cái kia một mực ngồi ở trên bàn dài viên thịt cuối cùng đứng người lên trang khánh phong bây giờ đã đem dược liệu cần thiết đều điểm trung bình vì ba phần trong đó phần thứ nhất đang muốn bắt đầu bước thứ nhất viên thịt ở thời điểm này đi tới trang khánh phong hầu nghi nhìn viên thịt một mắt thấy nó mắt to nhìn mình chằm chằm trong tay dược liệu trang khánh phong đem dược liệu đặt lên bàn viên thịt cái mũi nhỏ hừ hừ một tiếng chậm gì gì đi tới lông nhung cái đôi đem dược liệu gầy ra có một chút liền bị gạt qua một bên viên thịt cái đầu nhỏ điểm một chút trắng khánh phong chúng quy là minh bạch lý tứ của nó đem đẩy ra những dược liệu kia để ở một bên xem ra vân phong con ma thú này đã đem hắn cần tinh chuẩn lượng chắc chắn tốt viên thịt cái mông nhỏ lại ngồi xuống mắt to nhìn trắng khánh phong động tác mà một bên trung niên nam người nhìn thấy viên thịt xuất hiện không khỏi tay run một cái lại thấy được nó cùng trắng khánh phong ở giữa tương tác không khỏi cười nạo nghĩ bằng cái kia ma thú thắng hắn thật đúng là chê cười trắng khánh phong cũng mặc kệ người khác ánh mắt gì tại viên thịt giám sát cùng tình cờ dưới sự trợ giúp vững vàng tiếp tục một bước kế tiếp không khí hiện trường biến càng ngày càng yên tĩnh chỉ có nhà bào chế thuốc nhóm phát ra không ngừng đủ loại nhỏ bé chế dược âm thanh mây ra hỏa thân đổ ra cũng là lựa chọn độ khó tương đối lớn tông sư nhị tinh dược tề mà khác năm nhà thì rõ ràng không với tới cấp bậc này khác năm nhà cũng là lựa chọn đại sư cấp bậc dược tề chỉ bất quá tinh cấp ở giữa có chỗ trinh lệnh nhìn chế dược thủ pháp cùng thông thạo trình độ còn có một cái bên trong kỹ xảo rất rõ ràng mây gia hỏa thân đổ ra muốn càng hơn một bậc đại biểu thân đổ ra trung niên nam người cũng là ý thức được có thể có tư cách khi hắn đối thủ vẫn thật là là ban đầu bị xem thường hắn tiểu tử này cấp bậc tông sư dược tề cùng đại sư cấp bậc dược tề có rất nghiêm khắc đường danh giới hai giả chi ở giữa trên lệch cũng phi thường lớn cấp bậc tông sư nhà bảo chế thuốc cũng thuộc về hữu giống nội vực bên trong mấy cái này gia tộc cũng chỉ có thân đồ gia còn có vân gia nắm giữ cấp bậc tông sư nhà bảo chế thuốc cấp bậc tông sư dược tề cùng đại sư cấp bậc chất thuốc chế tạo thời gian cũng có khác nhau rất lớn cấp bậc tông sư cần thời gian càng dài hòa vân phong phương pháp khác biệt truyền thống dược tề ý tứ chính là khảo cứu muốn đến xong mỹ phẩm chất về thời gian là không thể vượt qua tại cái khác gia tộc nhà bảo chế thuốc bắt đầu tiến hành một bước thời điểm thân đổ ra hỏa vân nhà hai vị nhà bảo chế thuốc thì vẫn là dừng lại ở bước thứ nhất các bậc tông sư dược tề so không phải tốc độ mà là tính nhẫn lại thời gian đang lặng lẽ đi qua trên đài nhà bảo chế thuốc nhóm từng cái thần tình trên mặt không biến vẫn là như vậy nghiêm túc có nhà bảo chế thuốc thất bại lập tức lại bắt đầu một vòng mới chế tạo có nhà bảo chế thuốc nhưng là thuận buồn xuôi gió trên mặt mang theo một chút nụ cười theo lấy thừa hải gian không ngừng tổng đại sư cấp bậc dược tề kết quả không sai biệt lắm hẳn là đi ra quả nhiên năm cái khác gia tộc nhà bảo chế thuốc nhóm đều là tuần tự hoàn thành chất thuốc chế tạo chỉ có thân đồ hỏa vân nhà hai vị nhà bảo chế thuốc vẫn tại bận rộn năm cái khác gia tộc nhà bảo chế thuốc liếc mắt nhìn cũng là khổ tâm nợ nụ cười cái thứ hai nhà xem ra làm là cấp bậc tông sư dược tệ bọn hắn nhưng không có năng lực này có thể khiêu chiến thân đồ ra xem ra thật đúng là không phải vân ra không ai có thể hơn năm cái gia tộc dược tệ đều chế tạo hoàn tất kết quả cũng là đi ra bách lý ra bởi vì có thân đồ ra nhà bảo chế thuốc trợ rút rất rõ ràng thắng phương ra một bậc mặc dù phương ra nhà bảo chế thuốc cũng không tệ nhưng trên thực lực cuối cùng không sánh bằng thân đồ gia nhân dạng này trăm dặm cùng phương ra ở giữa là hai một mà vu gia ngải gia hỏa quý gia quý gia thân là nhị đẳng gia tộc tự nhiên ngạch không là chỉ có danh hào mà thôi tại dược tề phương diện này không có bắt được bất kỳ trợ giúp nào vu gia hòa ngại ra chỉ có thể bị thua quý gia nhẹ nhõm thủ thắng năm cái gia tộc kết quả vừa ra một cách tự nhiên tất cả mọi người tiêu điểm ngưng kết tại vẫn tại phấn đấu trên thân hai người đại biểu thân đổ ra dự thi trung niên nam nhân thần tình cũng không có bất luận cái gì khẩn trường trong tay trình tự cũng có đầu không lộn xộn đứng tại chỗ cao thân đổ ra chủ cười ha hạ nhìn xem đáy mắt đều là vẻ đắc ý nam nhân này cũng không phải thân đổ gia nhân mà là đến từ tay của người kia phía dưới có thuốc như vậy tề sư tọa trấn thân đổ ra không thắng cũng khó khăn vân gia phái ra lại là còn trẻ như vậy tiểu tử mặc dù có vân phong đích thực ma thu tại nhưng hắn sẽ không cho vân phong bất luận cái gì Giờ trò lửa bịp cơ hội sẽ một mực chằm chằm chết nàng vân phong phát giác được thân đồ ra như là chó sói ánh mắt khoe miệng nhàn nhạt, nhạt câu lên lần này dược tề tranh tài nàng căn bản sẽ không ra tay muốn xuất thủ đã lên rồi nhìn xem viên thịt cái kia mập mạp thân thể nhỏ còn có cái kia sau lưng đang không ngừng khẽ động lông nhung cái đôi vân phong cười nhạt một tiếng có viên thịt tại trang khánh phong lần này nhất định sẽ không thua phúc xích sáu một hồi khói đen đột nhiên bốc lên tất cả mọi người ánh mắt đều là rời đi sai lầm nhân nhưng là Tráng Khánh Phong. Một bên trung niên nam người lánh lánh nhất người, tiểu tử trung quy là tiểu tử. Tráng Khánh Phong nhưng là có chút một mặt đen nhìn xem trận này bận nhãn, hắn mới vừa vào đi đến ngoài bộ phận, nhưng là không nghĩ tới dược liệu này ở giữa thế mà cũng có thể sinh ra phản ứng, trong mắt, hắn tất cả tâm huyết toàn bộ hồn phí. Viên thịt ở một bên khinh thường hừ một tiếng, cái đầu nhỏ ngáp một cái, Tráng Khánh Phong khẽ miệng giật một cái, đem trước mặt cái này bảy đã tiêu rơi một phân thu hồi, lại bắt đầu lại từ đầu phân nhặt dược liệu. Người nhà họ Vân nhìn thấy Tráng Khánh Phong sai lầm cũng là tâm một treo, vẫn tưởng càng là như vậy, ngốc tử thế mà không ra. Mặc dù sai lầm là chuyện thường xảy ra, nhưng mà sáu, tại tất cả mọi người lo lắng để phòng thời điểm. Vân Phong trên mặt nhưng là mang theo một tia cờ nhạt, nhìn xem trên đài trắng Khánh Phong lần thứ hai chế dược. Vân Phong cười ha ha, một bên Vân Tường mở miệng, Vân Phong, ngươi còn cười ra tiếng, ngốc tử đã không ra. Vân Phong quay đầu, mắt đen cười nhìn lấy Vân Tường, hắn sẽ không thất bại. Vân Tường khẽ giật mình, ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Vân Phong cười nhạt không nói, bởi vì trắng Khánh Phong làm một thiết đô là vì Vân tưởng vì Vân tưởng trợ giúp Vân ra vì Vân tưởng thay thế Vân gia xuất chiến, lần này hắn đồng dạng là vì Vân Tường, nhất định sẽ thắng một cái nam nhân làm tâm bên trong yêu nhất bùng nổ sức mạnh, thường nhân không cách nào tưởng tượng, nhưng vân phong lại hiểu. chính là bởi vì nàng hiểu, cho nên nàng tin tưởng vững chắc Tráng Khánh Phong nhất định sẽ không thua. tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là bỏ quyến a. trung niên nam người lên tiếng, Trang Khánh Phong nếu mày không nói chuyện tiếp tục động tác trên tay mình, trung niên nam tử lánh lánh nhất cử hai người tiếp tục động tác trên tay, khác đã chế tạo xong chất thuốc năm vị nhà bào chế thuốc cũng không có rời đi, mà là làm tối dụng tâm người đứng xem. dù sao cấp bậc tông sư chế dược quá trình khó gặp, bọn hắn có thể học được rất nhiều việc. một ngày một đêm đi qua trên đài hai người vẫn chưa hoàn thành chế dược mặc dù vẫn như cũ cần chờ nhưng đám khán giả tinh thần đầu coi như không tệ cứ như vậy nhìn chằm chằm trên đài cao hai nhân nhất điểm cũng không chê chắn, lại là một ngày trôi qua trang khánh phong đã tiến hành đến sau cùng trình tự tại tối hậu nhất cái trình tự trước khi bắt đầu trang khánh phong hít thật sâu một cái viên thịt cũng là hít một hơi tối hậu nhất bộ nếu như thành công biến là hoàn mỹ ha 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 đột nhiên truyền đến một tiếng cười vang chính là từ một cái khác trung niên nam người trong miệng truyền đến trắng khánh phong mắt đen nhất chuyển chỉ thấy trung niên nam người đã kết thúc tối hậu nhất bộ dung hợp một tầng rõ ràng sáng long lanh chất lỏng đang chậm rãi chạy vào thân bình bên trong đó là sáu trắng khánh phong con ngươi co rụt lại viên thịt mắt to hơi híp vân phong mắt đen trầm xuống tông sư nhị tinh song mỹ phẩm chất thân đổ ra cái này tay chân thực lực quả nhiên bất đồng dạng thế cục bây giờ đã biến càng ngày càng nghiêm trọng hắn thành công hơn nữa còn là song mỹ phẩm chất quan sát năm vị nhà bảo chế thuốc đều là khen ngợi song mỹ phẩm chất tông sư nhị tinh dược tề cũng không phổ biến có thể chế tạo ra đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được còn có một phần vật khí thiếu đi bất kỳ một cái nào đều sẽ thất bại trong căng thức hiện trường truyền ra rất lớn một mảnh ồn ào thanh âm thân đổ ra chủ hài lòng nhất miệng tông sư nhị tinh song mỹ phẩm chất vân ra nhà bảo chế thuốc ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn làm sao siêu việt trắng khánh phong sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới hắn thế mà lấy được song mỹ phẩm chất hiện tại hắn nếu như không làm được tông sư tam tinh chất thuốc lời nói vân ra tất thua không thể nghi ngờ trắng khánh phong nhìn xem trước mặt đã cân nặng tốt dược liệu mắt đen hung hăng trầm xuống vung tay lên tất cả thuốc bột theo gió vung lên tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là giật mình không nhỏ trung niên nam người cười ha ha một tiếng tiểu tử ngươi ngay cả thuốc bột đều cơ xem ra là muốn nói bỏ cuộc trắng khánh phong lạnh lùng câu lên khoe môi mắt đen mắt nhìn trung niên nam người bỏ quyền ta chưa từng nói qua ta muốn bỏ quyền trung niên nam nhân thần tình khẽ giật mình trắng khánh phong sau đó lật bàn tay một cái lại là dược liệu xuất hiện mà lần này dược liệu cùng hắn vừa rồi tuyển dụng hoàn toàn khác biệt trung niên nam người nhìn thấy lông mày đầu nhất nhăn tiểu tử này sẽ không phải thật muốn tăng cấp tông sư tam tinh vân phong nhìn thấy trắng khánh phong lấy ra dược liệu mắt đen lóe lên Trang khánh phong chỗ sung yếu cấp tông sư tam tinh sao lúc trước vì dự phòng ngoài ý muốn vân phong cho trắng khánh phong một bộ tông sư tam tinh dược tề phối phương còn có điều dược liệu cần thiết chẳng qua là một phần lượng hai người trước đây làm loại này chuẩn bị lại không nghĩ rằng thật vẫn phát huy được tác dụng tông sư tam tinh thực lực của ngươi e rằng không đủ cũng không cần khoe khoang tốt trung nhiên nam người lời nói lạnh nhạt trắng khánh phong chỉ là mỉm cười không để ý tới hắn châm trọc khiêu khích một đôi mắt đen nhìn xem trước mặt viên thịt một nhân nhất thu ánh mắt tương đối trắng khánh phong hít sâu một hơi tông sư tam tinh cấp bậc ta chỉ có một lần cơ hội ta không trông cậy vào ngươi có thể giống trợ giúp vân phong như thế giúp ta nhưng lần này sáu ta nhất định phải thành công viên thịt mắt to lấp lóe một chút lông nhung cái đuôi quét sạch mấy lần trắng khánh phong cười ha ha hít mạnh một hơi tông sư tam tinh sáu bắt đầu viên thịt thân thể đột nhiên nhảy đến trắng khánh phong trước mặt mắt to liếc mắt nhìn tất cả dữ liệu lông nhung cái đuôi bắt đầu trợ giúp hắn phân lấy trắng khánh phong thấp thanh nhất yếu đa tạng viên thịt cái mũi nhỏ hừ hừ một tiếng đem chính xác dược liệu số lượng trợ giúp trắng khánh phong phân ra tới trắng khánh phong cũng chính thức bắt đầu tông sư tam tinh chất thuốc chế tác toàn trường tiêu điểm bây giờ đều ở đây trắng khánh phong trên thân thân đổ ra đã làm ra cấp bậc tông sư hai sao song mỹ phẩm chất vân ra muốn chiến thắng tất nhiên muốn làm ra tông sư tam tinh thật có thể thành công sao đây chính là tông sư tam tinh thân đổ gia chủ cũng có chút khẩn trương nhìn xem trang khánh phong tiểu tử này thật có thể thành công tông sư tam tinh hắn thật sự có năng lực này ngọc liên cũng là hiếp lại hai mắt tông sư tam tinh cấp bậc dược tề vân ra làm sao có thể làm được liền xem như nạp khê nhất tộc nhà bào chế thuốc sáu cũng không có thể đủ một lần thành công trang khánh phong tâm thần trầm ổn động tác đâu vào đấy trên mặt cũng không một vẻ khẩn trương thần sắc liền khí tức cũng là miên trì hoang kéo dài viên thị thỉnh thoảng phát ra tiếng tê nhắc nhở hắn nơi nào không may xuất hiện Trang Khánh Phong động tác mỗi một bước cũng là cẩn thận và phần, bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội, mất đi một cơ hội này, cũng lại không có. Vậy cái kia, viên thịt cái đầu nhỏ điểm một chút, nhìn trước mắt tính toán tương đương tinh chuẩn bột phấn toát ra vẻ mặt hài lòng, Trang Khánh Phong trên trán hơi hơi đổ mồ hôi, nhìn thấy viên thịt gật đầu trong lòng cũng là thở phào, có thể làm cho vật nhỏ này hài lòng thật đúng là tương đương không dễ dàng. Chất thuốc tối hậu nhất bộ dung hợp là mấu chốt nhất, dung hợp quá trình cũng là một loại dày vò, đối với nhà bảo chế thuốc tới nói, nếu như tại tối hậu nhất bộ dung hợp phạm sai lầm, đó là tương đương thống khổ. Đem tất cả thuốc bột đều đặt ở cùng một chỗ, dung hợp tối hậu nhất bộ chính thức bắt đầu trang khánh phong mắt đen vẹn vẹn nhìn chằm chằm những thuốc này phấn hắn muốn bảo đảm chính mình biết rõ mỗi một cái nhỏ xíu quá trình coi như phía trước còn rất thuận lợi ở nơi này tối hậu nhất bộ cũng không thể buông lòng nửa phần viên thịt thân thể cũng phủ đến trên không mắt to nhìn dần dần dung hợp lại cùng nhau đủ loại thuốc bột thoáng qua một đạo ám mang chậm dại nhắm mắt lại tựa hồ cũng tại chờ đợi kết quả một khác toàn trường nín hơi ngưng thần đều ở đây chờ mong vào thời khắc này đến cùng có thể hay không thành công vân ra rốt cuộc là thua là thắng thời gian trôi qua chất thuốc dung hợp chậm rãi tiếp tục trang khánh phong lòng bàn tay cũng là mồ hôi so với hắn khác bất kỳ người nào đều khẩn trương nhưng là càng bình tĩnh hơn trang khánh phong tinh tế quan sát đến dung hợp lại cùng nhau chất lỏng đột nhiên phát hiện lại một đường nhỏ xíu sức mạnh tựa hồ lạng yên trượt đi vào tiến nhập dịch thể chi bên trong chợ giúp dung hợp đến hoàn mỹ nhất tính cân đối trang khánh phong kinh ngạc nước mắt nhìn xem hai mắt nhắm lại viên thịt là nó sao nó lại có thể chú ý dễ dàng bấy nhiều chất thuốc chế tạo thậm chí tại dung hợp bên trong xào rượu dốc vào năng lượng của mình vân phong trên bả vai con này rốt cuộc là cái gì ma thú theo lực lượng này ra nhập vào dung hợp lộ ra càng ngày càng thuận lợi chất lỏng màu sắc cũng trở nên càng ngày càng thanh tịnh động lòng người thậm chí có mơ hồ sóng sức mạnh từ chất lỏng ở giữa tuân ra chầm chậm khuyết tảng ra trung nhiên nam người thất kinh thất sắc hắn tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì tiểu tử này thế mà thật sự đem tông sư tam tinh chế tạo ra cái này sao có thể vân phong cũng chậm rãi đóng lại mắt đen lập tức trên đài cao trắng khánh phong đang tại dung hợp dược tề tản ra một mảnh tia sáng vân phong cảm thụ được không ngừng bị xảo diệu dung hợp đủ loại nguyên tố khoe miệng duy dương đây là viên thịt đang giúp đỡ muốn đến xong mỹ phẩm chất dựa theo vân phong lý giải dù cho nguyên tố hoàn mỹ phù hợp viên thịt bây giờ đang tại làm chính là như vậy đem không hoàn mỹ nguyên tố đều hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ dạng này chất thuốc phẩm chất chắc chắn đến hoàn mỹ càng ngày càng rõ ràng ba động từ dược tề nội bộ tàn ra tráng khánh phong cảm thụ được tim đập cũng là càng ngày càng kịch liệt hắn biết điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu tông sư tam tinh dược tề lập tức phải thành công hơn nữa còn là song mỹ phẩm chất năm cái khác gia tộc nhà bào chế thuốc trận mắt hốc mồm bọn hắn không thể tin được trẻ tuổi như vậy tráng khánh phong lại có thể đem tông sư tam tinh dược tề chế tạo ra thân đổ ra chủ sắc mặt hết sức khó coi đứng ở nơi đó xem ra một vòng này vân ra là muốn chuyển bại thành thắng cuối cùng vẫn lâm môn kém một cước muốn bận ngã vân ra quả nhiên bất là một sớm một triệu chuyện ngọc liên trong lòng rất là giật mình cái này sao có thể thông sư tam tinh dược tề thế mà cũng có thể thành công tại năng lượng ba động không ngừng khuyết tán đến mức cực hạn sau đó viên thịt mắt đen đột nhiên mở ra trang khánh phong lập tức nhanh tay lẹ mắt mở bình ra đem dược tề lập tức nhanh chóng thu vào trong bình cực kỳ thanh tịnh chất lòng trong suốt tại bình dược tề bên trong chậm rãi chạy xuôi tựa hồ mang theo sinh mệnh đồng dạng một cố năng lượng không tự chủ được tản ra trang khánh phong nhìn xem trong tay bình dược tề này chậm rãi nợ nụ cười trung quy là thành công thông sư dược tề tam tinh song mỹ phẩm chất ngốc tử thành công vân tưởng kích động đứng dậy hốc mắt có chút đỏ lên nàng là trắng khánh phong một đường sách theo tâm cuối cùng có thể thả xuống người nhà họ vân trên mặt cũng đều là lộ ra nụ cười trắng khánh phong ngươi quả nhiên là tốt trắng khánh phong cầm dược tề cười ha hả nhìn viên thịt một mắt đối với hưởng cho người hỗ trợ viên thịt hư một tiếng đem cái đầu nhỏ nhất chuyển trắng khánh phong bất đắc dĩ cười cười đúng lúc này một bên ở vào cực độ khiếp sợ trung niên nam người đột nhiên gầm thét một tiếng ta không tin tưởng ngươi có thực lực có thể làm ra tông sư tam tinh cấp bậc dược tề huống hồ vẫn là song mỹ phẩm chất cũng là thứ này dở trò quỷ một cái đại thủ đột nhiên chạy tới thì đi chảo viên Thị thân thể Trang Khánh Phong thần sắc xoay mình nhiên nhất nặng, lập tức ra tay ngăn cản, Vân Phong cũng đột nhiên đứng lên muốn xông đi lên, nhưng ở nơi này trong chớp mắt, bất kỳ người nào động tác cũng không có viên thị cấp tốc. Vậy cái kia, một tiếng tức giận gọi, một đạo so quang còn nhanh hơn thân ảnh lao thẳng tới vươn tay ra trung niên nam người, Trang Khánh Phong ánh mắt kinh ngạc nhìn xem viên thị nhanh vô cùng tốc độ, nam nhân kia cũng là kinh ngạc và phần, tại một giây sau, một tiếng hét thảm vàng vọng toàn bộ sân bãi. A! À. Trung niên nam người trợn to trong tròng mắt đen tràn đầy sợ hãi, tay muốn sờ về phía cổ thân thể lại một cái run dày trực tiếp nằm ngửa đến cùng cổ ra cái kia một tảng lớn bị triệt để cắn ra ra thịt đang tiên huyết cốt cốt mà nhất đạo hắc ảnh mãnh liệt nhiên tự trên không dừng lại viên thịt miệng đầy răng sắc bên trên lây dính vết máu lo lộ thân đổ gia vị này ngoại viện liền như vậy bỏ mình sáu để lời nói với người xa lạ sáu khu cụ báo cáo đại gia một tin tức vì hăng hái tồn cảo không ngừng càng tháng này cuối tháng vạn xạ dạ kỳ có sáu mặc dù không có vạn càng nhưng nếu tuyết còn nghĩ yếu ớt hô một tiếng xem ở nhược tuyết một mực nỗ lực phân thượng mọi người tờ, tờ vẫn là đập cho ta đi nước mắt dương dương sáu cả tháng bảy có bộc phát 383 chương thứ 919 màu đỏ cự nhãn ra tay thân đổ nhà ngoại viện máu nhuộm toàn thân té ở mình bàn dài bên cạnh, chỗ hữu nhân đôn là bị bất tình lình chương một, hoàn toàn kinh trụ. Tráng Khánh Phong kinh ngạc nhìn xem cấp tốc ngã xuống đất bỏ mình bên trong niên nam nhân, theo bản năng nhìn viên thịt một mắt, bị viên thịt trong nháy mắt biểu tình giữ tợn cùng bùng nổ tốc độ rung động, chỉ một chút, vị này thực lực cao siêu nhà bảo chế thuốc liền như vậy mất mạng vân phong thân hình lóe lên lập tức phiêu hốt đến trên đài cao giang sắc nhiễm vết máu viên thịt bị vân phong nhẹ nhàng vô một cái liền phong trong lòng bàn tay viên thịt ngoan ngoan tùy ý vân phong nắm lấy thuận theo bộ dáng giống như sùng vật đồng dạng vân phong ngón tay đưa nó mép vết máu toàn bộ lau sạch sẽ sắc mặt có chút âm trầm vừa rồi nam nhân kia chủ động đưa tay tới gần viên thịt cũng là tự tìm chết một trận gió từ chỗ cao đột nhiên phiêu hốt xuống thân đổ ra chủ một mặt đen đứng tại vân phong trước mặt ánh mắt mắt nhìn ngã xuống đất bỏ mình nhân đáy mắt che giấu đều là thâm trầm phẫn nộ chuyện này nhất thiết phải cho ta một cái công đạo bằng không ta sẽ không bỏ qua vân phong nhíu mày lanh lanh nhất cười Giao phó trên bả vai viên thịt đem trong miệng huyết nổ ra thực vì bộ dáng khinh thường thân đổ ra chủ sắc mặt cực kỳ âm ngoan nhìn xem viên thịt ngươi cũng đã biết cái này ngoại viện là thân phận ở gì há lại ma thú của ngươi có thể mở miệng cắn chết hắn thân phận gì cùng ta có liên can gì thân đổ ra chủ chớ quên đây là chế dược khâu phía trên phát sinh bất cứ chuyện gì đều không phải là người ta có thể đoán trước ta sao lại cần cho ngươi cái gọi là giao phó thân đổ ra chủ bị vân phong câu nói này triệt để miệng ai sắc mặt đen hồng giao thoa vân phong nói hoàn toàn chính xác không sai đây là đang thế lực lên cấp so đấu phía trên phát sinh cái gì đều không cần cho bất luận kẻ nào giao phó trước đây là thân đồ nhà người thì cũng thôi đi nhưng hắn cũng không phải thân đồ nhà mà là thân đồ nhà thế lực sau lưng người huống hổ vẫn là một cái chân quý như vậy nhà bảo chế thuốc có thể cấp cho thân đồ nhà đã là không tệ lại không nghĩ rằng cứ thế mà chết đi thân đồ gia chủ chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này liền sẽ cảm thấy nhức đầu hắn tất nhiên sẽ đem đây hết thệ tội lỗi đẩy lên vân phong trên thân nếu không phải là ma thú của nàng người này cũng căn bản sẽ không chết một khi thế lực sau lưng truy cứu tới thân đồ nhà cho dù luôn cúng cũng sẽ có đại phiền thoái thân đồ gia chủ âm ngoan nhìn vân phong nhếch mắt vung tay lên nằm trên đất nhà bảo chế thuốc kia liền bị thân đồ nhà người rời xuống chuyện này ta sẽ không bỏ qua thân đổ ra chủ thấp giọng nói một câu một mặt âm đen quay người rời đi viên thịt ngồi tại vân phong là trên bàn tay bao nhung nhung thân thể động mấy lần vân phong ngón tay của khẽ vớt qua viên thịt thân thể biết chuyện này cũng không trách nó nếu như nam nhân kia không có đưa tay cũng căn bản sẽ không chết chế dược hoàn tiết kết quả tranh tài rõ ràng trang khánh phong chế tạo ra tông sư tam tinh cấp bậc dược tề phẩm chất hoàn mỹ mà đại biểu thân đồ nhà nhà bảo chế thuốc chế tạo ra chỉ là tông sư nhị tinh cấp bậc dược tề vân ra tại chế dược khâu bên trên thu được hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhưng thân đồ nhà ngoại viện bỏ mình cũng tại nội vực nhấc lên rất lớn gợn sóng thân đồ gia hỏa vân gia ở giữa mâu thuẫn thêm một bước kế hoạch còn có thân đồ gia chủ không chịu bỏ qua một câu nói tin tưởng tại thế lực tiến giai sau đó nội vực cũng sẽ không bình tĩnh càng lớn gọn sóng sắp bày ra trắng khánh phong vì vân gia tranh đến đệ nhất từ trên xuống dưới nhà họ vân vui mừng khôn xiết vân tưởng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhưng trắng khánh phong bản thân cũng không tranh công hắn biết nếu như không có cuối cùng cái kia nhất đạo lực lượng âm thầm thôi động tông sư tam tinh dược tề không khả năng thành công càng không khả năng đến hoàn mỹ phẩm chất cái đầu này không phải nhớ tại vân phong cái kia ma thú trên thân Viên thị cũng một cách tự nhiên trở thành đệ nhất đảng công thần nhiên công thần thống hạ rắc rối nhưng là không nhỏ liên quan tới thân đồ nhà ngoại viện bỏ mình sự tỉnh người nhà họ vân tự nhiên biết trong đó nặng nhẹ thân đồ nhà sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng không một người trách cứ viên thị toán trách vân phong điểm ấy nhường vân phong rất cảm thấy vui mừng ngươi định xử lý như thế nào chuyện này Trang khánh phong khen nhữ lông mày hỏi một câu bây giờ vân ra mấy cái nhân vật trọng yếu đều tụ tập ở một chỗ chẳng khánh phong bên người vân tưởng cũng là có chút lo nghĩ thân đồ gia chủ sẽ không từ bỏ ý đồ vân phong ngươi sẽ không lại dự định đem hết thể nắm ở trên thân vân phong cười ha ha trên bả vai viên thịt tại vân phong gò má một bên chắc chắc là viên thịt gây ra phiền phức tự nhiên là ta thay nó giải quyết tốt hậu quả vậy cũng không được Người đối mặt thế nhưng là thân đồ gia chủ rất có thể thân đồ nhà thế lực sau lưng cũng bởi vậy thẹn quá hóa giận dù sao chết là một cái cấp bậc tông sư nhà bào chế thuốc vân ra ba vị trưởng lão đều là không đồng ý vân phong nhất người diễn chính cách làm cũng có chút sinh khí nàng sự tình gì đều hướng trên người mình ôm cá tính vân phong trong lòng ấm áp vân tường ở một bên nhanh chóng mở miệng đã có người chỗ sung yếu lấy vân ra tới liền để bọn hắn tới tốt trang khánh phong buồn cười nhìn vân tường một mắt nghiêm túc mở miệng nếu như thân độ nhà thế lực sau lưng muốn đối vân gia ra tay vân gia muốn gặp phải nan đề nhưng là không chỉ một cái xem ra vân gia phải đối mặt không phải một mảnh mây đen sắp là một hồi bao tố vân gia ba vị trường lao sắc mặt đều là nghiêm túc rất nhiều nhưng tóm lại là thở phào ở nơi này trong năm năm còn tốt có kim đỉnh dịch tương trợ vân gia chỉnh thể thế lực lên cao rất nhiều coi như thân độ nhà thế lực sau lưng ra tay vân gia cũng có mấy phần ngăn cản trí lực sẽ không giống lúc trước như vậy chỉ có thể bị động bị đánh Thân đổ nhà thế lực sau lưng có thể hay không ra tay vẫn là không biết. Thân đổ gia chủ bây giờ chỉ sợ là như ngồi bàn trông. Nếu như lần này thân đổ nhà không thể ngồi vững nhất đẳng gia tộc chi vị, thân đổ nhà phiền phức không thể so với vân gia thiếu. Tất cả mọi người nghe được câu này cũng là cười. kế tiếp thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi so đấu. Vân gia xuất chiến chính là Vân Phong, vòng thứ tư đem hoàn toàn là Vân Phong thiên hạ. Vòng thứ tư tranh tài, người định nhiên bất thất bại. Vân tưởng hướng về phía Vân Phong khai lãng nợ nụ cười. Vân gia ba vị trưởng lão cũng là thấp giọng cười ra tiếng. Tôn thần cấp ba thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Vân Phong còn ai vào đây? cho nên vòng thứ tư căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng vân gia tất thắng vòng thứ ba dược tề khâu kết thúc tiếp theo mà đến chính là thế hệ trẻ tuổi so đấu dược tề tranh tài đột phát sự kiện vẫn như cũng bị rất nhiều người nói chuyện say sưa tất cả mọi người đang suy đoán thân đồ nhà tại thế lực tiến giai sau đó sẽ có hành động gì vòng thứ tư so đấu liền tại đây dạng trong tâm tình kéo ra màn tre mặc dù vân gia chiến thắng một vòng nhưng nếu muốn tại vòng thứ tư có chỗ sơ xuất vân gia theo nhiên hội thất bại vòng thứ tư đối với mấy gia tộc khác cũng có phi thường mấu chốt tác dụng phương gia cũng hòa vân nhà mở dạng lần này muốn nhất định phải được mà quý gia thì càng thêm nhẹ nhõm một chút Ý gia đã thắng liền hai lần vòng này cầm súng sẽ triệt để giải trừ nguy cơ mà ngại gia hòa vu ra một trong số đó sắp đối mặt bị đá ra nội vực nguy hiểm vòng thứ tư so đấu lập tức bắt đầu người thứ nhất lên chẳng vì phương gia hòa bách lý gia tộc phương gia người trẻ tuổi trong tay lộ ra vũ khí chính thức vòng thứ hai xuất hiện trôi này tôn thần vũ khí nghĩ đương nhiên tại vũ khí lực lượng cường đại phụ tá phía dưới bách lý gia coi như lại như thế nào cũng sẽ thua trận dù sao thân đổ nhà tôn thần vũ khí đều bị lấy đi thân đổ gia chủ tự nhiên bất có thể cống hiến ra vũ khí của mình phương gia chuyển nguy thành an cầm xuống trận thứ hai thắng lợi như vậy thì cùng bách lý gia tộc hai hai ngang hàng tiếp lấy thì làm quý gia đồng dạng có tôn thần vũ khí nhà nhà vu gia hỏa ngải ra coi như liền lên tay đến đây không phải là đối thủ chúng chi là một trọi một chiến đấu hai nhà cũng là thua trận dạng này quý gia thắng liền ba trận trở thành thế lực tiến giai bên trong thứ nhất quất nhục người khiêu chiến gia tộc mà vu gia hỏa ngải ra thứ tự thì càng thêm dựa vào sau chỉ cần phương gia bách lý gia còn có thân đồ nhà vân gia kết quả đi ra ai sẽ bị đá ra nội vực nên có kết quả vu gia hỏa ngải ra gặp phải tình huống cũng làm cho thân đồ nhà có chút khó làm mặc dù là lâu la nhưng thiếu một bộ phận thế lực của mình liền sẽ thiếu một phân trường khống nhưng bây giờ thân đồ nhà cũng có chút tự thân khó bảo toàn quý gia hòa vu gia ngại ra so đấu kết thúc kế tiếp liền nên là thân đồ hòa vân nhà ở giữa so đấu chàng thượng đám khán giả cũng là hoan hô lên tiếng ầm ĩ liền lên một mảnh giống như hải dương ở nơi này tiếng gầm bên trong vân phong cũng cười nhạt một tiếng rất tốt giờ đến phiên nàng gia sơn mảnh khảnh thân hình tung người nhảy lên đứng ở trên đài cao nhìn thấy vân gia vân phong đang chàng tiếng gầm lại nổi lên mỗi người đều nghĩ xem vân gia vị này sùm mò nở thực lực đến tột cùng như thế nào đa hệ sùm mò nở năng lực đến cùng cường đại ở nơi nào chỗ hữu nhân đô chờ đợi vân phong ra tay giờ khắc này cuối cùng là đến rồi vân phong nước mắt nhìn về phía chỗ cao đứng thân đồ gia chủ thân đồ gia chủ giờ khắc này ở cười khoe miệng cái tia tia tiêu ý có thâm ý khác vân phong khen nhíu đỉnh lông mày một thân ảnh trợt nhiên tự một chỗ bay lên trực tiếp nhảy vọt đến đài cao vân phong cảm giác nhạy cảm đến một cỗ chiến khí đang nhanh chóng hướng chính mình phương hướng tới gần vân phong tinh thần lực mãnh liệt nhiên tự thể nội nhảy ra xông thẳng hướng về phía trước hai đầu âm thầm giao lòng tại thời khắc này hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ trong nháy mắt vân phong mắt đen trầm xuống tôn thần tăng cấp một cỗ mạch nước ngầm từ hai người thế lực va chạm trong nháy mắt dâng lên một hồi cuồng phong chợt nổi lên cuốn lên không thiếu cho bụi vân phong xuyên tấu qua cái này hơi mỏng bụi mù nhìn về phía phía trước đứng yên thân ảnh nàng mười phần xác định người này không thể nào là thân đồ nhà gia tộc huyết mạch vân phong mắt đen hiếp lại xem ra thân đồ nhà sau lưng cỗ thế lực kia cũng là dốc hết sức tại dạng này khâu bên trong lại còn có ngoại viện nghĩ đến là một ý muốn để thân đồ nhà ngồi vững nhất đảng gia tộc chi vị làm bụi trần toàn bộ tan hết một đạo gầy cao thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người hơi gầy gò má nhường ngũ quan càng thêm nô ra khoe miệng cuối cùng ngậm lấy một vòng cao cao tại thượng nụ cười kia mắt đen cũng mang theo như có như không khiêu khích ánh mắt vân phong thanh niên mở miệng mắt đen cho lên nhìn đối diện vân phong nhất mắt vừa rồi thực lực tiếp xúc trong nháy mắt đã để hắn biết được vân ra vân phong thực lực thế mà cùng mình tương xứng đây không phải là thân đồ nhà người vân ra ba vị trường lao biên sắc thần sắc có chút khẩn trương bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng thân đồ nhà ngoại trừ dược tề bên ngoài thế mà ở nơi này khâu phía trên cũng có cho người mượn cử động thực lực của hắn rất cao một biển cả sắc mặt tâm trầm dị sát hai con ngươi nhìn xem trên đài cao cao gầy thanh niên nội tâm cũng có một tia lo nghĩ đáng giận Vân tường cắn răng hận hận nói một câu, Trang Khánh Phong vội vàng vô vô phần lưng của nàng, ngôi giận ngôi giận, không cần thiết kinh lấy trong bụng hải tử, bằng Vân Phong thực lực nàng sẽ không lỗ, coi như thực lực của người kia rất cao, Vân Phong thế nhưng là đa hệ sùm mò nở, người nhà họ Vân trong lòng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trận này so đấu Vân Phong phần thắng cũng không phải rất lớn, muốn nhìn cái này thân đồ nhà ngoại viện có cái gì hậu thủ, ngươi là đến từ thân đồ thế lực sau lưng, Vân Phong lén con mắt quét qua, đối diện thanh niên khoẹt miệng ý cười sâu hơn, mắt đen lúc này mới con mắt nhìn Vân Phong nhất mắt, nhẹ thanh nhất yếu, thân đồ nhà làm sao có thể có ta dạng này thiên tài hạng người, ngươi ngược lại là rất thông minh vân phong thấp thanh nhất yếu, mắt đen lạnh dần đối diện thanh niên bàn tay giữ tại cùng một chỗ hơi hơi dùng sức xương cốt phát ra tiếng vang lanh lảnh hắn nhẹ xoay cổ ngựa khí sao cũng được mở miệng nhanh lên bắt đầu đi ta cũng không muốn đem rất nhiều thời gian lãng phí ở ở đây vân phong môi đỏ duy dương ta cũng đang có ý này thanh niên sầm mặt lại cổ tay một cái xoay chuyển vũ khí liền lấy ra không ra vân phong sở liệu chính là tôn thần vũ khí cùng thân đổ ra bảo trong kính mấy cái kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu vân phong cũng là cổ tay xoay chuyển sư tôn ban cho ma trượng giữ tại trong lòng bàn tay thân đồ ra bảo trong kính đồ vật cũng không phải là thân đồ nhà tất cả bây giờ bị ngươi lấy đi còn tự tiện cho người khác khoản nợ này ta muốn thật tốt đòi lại vân phong ngón tay khẽ đảo bốn cái khế ước chi giới toàn bộ bộ tại trên giấy tại dạng này trước mặt đối thủ nàng không thể có mảy may giữ lại tin tưởng đối phương cũng là đồng dạng ý niệm bốn đạo tia sáng mãnh liệt nhiên tự khế ước chi trong nhẫn hiện thần vân phong bốn cái khế ước ma thú toàn bộ đăng tràng dẫn tới hiện trường một mảnh sợ hãi thán phục liên ngọc liên cũng là đấy lòng không khỏi rung động một cái bốn hệ sùn mọ hơn nữa khế ước ma thú người người bất phàm cái này vân phong đến cùng có chút bản sự Thân đổ ra chủ hung hăng meo cặp mắt lại, nhìn xem Vân Phong cái này bốn cái khế ước ma thú, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng cũng bị rung động. Vân Phong bốn cái khế ước ma thú mỗi một cái huyết thống đều rất vì cổ quái. Thân đổ ra chủ đáy lòng không khỏi bắt đầu nữa. Thân đổ nhà sùn mọ nợ chưa từng nắm giữ bất luận cái gì một cái dạng này ma thú, nếu như có thể khế ước dạng này ma thú, thân đổ nhà sủn mọ nợ nhất định nhiên hội tại trên thực lực cao hơn một cái cấp độ, cũng càng thêm hiển lộ rõ ràng thân đổ nhà khí thế. Đầu lưỡi chậm rãi liếm bên trên môi khô giáo thân đổ ra chủ hai mắt sáng lên nhìn xem bốn cái ma thú, hắn đã sớm cùng người kia đàm luận tốt hôm nay không chỉ có muốn tương vân phong đánh bại càng quan trọng chính là cướp đoạt khế ước của nàng ma thú xem như chính mình dùng nhìn thấy vân phong bốn cái khế ước ma thú hiện thân thanh niên cười ha ha một tiếng trong mắt tung tăng chi sắc tiệc khởi rất tốt dạng này ta đánh nhau cũng sẽ không nhàm chán quá nhiều ánh mắt nhìn lướt qua trên đài cao thân độ gia chủ lão gia hỏa này ngược lại là rất tính mắt cũng sẽ tính toán ngươi tuyệt đối sẽ không nhàm chán vân phong nhẹ giọng nói nhỏ bốn cái khế ước ma thú khí thế thế phát bốn đạo tia sáng tung người nhảy lên đã nhào tới thanh niên cao giọng cười to hơi gầy cơ thể nhưng là cơ bắp trải rộng bên trong ẩn chứa sức mạnh cũng là không thể coi thường thân ảnh mang theo một đạo gió lạnh tay cầm vũ khí chính là lao đến bàn tay khai đạo mấy đạo quang mang bắt đầu từ bên trong nảy ra cấp tốc đứng ở thanh niên bên cạnh thân vân phong mắt đen nhìn cái kia mấy thân ảnh không khỏi kinh ngạc thanh niên cánh tay vung mạnh cái kia mấy thân ảnh như lưu quang phân biệt hướng về bốn cái khế ước ma thú bay đi bốn cái khế ước ma thú thế công trong nháy mắt bị tách ra bị bốn bóng người có lực quân lấy cái này bốn bóng người lại là bốn cái người sống sờ sờ đa hệ xùm nở ít nhiều có chút khó giải quyết bất quá bỏ qua một bên khế của người ma thú cũng sẽ không đủ gây cho sợ hãi thanh niên đầu lưới dội ra liếm láp môi khô giáo trong tròng mắt đen hưng phấn càng ngày càng nhiều ta rất muốn biết không có khế ước ma thú sủn mò nở sẽ yếu đến mức nào là bị ta một chút đánh chết vẫn là hai cái ha 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 chủ nhân đó cũng không phải người sống bọn hắn tựa hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì chỗ đau bốn cái khế ước ma thú âm thanh tuần tự từ trong đầu truyền đến vân phong lập tức minh bạch cái kia mấy đạo nhân ảnh là cái gì khôi lỗi người sống sở sở thịt khôi lỗi thế lực của bọn hắn quá mạnh căn bản phân thân thiếu phương pháp mẹ nhà hắn lao tử trực tiếp đánh chết hắn tiểu phong bọn hắn giống như tiếp cận người con ruồi thoát khỏi không xong bốn cái khế ước ma thú âm thanh lộ ra bất đắc di cùng nóng nảy bốn cái bị bốn cái khôi lỗi dây dưa chặt chẽ căn bản phân không gian nửa phần tinh lực đến giúp đỡ vân Phong, cái này khôi lỗi căn bản vốn không biết lưu bước dũng manh hung ác dáng vẻ quyết tâm này nhi nhường bốn cái khế ước ma thú cũng rất khó chống đỡ trong lúc nhất thời bị hoàn toàn vây khốn vân phong ở vào tứ cố vô thân tình cảnh bên trên thế nhân đều biết sùm mò ở chỗ đáng sợ đang cùng khế ước ma thú phía trên đã mất đi khế ước ma thú sùm mò nợ chẳng khác nào đã mất đi lợi trảo răng nanh manh thú nếu như cùng chiến sĩ đối chiến căn bản chính là một con đường chết cái kia thân thể yếu đuối chiến sĩ một quyền liền có thể đánh nát vân gia nhân nhìn thấy một màn này đều là tâm nhất lên vân tường nắm chắc trắng khánh phong tay trưởng nhìn xem vân phong thời khắc này tình hình quả nhiên hẳn là ta lên hẳn là ta lên đài sáu tiểu tường đừng kích động ta sao có thể không kích động vân phong khế ước ma thú đều bị buồn lấy coi như nàng rất mạnh nhưng nàng như thế nào đối mặt mạnh như nhau chiến sĩ xuống bó nở cơ thể yếu ớt như vậy nếu như là của ta nói nhiều thiếu còn có thể cản một chút nhưng mà vân phong đâu trắng khánh phong cũng là như mày mặc dù như thế nhưng vân phong cũng không đến nước này nàng thân là cấp bậc tông sư nhà bảo chế thuốc tự nhiên có đối ứng dược tề có lẽ tại trong một khoảng thời gian có thể tăng cường tố chất thân thể không đến mức để cho mình như vậy yếu ớt thế nhưng là sáu vân tường vẫn rất lo lắng nếu như vân phong thật sự xảy ra chuyện đây hết thể trách nhiệm đều ở đây nàng nếu như không phải nàng có bầu vân phong làm sao có thể từ bỏ dược tề khâu ngược lại thay thế nàng ra sân nàng không phải người bình thường một biển cả lạnh lẽn khai khẩu dị xác hai con ngươi nhìn chằm chằm coi như tại bây giờ tình huống như cũ chấn định như thường vân phong nàng không phải bình thường sùn nàng là vân phong ta không dùng vũ khí liền có thể đánh nát thân thể của ngươi cao không chi thượng đột nhiên thoáng qua đạo này trương cuồng âm thanh vân phong trên bả vai viên thịt một cái phẫn nộ liền muốn hướng phía trước vào tới định cho cái này chiến sĩ hung hăng một ngụm nhưng vân phong nhưng là cười ha ha một tiếng nói cho viên thịt đừng có bất kỳ động tác gì mắt đen mang theo vô tận lạnh ý ma trượng trong tay hung hăng vung lên một đạo cự hình băng chi xiềng xích xuất hiện tại vân phong trong tay siêu siêu băng chi xiềng xích hướng về chiến sĩ cuồng manh đánh tới nhưng chiến sĩ nhưng là cười ha ha một tiếng vũ khí trong tay quán chú chiến khí một đạo sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt đem băng chi xiềng xích hoàn toàn vỡ nát Từng khối không chọn vẹn khối băng lập tức hóa thành nhàn nhạt thủy nguyên tố tán ở trong không khí, mà ở mới vừa giao phong bên trong, Vân Phong cũng biết cảm nhận được thực lực của đối phương, có tôn thần vũ khí tăng thêm, thực lực của hắn cũng đã nhận được trọng phân phát huy. Lần này, thật sự khó giải quyết. Ma pháp của nguyên nguyên tố đối với các chiến sĩ khác tới nói, có lẽ có ít uy hiếp, nhưng đối với ta đây loại cơ thể đi qua luyện hóa chiến sĩ tới nói, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thanh niên lớn tiếng quát lên, vũ khí trong tay phát ra tiếng ông ông văng dội, thân thể dù cho hóa thành nhất đạo hắc ảnh, hướng Vân Phong lao nhanh vào tới, tốc độ khá kinh người. Ma trưởng lại chuyện, phong nguyên tố gia trì Vân Phong mũi chân tại mặt đất hung hăng bắn ra, như đạn bắn ra giống như trong nháy mắt rời, nhưng chiến sĩ thân ảnh như ảnh tùy hưởng, theo sát tại Vân Phong sau lưng cũng không ngừng rút ngắn với nhau khoảng cách. Vân Phong biết mình không thể một mực trốn tránh, nhưng thân thể của nàng tố chất căn bản không thể cùng cung cấp bậc chiến sĩ so với, mặc dù nhiên nhất quyền hành không nát nàng, nhưng hội đối với nàng cơ thể tạo thành cực lớn thương tích, chớ đừng nhắc tới trong tay hắn tôn thần vũ khí, không ngừng biến hóa quỹ tích tranh né Vân Phong bây giờ đại nao tỉnh táo dị thường, đủ loại tình huống tại trong đầu của nàng không ngừng diễn biến, suy nghĩ vừa rồi thanh niên đã nói, đi qua luyện hóa cơ thể, nghĩ đến thân thể của hắn cũng cùng chính mình mở dạng trải qua đặc thù nào đó phương pháp tiến hành cường hóa sức mạnh tốc độ cùng phòng ngự hẳn là càng hơn một bậc như vậy càng không thể cùng hắn mặt đối mặt cũng không thể cùng hắn cận chiến nên như thế nào kéo dài khoảng cách nên như thế nào vãn hồi ưu thế vậy cái kia phong phong cái kia viên thị tại vân phong bên thai kêu lên một tiếng vân phong nhũ mày hàm răng của ngươi mặc dù sắc bén nhưng hắn cơ thể nhận được lần nữa cường hóa coi như ngươi có thể cắn một cái phá cũng không khả năng một chiều dẫn đến tử vong ngươi trốn không thoát nhận lấy cái chết một đạo gầm thét một đạo kinh người chiến khí hoành không đánh tới vân phong mãnh liệt cắn hàm răng ma trượng vung lên thổ chi lá chắn thổ nguyên tố ngưng kết ra tầm chắn một mực ngăn trở vân phong cơ thể nhân đạo kia cùng bánh chiến khí trong khoảnh khắc xuyên thấu thổ chi lá chắn phòng ngự thẳng bức vân phong lực. nhất tuyến thiên thanh niên đột nhiên hét lớn chiến khí cường độ đột nhiên tăng cường như nhất chỉ sắc bén mũi tên từ phương xa đánh tới mang theo tựa là hủy diện sức mạnh thẳng bức vân phong viên thịt thân thể đã chắp lên nhưng vân phong nhất tay nắm lấy thân thể của nó viên thịt gấp luồn lên nhẹ xuống nhưng vân phong trào chặt chẽ phanh một đạo tiếng trầm vang lên chiến khí hung hăng đập hướng vân phong thân thể mang theo cái rủi tựa như hung mãnh sức mạnh thể phải nhất cử đột xuyên vân phong cơ thể vân phong thân thể đột nhiên bị lực lượng này đánh bay đường vòng cung một dạng bay về phía cao không trí thượng hiện trường rước lấy nhiều tiếng hô kinh ngạc vân ra chỗ hưu nhân đô là đứng lên một biển cả gắt gao năm năm đấm không để cho mình có bất kỳ động tác hắn không thể nhúng tay cắm xuống tay vân ra chính là thua vân phong ngươi không có việc gì đúng hay không thân độ ra chủ ý cười càng khuyết trương càng lớn nhìn xem vân phong bay ngược mà lên thân ảnh ý cười sâu hơn mà cái kia chiến sĩ nhưng là cười ha ha một tiếng thân thể tung nhiên nhất nhảy cũng nhảy đến cao không trí thượng xem ra cũng không tính vông tha vân phong thừa thắng xông lên Nô. Vân Phong chỉ cảm thấy tự mình ngã bay mà ra, bốn cái khế ước ma thú kinh hô chấn động náo hải, viên thịt liều mạng muốn chui ra Vân Phong tay trưởng, thực vị vội vàng sao động. Vân Phong ngón tay của đột nhiên buông ra, viên thịt thân thể một cái giật mình liền nhảy ra, miệng nhỏ một trường chính là tương Vân Phong đầu vai nhẹ nhàng cắn, thịt thịt thân thể nhỏ một cái dùng sức tương Vân Phong đang nhanh chóng bay ngược ra thân thể cưỡng chế dừng lại, Vân Phong thấp thanh nhất yếu, mắt đen nhìn xuống dưới, nàng thế mà cứ như vậy bay ngược ra này khu vực. Siêu, một thân ảnh theo sát phía sau đuổi theo, thanh niên nhìn thấy Vân Phong vẫn như cũ hoàn hảo thân thể chính là sắc mặt tái nhợt điểm, không khỏi nhíu mày, ngươi thế mà không chết viên thịt muốn gọi lên tiếng nhưng không dám tùy tiện nhà ra mắt to tức giận nhìn xem thanh niên trước mặt vân phong ổn định thân thể ra hiệu viên thịt có thể thùng khẩu viên thịt lúc này mới thả ra răng hướng về thanh niên một cái nhẹ răng thanh niên nhũ mày đây là của ngươi một cái khác ma thú nhìn không ra có bản lĩnh gì ta không chết ngược lại để ngươi thất vọng vân phong cười ha ha hai người đều là tại cao không trí thượng cách khu tranh tài vực có một mảnh lớn khoảng cách hai người đều là không có trở về ý tứ hết thể thắng bại sẽ tại ở đây ra kết quả không quan trọng vừa rồi cái kia ngươi một chút không chết là ngươi vận khí tốt bất quá ngươi có thể không có vận khí đón lấy ta kích thứ hai thanh niên âm tàn nợ nụ cười bàn tay đột nhiên nằm đấm một cỗ chiến khí từ hắn thể nội ngưng kết tại nắm đấm mặt ngoài tản ra thực vì đậm đà tia sáng chiến khí cũng như khí lưu đồng dạng tại chậm rãi nhúc ních trong đó tán phát sức mạnh càng thêm thâm trầm vân phong ánh mắt băng lãnh thân thể của nàng có thể tiếp nhận kích thứ nhất căn bản không có khả năng đón thêm loại kém hai đòn nếu như tại bị rủ xuống một quyền đoán chừng cái này thân thể yếu đuối thật muốn nát cơ thể đã biết thân thể yếu đuối vân phong hung hăng cắn răng thì phải tại giải quyết xong thân đồ nhà sau đó muốn tìm tới biện pháp đem chính mình thân thể trọng tân rèn đúc mà bây giờ có thể làm cho nàng chắc thắng cũng chỉ có sư tôn lưu lại sức mạnh chú phủ chỉ có ba tấm vân phong đã dùng đi một trường còn dư lại hai tấm nàng vốn không muốn vận dụng ít nhất cũng không phải tại dạng này thời khắc giờ khắc này vân phong cảm thấy trước mặt mình vẫn kéo dài con đường nàng mặc dù rào bước tiến lên tôn thần cấp ba bậc thang nhưng không có đầy đủ ưu thế nàng muốn ưu thế nếu có thể áp đảo địch nhân ưu thế tuyệt đối cho nên con đường của nàng còn rất dài nàng phải cố gắng còn rất nhiều hừ một đạo hừ lạnh mãnh liệt nhiên tự vân phong trong đầu vang lên vân phong kinh ngạc vân phong ngươi cuối cùng ý thức được mình nhỏ yếu nhất là ngươi cố này tùy thời đều có thể bị người xé nát thân thể là ngươi vân phong nghe trong đầu đạo này châm trọc âm thanh chính là tới từ trong cơ thể nàng chỗ sâu đang bị nhốt cặp kia màu đỏ cự nhãn đối mặt dạng này một cái rác rưởi ngươi liền như thế chật vật ngươi muốn như thế nào đối mặt cái kia tổ chức người vân phong tâm ngoan hung ác nhảy một cái lúc này ngươi không phải chỉ là để tới nói ngồi châm trọc ngồi châm trọc muốn nói bất quá vì chính ta lần này liền phá lệ giúp ngươi một cái vân phong lãnh lạnh câu môi trên bả vai viên thịt chấp chắp vân phong thân thể phát hiện nàng có chút không đúng vậy thì cảm ơn trợ giúp của ngươi lần này ta cũng sẽ không mang ơn Hừ, không cần trốn rác rưởi này đập nát, cứ nên đón, ta thay ngươi giải quyết hắn. Vân Phong đột nhiên thở ra một hơi, mắt đen thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt, khí thế của cả người trong nháy mắt thay đổi. Thanh niên cảm nhận được cái này không hiểu biến hóa, trong lòng khó chịu chỉ sợ sinh biến dự định lập tức ra tay giải quyết nàng. Uống, nhận lấy cái chết. Nắm đấm mặt ngoài chiến khí lập tức hóa thành từng đạo cây gai đầy nắm đấm mặt ngoài, thanh niên tâm tư âm tàn có thể thấy được luồn lổn. Vân Phong hận cắn hàm răng, nên đón. Hảo, liền liều mạng lần này. Siêu vân phong thân hình như gió liên tiếp thanh niên gặp nàng không tiến ngược lại thụt lùi đột nhiên cùng thanh cười to muốn chết như vậy ta thành và ngươi trọng quyền đánh tới chiến khí hóa thành từng chiếc gai sắt thoáng qua ánh sáng nhạt thanh niên miệng hơi cười đột nhiên đập hướng vân phong nơi ngực phanh một tiếng vang trầm thanh niên nụ cười hoàn toàn cứng tại khoe miệng một đôi mắt đen kinh ngạc nhìn xem vân phong cái này đây là cái gì sáu để lời nói với người xa lạ sáu vân phong trong cơ thể tên kia muốn ra tay thân đổ nhà vị này ngoại viện lại muốn chết vĩnh lên bệnh. thân đổ gia chủ phải xui xẻo thân đổ nhà thế lực sau lưng muốn chọc giận điên rồi ha 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 đợt, cảm tạ thân môn tập cảm tạ cảm tạ tháng sáu không bạo phát tháng bảy sẽ toàn bộ toàn bộ bộ túc cảm tạ thân môn cho tới nay ủng hộ ba trăm tám mươi chương thứ nhất trăm đệ ngũ vòng biến động thanh niên nắm đấm mặt ngoài chiến khí vẫn như cũ rất cường ngạnh cái kia căn gai ngược đâm ngược lại phong mang vẫn như cũ nhưng nắm đấm của hắn cứng rắn ngừng tại vân phong ngực mấy tấp vị trí bất luận hắn dùng ra khí lực lớn đến đâu đều không thể đi tới nửa tấc bởi vì hắn nắm đấm bị càng thêm to lớn ma thú móng vuốt ngăn trở đem hắn nắm đấm cứng rắn chặn lại ở chỗ này bao quát hắn tất cả chiến khí công kích mà đột nhiên xuất hiện móng vuốt là từ vân phong ngược nội bộ vọt thẳng ra trong nháy mắt xuất hiện cái này đây là cái gì Thanh niên nhìn trận mắt hốc mồm, thần sắc hoàn toàn cứng ngắc, nhìn xem Vân Phong chỗ ngực đột nhiên đưa ra ma thú cự trào có chút khó mà tin được, trên bả vai viên thịt mắt to đột nhiên nhau lại, Vân Phong khỏe miệng là một vòng cười lạnh, hắn hiện tại cũng biết trong thân thể tên kia là muốn giúp thế nào nàng, biện pháp này bao nhiêu nhìn qua có chút rợa người, dù sao thân thể của một cái nhân loại nội bộ đột nhiên chui ra một mực ma thú cự trào, cái này quá qua không thể tưởng tượng. Thanh niên nhìn xem Vân Phong khỏe miệng biến cái kia cười lạnh, trái tim đột nhiên thỉnh thịch nhảy một cái, cái này Vân Phong đến tột cùng là ai, đến cùng có phải hay không nhân loại? Một nhân loại thể nội làm sao có thể dối ra ma thú nó vớt chẳng lẽ nàng bản thân là ma thú sao thanh niên tư duy tại thời khắc này hoàn toàn hỗn loạn trước mặt thực tế làm lẫn lộn hắn nhận thức hắn tại mê mang nhiên ma thú cự trào lại không phải nhàn rỗi a à. thanh niên mê mang cứng ngắc thần sắc đột nhiên xảy ra biến hóa phát ra nghiêm nghị tiêu thảm vân phong mắt đen cú xuống ngực đưa ra cái móng to lớn này mánh liệt nhiên nhất cái nắm chặt chỉ nghe một đạo rõ ràng gây xương tiếng vỡ vụn âm vang lên vân phong trong lòng cả kinh chỉ một chút tôn này thần tam cấp chiến sĩ cổ tay liền bị bóp nát đây là lực lượng gì trong thân thể gia hỏa này vừa rồi cái kia rêu cận khẩu khí xem ra là có chút vô liếng thanh niên nghiêm nghị kêu thảm vạch phá bầu trời thân thể muốn cấp tốc triệt thoái phía sau thoát đi vân phong bên cạnh nhưng con này đưa ra cự trào cũng không tính cứ như thế mà bông tha hắn giang rắc. lại là một đạo xương cốt bị lộn bể âm thanh thanh niên sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng một đôi mắt đen hoảng sợ nhìn xem vân phong cổ tay của hắn muốn bị cưỡng ép bẻ xuống hắn nhưng là tôn thần tam cấp chiến sĩ thân thể này còn đi qua một lần nữa luyện hóa cái móng to lớn này rốt cuộc là cái gì vì cái gì gãy cổ tay của hắn liền cùng lộn nhánh cây một dạng như thế nhạy nhóm. vung ra cho ta thanh niên hét lớn một tiếng hai mắt đã xuất hiện sợ hãi nhưng vân phong ngực đưa ra cự trào không chút nào không đông lỏng vân phong khỏe miệng cái kia xóa ý cười lanh ý càng lớn thanh niên đột nhiên cơ thể du lên hắn nếu như lại không rời đi coi như hắn là tôn thần tam cấp mệnh dã muốn khoác lên cái móng to lớn này phía trên thiếu một con tay tính là gì chỉ cần mệnh còn tại thanh niên hung ác cắn răng một cái lực lượng toàn thân ngưng kết tại trên hai đùi đột nhiên hướng phía sau vừa lui chỗ cổ tay xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn kèm thêm ra thịt đều là sẽ xuống thật lớn một khối phốc xích bàn tay cưỡng ép từ trên cánh tay kéo xuống thanh niên trắng bệ khuôn mặt chiến khí cấp tốc bao trùm đã mất đi bàn tay cổ tay tiên huyết lúc này mới hơi ngừng người là ai vân phong người rốt cuộc là ai thanh niên nhìn mình bị kéo đứt tay trưởng nhìn mình chùi lùi máu rầm rề cổ tay điên cuồng gào thét vân phong lánh lanh nhất tiếu ngực ma thu cự trào đẹp cái kia xé xuống tới bàn tay tùy tiện băng ra thanh niên huyệt thái dương hung hăng nhảy mấy lần không còn dám tới gần vân phong một bước ta là vân phong vân phong mắt đen nâng lên hướng về phía thanh niên môi đỏ duy dương thanh niên trong mắt con người hung hăng co rụt lại lập tức chiến khí toàn bộ triển khai quay đầu chạy ra chạy là hắn trước mắt duy nhất có thể làm cũng là chuyện duy nhất muốn làm tình hắn đã không còn một cái tay hắn không muốn lại mất đi bất kỳ vật gì. Thanh niên chạy nhanh chóng như vậy, tốc độ chạy đến cực hạn, Nhiên Vân Phong chỗ ngực cái kia đưa ra cự trào càng thêm cấp tốc, cự trào kia đột nhiên hướng phía trước tìm kiếm, tốc độ nhanh nhường Vân Phong căn bản cũng không kịp làm ra phản ứng, thanh niên không có chạy mấy bước thân ảnh liền đã bị cự trào vững vàng bóp tại lòng bàn tay. Phốc xích, cơ thể nổ tung hỗn hợp có máu thịt âm thanh trên không trung vang lên, tôn thần tam cấp chiến sĩ tại cự trào bên trong không có chút nào năng lực phản kháng, phải nói năng lực của hắn căn bản không đủ lấy cùng cự trào chống lại. Cứ như vậy bị dễ dàng bóp nát, liền cặn bã nhi đều không thừa. Huyết Vũ tử trên không rơi xuống kèm theo thịt nát cùng nội tạng tàn khối, Vân Phong nhìn xem cái kia một ít đoàn vết máu kiếp sợ không thôi, ma thú cự trào đột nhiên bung ra, thanh niên cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể liền như vậy rơi xuống, cự trào chậm rãi rút về, đến vân phong trước mặt sau đó cự trưởng bên trong thả nhưng là thanh niên một cái tràn ngập sợ hãi con mắt, viên thịt đột nhiên hít mũi một cái, tuyệt không mừng xoay quá nhỏ đầu, vân phong một mặt âm trầm nhìn xem trong lòng bàn tay con mắt, trong đầu nghĩ tới một thanh âm, đưa cho ngươi, lấy về cho bọn hắn xem, rác rời này là thế nào chết, kiệt kiệt kiệt, vân phong đem cái kia tràn đầy máu tươi con mắt trực tiếp dùng thủy nguyên tố bao khỏa trong nháy mắt băng hoa, trong con ngươi sợ hãi hoàn toàn giữ lại, chỉ cần một mắt liền có thể nhìn thấy thanh niên một khắc cuối cùng trải qua ác ngộ đem khối băng bóp trong lòng bàn tay cự trào đã lùi về đến vân phong thể nội không mang theo bất cứ dấu vết gì ngươi đến tột cùng là cái gì vân phong trầm giọng thắc hỏi trong đầu âm thanh âm tái độ chuyển đến sớm muộn gì ngươi sẽ biết chờ ta đi ra ngày tâm ánh liệt nhiên nhất nặng tôn thần tam cấp chiến sĩ tại gia hỏa này một cái móng vuốt phía dưới bị triệt để bóp nát thực lực của nó đến cùng đến như thế nào độ cao kẻ như vậy nếu như thật bị thả ra lúc kia nàng gặp phải lại chính là cái gì viên thịt mau nhung nhung cái đuôi quét nhẹ qua vân phong gò má vân phong nhìn viên thịt một mắt viên thịt mắt to nháy mấy lần vân phong cười ha ha cái kia tả bản thể của ngươi rốt cuộc là hình dạng gì ta thật sự rất muốn gặp gặp viên thịt đáy mắt chỗ sâu đột nhiên ánh sáng lóe lên móng vuốt vươn đi ra nhẹ cào phía dưới vân phong gò má thân thể thân mật cùng mấy lần vân phong cười ha ha không nổi, sớm muộn nàng cũng sẽ biết nhìn xem trong tay còn sót lại này con mắt vân phong thần sắc lạnh lẽo là nên trở về thuận tiện đem lễ vật này cho giao cho thân đồ gia chủ vân phong hòa thanh niên mãnh liệt nhiên tự so đấu khu vực rời đi tất cả mọi người là lo lắng không thôi vân gia nhân đứng ngồi không yên chỉ sợ vân phong ra chút điểm ngoài ý muốn ở tại bọn hắn không thấy được chỗ đến cùng sẽ phát sinh cái gì cũng không người nào biết hiểu chỉ còn chờ hai người này trở về đoan chừng thắng thua thì có kết luận thân đổ gia chủ không có gấp chút nào ngược lại là một mặt cười nhặt trở lấy trong lòng của hắn đã sớm có kết quả liền đợi đến tin tức tốt chuyển đến chỉ chốc lát sau cao không chi thượng tựa hồ có động tĩnh hiện trường đột nhiên rối loạn lên có người nâng lên cánh tay chỉ vào bầu trời mau nhìn có người đã trở về trở về là ai vân gia nhân thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên bầu trời đám khán giả lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị bốc lên mà thân đổ gia chủ nhưng là lười biếng dương mắt thần nhất đạo hắc ảnh cái này lao nhanh hướng về bên này đi tới chỉ chốc lát sau liền tiến vào tất cả mọi người trong tầm mắt la vân phong một tiếng la lên từ quần chúng vây xem trong miệng kinh bạo mà ra tất cả mọi người nhìn xem đạo kia tinh tế thân ảnh không khỏi giật mình một chút nàng không phải chật vật bị ngã bay ra ngoài như thế nào thứ nhất trở về lại là nàng người nhà họ vân nhìn thấy vân phong bình an trở về tự nhiên là trong lòng cự thạch rơi xuống đất mây liệm hung hăng thở phào thân thể lập tức mềm lún cũng may có trắng khánh phong đỡ mà một biển cả đáy lòng hung hăng thở phào bất đắc dĩ lắc đầu nàng mỗi một lần chiến đấu cũng là chấn động lòng người như thế không ngoài dự tính làm sao có thể thân đổ ra chủ trước kia đắc ý lời biếng thần sắc đột nhiên cứng đờ một đôi mắt gắt gao nhìn xem vân phong ngón tay cơ hồ muốn đem lòng bàn tay móc ra một cái hô tới thứ nhất trở về tại sao có thể là nàng dựa theo dự tính của hắn trở về hẳn là bọn hắn người bên này chủ nhân bốn cái khế ước ma thú lập tức đổi tới vân phong bên cạnh vân phong nhìn xem cái kia bốn cái té xuống đất khôi lỗi thao túng khôi lỗi người đã chết những khôi lỗi này một cách tự nhiên đã mất đi tác dụng mà bốn cái khế ước ma thú tại vừa thoát khỏi khôi lỗi lúc cũng nghĩ đi tìm vân phong nhưng không ngờ vân phong đã bình yên quay về hắn ở đâu thân đổ ra chủ đợi nửa ngày cuối cùng là không thấy ngoại viện cái bóng lòng không khỏi hung hăng cuồng loạn mấy lần một cái không tốt ý niệm tại hắn trong đầu cấp tốc tạo thành sẽ không phải giống như vòng thứ ba như vậy xuất hiện một ít ngoại ý muốn mà bỏ mình đi không cái này căn bản không có thể nhà bào chế thuốc thực lực không cao có thể lý giải nhưng cái này ngoại viện thế nhưng là tôn thần tam cấp chiến sĩ hơn nữa bản thân cũng có nhất định tính đặc thù bằng vân phong năng lực căn bản cũng không có thể để cho bỏ mình vân phong đem bốn cái khế ước ma thú thu hồi hai mắt lạnh như băng nhìn xem thân đồ gia chủ thân đồ gia chủ nhìn vân phong ngũ quan càng nhìn càng là tâm cảnh càng nhìn càng là lạnh mình vân phong ta hỏi ngươi hắn ở đâu thân đổ ra chủ cơ hồ là dùng quát vừa nghĩ tới có thể xuất hiện kết quả nghĩ đến thân đổ ra có thể gặp phải hết thảy thân đổ ra chủ đầu lông mày thỉnh thịch nhảy đến mấy lần hắn ở chỗ này vân phong đột nhiên vung tay một vật từ trong lòng bàn tay phi tốc trở ra thân đổ ra chủ bàn tay dâng lên đem mấy thứ hỏi một chút tiếp tại lòng bàn tay chỉ cảm thấy một hồi băng lánh lại là một cái khổng lồ khối băng thân đổ ra chủ vừa muốn quát lớn lại đột nhiên không còn âm thanh ở nơi này khối băng bên trong rõ ràng là một con mắt mà ánh mắt là thuộc về tôn này thần tam cấp ngoại viện thân đổ ra chủ mặt của da hung hăng rút mấy rút lòng bàn tay đột nhiên siết chặt khối băng trong hai con ngươi ẩn chứa không có gì sánh kịp phẫn nộ tôn thần tam cấp chiến sĩ thế mà chỉ còn lại một cái ánh mắt cái này khiến hắn như thế nào đối với người kia giao phó ngọc liên ở một bên cũng nhìn thấy vân phong ném tới đồ vật khi thấy cái kia trong đó ánh mắt sau đó ngọc liên sắc mặt trầm xuống hai con ngươi nhìn hướng vân phong nữ nhân này ra tay lại có thể hung ác đến cái này phân thượng vân phong ngươi giám sáu thân đồ gia chủ cắn răng nghiến lợi mở miệng nói đến một nửa cứng rắn đem chính mình mà nói lại nuốt xuống vân phong lanh nhất tiếu thân đồ gia chủ phần lễ vật này còn hài lòng thân đồ gia chủ sắc mặt đột nhiên đỏ lên trên cổ gân xanh từng cái từng cái bạo khởi vân phong đạm nhiên quay người môi đỏ khẽ mở còn có một vòng cuối cùng thân đồ gia chủ cũng nên cẩn thận nếu như thân đồ gia bị giật xuống nhất đẳng gia tộc chi vị ta vân phong thể phải đem trước đây vân gia bị hết thảy gấp trăm lần nghìn lần còn cho thân đồ vân phong thân ảnh nhanh chóng đi xa thân đồ gia chủ nhưng là bị một lời nói này có chút trở đến cũng ở đây cái thời điểm ý thức được thân đồ gia sắp gặp phải là dạng gì vận mệnh vòng thứ tư so đấu lấy thân đồ gia ngoại viện lần nữa bỏ mình kết quả kết thúc vân gia hoàn toàn xứng đáng lần nữa đạt được thắng lợi chỉ bất quá tất cả mọi người nghi ngờ là vân phong như thế nào đem vị kia ngoại viện dẫn đến tử vong dù sao cái kia ngoại viện thế nhưng là tôn thần tam cấp thế lực vân phong mặc dù thế lực cũng không kém nhưng đến bỏ mình tình cảnh nhưng là đám người không thể nào đón trước hai vị ngoại viện liên tiếp mà chết thân đổ ra bây giờ đã là kiến bỏ trên trào nóng ngọc liên thờ ơ lạnh nhạt trong lòng tình tưởng thân đổ ra hai cái này ngoại viện cũng không đơn giản thân đổ ra sau lưng cỗ thế lực kia cũng không đơn giản cỗ thế lực này thậm chí còn muốn cùng nàng thân cận ngọc liên chỉ là cười lạnh nàng thế nhưng là nạp khê nhất tộc người thế lực như vậy nếu như vọng tưởng muốn leo lên nạp khê nhất tộc đó thật đúng là si tâm vọng tưởng vân gia xinh đẹp lật về hai câu cái này khiến đám người đối với vân gia trước tiên hai lần chủ động chịu thua càng là ngờ tới rất sâu càng ngày càng cảm thấy vân gia là cố ý châm chọc thân đồ gia nhường thân đồ gia lúc trước từ lấy đắc ý bây giờ lại là hung hăng đả kích vân gia một chiêu này phong hiểm cực lớn nhưng là mười phần xào rượu nếu như không có nhất định thắng đảm lượng cùng chuẩn bị nhường nhà ai làm như vậy cũng là không dám quý gia vững chắc nhị đẳng gia tộc chi vị quý gia chủ tự nhiên vui vẻ ra mặt lần này nếu không phải vân gia hỗ trợ quý gia vận mệnh có thể tưởng tượng được vòng thứ tư tranh tài kết thúc quý gia chủ liền chạy đến gửi tới lời cảm ơn hơn nữa đem tôn thần vũ khí cùng nhau trả lại đối với cái này tôn thần vũ khí không có tham lam chiếm hữu chi tâm là không thể nào nhưng quý gia chủ vẫn là lý trí người sẽ không bởi vì này điểm lợi ích sẽ phá hủy vừa hòa vân nhà tạo dựng lên giao tình, có thể nói quý gia chủ người này tâm tư trầm ổn lại ánh mắt lâu dài phương gia gia chủ mặc dù không có quý gia chủ như thế như vậy tâm tính mặc dù ban đầu là vân gia chủ động đưa ra trợ giúp phương gia chủ cũng biết rõ vân gia lần này trợ giúp chiếm tỷ trọng lớn bao nhiêu phương gia hỏa vân gia trước mắt một dạng cũng là hai hai lại nhìn vòng thứ năm thành tích phương gia chủ cảm tạ cũng không nhiều lời dù sao không phải là phương gia chủ động có chuyện nhờ chỉ là nói đơn giản mấy câu giọng rất vì thành khẩn hơn nữa đem tôn thần vũ khí cũng đồng dạng trả lại hai vị gia chủ thái độ cho thấy vân gia thượng vị phía sau thế lực cũng dần dần có hình thức ban đầu vòng thứ tư đi qua thân đổ ra tất cả ưu thế mất hết mặc dù ngoại nhân nhìn không ra cái gì nhưng thân đổ gia chủ đã tức gần chết hận không thể lập tức tự tay giải quyết vân phòng đều là bởi vì nàng hai vị kia ngoại viện mới có thể xảy ra chuyện thân đổ gia chủ cũng là dốc hết sức cái này vòng thứ năm tuyệt đối không thể lại thua hắn muốn tương vân nhà triệt để đóng đinh vòng thứ năm vẹn vẹn có bốn nhà tham dự phương gia đối với bách lý gia tộc thân đổ gia đối với vân gia vòng thứ tư so đấu vừa kết thúc vòng thứ năm so đấu liền muốn kéo ra màn che. đám khán giả còn đắm chìm tại vòng thứ tư đủ loại trong nghị luận mấu chốt nhất vòng thứ năm liền muốn bắt đầu vòng thứ năm so đấu là gia tộc nội tình, đến nỗi cụ thể so cái gì đến bây giờ cũng không biết vân gia tam vị trưởng lão hòa vân phong tụ tập cùng một chỗ thảo luận gia tộc này nội tình có khả năng so đấu nội dung cuối cùng ra kết luận một thiết đô có khả năng để cho vân phong để ý nhưng là cái này so với liệu mạng nội dung rốt cuộc là ai tới định thân độ ra sao thân độ ra bây giờ làm đệ nhất gia tộc tự nhiên có cái quyền lợi này lượng hắn tại trước mặt mọi người cũng không dám đem nội dung định toàn bộ thiên vị chính mình không thiên về đàn chính mình nhưng nhằm vào vân gia yếu thế ngược lại là vừa có khả năng bất quá thân độ gia chủ nhưng là không thể đoán được vân phong một người chỗ kia có bà bối mỗi cái đều là hắn không thể nghĩ thảo luận đường này vân phong hòa ba vị trưởng lao cũng là không xác định thân độ gia xáo lộ chỉ có chờ vòng thứ năm chân chính lúc bắt đầu mới có thể biết được bất quá từ trên xuống dưới nhà họ vân đều là biết cái này vòng thứ năm thân độ gia nhất định nhiên hội vận dụng toàn lực mà vân gia tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó vòng thứ năm so đấu chính là bắt đầu so đấu nội dung là gia tộc nội tình gia tộc nội tình bao dung phạm vi tương đương rộng, gia tộc người mới số lượng quý hiếm dị bảo, thực lực tiêu chuẩn đều bao hàm ở bên trong, còn có khác mỗi cái phương diện, gia tộc này nội tình nên như thế nào so đấu cũng là đám người quan tâm nhất chủ đề. Vòng thứ năm so đấu phía trước, thân đồ gia chủ đứng tại trên đài cao, tuyên bố một lần này so đấu nội dung, làm thân đồ gia chủ sau khi nói xong, đưa tới hiện trường một mảnh ồn ào. Vòng thứ năm gia tộc nội tình là muốn thông qua một cái thủ đoạn đặc thù tiến hành, đó chính là tầm bảo. Cái gọi là tầm bảo chính là chỉ định một cái địa điểm, từ trong tìm ra tự nhận là nhất là vật quý hiếm mang ra tương đối chính mình tìm được dĩ nhiên chính là thuộc về mình gia tộc bên trong cũng coi như là gia tộc nội tình một bộ phận nếu là đơn thuần từ bên trong gia tộc lấy ra vật phẩm tới thì căn bản không so sánh được ra cái gì tầm bảo không khỏi muốn khảo nghiệm tầm bảo người thế lực cùng dũng khí chú trọng hơn thì còn lại là tầm bảo người ánh mắt và đối với vật quý hiếm giới định nếu như là không có có từng thấy việc đời người ở nơi này một vòng bên trên tự nhiên là phải thua thiệt lớn nội dung vừa ra đưa tới đám khán giả lòng hiếu kỳ cái này so với liều chết địa điểm ở đâu là nhất là làm cho người chú ý thân độ ra chủ cười ha ha ung dung nói ra một chỗ mà chỗ làm cho tất cả mọi người lại lần nữa cả kinh trầm nguyệt cánh rừng vân gia tam vị trưởng lão nghe được cái tên này thần sắc mãnh liệt nhiên nhất biến vân phong không biết cái này trầm nguyệt cánh rừng ra sao chỗ bất quá nhìn ba vị trưởng lão cũng là thần sắc cũng biết là một cái hung hiểm chỗ thân đổ ra chủ lên tiếng lần nữa vòng thứ năm chỗ phái ra người có thể có lập lại dù sao cái này vòng thứ năm thực vì đặc thù hết thệ cũng đều có thể đặc thù hóa bốn cái gia tộc đều có ba ngày thời gian chuẩn bị tiếp lấy vòng thứ năm tranh tài liền muốn tại trầm nguyệt cánh rừng chính là kéo ra màn tre thân đổ ra chủ nói xong hết thảy ánh mắt có thâm ý khác nhìn vân phong một chút nếp miệng lên cái kia xóa nụ cười mang theo âm tàn cùng sát ý nha đầu cái này vòng thứ năm ngươi vẫn là không nên đi vân gia phái người khác đi liền có thể về tới vân gia tổng bộ vân gia tam vị trưởng lão đều là sắc mặt nặng nề trong lời nói cũng không đồng ý vân phong tham gia cái này vòng thứ năm vân phong đứng ở nơi đó giữ im lặng cuối cùng mở miệng cái kia trần nguyệt cánh rừng đến tột cùng là địa phương nào vì cái gì ba vị trưởng lão thần sắc ngưng trọng như thế vân gia tam vị trưởng lão đều là những mày vân gia tam trưởng lão bàn tay hung hăng gỗ hảo một cái thân đồ gia chủ lại là trần nguyệt cánh rừng vân gia đại trưởng lão thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn xem vân phong trần nguyện cánh rừng là nội vực bên trong thực vì đặc thù một mảnh vực phiến địa vực này cùng vô tận chi hải có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu mặc dù nội vực bên trong nhân loại dấu vết hoạt động rộng lớn khác sâu nhưng cái này chẳng nguyệt cánh rừng nhưng là đặc biệt một khối địa vực một khối nhân loại lộ ra thiếu đặt chân khu vực cùng vô tận chi hải có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu vân phong nhữ mày không nghĩ tới tại nhân loại sinh hoạt nội vực bên trong thế mà cũng có chỗ như vậy há lại nhân loại cùng ma thú cũng là sống lân cận chỉ bất quá lẫn nhau không can thiệp địa bàn của đối phương thôi giống như chia cắt phiến đại lục này vạn thú sân mạch nó trùng điệp chỗ cơ hồ đều hòa nhân loại thổ địa giáp giới chỉ bất quá không giống vô tận chi hải như vậy nghiêm ngặt ở bên trong vực bên trong lại có cùng vô tận chi hải thực vì chỗ tương tự vân phong cũng thực vì hiếu kỳ trâm Nguyệt cánh rừng cũng có thể coi là nội vực trong cấm khu không phải là không có nhân loại cường già đặt chân qua nhưng sau khi tiến vào lại cũng chưa từng đi ra đến nước này hậu nhân loại liền lộ ra thiếu chú ý một khu vực như vậy mặc dù trong lòng đều có một phần hiếu kỳ nhưng không có ai lại đặt chân nơi đó dân ra trâm Nguyệt cánh rừng trở thành nội vực bên trong đặc biệt tồn tại ở trong đó đến tột cùng có cái gì mọi người cũng tại không ngừng nở tới Nghe xong Vân gia nhị trưởng lão mà nói Vân Phong trầm mặc, Trầm Nguyệt cánh rừng tồn tại sát thực cùng vô tận chi hải thực vì tương tự, nhân loại đối nó đều ôm lấy hưng thu thật lớn nhưng vì thế cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, có lẽ Trầm Nguyệt cánh rừng bên trong cũng sinh hoạt ma thu tộc đàn, không phải vậy nhân loại cường giả như thế nào dễ dàng bỏ mạng tại này. Thân đổ ra chủ đây là muốn công nhiên khiêu khích Trầm Nguyệt cánh rừng, hắn sẽ không sợ dẫn xuất cái gì sự đoan. Vân gia tam trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, Vân gia nhị trưởng lão lanh lanh nhất lời. hắn đây là bị ép, chó cùng rất dậu. Hắn mong muốn không chỉ là đệ ngũ vòng thắng lợi, hắn mong muốn còn có nhà đồ mệnh. Vân Phong nước mắt vân gia tam vị trưởng lão đều là thần sắc trầm xuống hắn liệu định chúng ta sẽ không bỏ rơi đệ ngũ vòng tất nhiên sẽ phái nha đầu ra sân cho nên mới sẽ như thế quyết định chỉ là đáng tiếc sáu vân gia đại trưởng lão ánh mắt băng lãnh chỉ là đáng tiếc hắn đoán sai một điểm chúng ta sẽ không để cho người đi mạo hiểm vân phong mặc dù xúc động ba vị trưởng lão bảo vệ nhưng đệ ngũ vòng vân gia tầm quan trọng vân phong cũng là tương đối rõ ràng nàng không có khả năng nhường hết thể cố gắng ở nơi này một vòng phí công nhọc sức ba vị trưởng lão cho vân phong nói một câu vân phong đi lên trước ba vị trưởng lao đối với vân phong bảo vệ vân phong trong lòng sáng tỏ nhưng vòng này đối với vân gia là cực kỳ trọng yếu một vòng không thể có bất luận cái gì sai lầm nha đầu ngươi cũng không thể có bất luận cái gì sai lầm vân gia tam vị trưởng lão mở miệng vân phong cười ha ha thân đổ gia chủ đối ta oán hận đã tới độ cao nhất định coi như vân gia phái người khác hắn cũng còn có thể chế tạo sự cố sẽ không nghỉ đã như vậy ta vốn không có chôn tranh lý do liền để hắn hướng về phía ta tới tốt không muốn liên lụy vân gia những người khác thế nhưng là sáu thân đổ gia chủ không có khả năng tự mình đọc thủ vô cùng có khả năng thân đồ ra lại có một cái ngoại viện hoặc hắn đem hậu chiêu giao cho thân đồ gia nhân ngoại viện đoán chừng sẽ không còn có thân đồ gia chủ cũng không tiện mặt dạng mày dày lại thêm chỉ có thân đồ gia nhân ra sân thân đồ gia chủ thì sẽ đem một vài thứ giao cho người này nhưng người này giải quyết ta vân gia tam vị trưởng lão chân mày nhíu chặt vân phong tiếp tục lái khẩu đạo nếu muốn giết ta nhưng là không nghĩ bị người phát hiện thân đồ gia chủ lúc này mới lựa chọn trầm nguyện cánh rừng nếu như tuyển thủ ở bên trong xảy ra chuyện hắn cũng có thể đẩy không còn một mảnh cho nên chúng ta mới không để ngươi đi vân phong lắc đầu cười khẽ chẳng lẽ vì ta liền để vân gia nhân đi vào sao ba vị trường lão cũng biết đi vào trần nguyện cánh rừng kết quả coi như tránh thoát thân đổ ra tính toán nhưng nếu chọc dẫn tới trần nguyện cánh rừng bên trong một thứ gì đó phải nên làm như thế nào nếu như ta đoán không tệ cái kia trần nguyện cánh rừng bên trong chỉ sợ cũng sinh tồn ma thú một ít chủng tộc nếu bàn về cùng ma thú giao tiếp còn có ai so với ta càng lành nghề vân ra những người khác đi vào chính là chết nhưng vân phong đi vào còn có có thể còn sống thế nhưng là nha đầu a sáu vân phong lắc đầu vân phong chỉ là vân gia trong người bình thường cùng tất cả vân gia nhân nhất dạng cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thù nếu là nhất định có hy sinh vân phong cam nguyện gánh chịu cái này phong hiểm vân gia tam vị trưởng lão nói không ra lời chuyến đi này sẽ có kết quả gì bọn hắn đều biết bọn hắn không muốn để cho nha đầu này đi dính hữu nhất định phải nhường vân ra bên trong người nào đó đi gánh chịu hết thảy nhìn xem vân phong khỏe miệng cái kia xóa nụ cười vân ra tam vị trưởng lão nội tâm phức tạp và phần ba vị trưởng lão còn không tin vân phong thực lực sao vân ra tam vị trưởng lão đều là khẽ giật mình cuối cùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu vân phong một khi nhận định sự tình bất luận là ai cũng không cách nào dễ dàng thay đổi vân ra tam vị trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười chỉ hy vọng nàng cuối cùng có thể bình an trở về ba ngày đã qua cuối cùng một vòng chính thức bắt đầu bốn cái gia tộc người cũng là tuần tự đi tới trầm nguyện cánh rừng khu vực và ngoài mà đám khán giả cũng là ở nơi này cách rất xa bên trên thiết lập doanh địa tầm bảo cũng không phải một sớm một chiều thì có thể được ra kết quả muốn ở chỗ này ngây ngốc một trận tứ đại gia tộc xuất chiến người đều đã đến cùng phương gia bách lý gia còn có thân đổ gia cũng là phái người lớn tuổi chỉ có vân gia phái gia bề ngoài nhìn qua chừng hai mươi vân phong vân phong tuổi vốn cũng không lớn cùng những người này so sánh khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy kiến thức cùng lịch duyệt đều không đủ nghị luận lại nổi lên đám khán giả rất nhiều đều cho rằng vân phong mặc dù thực lực cường hãn nhưng ở kiến thức bên trên sợ rằng phải ánh mắt thiệt cận những người này nhưng là không biết vân phong một đường tới nay kinh lịch vân phong chỗ đi qua chỗ thấy biết đến đồ vật không phải những người này có thể tưởng tượng thân đồ gia chủ cười ha hả nhìn vân phong một mắt trong đó tính toán ý vị rất sâu vân phong trở về lấy cười nhạt thân đồ gia chủ ra mặt một quất tầm bảo thời gian là ba tháng sau ba tháng nếu như không thể từ trầm nguyện cánh rừng đi ra thì coi là tự động thất bại trong vòng ba tháng từ trong đi ra mới tính hữu hiệu tiếp đó so đấu song phương tìm bảo vật cao thấp ba tháng thời gian tương đối dài một đoạn thời gian vân phong quay đầu mắt nhìn xa xa khu vực kia mắt đen hơi trầm xuống nói xong thời hạn sau đó trăm dặm gia hòa thân đổ ra nhân đứng nuôi chịu xào khởi hành người của phương gia cũng là theo sát phía sau vân gia tam vị trưởng lão lại lần nữa căn dặn một phen vân phong lúc này mới chuẩn bị lên đường đi không bao lâu một thanh âm kêu nàng vân phong vân phong chậm rãi quay đầu một thân ảnh từ một bên bóng tối mà ra chính là ngọc liên vân phong nhữ mày có việc ngọc liên cười lạnh ta nhưng không có thể gian cùng các người chơi loại này nhàm chán trò chơi đi cũng tốt vân phong nhàn nhạt mở miệng không tiếp tục để ý nàng quay người tiến lên ngọc liên hơi đỏ mặt nhịn không được giống lên ngươi ngược lại là rất đề cao bản thân đã như vậy có bản lĩnh liền đến nạp khê nhất tộc đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi xem một chút giữa ngươi ta trên lệnh sẽ cho ngươi biết ngươi là đến cỡ nào không xứng với hắn vân phong quay người gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ mỉm cười ta sẽ đi ngọc liên hung hăng cắn răng ta chờ ngươi dứt lời tung người nhảy lên thân thể đứng tại cao không trí thượng đến lúc đó cũng đừng là tự rước lấy đủ, thử ngọc liên nói xong thân ảnh lóe lên đã hoàn toàn biến mất không thấy vân phong sao cũng được giật nhẹ khỏe miệng tiếp tục đi về phía trước tiến khác ba cái gia tộc người đã sớm không thấy bóng dáng Vân Phong lật ra linh mẫn ngọc đội, nhìn xem ba cái kia điên cuồng hướng phía trước di động điểm sáng, môi đỏ duy dương, trầm nguyệt cánh dừng, có ít người đi vào cũng đừng nghĩ lại đi ra. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu trầm nguyệt cánh dừng đối với Vân Phong tới nói là lần gặp gỡ, nàng lại ở chỗ này đụng tới thần mã như cục xịt bóp. A a a a đại gia đoán xem nhìn a. À.